Chương 21. Lâm Duyệt thật ra không có hứng thú với chuyện thị phi đúng sai giữa Tề Nhiễm và mấy người anh em của y, quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm hiện giờ đơn giản chỉ là hợp tác, hắn vào dự tiệc cũng chẳng có việc gì làm, trừ ăn ra thì cảm thấy vô cùng chán, cũng may là đầu bếp của hoàng cung có tay nghề đẳng cấp cao, hắn ăn rất hài lòng, rồi khi rảnh rỗi không có gì làm thì hắn bắt đầu quan sát Tề Nhiễm. Nói thật lòng, Tề Nhiễm là một người có gương mặt đẹp vô cùng, khí chất của y tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác ôn hòa nho nhã, bình dị dễ gần. Trận hỗn loạn sau đó giúp Lâm Duyệt có cái nhìn trực quan về hoàng quyền thời cổ đại, có một khoảng khắc mà Lâm Duyệt cảm thấy quyền lực đúng là một thứ tốt, hắn không rõ ràng luật pháp của đại tề quy định ra sao, vì thất hoàng tử kia rốt cuộc đã phạm phải tội gì, nhưng hắn đã gặp qua quá nhiều người, cũng từng thấy hết những gì nằm sau lớp mặt nạ da người kia, lại hiểu rõ tất cả những biểu cảm trên mặt người khác biểu hiện của những người đó phản ảnh toàn bộ suy nghĩ chân thật của đám đại thần và phi tần trong hậu cung khi đó, có kẻ thì vui mừng trên tai họa của người khác, cũng có người thì kinh hoảng bất an. Tề Anh cầm kiếm thì căng thẳng và bối rối, Tề Tĩnh thì kinh ngạc, còn Tề Nhiễm là người bình tĩnh nhất. Tóm lại sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của Lâm Duyệt chính là việc này có liên quan đến vị thái tử lòng dạ thâm sâu kia. Tuy rằng mỗi hành vi và lời nói của Tề Nhiễm sau đó đều vô cùng phù hợp với thân phận của y, nhưng lâm duyệt vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào trực giác của mình vẻ mặt của tề nhiễm rất giả người khác không nhìn ra nhưng lâm duyệt lại có thể ánh mắt mà tề nhiễm nhìn người xung quanh không có độ ấm cho dù là khi nhìn tề anh cũng vậy bình đẳng và lạnh nhạt bây giờ phản ứng của tề nhiễm vừa hay nói lên rằng cảm giác của hắn khi đó là chính xác ẩn sau sự việc này chắc chắn có vấn đề mà hắn không biết nhưng lâm duyệt cũng không định hỏi thêm hắn đến tìm tề nhiễm chỉ là vì muốn thay đổi nội dung hợp tác giữa hai bên Hắn cứ cảm thấy kiếp này mà mình cứ tiếp tục sống vô vị như thế này thì đúng là không ra sao. Bây giờ có một người có thể nhìn thấy hắn, ai biết được kiếp sau sẽ ra sao, nói không chừng còn không thể gặp được người như vậy nữa, hắn cảm thấy mình nên làm chút gì đó, ví dụ như gây dựng sự nghiệp của riêng mình trong thời cổ đại mà hoàn quyền lớn hơn tất cả này. Lâm Duyệt rất có thành ý với đối tác của mình, sau khi Tề Nhiễm ổn định lại tâm trạng, hắn bèn nói ra suy nghĩ của mình. Ánh mắt của Tề Nhiễm hơi lạnh, y nhìn Lâm Duyệt giọng nói lành lạnh vang lên vậy ngươi muốn vị trí nào lâm duyệt làm như không thấy sự đề phòng của tề nhiễm hắn đùa cật đáp vậy thì phải xem công lao của ta lớn đến đâu ta không thể cứ tiếp tục trốn sau lưng ngươi đàn ông thì phải lập nghiệp ví dụ như phong hầu bái tướng này hoặc là dưới một người trên vạn người chẳng hạn phong hầu bái tướng dưới một người trên vạn người đúng là suy nghĩ hay có khí phách tề nhiễm hoàn toàn không bất mãn với lời nói của lâm duyệt đương nhiên dù trong lòng có bấn an y cũng không thể hiện ra ngoài chỉ nhướng mày lạnh giọng hỏi đương nhiên công lao của ngươi có thể làm đến như thế vậy thì nếu ta thành công lên ngôi ngày sau sẽ phong ngươi làm tể tướng thế nào được một lời đã định nói rồi lâm duyệt vương tay ra tề nhiễm nhìn bóng đen trước mặt không biết hắn muốn làm gì nên cứ ngơ ngác sau cùng tự lâm duyệt chờ mất kiên nhẫn nên cầm lấy tay của tề nhiễm vỗ lên tay mình một cái nói vỗ tay lập lời thề thái tử điện hạ đừng quên lời đã nói hôm nay nói xong lâm duyệt liền buông bàn tay hơi lạnh của tề nhiễm ra lúc này tề nhĩ phản ứng lại là hắn đang làm gì bàn tay liền lập tức trục về dấu trong tay áo cứ như bị điện giật nhẹ nhàng siết lại từ sau khi tề nhiễm sống lại thường nghĩ đến những việc làm của mai phi và phỉ an ninh đó đều là những người rất thân thiết với y bọn họ đều có thể phản bội y vậy thì càng đừng nói đến người khác tuy rằng nghĩ đến những việc và người đó luôn khiến y cảm thấy khó chịu thậm chí là buồn nôn nhưng tề nhiễm muốn mình nhớ thật kỹ những điều đó, mỗi ngày đều phải nghĩ đến một lần. Việc này lại càng khiến cho y cực kỳ không thích tiếp xúc gần với người khác, mỗi ngày người hầu giúp y mặc quần áo, y đều phải vô cùng nhẫn nại. Mà đối với tiếp xúc của Lâm Duyệt vừa rồi, ngoài trừ kinh ngạc thì y không cảm thấy chán ghét hay buồn nôn, có lẽ là vì hành động của Lâm Duyệt quá đột ngột. Y căn bản không kịp phản ứng lại, tề nhiễm lơ đã nghĩ, Lâm Duyệt thấy phản ứng của tề nhiễm, chỉ nói, nếu đã đạt được thỏa thuận mới, vậy thái tử điện hạ có cần ta làm gì không tề nhiễm biết mấy chữ thái tử điện hạ trong miệng lâm duyệt không hề có ý tôn kính như người khác tựa như đây cũng chỉ là một cái danh xưng không mấy quan trọng mà thôi tề nhiễm lúc này đang phiền muộn nghe vậy bèn đáp có việc thì cô sẽ cho người thông báo cho ngươi lâm duyệt gật đầu đáp vậy hy vọng thái tử điện hạ không để ta chờ quá lâu sau đó hắn liền rời khỏi đông cung đương nhiên là không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của tề nhiễm khi nhìn mình chờ lâm duyệt rời đi rất lâu rồi tề nhiễm tự mình tắt đèn trong tẩm cung, sau đó mới nằm lên giường, đột nhiên lại nghĩ Lâm Duyệt đúng là một kẻ gan to bằng trời. Đương nhiên, cả hai người họ đều không nghĩ đến lời đùa giỡn hôm nay lại trở thành sự thật ngày sau. Tuy âm Duyệt không có phong hầu bái tướng, nhưng hắn quả thật không chỉ đứng trên vạn người, mà còn trên cả một người kia nữa. Mà tề nhiễm lại tự tay dân trái tim đã bị tổn thương xé nấy của mình lên trước mặt Lâm Duyệt. Lâm Duyệt trời khỏi hoàng cung rồi bay lang thang, hắn cảm thấy tuy rằng tề nhiễm không bảo mình làm gì cả nhưng hắn vẫn có nghĩa vụ thu thập tài liệu để tiện sau này hai người có thể giao lưu dễ dàng hơn hoàng cung đêm nay rất náo nhiệt mai phi cũng chưa ngủ tề anh vì không muốn bà lo lắng nên đặc biệt đến thăm bà trước rồi mới trở về còn bà ta thì sai người đi điều tra xem ai đã hãm hại tề anh trọng điểm tất nhiên là nằm trên phe cánh của an quý phi thậm chí bà ta còn nghĩ phải chăng trong cung của mình có người nương tựa an quý phi mà mình không biết tất nhiên Mai Phi đang nghi cũng có chút nghi ngờ với Tề Nhiễm, phải chăng là y đã nhìn ra cái gì đó nên mới ra tay, nhưng giả thiết này không đứng vững. Bà thấy tận mắt thái độ của Tề Nhiễm với Tề Anh, tuyệt đối không nhìn lầm. Quan trọng nhất chính là làm sao mà Tề Nhiễm biết được chuyện thích khách của Nam Chiếu để mà chuẩn bị chứ? Vậy nên vấn đề vẫn nằm trên người trong cung, mà những người kia có lẽ chỉ là thấy tình huống quá rối loạn nên nhân cơ hội hãm hại Tề Anh. Nhưng làm sao thanh kiếm kia có thể lọt vào trong đại điện? Ai đã đưa nó vào tay Tề Anh? Mai Phi càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, quyết định ngày mai phải gọi Tệ Anh đến hỏi rõ tình huống lúc đó mới yên tâm. Còn trong cung của An Quý Phi, Tệ Tỉnh cũng chưa rời đi, hắn nghe nói chuyện này không phải do An Quý Phi ra tay, cảm thấy càng đáng suy ngẫm. An Quý Phi sụ mặt nói, ta làm sao có bản lĩnh đến mức biết trước nam chiếu có thích khách, hơn nữa, Phỉ Hạ và Tệ Anh đi cả một đường còn không phát hiện vấn đề, chúng ta làm sao phát hiện được, dù có bí được thì yến tiệc được tổ chức gấp gáp như vậy chúng ta quả thật là không thể chuẩn bị kế sách vẹn toàn được nói đến đây an quý phi hỏi tĩnh nhi con nói xem liệu có phải thái tử và tề anh trở mặt lần này do thái tử ra tay tề tỉnh nhàn nhạt đáp không có khả năng lắm tuy rằng hành vi gần đây của thái tử hơi bất thường nhưng y thật lòng đối xử tốt với mai phi và tề anh hơn nữa nếu thái tử muốn hại thất ca thì sẽ không mạo hiểm giải vây cho hắn trên đại điện con nói cũng có lý việc này thật sự quá kỳ lạ an quý phi xoa xoa cái đầu đang phát đau nói tiếp cặp mắt hồ ly của mai phi chắc chắn sẽ nhắm vào chỗ ta nếu việc này do ta làm thì ta cũng nhận nhưng vấn đề là không phải chúng ta làm lại còn bị nghi ngờ đúng là tức chết người mà tề tỉnh nghe vậy trầm ngâm một lát mới nói mẫu phi mấy ngày này e rằng tâm trạng phụ hoàng sẽ không tốt hơn nữa chắc chắn sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng phụ hoàng kỹ nhất là việc anh em hãm hại lẫn nhau bên nhà ngoại tổ cũng cần phải chuyển lời bảo bọn họ cẩn thận hơn nữa lúc này quan trọng nhất là ổn định đừng để phụ hoàng bắt được điểm yếu gì an quý phi gật đầu con yên tâm mẫu phi biết mà tề tỉnh thấy thời gian không còn sớm an ủi an quý phi vài câu rồi cũng rời đi chờ khi gã ra khỏi cung điện của an quý phi gương mặt diễm lệ đã không còn biểu cảm gì ánh mắt gã hướng về phía đông cung của thái tử ánh mắt hơi lay động sóng mắt lấp loáng bên ngoài hoàng cung phòng của bà cụ phỉ cũng đèn đuốc sáng trưng phỉ hạ phỉ cẩm cùng những người có tiếng nói trong nhà họ phỉ đều có mặt bà cụ nhìn phỉ hạ hỏi con làm việc thế nào vậy công chúa năm chiếu đi cùng cả một đường vậy mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường phỉ hạ bất đắc dĩ xuề tay đáp mẫu thân công chúa tuy rằng là để hòa thân nhưng thân phận vẫn không tầm thường chúng con cũng không thể cho người đi lục soát các nàng hơn nửa người đã đưa vào hoàng cung thì làm gì còn chỗ cho chúng con lên tiếng nữa chứ đúng vậy thưa tổ mẫu việc này nếu trách thì phải trách người trong cung không kiểm tra cẩn thận, công chúa thì không dễ xét người, nhưng đám vũ công kìa thì giấu lưỡi đau trong búi tóc, vậy mà bọn họ cũng có lục soát ra được đâu, nói cho cùng thì vẫn là trong cung thất trách, phỉ thanh đứng bên cạnh nghe thế thì chen vào, bà cụ phỉ trừng phỉ thanh, nói, con nói thật nhiều, phỉ hạ cũng đá cho phỉ thanh một cái, mắng, ở đây có chỗ cho con nói xen vào à, phỉ thanh biểu môi, thần sắc khinh bỉ bà cụ phỉ cũng lười nhìn bộ dạng phá phách của hắn thêm nữa, bà nhìn sang phỉ hạ căng dặn: nhà chúng ta khác với người thường, con cần phải biết rõ. nếu lần này thích khách mà thành công, thì nhà họ phỉ chúng ta chính là tội nhân thiên cổ của đại tề. nương nương trong cung, thái tử và thất hoàng tử cũng sẽ rơi vào tình thế không tốt, chuyện này chúng ta cần phải điều tra rõ ràng. phỉ hạ cùng phỉ cẩm đáp: xin mẫu thân yên tâm, chúng con biết phải làm sao. khi lâm duyệt đang hàng hái bay lang thang khắp nơi. Phòng của bà cụ Lâm trong Lâm Phủ cũng vô cùng náo nhiệt, có điều lúc này bọn họ không thảo luận về thích khách Nam Chiếu, cũng không phải vấn đề thất hoàng tử có bị oan hay không, mà là kẻ phá của Lâm Duyệt. Bà cụ cầm một loạt hóa đơn mà tức đến phát trung, sau đó thẳng tay ném xấy giấy đang cầm cho Trương Thị, mắng, cô xem con trai ngoan của cô đi này. Trương Thị nhặt lên xem qua, rõ ràng là kinh ngạc, số giấy này đều là hóa đơn của các cửa hàng lớn trong Kinh Thành, tính sơ qua chỉ trong một ngày mà Lâm Duyệt đã tiêu tốn gần 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng, Lâm Duyệt tiêu thế nào vậy? Trương Thị cẩn thận đọc lại, chỉ tính đồ cổ đã mất khoảng 3.000 lượng, hàng hóa kích cỡ lớn gần 300 lượng, cộng thêm nhân sâm lâu năm từ các hiệu thuốc mất 1.000 lượng, còn lại là một số thứ lạc vặt nữa. Trương Thị ngơ ngác nhìn số hóa đơn này, thầm nhủ, đúng là Lâm Duyệt tiêu tiền hơi quá tay rồi, chưa kể là đều tính vào tiền chung trong nhà, không có một đồng nào tính vào tiền riêng, chẳng trách mà bà cụ Lâm nổi giận. Khi ông cụ Lâm và Lâm Trung đến nơi, bà cụ đang ôm ngực mà chỉ vào Trương Thị mắng mỏ. Vốn ông cụ Lâm đang bàn luận việc triều đình với Lâm Trung ở thư phòng thì bà cụ sai người đến nói trong nhà xảy ra việc lớn. Ông còn tưởng là việc to bằng trời, kết quả chỉ là những chuyện vặt vảnh đằng sau, khiến cho ông cụ hết sức mất kiên nhẫn. Ông nhìn bà cụ Lâm bảo, rốt cuộc là bà có chuyện gì? Bà cụ Lâm nghe thấy sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu của ông cụ, bà liền lau nước mắt lấy số hóa đơn từ trong tay trương thị ra để vào tay ông mà rằng, còn không phải do ông nuông chiều mà ra hay sao, còn nói cái gì mà nếu thiếu bạc thì cứ lấy trong kho, này thì lấy hết trong kho chứ còn gì nữa. Ông cụ lâm nghe lời nói không đầu không đuôi này mà bực mình vô cùng, thế là cầm lấy hóa đơn mà xem, vừa xem, ông cụ đã vừa tức vừa ngượng. Tiền chung trong Lâm Phủ nhiều nhất cũng chỉ có vài ngàn lượng tiền lưu động, lần này Lâm Duyệt vừa vung tay đã tiêu mất một nửa mà điên đầu nhất chính là việc này do tự ông đồng ý ông cụ lâm thật cũng muốn gọi lâm duyệt đến mắng cho một trận nhưng lại không tìm được lý do thích hợp sau cùng chỉ có thể nhìn bà cụ lâm đang im lặng rơi lệ mà hầm hực bảo không phải chỉ có chút bạc hay sao tiền chung thiếu thì ta bù vào là được rồi dù ông cụ có không tình nguyên đi chăng nữa thì cũng đã lên tiếng đồng ý sẽ bù đắp khoản thiếu hụt tiền chung rồi những người khác cũng không còn gì để nói nhưng trong bụng bà cụ lâm vẫn rất ngứa mắt lâm duyệt bà không muốn trút giận lên đầu con trai mình là Lâm Trung, thế nên chuyển sang lạnh lùng trừng Trương Thị, cho rằng nếu không phải Trương Thị sinh ra một đứa con trai không ra gì như thế, nhà họ Lâm bọn họ cũng đâu đến nỗi phải xui xẻo. Ở thời này, một bà mẹ chồng muốn hành hạ con dâu thì có muôn vàng thủ đoạn, bà thầm nhũ có thể từ từ tính món nợ này với Trương Thị. Về phần Lâm Trung, dù có thương vợ đến đâu thì cũng không dám công khai lên tiếng phản bác mẹ mình. Nghĩ đến đây, bà cụ Lâm mới thôi nhìn Trương Thị ánh mắt càng trở nên âm u phức tạp trương thị có thể được xem là một trong những người hiểu bà cụ lâm nhất bà cũng biết khoảng thời gian tương lai của mình có lẽ không dễ chịu nữa trương thị lặng lẽ nhìn sang lâm trung ánh mắt và vẻ mặt đều rất bình tĩnh sau đó chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng một góc giống như một bức tượng không có sinh mệnh lâm trung bị trương thị nhìn bằng ánh mắt bi thương như vậy mà nhói lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu rồi lại nhớ về chuyện quá khứ đã qua từ lâu ban đầu ông bị gãy chân không thể đi thi cộng thêm việc nhà họ trương bị trục xuất khỏi kinh thành trương thị lại cố chấp muốn nuôi dưỡng lâm duyệt bà cụ lâm bèn tỏ ra cực kỳ bất mãn khoảng thời gian đó bà cụ luôn dùng lý do mình đang bệnh bắt trương thị túc trực bên giường cả ngày lẫn đêm khi đó chính ông cũng biết bà cụ lâm cố ý mà trương thị lại mất đi chỗ dựa nhà mẹ đẻ địa vị trong phủ rất khó xử khi đó tình cảm của ông và trương thị đang nồng nàn tự biết mình không có khả năng bảo vệ vợ mình lại thêm vết thương ở chân khiến tâm trạng rất khó chịu cũng may là chính trương thị âm thầm khuyên can bảo ông đừng tính toán với bà cụ ông vốn cũng có ý kiến với sự ra đời của lâm duyệt nhưng vì có trương thị dù ông không quá thân thiết với lâm duyệt nhưng rốt cuộc cũng không đến nỗi chán ghét đồng thời còn cảm thấy trương thị vô cùng mạnh mẽ sau này bà cụ lâm chắc là nể mặt ông mới thôi làm khó dễ trương thị nhưng mọi việc trong nhà cũng không còn để trương thị quản lý nữa trương thị biết điều chỉ nói mình còn nhỏ tuổi không thể quản lý được cả lâm phủ lớn như vậy, chỉ đến khi Như An và Như Ý ra đời bình an, ông lại thi đổ cao, thì cuộc sống của Trương Thị mới chân chính là dễ chịu. Bây giờ, lại vì Lâm Duyệt, thấy Trương Thị chuẩn bị chịu khổ, Lâm Trung rất khó chịu, nhưng ông lại không thể lên tiếng ngăn cản bà cụ Lâm làm vậy, chỉ có thể giấu những suy nghĩ này trong lòng mình, sau đó về phòng lén bảo tìm cớ Trương Thị tránh mặt bà cụ ông cụ lâm giờ cũng không còn lòng dạ nào mà thảo luận chuyện hoàng thượng bị ám sát với lâm trung nữa ông đặt sắp hóa đơn trong tay xuống nói không còn sớm nữa đều về nghỉ hết đi lâm trung và trương thị vội vân dạ sau đó lùi ra chờ khi lâm trung và trương thị đi rồi ông cụ lâm quay sang nhìn gương mặt âm u của bà cụ âm thầm thở dài về đến chỗ của trương thị lâm trung cho người hầu lui ra hết sau đó mới nắm tay trương thị mà nói chỗ mẫu thân khiến bà tuổi thân rồi nhưng bên phía duyệt nhi bà cũng cần dạy dỗ nghiêm khắc hơn tốt nhất là ngày thường bảo nó đừng chọc giận phụ thân và mẫu thân cứ tránh xa ra là tốt nhất trương thị hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười dịu giọng đáp có gì mà tuổi thân duyệt nhi lần này đúng là làm quá thật cũng may là mẫu thân yêu thích như an cùng như ý sẽ không làm khó sẽ không quá đáng lâm trung hiểu được điều trương thị chưa nói hết có điều bà cụ lâm là bề trên có nhiều việc bọn họ không thể nói ra trương thị vẫn luôn rất khoan dung mới khiến ông yên tâm đêm đó lâm trung nghỉ lại phòng trương thị nửa đêm khi lâm trung đã ngủ say trương thị lại mở to hai mắt bà nhìn lâm trung hoàn toàn không có vẻ gì là đau lòng hay buồn bã nay bà cũng không còn là nàng dâu mới về nữa trước kia nhà họ trương bị trục xuất khỏi kinh thành bà trở thành người không nơi nương tựa nên lúc đó kinh hoảng không biết làm sao không có nhà mẹ để mạnh mẽ làm hậu thuẫn bà chỉ có thể dựa vào nhà họ lâm chỉ có phu quân lâm trung vì vậy dù cho bà cụ lâm có chán ghét lâm duyệt đến đâu huệ minh đại sư đã phán vận mệnh lâm duyệt xung khắc với người nhà thậm chí bà cũng âm thầm oán lâm duyệt vì chuyện của nhà họ trương nhưng vẫn cố gắng cứng cỏi đưa con về chỗ của mình tự nuôi bà hiểu rõ lâm trung ông ta có thể cảm thấy khúc mắt về chuyện lâm duyệt xung khắc người nhà cảm thấy mình đang không mà gặp họa nhưng dù sao lâm duyệt cũng là con trưởng của ông trẻ con nào có tội tình gì nếu khi đó bà thật sự vứt bỏ lâm duyệt lâm trung có thể nhất thời không nói gì nhưng sau đó chắc chắn sẽ xa cách với bà may mắn là mọi việc đúng như bà dự liệu lâm trung đối xử lâm duyệt lạnh nhạt nhưng dù sau đó cũng là đứa con đầu tiên sau cũng không xảy ra chuyện gì không vui nữa bình thường lâm trung có gặp lâm duyệt thì cũng không quá ghét bỏ lại bởi vì bà cụ lâm thường bắt bẻ bà nên cuối cùng thì lâm trung vẫn hướng về bà sau đó bà lại có như an và như ý bà cụ lâm dù không thích bà nhưng địa vị của bà trong nhà họ lâm cuối cùng cũng ổn định rồi bà sinh được đôi song sinh bình an như ý lâm trung dù có thêm thiếp thất vui cửa vui nhà ngọt ngào âu yếm thì bà vẫn là vợ cả của lâm trung đứng vững vàng ở phía sau lâm trung vẫn kính trọng bà các thiếp thất kia sợ bà không ai dám vượt qua bà bà cũng biết lâm trung một lòng muốn gây dựng sự nghiệp trên triều đình mà ông cụ lâm giữ chức vị cao tuyệt đối không thể đắc tội với cả hai ông bà cụ vì vậy bà vẫn luôn thể hiện mình rất độ lượng và hiền hậu nói cho cùng thì cũng chỉ vì bà không có nhà mẹ để đủ mạnh làm hậu thuẫn nếu năm xưa nhà họ trương không bị trục xuất thì bà cụ lâm làm sao dám đối xử với bà như vậy nghĩ đến đây trong mắt trương thị lóe lên ý cười chăm chọc lạnh lẽo rồi trong lòng lại không khỏi hoang mang nhà họ trương bị trục xuất khỏi kinh thành sống không quá tốt cũng không quá tệ chỉ có điều không biết trong những năm tháng còn lại trong đời bà có còn cơ hội gặp lại người nhà họ trương nữa hay không Nghĩ đến nhà họ Trương, bà lại chuyển sang nghĩ về Lâm Duyệt đã hoàn toàn đổi tính, Trương thị cảm thấy nghẹn trong lòng, bà muốn Lâm Duyệt lại yên lặng như trước kia, cứ yên ổn lặng lẽ sống trong ngô đồng trai là đủ rồi, sức khỏe của hắn không tốt, không thể đi thi làm quan, nhưng vẫn có thể cưới được một người vợ hiền lành, sống tốt đến hết đời, nhưng từ hành động gần đây của Lâm Duyệt, Trương thị biết rõ hắn sẽ không như thế, bây giờ bà không còn dám hy vọng vào Lâm Duyệt, chỉ còn có Lâm Như An và Lâm Như Ý thôi về phần những đứa trẻ khác trong nhà họ lâm trương thị căn bản không tin bọn họ sẽ đồng lòng mà hiện giờ trương thị cảm thấy việc mình nên làm nhất chính là tìm một mối hôn nhân cho lâm duyệt chỉ cần hắn ngoan ngoãn thành thân thì mọi việc đều sẽ ổn thôi suy nghĩ phức tạp trong lòng trương thị thì tất nhiên là lâm duyệt không biết hắn đi dạo kinh thành đến nửa đêm mới về lại xác mình tâm trạng hơi lạ lùng vừa ngáp vừa nghĩ người cổ đại mà tính kế hại người thật khiến người ta không rét mà run mớ hỗn độn trong hoàng cung thì càng không dám nhắc đến các hoàng tử như tề nhiễm tề tỉnh mới có vài tuổi đầu mà lòng dạ đã khó lường rồi lâm duyệt mơ màng nghĩ cứ cảm thấy mình đã quên mát cái gì thú vị lắm có điều hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi mất ngày hôm sau lâm duyệt tỉnh lại thì mới nhớ ra đã quên thông báo cho ông cụ lâm là trong lúc rảnh rỗi mình đã tiêu xài hơi quá tay một chút thế là hắn rửa mặt xong thì liền đi nhận tội với ông cụ đương nhiên thay vì nói là nhận tội còn không bằng nói là hắn muốn đi xem vẻ mặt muốn giận mà không dám của ông cụ ông cụ lâm vừa thấy bản mặt tiểu nhân đắc ý của lâm duyệt thì tâm trạng liền vô cùng tồi tệ có điều ông lại không trách mắng lâm duyệt mà lại lấy cớ là phải vào cung mà đuổi hắn đi sau khi lâm duyệt trở về từ chỗ ông cụ lâm đã thấy trương thị đến ngô đồng trai đinh hương đang dâng trà trương thị nhìn lâm duyệt phát hiện hình như hắn mập lên một chút sắc mặt cũng hồng hào hơn trước nhiều trương thị mới cười nét mặt rất hiền từ Bà đặt chén trà xuống, chỉ vào chiếc ghế đối diện mình, "Duyệt Nhi, ngồi đi." Lâm Duyệt khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười nhạt, thản nhiên ngồi thẳng xuống, Trương Thị nhất thời lại do dự không biết nên mở miệng thế nào. Lâm Duyệt nói, "Có việc gì có thể nói thẳng." Giọng điệu của hắn rất lãnh đạm, hơn nữa cũng không gọi Trương Thị là mẫu thân, có vẻ vô cùng thất lễ. Trương Thị cũng không trách, bà trầm ngâm một lát rồi nói, "Con đã 17, cũng đã đến lúc nghĩ về chuyện hôn nhân rồi." Hôm nay ta đến là vì muốn hỏi, trong lòng con nghĩ thế nào? Lâm Duyệt nghĩ hắn có thể có suy nghĩ gì chứ, lấy một cô bé 15, 16 tuổi về làm vợ, chuyện này hắn không làm được. Có điều hắn biết không thể nói như vậy, nên hắn nhìn thẳng vào Trương thị mà nói, ta cho rằng trong kinh thành này chắc không có nhà nào muốn kết thân với một kẻ xung khắc người thân như ta. Nếu có, thì một là nhà bọn họ tham tiền muốn bám lấy nhà họ Lâm nên vứt bỏ con gái, hai là không môn đăng hộ đối hoặc giả là nhà họ lâm chuẩn bị ý thế ép người nhìn trúng con gái nà nào thì muốn cướp người ta về nhét cho ta làm vợ trương thị tự nhận là mình rất tốt tính nhưng nghe lâm duyệt nói bậy bạ cơn giận trong lòng cũng không nhìn được nữa bà nghiêm giọng quát con nói bậy cái gì thế chẳng lẽ lấy vợ về là làm hại con hay sao chẳng lẽ con muốn cô đơn lẻ bóng cả đời hay sao lâm duyệt cười lạnh ta đã chết một lần rồi cô đơn lẻ bóng cả đời đã là tốt bằng không thì chính là cô hồn giả quỷ chuyện lấy vợ các người đừng có nghĩ đến dù các người có nói thế nào thì ta cũng không lấy con trương thị chưa bao giờ bị lâm duyệt làm mất mặt trước đông người như vậy bà nhất thời không biết nên nói gì thì tốt sau cùng trương thị đè cơn giận xuống cố gắng dịu giọng nói mấy ngày này con chịu đã kích không nhỏ hành xử cũng quá giới hạn nói chuyện không đúng mực ta không tính toán với con nhưng thành gia lập nghiệp là việc lớn chuyện này không thể nghe ý con đối với cơn giận của trương thị Lâm Duyệt hoàn toàn không có cảm giác gì, hắn thậm chí còn nói một cách rất bạc bẽo, ta biết cái gọi là lệnh của cha mẹ, lời của bà mối ta không cãi được, nhưng các người cũng chẳng quản được miệng của ta. Đạo hiếu gì đó ta không sợ, cùng lắm thì chết thêm một lần. Nếu mà nhà họ Lâm không ưa ta, vậy thì có thể dùng lý do ta hành xử hoang đường mà đuổi ra khỏi nhà, sau này có việc lớn việc nhỏ gì cũng đừng đổ lên đầu ta. Trương Thị Trắng cả mặt, há miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng lại không thốt ra được một câu bà phát hiện lâm duyệt thật sự đã thay đổi hắn trở thành lạnh nhạt tàn khốc khiến người khác không đoán được nữa rồi đúng ngay lúc này bên ngoài có tiếng bẩm báo nói phỉ tiểu hầu gia đến tìm lâm duyệt ra ngoài đi dạo lâm duyệt cười nhạt liếc trương thị một cái sau đó đứng lên thản nhiên bỏ đi trương thị nói câu nào cũng là muốn lâm duyệt được tốt nhưng ngay cả đứng gần một chút cũng không muốn thật ra chính bản thân bà ta cũng bài xích đứa con trai trưởng này nếu không thì vì sao khi xưa lại bỏ mặt một đứa trẻ ba tuổi sống cô đơn một mình ở ngô đồng trai, trẻ con nhỏ dại, chẳng lẽ nó không sợ hãi nơi trống rỗng này hay sao? Thật đáng tiếc, người đã rơi xuống nước chết đi kia vẫn luôn khao khát chút tình thương xa vời này, cả đời cậu ta quả thực bi ai. Mong rằng kiếp sau cậu ta có thể đầu thai vào nhà tốt, tìm được người thật lòng yêu thương mình. Hôm nay hẳn là ngày tốt, khi Trương Thị nhắc đến việc hôn nhân với Lâm Duyệt thì trong cung, Hoàng đế cũng nhắc đến đề tài này với Tề Nhiễm. Hoàng đế nhìn Tề Nhiễm đang đánh cờ cùng mình, trong lòng cảm thấy hoang mang, chỉ mới chớp mắt mà Tề Nhiễm đã 17 rồi, trở thành người có thể làm phụ thân, mà ngài cũng dần dần già đi rồi, nghĩ đến vấn đề này, tâm trạng của hoàng đế lại kém đi. Ngài đặt quân cờ trong tay xuống, nói: "Con cũng lớn rồi, đến lúc phải quyết định việc hôn nhân. Mai Phi có ý với trưởng nữ của phỉ Cẩm, các con vốn đã là biểu huynh muội, trước kia cũng từng gặp mặt, ý của con thế nào? Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe hoàng đế hỏi vậy, trái tim tề nhiễm vẫn thoáng thắt lại, y bất giác siết chặt quân cờ trong tay, sau đó thấp giọng đáp, người mà mai nương nương vừa ý tất nhiên là rất tốt, nhưng mà, hoàng đế vốn còn tưởng tề nhiễm hài lòng, nhà họ phỉ là nhà ngoại của tề nhiễm, hai nhà kết thân một lần nữa, thì nhà họ phỉ sẽ trở thành thế lực chống đỡ sau lưng cho tề nhiễm, nhà bọn họ đã có một vị hoàng hậu một phi tần, nếu lại có thêm một hoàng hậu, vậy thì sẽ là vinh quang cực điểm. Bọn họ hiển nhiên cũng sẽ vui mừng nhưng không ngờ tề nhiễm vẫn còn muốn nói thêm, vậy là hoàng đế cảm thấy hứng thứ, bèn hỏi, nhưng mà thế nào? Cứ nói không sao, tề nhiễm gẫng đầu lên cười, đáp, phụ hoàng, biểu muội an ninh có trái tim thuần khiến, tính tình đoan trang, lại có tài năng, nhưng mà từ trước đến nay đều không thích dạng người như thư sinh yếu đuối. Tuy con là thái tử, nhưng vấn đề hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng, chuyện này vẫn nên thôi đi, hoàng đế nghe tề nhiễm nói vậy không khỏi châu mày, sau đó nói đùa, trên thế giới này còn có người không vừa mắt với con sao nhưng nếu con đã không bằng lòng trẫm sẽ nói lại với mai phi việc này gác lại trẫm sẽ chọn một thái tử phi khác cho con thật lòng ngài cũng không muốn tề nhiễm chọn thêm một cô gái họ phỉ làm thái tử phi nhà họ phỉ hiện giờ như mặt trời ban trưa tề nhiễm lại còn quá trẻ nhà ngoại quá hùng mạnh thì ngày sau sẽ càng khó khống chế chỉ có điều hoàng đế vẫn luôn tôn trọng ý kiến của tề nhiễm bây giờ tề nhiễm chính miệng từ chối hoàng thượng cho rằng đây là một việc tốt tề nhiễm nói hôm nay ngoại tổ mẫu vào cung e rằng nhi thần không thể tiếp tục cùng phụ hoàng đánh cờ rồi nhi thần đi gặp ngoại tổ mẫu hoàng đế đồng ý tề nhiễm làm lễ rồi chậm rãi rời đi trong cung văn ương của mai phi lúc này bà cụ phỉ và lớp trẻ của nhà họ phỉ ngoại trừ phỉ thanh đang tán gẫu cùng mai phi mai phi nói vài câu với những người khác xong thì cho bọn họ đến thiên điện ngồi còn bà giữ lại bà cụ ở nội điện nhắc đến việc mình đã mở lời với hoàng thượng về việc phong phỉ an ninh làm thái tử phi về việc này bà cụ phỉ cũng đã chuẩn bị tâm lý nghe được tin tức của mai phi vẫn rất vui mừng trầm ngâm một lát rồi nói vậy thái độ của hoàng thượng và thái tử thì sao hoàng thượng luôn yêu thương thái tử thái tử lại xem trọng nhà họ phỉ thái tử và an ninh cũng đã từng gặp mặt chỉ cần thái tử đồng ý hoàng thượng cũng sẽ không có ý kiến gì mai phi nhấp một ngụm trà hoa mai khẽ đáp bà cụ phỉ gật đầu Thở dài nói, vậy thì tốt, Mai Phi ừ một tiếng nhàn nhạt. Trong thiên điện, Phỉ Tĩnh Nhã và Phỉ An Ninh vào nội điện, chẳng bao lâu, Phỉ Duyệt vội vàng chạy đến. Khi nhìn thấy bốn phía không có ai, gã mới cười cười, nhỏ giọng nói với hai người, ta vừa rồi cố ý đi chậm lại. Nghe thấy Mai Phi nương nương nói với tổ mẫu việc hôn nhân của thái tử, nhà chúng ta chắc sẽ có một vị thái tử phi thôi. Thật sao? Phỉ Tĩnh Nhã rất vui vẻ, cô nhìn sang Phỉ An Ninh đang tỏ ra bình tĩnh, nói đùa: nói vậy thì nhà họ phỉ chúng ta sẽ có tin vui lớn phỉ an ninh nhìn phỉ tĩnh nhã một cái nhàn nhạt nói có chuyện vui gì việc này thì có gì đáng vui nàng ta nói năng lãnh đạm dường như hoàn toàn không biết danh xưng thái tử phi có hàm nghĩ gì phỉ tĩnh nhã tưởng nàng ta chỉ đang xấu hổ vội nói đúng vậy đúng vậy trong cung chưa truyền chỉ việc này không nên nói bừa cẩn thận tai vách mạch đừng để người ta lại nói chúng ta ngông cuồng phỉ an ninh tựa bên cửa sổ như hoa mai trong tuyết cô độc cao ngạo mà lạnh lùng nàng ta nhìn phỉ duyệt nói không phải huynh đi nghe ngóng thất hoàng tử sao để ấy có đến thăm mai phi nương nương hay không chuyện mà để ấy gặp phải tối qua nhất định là đã kích lớn mùi thấy vành mắt mai phi nương nương cũng thâm đen rồi chắc là cả đêm không chập mắt thất hoàng tử chưa đến nhưng đoán chừng cũng đến giờ rồi phỉ duyệt ra vẻ kinh hoàng nói còn không phải thế sao hôm qua xảy ra chuyện như thế mai phi nương nương tất nhiên là phải lo lắng còn may thái tử điện hạ phản ứng nhanh phỉ tĩnh nhã cũng nói thêm vài câu êm tai nhưng khi cô nhìn thoáng qua phỉ an ninh trong lòng cứ cảm thấy kỳ lạ phỉ an ninh hình như không hứng khởi với việc thành thân cùng thái tử cho lắm phỉ an ninh nhận thấy ánh nhìn của phỉ tĩnh nhã nhưng chỉ làm như không biết lạnh nhạt nói thất hoàng tử đã lập chiến công cũng từng trải qua nhiều sự kiện lớn một chút việc đó không phải là đã kích nhưng dù sao thì đệ ấy cũng còn nhỏ tuổi lại có quan hệ tốt với thái tử chúng ta thường ngày cũng không thể vào cung quá nhiều lần lần này có cơ hội tất nhiên cần phải quan tâm phỉ tĩnh nhã nghe phỉ an ninh nói vậy cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng tan biến dù thế nào thì tề anh cũng là biểu đề của bọn họ quan tâm là đương nhiên phỉ an ninh rũ mắt những ngón tay trắng ngần vặn lại với nhau có vẻ rất sốt ruột nàng thầm nghĩ thái tử thì có gì tốt chẳng qua là có lợi thế xuất thân mà thôi tề anh có gì không sánh bằng thái tử hăng bảo vệ tổ quốc lên chiến trường giết địch, anh dũng phi phạm, sao có thể không bằng người khác được chứ? Trong khi phỉ an ninh đang thả hồn đi, có người đến bẩm báo thái tử điện hạ và thất hoàng tử đến, tề nhiễm và tề anh đến, mấy người phỉ tỉnh nhã tất nhiên phải ra khỏi thiên điện để chào hỏi. Tề nhiễm là thái tử, dù y gọi Mai Phi là Mai Nương Nương, nhưng nói cho cùng thì Mai Phi cũng không phải mẹ ruột, mẹ của y là tiên hoàng hậu, vì vậy khi gặp mặt Mai Phi không cần phải làm đại lễ, mai phi ngược lại còn phải nể thân phận của thái tử mà nhường nhịn còn tề anh là con trai ruột của mai phi đương nhiên phải làm lễ đầy đủ mai phi vội cho tề anh đứng dậy về phần bà cụ phỉ và những người khác dù là nhà ngoại của tề nhiễm và tề anh thậm chí bà cụ còn là bề trên nhưng nói cho cùng thì tề nhiễm và tề anh là hoàng tử bọn họ là thần dân bất kể tuổi tác thế này cũng vẫn phải làm lễ với hoàng tử tất nhiên đã là thân thích thì cũng không cần quá chú ý lễ nghi trước khi bà cụ phỉ đứng dậy tề nhiễm đã cản lại nhàn nhạt nói ngoại tổ mẫu không cần đa lễ bà cụ phỉ lắc đầu mặt mày hiền từ nói thái tử điện hạ nơi này là hoàng cung không thể bỏ qua lễ nghi tề nhiễm đáp ngoại tổ mẫu nơi này là cung điện của mai nương nương không có người ngoài không sao cả y vừa nói xong thì tề anh phụ họa ngoại tổ mẫu thái tử ca ca nói phải ngài mau ngồi đi mai phi cũng lên tiếng khuyên nhủ bà cụ phỉ mới tỏ ra cảm kích ngồi lại bên cạnh mai phi bà cụ thì không cần làm lễ nhưng phỉ tĩnh nhã phỉ duyệt và phỉ an ninh là tiểu bối thì cần sau khi ba người làm lễ xong đứng lên bà cụ phỉ bởi vì đã nghe lời mai phi nói vừa nãy mà trong lòng vui mừng bà nhìn tề nhiễm nói chúng nó không hiểu nhiều lễ nghi mong thái tử điện hạ đừng trách tội tề nhiễm cười rất nhạt đáp biểu đề biểu muội đều được ngoại tổ mẫu nuôi dậy lễ nghi tất nhiên là tốt lời y nói hiển nhiên là đang khen bà cụ phỉ biết dạy dỗ có điều y cũng không ngẩng đầu lên nhìn mấy người phỉ an ninh từ trước đến giờ lễ nghi của tề nhiễm luôn hoàn hảo bà cụ phỉ không nghĩ nhiều dù sao thì việc hôn nhân này vẫn chưa được quyết định danh phận thái tử phi của phỉ an ninh cũng chưa hoàn toàn ổn định vậy nên tề nhiễm tỏ ra lạnh nhạt cũng là bình thường bà cụ phỉ cười rất đúng mực khi nhìn sang tề anh lại có vẻ quan tâm rất rõ rệt thất hoàng tử có khỏe không bà vừa nói xong thì ánh mắt của phỉ duyệt phỉ an ninh và cả phỉ tỉnh nhã đều hướng sang tề anh khác với sự câu nệ khi nói chuyện với tề nhiễm dáng vẻ bọn họ khi nhìn tề anh rõ ràng thả lỏng hơn nhiều có lẽ đây mới chính là dáng vẻ khi đối diện với người thân phỉ duyệt là người đầu tiên lên tiếng gã tỏ ra rất quan tâm hỏi đúng vậy sự việc ngày hôm qua quả thật đáng sợ thất hoàng tử có sao không đối diện với sự quan tâm của người thân tề anh cười toe nhưng lại hơi ngượng ngùng Hắn vốn dĩ còn mang dáng vẻ nghiêm túc nặng nề vì những việc xảy ra trên chiến trường lúc này cười thả lỏng như thế lại có vẻ giống một người mười bốn mười lăm tuổi hơn tệ anh mím môi đáp có thái tử ca ca lên tiếng không có chuyện gì thất hoàng tử vẫn nên cẩn thận hơn ngài vừa trở về từ chiến trường mà đã gặp sự việc như vậy có lẽ là vì người khác ghen tức phỉ an ninh nhìn một lát sau cùng vẫn nhẹ nhàng cất giọng sau đó nàng ngừng lại nhìn sang tề nhiễm thì hơi cúi đầu cũng may khi đó có nương nương và thái tử điện hạ bằng không thì thất hoàng tử đã phải chịu thiệt rồi lời này lẽ ra không thể do phỉ an ninh nói ra nàng ta đã vượt quá giới hạn nhưng lời lẽ của nàng điềm tĩnh lại êm tai vừa không đắc tội ai vừa có thể bày tỏ lòng quan tâm của mình bà cụ phỉ cho rằng sau này nàng là tẩu tẩu của tề anh cũng không quá thất lễ nhưng bà vẫn tiếp lời đúng vậy hôm qua sau khi trở về chúng ta đều không ngủ được nương nương thái tử điện hạ và thất hoàng tử từ trước đến nay vẫn luôn bị người ta ghi hận mọi việc cần phải cẩn thận hơn nữa tề anh vội đáp đa tạ biểu tỷ đã quan tâm lần này may mà có thái tử ca ca phụ hoàng cũng không định truy cứu từ nhỏ ta đã hay gây chuyện đều là nhờ thái tử ca ca bảo vệ tề nhiễm nghe vậy nét mặt vẫn lạnh nhạt bình thản nói ta xem đệ là ruột thịt tất nhiên phải bảo vệ đệ mai phi nhìn cảnh này mà tràn đầy cảm kích và hài lòng còn phỉ an ninh thì hơi dời mắt đi thần sắc bình tĩnh phỉ tĩnh nhã đứng bên cạnh cười nói ngoại tổ mẫu, nương nương, thái tử điện hạ và thất hoàng tử có phúc, sao có thể dễ dàng để người khác hạm hại, cô nói chuyện luôn rất linh động hoạt bát, khiến cho bà cụ phỉ và Mai Phi đều bật cười. Mai Phi nói, mẫu thân vẫn luôn nói hai đứa trẻ nhà đại ca hoàn toàn không giống tính huynh ấy, còn thấy đúng thật là vậy, nhà đầu này và đại ca nó đều hoạt bát, biết cách làm vui lòng người, cũng chẳng biết là nuôi thế nào, chẳng khác gì khỉ con cả. May mà nhà họ chu không chê, bà cụ phỉ cũng cười đáp, phỉ tĩnh nhã mím môi xấu hổ nói tổ mẫu mọi người đều đang quan tâm thất hoàng tử nhắc đến việc này làm gì chứ hơn nữa ở đây cũng không chỉ có các cô còn có cả tề nhiễm và tề anh nếu truyền ra ngoài thì cũng không tốt lắm nhà họ chu mà bà cụ phỉ nhắc đến chính là gia đình đã đính hôn cùng phỉ tĩnh nhã từ nhỏ đối tượng tên chu hoài viễn là một người khá nho nhã họ chu năm xưa cũng là thế gia nhưng sau này liên tục xảy ra chuyện vài năm nay gia cảnh xuống dốc nhiều Chu Hoài Viễn bây giờ vẫn còn phải để tan thêm một năm nữa. So sánh hai bên bây giờ thì cách biệt chẳng khác gì trên trời dưới đất. Nhưng Phỉ Hạ là người trọng lời hứa, không hề có ý định hủy hôn ước, chỉ chờ Chu Hoài Viễn qua hết thời gian để tan sẽ đến bàn chuyện thành hôn. Người ngoài và thậm chí cả bà cụ Phỉ đều cảm thấy hôn ước của Phỉ Tĩnh Nhã quá kém, nhưng Phỉ Hạ đã quyết định thì người khác cũng không thể thay đổi. Mà Phỉ Tĩnh Nhã là người trọng lượng, bản thân cô không cho rằng đối tượng kết hôn của mình là kém từ trước đến giờ cô rất nghe lời phỉ hạ tìm hôn phu không nhất định phải quyền cao chức trọng phỉ thanh còn đặc biệt tìm người thử tính cách của chu hoài viễn là một người đáng để gửi gắm trọn đời tề nhiễm cũng biết chu hoài viễn người này về sau cũng làm quan nổi danh là có thủ đoạn tàn khốc tuy danh tiếng bên ngoài không hay nhưng đối xử với người vợ kết tóc phỉ tĩnh nhã vô cùng tốt kiếp trước khi nhà họ phỉ xuống dốc chắc hắn cũng có thể bảo vệ phỉ tĩnh nhã an toàn nghĩ đến kết cục của nhà họ phỉ kiếp trước tề nhiễm vẫn thản nhiên mai phi nhìn sang tề nhiễm tìm cách dời đề tài đi mẫu thân việc anh nhi bị hãm hại lần này nhất định phải nhờ ca ca cẩn thận điều tra con ở trong cung cũng sẽ cố gắng sai người thăm dò bà cụ phỉ trịnh trọng đáp nương nương yên tâm nhất định không thể để thất hoàng tử phải chịu thiệt như thế tề nhiễm và tề anh dù gì cũng là nam còn phỉ tĩnh nhã và phỉ an ninh là nữ vậy nên bọn họ không tiện ở lâu chỉ nói vài câu bâng quơ rồi rời đi khi tề nhiễm đi rồi phỉ an ninh mới thầm cảm thấy bất thường trước kia tề nhiễm mà gặp bọn họ thì dù rằng vẫn giữ lễ nhưng cũng sẽ nói vài câu với họ hoàn toàn không lạnh nhạt như hôm nay sau đó nàng ta lại nghĩ có lẽ là vì việc thành hôn thái độ đối xử với biểu mùi và với thái tử phi tất nhiên là khác nhau bỗng dưng phỉ an ninh lại thấy không vui nghĩ đến mình sắp trở thành thái tử phi phải gả cho loại người có tính cách lạnh lùng như tề nhiễm nàng ta thật không xác định được cảm xúc của mình Mai Phi và phỉ lão phu nhân vừa tán gẫu, vừa vô tình nhìn thấy vẻ lơ đảng của phỉ an ninh, trong mắt ánh vẻ hài lòng, sau đó lại vừa nói vừa cười lãng sang chuyện khác. Bên này, tề anh theo tề nhiễm trở lại đông cung. Sau khi các tường dân trà lên, tề nhiễm cho tất cả mọi người trong phòng lui xuống, tuy tề anh không tận tai nghe thấy Mai Phi nói về việc của tề nhiễm và phỉ an ninh, nhưng vẫn nghe phong thanh bên ngoài, mà hôm nay biểu hiện của bà cụ phỉ cũng rất nhiệt tình, hắn tưởng rằng mọi việc đã được quyết định, bèn vừa cười vừa nói với tề nhiễm tam ca đồng cung không phải sắp có việc vui hay sao sao huynh lại có vẻ không vui như vậy hắn vẫn luôn thích gọi tề nhiễm là tam ca những lúc không người nghe là biết hai người rất thân thiết tề nhiễm nhìn chén trà trên bàn nghe vậy hơi ngước mắt lên hỏi chuyện không có khả năng cũng đáng để đệ vui mừng tề anh sửng sốt chớp chớp mắt khó hiểu hỏi lại tam ca sao lại là không có khả năng tề nhiễm cũng không giấu bình thản trả lời việc thành hôn của ta tất nhiên phải do phụ hoàng định đoạt, không nói việc này nữa. Đệ vừa về kinh đã gặp phải chuyện nguy hiểm như thế này, đệ nên suy nghĩ đến tương lai đi. Tệ anh cười khổ, sau đó cả người mềm hoặc nằm gường ra ghế, mất hết cả hình tượng, đệ còn chưa đến tuổi ra ngoài lập phủ đã được phong làm thanh vương, tất nhiên là quá nổi bật, việc này có đề phòng cũng không được, cũng may là phụ hoàng tỉnh táo, mà đệ còn có tam ca giúp đỡ, bằng không thì đệ chẳng biết phải làm sao nữa. Nếu như có thể, để thà rằng vĩnh viễn ở lại biên cương, lên chiến trường giết địch, còn hơn là ở trong kinh thành mà ngày ngày lo lắng đề phòng. Mắt tề nhiễm khẽ đảo, y nói bằng giọng điệu phức tạp, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sống chết do trời, đệ thật không sợ sao, nhưng mà phải biết rằng dù đệ muốn đi, nhưng mai nương nương làm sao có thể cho phép, tề anh xuề tay than thở, mẫu phi tất nhiên là không cho phép, mà đệ làm hoàng tử cũng càng không thể, tam ca, đệ nói huynh nghe, trên chiến trường đệ nghĩ rất nhiều, để thấy rằng nhà họ phỉ thật chẳng dễ dàng gì rõ ràng là lấy mạng sống đổi phú quý nhưng cho dù có như thế thì những kẻ có âm mưu ngoài kia vẫn muốn tranh đoạt quyền thế mỗi giờ mỗi khắc hoàn toàn không để tâm đến an nguy của biên quan quả thực là đáng căm phẫn tề nhiễm nhìn tề anh đang nói lời ấu trĩ sắc mặt hơi lạnh có phải lần này tên giám quân dũng lại gây chuyện không giám quân giám quân mục đích giám sát là chính chức vị này là do Thái Tổ lập nên để tránh các tướng quân lên chiến trường thì bắt đầu chuyên quyền không nghe lệnh bề trên, giám quân ỷ vào đặc quyền này nên vẫn thích làm bừa làm bậy. Tề Anh vừa nghe tên giám quân Vương Dũng là khóe miệng liền bất giác giật giật, hắn nói, đừng nhắc cái thứ nhát gan như chuột đó nữa, lần này nhất định để phải bẩm báo lên Phụ Hoàng, trị tội làm lỡ thời cơ chiến đấu của gã, nhát gan thì thôi đi, còn thích chỉ trỏ, đúng là đáng ghét vô cùng. Tề nhiễm cũng không thích cái chức vị giám quân này, nhưng y cũng biết dù phụ hoàng anh minh thì cũng rất ít khi động chạm đến quy tắc do thái tổ đề ra ngay sau y mà ngồi lên ngai vàng kia việc thứ nhất chính là phế bỏ chức quan giám quân này tề nhiễm vừa lơ đã nghĩ vừa nghe tề anh kể lại chuyện ngoại biên quan không khí giữa hai anh em ấm cúng thân thiết vô cùng giống hệt như năm xưa vậy lúc này không khí trong cung văn ương của mai phi lại rất nặng nề ngượng ngùng mà hoảng loạn sau khi tề nhiễm và tề anh rời đi không bao lâu hoàng đế đến đây khi mai phi tiếp đón người nhà mẹ đẻ mà có hoàng đế ghé đến đối với chính mai phi hay cả nhà họ phỉ thì đều là một việc vô cùng vinh quang hoàng thượng ngồi xuống rồi mấy người phỉ an ninh mới tiến lên làm lễ mai phi giới thiệu mấy đứa cháu còn đặc biệt nhấn mạnh về phỉ an ninh hoàng thượng nhìn qua phỉ an ninh một cái rồi thu hồi ánh nhìn sau đó ban thưởng vài thứ rồi cho bọn họ lui ra sau khi ba người rời khỏi phỉ duyệt và phỉ tỉnh nhã thì tưởng rằng hoàng thượng muốn bàn với bà cụ phỉ về việc lập phỉ an ninh làm thái tử phi vậy nên sắc mặt đều vui mừng, khi nhìn sang phỉ an ninh thì đầy thiện ý và trêu ghẹo phỉ an ninh thì mặt mày lạnh tanh đứng một bên, không nói lời nào, để mặt bọn họ nhìn nó. Nàng ta nhìn lại hoàng cung này, thầm nhủ nếu mình thật sự gả cho thái tử, vậy thì cả đời này đều phải ở lại trong cung, giống Mai Phi vậy. Trong chính điện, ở ngay trước mặt bà cụ phỉ, hoàng đế nói với Mai Phi, lần này trẫm đến là để nói với Mai Phi về việc thành hôn của thái tử, không chờ Mai Phi và bà cụ phỉ tỏ ra vui mừng, hoàng đế đã bình thản nói tiếp tính cách thái tử tương đối lạnh lùng trẫm nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên chọn thái tử phi ra sao mới tốt hơn nữa việc chọn thái tử phi không phải việc tầm thường thái tử là do nàng nuôi dạy nàng hiểu tính cách nó nhất việc này cần nàng dành nhiều tâm sức hơn mai phi và bà cụ phỉ nghe vậy đều sững người hai người nhìn nhau mà đáy mắt tràn đầy kinh ngạc hoàng đế nói vậy cũng có nghĩa là từ chối thẳng thường việc chọn phỉ an ninh làm thái tử phi rồi mai phi phản ứng nhanh bà mỉm cười đáp sở thích của thái tử thì thần thiếp cũng biết nhưng việc chọn thái tử phi quả thực là việc lớn thần thiếp nhất định sẽ cẩn trọng tuyển chọn tìm một người tốt nhất cho thái tử hoàng đế vẫn luôn ưa thích mai phi vì sự hiểu chuyện biết điều này bèn đáp vậy thì rất tốt sau đó ngài lại ôn hòa hỏi thăm sức khỏe bà cụ phỉ vài câu rồi mới đi sau khi hoàng đế đi rồi bà cụ phỉ nhìn mai phi do dự hỏi nương nương hoàng thượng vậy là có ý gì mai phi không ngờ rằng lại xảy ra biến cố như thế trong lòng cũng rất phiền muộn nghe bà cụ hỏi bà ta đành phải đè nén bất an trong lòng nhẹ giọng đáp mẫu thân an ninh là một cô gái tốt với điều kiện của nhà họ phỉ chúng ta tìm một hôn phu thích hợp nào có gì khó nam nhi tốt của đại tề còn không đủ cho nó chọn hay sao nhưng trong số nam nhi này làm gì có ai là thái tử bà cụ phỉ nghe vậy cũng đủ hiểu phỉ an ninh vô duyên với chức vị thái tử phi rồi nhưng tại sao mọi việc lại thành ra như thế lúc này mai phi châu mày lẩm bẩm khi con nhắc việc này với hoàng thường hoàng thường vẫn khá là hài lòng vì sao bỗng nhiên lại đổi ý chẳng lẽ thái tử có ý khác mẫu thân lần trước thái tử điện hạ đến chúc thọ người có gì khác lạ không bà cụ phỉ nghe vậy cũng nhíu mày thật lâu sau mới lắc đầu đáp không hề mai phi thấy vậy cũng chỉ có thể dịu giọng an ủi mẫu thân đừng lo việc này con sẽ hỏi lại thái tử hoàng thượng luôn rất chiều ý thái tử nếu nó có lòng với an ninh việc này vẫn có thể cứu vãn bà cụ hơi hoang mang ngẫm nghĩ nói nói cho cùng thì vẫn phải xem ý của thái tử mai phi thời dài không đáp vì có tâm sự bà cụ phỉ thật sự không muốn ngồi lại cung văn ương thêm nữa bà cần phải về nhà bàn chuyện này với bọn phỉ hạ vậy là lại quan tâm mai phi thêm mấy câu rồi đứng dậy trở về phỉ tĩnh nhã và phỉ an ninh cảm nhận rõ ràng sau khi hoàng đế đến vẻ mặt của bà cụ phỉ và mai phi đã thay đổi hiển nhiên là đã xảy ra chuyện thậm chí bọn họ rời cung khá là vội vàng hai người đều rất thông minh không hỏi nhiều chỉ làm lễ chào mai phi rồi theo bà cụ rời đi trên đường về vẻ mặt bà cụ phỉ hoàn toàn không khác trước nhưng phỉ an ninh lại cảm thấy ánh mắt bà nhìn mình không rời phỉ an ninh bình thản ngồi đó để bà cụ nhìn thật lâu sau bà cụ phỉ thở dài bà nắm tay phỉ an ninh vỗ nhẹ nói an ninh nhà chúng ta rất tốt trở về thì thường xuyên đến chỗ tổ mẫu tán gẫu phỉ an ninh nghe xong thì tim chìm xuống cảm thấy có việc gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát rồi nàng ta nghe ra được ẩn ý kết thúc trong lời của bà cụ trong lòng lại cảm thấy trống rỗng những ngày này thái độ của tất cả mọi người trong nhà đều như đang nói với nàng nàng sẽ trở thành thái tử phi nàng không có mấy hảo cảm với thái tử nhưng nàng biết mình sẽ trở thành thái tử phi cũng đành chấp nhận lúc này đột nhiên nghe bà cụ phỉ ám chỉ ngoại trừ hoang mang thì còn có một chút cảm giác khủng hoảng bất an phỉ tĩnh nhã cũng sốt cô lập tức rũ mắt cúi đầu không dám lên tiếng nữa nhưng trong lòng cũng hiểu được e rằng phỉ an ninh không thể trở thành thái tử phi của đại tề rồi sau khi bà cụ phỉ về đến nhà ngay đêm hôm đó mọi người trong nhà đều biết chuyện phỉ an ninh vô duyên với chức thái tử phi rồi phụ thân của phỉ an ninh phỉ cẩm nghe được thì nóng ruột nhất lão nhìn bà cụ hỏi thưa mẫu thân sao lại thế này chẳng lẽ là ý của hoàng thượng sắc mặt bà cụ phỉ u ám đáp theo cách nương nương nói thì e rằng đây là ý của thái tử phỉ cẩm thất thanh thái tử sao có thể bà cụ phỉ cũng không hiểu tề nhiễm vẫn luôn tôn kính nhà họ phỉ việc này lại mang đến lợi ích rất lớn cho y tại sao y lại không chịu chứ nghĩ đến đây bà cụ nhìn sang phỉ hạ vẫn đứng im lặng ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi việc này con thấy thế nào phải chăng thái tử có ý kiến với chúng ta nếu là ý của hoàng thượng thì bà cụ đã không kinh hoảng đến thế, nhưng vấn đề là thái tử tự mình từ chối, cũng có nghĩ là ném thể diện của nhà họ phỉ xuống đất mà chà đạp. Nếu tề nhiễm tôn kính bọn họ, sao y lại từ chối việc lập thái tử phi? Trước kia tề nhiễm cũng biết việc này, mà y cũng có vẻ rất hài lòng về an ninh, vì sao đột nhiên thay đổi, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Phỉ hạ nghe bà cụ phỉ nói đến chuyện này thì vẫn giữ im lặng, ông vẫn luôn phản đối việc gả phỉ an ninh cho tề nhiễm từ thời đại tề được xây dựng đến nay cũng có tình huống một thế gia vừa có hoàng hậu vừa có quý phi thậm chí nhà tả thừa tướng năm xưa còn có những hai vị hoàng hậu nhưng không có gia đình nào như nhà họ phỉ bọn họ hoàng hậu và quý phi liên tục vào cung trong thời gian gần nếu lúc này lại có thêm một thái tử phi thì dù là trong hậu cung hay trên triều gia đình bọn họ cũng quá gây chú ý chắc chắn sẽ có người thầm nghĩ thật ra thì nhà họ phỉ định làm gì muốn dùng thân phận ngoại thích để can thiệp triều chính Muốn ngày sau biến thiên tử thành buồn nhìn, nhiều năm nay hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương Tề Nhiễm, thứ nhất vì hoàng đế là Minh Quân, mọi việc đều có tính toán cân nhắc của riêng ngài. Thái tử từ nhỏ mất mẹ, dù được Mai Phi nuôi nấng nhưng lại do chính tay hoàng đế dạy dỗ. Tính cách của thái tử ra sao, hoàng thượng biết rõ nhất, hoàng thượng tin tưởng Tề Nhiễm, các hoàng tử khác đều không thể sánh bằng. Thứ hai, hoàng hậu năm xưa qua đời sớm, hoàng thượng niệm tình xưa mà mai phi trong cung vẫn không hề nảy sinh suy nghĩ khác một lòng phò trợ thái tử nhà họ phỉ nắm quân quyền trong tay nhưng vẫn một lòng vì vua vì dân chưa bao giờ dám làm việc gì quá giới hạn không phải hoàng thượng không lo lắng về nhà họ phỉ chẳng qua là lòng tin lớn hơn nghi ngờ mà thôi thật ra phỉ hạ rất phản đối đề nghị này của mai phi nhưng khi đó ông đang ở biên quan có nhiều bí ẩn phía sau màn mà ông không nắm rõ sau khi về đến kinh thành mới nghe bà cụ phỉ nói tề nhiễm rất hài lòng với việc này ông cũng không lên tiếng nữa lúc này bất kể là ý của hoàng thượng hay của tề nhiễm phỉ an ninh có thể không vào cung là chuyện tốt về phần khi bà cụ phỉ hỏi ý kiến phỉ hạ trầm ngâm một lát rồi đáp thưa mẫu thân nhị đệ nhà họ phỉ chúng ta hiện nay như mặt trời ban trưa an ninh có vào cung làm thái tử phi hay không thì có ảnh hưởng gì bà cụ phỉ nghe xong thì quay sang nhìn phỉ cẩm đã biến sắc hồi lâu sau mới thở dài bà nói ta đương nhiên hiểu được lo lắng của con con cho rằng nhà họ phỉ bây giờ quá nổi bật, để tránh hoàng thượng kiên kỵ, chúng ta nên khiêm tốn hơn. Phỉ hà ngẩng lên hỏi, nếu như mẫu thân đã hiểu được, vậy thì vì sao? Bà cụ phỉ há miệng như không nói nên lời, phỉ cẩm lúc này lên tiếng, đại ca, huynh nghĩ gì thì mẫu thân cũng từng nghĩ đến, đệ cũng nghĩ đến, nhưng đệ cho rằng vẫn nên đưa an ninh vào đông cung. Khi phỉ cẩm nói lời này tỏ ra rất cương quyết, lão nhìn chầm chầm vào phỉ hạ, nói, đại ca, nhà chúng ta hiện nay quá nổi bật là sự thực dù chúng ta cố gắng khiêm nhường thì trong mắt người khác chúng ta vẫn đang nắm giữ quân quyền vẫn là nhà ngoại của thái tử và thất hoàng tử dù chúng ta có nộp binh phù lên vẫn sẽ có người nói binh lính ngoài biên quan kia chỉ nghe lệnh nhà họ phỉ là quên đội riêng của nhà họ phỉ chúng ta người khác đã suy đoán như thế vậy chúng ta đưa an ninh vào đông cung thì đã làm sao dù bọn họ nói chúng ta có giả tâm thì đã sao chỉ cần ngày sau thái tử thuận lợi đăng cơ Đến khi đó thì ai còn dám động vào nhà họ Phỉ chúng ta, đại ca, nhà họ Phỉ Trung quân ái quốc, hoàng thượng biết, tướng sĩ biên quan biết, dân chúng đại tệ biết, thậm chí những kẻ muốn bày mưu lập kế hãm hại chúng ta cũng biết. Nhưng thế thì sao, âm mưu nói đến vẫn là đến, mưa gió cần phải đối diện thì vẫn phải đối diện. Thất hoàng tử từ biên quan về đến kinh thành, đêm đầu tiên đã suýt bị hãm hại, điều này không nói rõ vấn đề hay sao? Cách nghĩ của đệ hoàn toàn tương phản với huynh lúc này chúng ta có khiêm tốn hay không, trong mắt người ngoài thì không có gì khác biệt cả. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu gia tộc trung dũng ái quốc bị hãm hại, hàm oan mà chết, thậm chí là diệt tộc, nhà họ phỉ chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào kết cục đó. Phỉ cẩm hùng hồn nói ra suy nghĩ của mình, chân mày phỉ hạ càng lúc càng cau chặt, sau cùng không còn giãn ra nữa, chờ phỉ cẩm nói hết, phỉ hạ mới nhìn lão, bình tĩnh hỏi lại, từ khi nào thì để có suy nghĩ này? Phỉ cẩm dừng một lát rồi nói thẳng ra bất mãn của mình, chính là khi thất hoàng tử cùng đại ca về kinh. Nếu hoàng thượng tin tưởng nhà họ phỉ không có hai lòng thì đã không nên phái giám quân kia đi, Dám quân ỷ vào mệnh lệnh của hoàng thượng, suốt ngày chỉ rõ, mà lên chiến trường nếu xảy ra sơ suất thì tội lại giáng xuống đầu nhà họ phỉ, đánh thắng thì công lao của giám quân kia còn cao hơn cả binh sĩ đã đổ máu. Ăn màn thầu nhuộm máu người khác, gã cũng không sợ nghẹn chết. Phỉ Hạ không hề bị những lời này gợi lên cảm xúc phẫn nộ, ông bình tĩnh hỏi: Để muốn Hoàng thượng toàn tâm toàn ý tin tưởng nhà họ Phỉ, vậy để có từng toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài, Phỉ cảm đáp: Làm sao giống nhau được? Đó là Hoàng thượng, chỉ cần một chút nghi ngờ là đã đủ để nhà họ Phỉ chúng ta rơi vào kết cục thảm thiết rồi. Chúng ta làm thần làm dân, âm thầm phòng bị thì có quan hệ gì? Phỉ Hạ nghe đến đây, cuối cùng lửa giận trong lòng cũng bị nhóm lên, trong tiếng kêu hoảng hốt của bà cụ Phỉ ông tiến lên túng lấy cổ áo phỉ cẩm hung tận quát để cũng biết đó là hoàng thượng vậy để có biết nếu để cho hoàng thượng biết được suy nghĩ này vậy nhà họ phỉ chúng ta sẽ phải đối diện với cái gì không mai phi nương nương thái tử điện hạ và thất hoàng tử sẽ phải làm sao đây bọn họ nói không biết suy nghĩ của chúng ta hoàng thượng có tin không dù hoàng thượng tin thì quan lại trong triều có tin không để cho rằng nhà họ ăn chết hết rồi sao để cho rằng cửu hoàng tử mù sao nhà họ phỉ chúng ta bây giờ bị bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào để có biết không để bước sai một bước có nghĩ đến hậu quả chưa lời của phỉ cẩm mà bị người ngoài nghe được vậy thì có khác nào mưu phản phỉ hạ có gương mặt như thư sinh nhưng khi nổi giận thì đôi mắt vô cùng lạnh lẽo thậm chí là đáng sợ chính là tướng la sát trong truyền thuyết ở biên cảnh ông mím môi đẩy phỉ cẩm ra phỉ cẩm lão đảo rồi đứng vững lại phỉ hạ hít một hơi thật sâu lạnh giọng nói Hoàng thượng hiện giờ tin tưởng Thái tử, chỉ cần Thái tử không phạm lỗi lớn, vị trí đó vẫn sẽ ổn định vững vàng. Trong cung có An Quý phi và cửu hoàng tử như Hổ rình Mồi, bên ngoài có các thế gia như nhà họ An chỉ chực chờ Thái tử phạm sai lầm. Ta không biết đệ bị cái gì che mắt, mà nhất định nảy sinh suy nghĩ đó trong hoàn cảnh tốt đẹp hiện nay. Tóm lại đệ từ bỏ nó đi cho ta. Nhà họ Phỉ chúng ta cứ ngoan ngoãn làm hiền thần trung lương là được rồi. Để muốn phú quý tột cùng, thì cũng phải còn mạng mà hưởng nói xong, phỉ hạ cố nhìn cơn giận trong lòng, chào bà cụ phỉ, hôm nay con cảm thấy không khỏe, xin được về trước, ông không tin bà cụ hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của phỉ cẩm, nhưng thực lòng không muốn vì việc này mà vô lễ với bà, lúc này không nổi giận đùng đùng bỏ đi đã là giới hạn của phỉ hạ rồi, phỉ cẩm phải phẩy tay áo mình trong ánh mắt lo lắng của bà cụ phỉ, trước khi phỉ hạ ra khỏi cửa, lão nhỏ giọng nói, đại ca, nếu hoàng thượng thật sự nghi ngờ nhà họ phỉ, huynh định làm gì? Chẳng lẽ huynh không hề chuẩn bị trước hay sao?" Bàn tay đang mở cửa của Phỉ Hà khựng lại, sau đó ông quay đầu nhìn Phỉ Cẩm, ánh mắt sáng trong suốt như sao, đáp, "Ta tất nhiên là tin tưởng hoàng thượng. Nếu thật sự có một ngày như thế, nhà họ Phỉ cũng không rơi vào tình cảnh bị người khác hãm hại mà diệt tộc." Dứt lời Phỉ Hà phất tay áo bỏ đi, để lại Phỉ Cẩm đứng đó cười khẩy. Bà cụ Phỉ chờ Phỉ Hà đi rồi mới do dự nói, "Phỉ Cẩm, đại ca của con nói rất có lý, có lẽ trước kia chúng ta nghĩ sai rồi." việc an ninh vào đông cung hay là thôi đi phỉ cẩm thu lại nụ cười chăm chọc lão cung kính nói với bà cụ thưa mẫu thân con hiểu được cách nghĩ của đại ca thôi thì không nhắc đến việc an ninh vào cung nữa chuyện hôn nhân của con bé vẫn cần mẫu thân quan tâm nhiều hơn bà cụ phỉ cũng không rõ là lão thật sự thông suốt rồi hay là đang giả vờ bà cảm thấy đau đầu bởi lẽ thật lòng cho rằng phỉ an ninh và tề nhiễm rất xứng đôi nhưng tề nhiễm đã không muốn thì việc này cũng không cần nhắc lại nữa hơn nữa trong lòng bà còn có phần bất an bà vẫn tưởng rằng phỉ cẩm muốn gả phỉ an ninh cho tề nhiễm là để củng cố đại vị và phú quý cho nhà họ phỉ nhưng từ những lời vừa rồi bà cho rằng cách nghĩ của phỉ cẩm có vẻ nguy hiểm khi phỉ cẩm về đến thư phòng mình vẻ mặt lạnh như băng nếu an ninh có thể thuận lợi gả cho tề nhiễm thì lão căn bản sẽ không nói ra những lời vừa rồi nhưng việc an ninh gả cho thái tử xảy ra biến cố lão chỉ có thể nhân đó mà thăm dò phỉ hạ kết quả cũng không làm lão quá thất vọng lòng trung thành của phỉ hạ không dễ bị dao động nghĩ đến tề nhiễm cùng với mai phi và tề anh phỉ cẩm xoa xoa đầu lão biết mình đang đứng trên cầu độc mộc đầy gió mưa bên dưới là vách núi cao vạn trượng chỉ cần xảy chân ngã xuống là sẽ tan xương nát thịt nhưng cũng giống như lời phỉ hạ vừa nói có ai không muốn nắm giữ phú quý tột đỉnh trong tay dù trên đường có nguy hiểm nhưng vậy thì sao năm xưa nếu thái tổ của đại tề không có giả tâm không khởi nghĩa thành công vậy thì đã không trở thành thái tổ mà chỉ là một kẻ chân đất sống cuộc đời tầm thường thôi nhà họ phỉ nhìn bên ngoài thì vinh quang vô hạn nhưng thật ra cũng đang lung lay trong mưa bão thái tử mà hướng về nhà họ phỉ thì bọn họ hôm nay đã không thảm hại như thế này hai năm nay an ninh chưa từng nhận lời mai mối bề ngoài thì nói vì bà cụ phỉ yêu thương cháu gái muốn giữ nàng bên mình thêm vài năm nhưng trong chốn kinh thành này có ai mà không biết ý tưởng của bọn họ bây giờ thái tử có lòng khác, vậy hôn nhân của an ninh chẳng phải sẽ bị người ta cười chê hay sao? Phỉ thanh hào hứng trở về từ lâm phủ thì thấy cha mình đang luyện thương trong sân, múa oai phong lẫm liệt vô cùng bá đạo, mẹ hắn là hàng thị thì đang đứng bên cạnh nhìn. Phỉ thanh mím môi, thu lại sự đắc ý trong lòng, sau cùng lén lút nhích đến bên cạnh hàng thị, nhỏ giọng hỏi, cha con làm sao vậy? Trông cứ như là cầm thương trút giận, hàng thị hất cầm, nhỏ giọng đáp lại, còn không phải trút giận thì là gì? mấy ngày nay trong nhà có việc, đường không thì đừng đi chọc giận nhị thúc của con và an ninh. Phỉ Thanh lấy làm lạ hỏi, chuyện gì vậy? Hôm nay con không vào cung, có chuyện lớn gì sao? Hàng thị gật đầu đáp, hoàng thượng muốn chọn thái tử phi, bảo mai phi nương nương cẩn thận xem xét, thái tử cũng có ý này. Phỉ Thanh nghe vậy sững người, hắn chớp mắt ra vẻ không tin, ý của thái tử, hàng thị liếc hắn một cái, bảo con theo vào cung thì con không chịu, bây giờ con hỏi ta, ta hỏi ai? Phỉ Thanh cảm thấy mình thật quan, hắn không muốn vào cung sao? Hắn thì muốn, nhưng hoàng thượng không thích thấy mặt hắn cơ mà. Hôm nay bà cụ phỉ dẫn theo an ninh vào cung, rõ ràng là có chuyện vui, hắn đi theo không phải là khiến cho hoàng đế mất vui sao? Khi phỉ thanh còn đang định nói gì đó, phỉ hạ đột nhiên dừng lại, ném cho hắn một cây thương nhẹ, nói, phỉ thanh, con qua đây, ta xem thử gần đây con có tiến bộ hay không? Phỉ thanh nhận thương mà mặt ủ mày châu, cái gì gọi là xem có tiến bộ hay không? nói thật dễ nghe, còn không phải là tâm trạng kém rồi muốn quan minh chính đại đánh hắn cho hạ giận sao. Nhìn con trai đang cầu cứu, hàng thị nhướng mày, cho hắn một ánh mắt thật không thể giúp. Phỉ hạ muốn huấn luyện phỉ thanh, dù bà có đau lòng nhưng cũng không thể ngăn cản. Nhà họ phỉ là võ tướng, bà sợ ngày nào đó phỉ thanh cũng phải ra chiến trường, bây giờ chịu chút khổ cực vẫn tốt hơn sau này phải đổ máu. Phỉ thanh bi phẫn cầm thương đi đến trước mặt phỉ hạ, cứ nhìn gương mặt thư sinh của cha hắn đang âm u thế kia, phỉ thanh nghĩ lần này e rằng hắn phải nằm bẹp trên giường vài ngày cho lâm duyệt leo cây mất rồi mà lại nói đừng tưởng lâm duyệt bề ngoài như thư sinh nho nhã tuấn tú phong lưu khi làm việc thì chẳng khác gì lưu manh hai người họ đúng là hợp tính còn lâm duyệt được phỉ thanh nhớ mong thì lúc này đang bị lâm trung dạy dỗ nguyên nhân là vì hắn vừa mới mang toàn bộ đống đồ vật trị giá vài ngàn lượng vừa mua ra hết đốt lại đập sau đó chôn trong sân sau của ngô đồng trai nghe đâu Phí Tiểu Hầu gia tận mắt chứng kiến hành động điên cuồng này cũng bày tỏ mình không thể hiểu được dụng ý của hắn. Ông Cụ Lâm nghe chuyện này xong thì liên tục mắng Lâm Duyệt là đồ phá của, đau đầu đến nỗi ngất đi, phải đi mời thầy thuốc đến phủ. Ông Cụ Lâm không muốn thấy mặt Lâm Duyệt nữa, bèn bảo Lâm Trung đến, hỏi xem Lâm Duyệt rốt cuộc muốn làm trò gì. Lâm Trung vừa đến ngô đồng trai liền mắng Lâm Duyệt một trận, khi thấy Lâm Duyệt hoàn toàn không có ý hối cải, mới nghiêm giọng nói: "Ngươi nói thử xem ngươi lãng phí mấy ngàn lượng bạc?" thật ra là muốn cái gì nếu hôm nay ngươi không đưa ra được một lý do ta quyết sẽ không tha lâm duyệt lúc này mới ngẩng lên chậm rãi nói không có gì những thứ đã đốt đã đập vỡ này cứ xem như là chôn cho lâm duyệt đã chết chìm kia lâm duyệt kia muốn mua cho em gái một chiếc trăm cài cũng phải tiết kiệm tiền riêng vài tháng trời đáng tiếc người ta không thèm vào lâm duyệt kia không ra khỏi phủ cho nên chưa bao giờ dùng một đồng của lâm phủ hắn chiếm thân xác của lâm duyệt kia lại không biết phải đi đâu mà bái tế cậu, nghĩ tới nghĩ lui thì cả đời cậu ta cũng chưa từng ra khỏi ngô đồng trai, vậy thì cứ chôn trong sân vậy. Khi hắn đốt những thứ đó cũng kèm theo cả ngày sinh và bát tự của Lâm Duyệt, hẳn là cậu ta ở dưới điện Diêm La cũng nhận được rồi, những thứ này giá trị không thấp, vật giá trong điện Diêm La dù cao, nhưng chắc cũng đủ dùng. Lâm Trung nghe Lâm Duyệt nói vậy mà giật mình, liền nói, ngươi bây giờ còn đang khỏe mạnh, nói bậy gì đó, Lâm Duyệt phẩy tay, đôi mắt tràn đầy châm biếm nhìn mặt đất, chỉ có một lần, sau này không có nữa, Lâm Trung nghe giọng điệu không có sức sống của hắn, trong lòng cứ nghẹn lại, ông ta trầm ngâm một lát mới nói tiếp, người trước kia làm chuyện hoang đường thì thôi cho qua, mẫu thân ngươi nói đúng, ngươi cần phải thành thân rồi, thành thân có nghĩa là có trách nhiệm, làm việc sẽ không còn hoang đường nữa, Lâm Duyệt ngước mắt lên nhìn Lâm Trung đang nói, đáp, ta đã nói sẽ không thành thân. Lâm Trung căn bản không quan tâm hắn phản đối, trực tiếp bỏ qua nói tiếp, gia thế nhà gái kém một chút cũng không sao cả, dù sao thì Lâm phủ chúng ta có thể nuôi được. Lâm Duyệt lần này tức đến bật cười, Lâm Trung nói dễ dàng như thể nhà này nuôi được vài con heo con gà không bằng. Được, bọn họ đã không thèm nghe lời hắn, vậy thì cho bọn họ nghe lời ông cụ đi. Có điều, bây giờ hắn hình như không có tâm trạng cực kỳ tức giận, phải làm sao mới biến thành ông cụ được nhỉ? Lâm Trung không phải là nhân vật mấu chốt giúp Lâm Duyệt biến thành ông cụ Lâm tuy rằng lâm duyệt nghe ông ta nói xong thì rất muốn làm thế nhưng mãi đến khi lâm trung đi rồi hắn vẫn chưa biến thành ông cụ sau đó lâm duyệt dùng bữa tối cảm thấy buồn ngủ rồi trời còn chưa tối nhưng hắn vẫn lên giường nghỉ ngơi khi linh hồn hắn đang dạo quanh lâm phủ cuối cùng cũng phát hiện ra cơ hội để biến thành ông cụ lâm sự việc khi đó là như thế này lâm duyệt bay đến phòng của bà cụ lâm nơi đó hiện đang rất đông đảo gần đây bà cụ lâm viện cớ không khỏe nhưng trương thị cũng bệnh theo mà còn bệnh rất nặng bà cụ sợ mình bị lây bệnh nên không gọi trương thị đến hầu nhưng dù có như thế bà cụ lâm vẫn nói ra nói vào cho rằng trương thị bệnh quá đúng lúc quả thật là không hiếu thảo đương nhiên bà cụ không thể nào biết nguyên nhân trương thị hiểu rõ bà cụ không vừa mắc với mình nên mới cố ý bệnh hơn nữa để cho bệnh của mình có vẻ chân thực không ai tìm ra chứng cớ gì nửa đêm trương thị lén lút dội cho mình vài chậu nước lạnh việc này chỉ có mình trương thị và nhà hoàng tâm phúc biết được những người khác hoàn toàn không ngờ đến mà trương thị cũng quản lý nơi ở của mình rất chặt chẽ tin tức không hề bị lộ ra trương thị bệnh nặng bà cụ lâm lại khỏi dần bà cụ khỏi bệnh rồi những người khác tất nhiên là phải đến thăm non lúc này nhóm người trẻ trong lâm phủ ngoại trừ lâm duyệt đang vây quanh bà cụ mà tán gẫu đương nhiên nếu lâm duyệt đến đây thật bà cụ lâm cũng chẳng vui lòng cảm thấy không chỉ là xui xẻo mà còn là Lâm Duyệt đang nguyền rủa mình. Ngồi bên cạnh bà cụ Lâm là Lâm Như Ý xinh đẹp như hoa, những người khác ngồi theo thứ tự. Bà cụ nắm tay Lâm Như Ý vừa than nàng gầy, vừa tỏ ra đau lòng mà thưởng cho nàng hai bộ trang sức, bảo nàng chăm chút cho bản thân. Đồ dùng của bà cụ Lâm hiển nhiên là thứ tốt, Lâm Như Ý vội vàng đứng lên cảm tạ trong ánh mắt vừa hơ mộ vừa ghen tị của mọi người, lại dịu dàng uyển chuyển nói vài lời êm tai. Bà cụ Lâm nhìn Lâm Như Ý bằng ánh mắt hiền từ, nụ cười trên mặt càng sâu bà thích hai anh em lâm như an và lâm như ý mà bọn họ cũng có lòng với bà nên bà cụ vô cùng hài lòng trong phòng không ngớt tiếng cười nói sau đó bà cụ lâm chắc là đã mệt bèn cho phép mọi người trở về sau khi nhóm người đi hết không khí trong phòng lạnh lẽo hẳn đi bà cụ lâm mệt mỏi nhắm mắt con dâu thứ ba là vương thị vội vàng tiến lên bóp vai bà cụ nheo mắt nói có người hầu việc này còn đến lượt cô làm à Vương Thị nhanh mồm nhanh miệng, con đây là thay tam gia tỏ lòng hiếu thảo với mẫu thân, mẫu thân không chê con tay chân vụng về đã là may mắn. Bà Cụ Lâm cười thành tiếng, nếp nhăn trên mặt sâu thêm vài phần, bà mở mắt ra nói, nói đi, cô có việc gì, giọng điều của bà Cụ không có ý trách tội, bởi lẽ Vương Thị là người biết nịnh bà Cụ nhất trong phủ. Ngay trước khi Trương Thị được gả vào, nhà mẹ đã có thế lực, bà Cụ Lâm đối xử bình thường, không lạnh không nóng, sau này nhà họ Trương xuống dốc rồi nhưng trương thị vẫn hành xử như thể mình còn là đại tiểu thư kiêu ngạo bà cụ nể mặt lâm trung nên lười tính toán con dâu thứ hai thì theo chân chồng mình ở bên ngoài bà không thể quản đến chỉ có thể thỉnh thoảng nhắc đến chỉ duy có vương thị này vì nhà mẹ để bình thường chồng lại không có tương lai nên mới hết lòng với bà có điều bà cụ lâm cho rằng đây là thường tình vương thị nói chuyện thẳng thường bộc trực dù lắm lúc nghe chói tai nhưng trước mặt bà thì vẫn biết điều vương thị bị bà cụ lâm nói thẳng ra ý đồ cũng không hề chột dạ là mấy, bà ta ghé sát đến gần bà cụ, cười nói: "Thưa mẫu thân, gần đây con nghe nói đại tẩu đang muốn tìm vợ cho Lâm Duyệt." Bà cụ Lâm ừ một tiếng không mặn không nhạt, "Cô hỏi chuyện này làm gì? Vừa rồi bà cụ cũng xác định được Trương thị bệnh thật từ chỗ Lâm Như ý, còn ho không ngừng nữa, nhưng cứ nhắc đến đứa cháu Lâm Duyệt này là bà cụ lại cảm thấy không khác gì ăn phải rùi, muốn nhổ ra lại không nhổ được, cả người đều ngứa ngáy khó chịu." Vương thị cũng không định giấu giếm suy nghĩ của mình nói thẳng ra thưa mẫu thân xin đừng trách con nói khó nghe danh tiếng của lâm duyệt không tốt ai ở kinh thành mà không biết nhà có gia thế bình thường thì chắc chắn đại tẩu không thích mà nhà có gia thế tốt thì ai mà chịu gả con gái cho nó chẳng phải chờ làm trò cười cho người ta hay sao hơn nữa sức khỏe của lâm duyệt còn không tốt người không có công danh cũng chẳng thích học hành trừ cái danh cháu đích tôn nhà họ lâm thì còn có ưu thế gì để mà bàn chuyện hôn nhân chứ Bà cụ lâm ngẩng lên cười nhạt với vương thị, chậm rãi hỏi, ừ. Vậy ý cô thế nào? Vương thị cười đáp, thưa mẫu thân, nói thế nào thì lâm duyệt cũng gọi con một tiếng thẩm thẩm, con cũng hy vọng nó sớm ngày thành hôn, sửa cái mệnh cách gì đó đi. Mẫu thân cũng biết nhà mẹ để con có đứa cháu gái, dung mạo thì miễn bàn, tính cách lại hoạt bát, chỉ có điều không biết chữ, được cái là nó thông minh lanh lợi, lại còn sởi lợi dễ nói chuyện mà hai năm nay lại vì phải để tang cha mà kéo dài việc thành hôn, thành ra lớn hơn Lâm Duyệt hai tuổi, mà nhà mẹ để con gia thế thường thường, chỉ sợ đại tẩu chê. Nếu mẫu thân cảm thấy ổn thì vài ngày nữa con dẫn nó về nhà để mẫu thân xem qua, hai chữ mệnh cách chọc ngay vào chỗ đau của bà cụ Lâm, bà nghe vậy liền nói, cô cũng gả vào nhà họ Lâm làm dâu rồi, chúng ta cũng chả chê bai gì cô, đại tẩu cô còn có thể chê cháu gái cô à. Cũng như cô nói, mang cái danh đó trên đầu, con gái danh môn trong kinh thành có không gả được cũng chẳng thèm gả cho nó. Có điều, nhà đầu mà cô nói có phải vài năm trước từng qua đây không, ta còn nhớ diện mạo cũng được lắm, cơ mà không phải nói là mấy năm trước đã đính hôn à. Vương Thị không giận, vội đáp, đúng là đính hôn rồi, nhưng vì phải để tan, nhà người ta không muốn chờ, nên từ hôn rồi, bà cụ Lâm thật không thích như thế, cho rằng xui xẻo, cũng cảm thấy tỏi bên đàn gái hơi lớn nhưng bà nghĩ lại thì thấy điều kiện của Lâm Duyệt cũng chẳng hy vọng tìm được người tốt hơn, hơn nữa nhà họ Vương vốn không hiển hách gì, kém nhà họ Lâm một chút mà thôi, vậy nên bèn nói, việc này ta sẽ thương lượng với đại tẩu cô, Vương Thị nghe bà cụ Lâm siêu lòng, biết ngay là việc này thành rồi, bà ta cười nói, vậy nhờ mẫu thân nói vài lời tốt đẹp về đứa cháu này với đại tẩu giúp con, bà cụ Lâm ừ một tiếng, đôi mắt lóe lóe, có vẻ đã động lòng rồi, Vương Thị lại tán gẫu thêm một lát với bà cụ, sau đó trở về phòng mình. Sau khi về, bà ta ngồi trong phòng vừa chậm rãi uống trà vừa lạnh giọng hỏi, lão gia đâu? Nha hoàng bên cạnh thấp giọng nói, lão gia vừa rồi chờ phu nhân trong phòng một lát, phu nhân chưa về, bây giờ chắc là đến thăm Uyển Di Nương rồi. Vương Thị nghe vậy thì ném ngay chén trà vào người nàng ta, mắng, Uyển Di Nương. Sao ta lại không biết chỗ này có thêm một Uyển Di Nương từ khi nào? Nha hoàng kia bị nước trà nóng văng đầy vạt áo, bỗng cả bàn tay, nàng thấy vương thị nổi giận thì cũng không dám để ý đến vội quỳ xuống khóc lóc rằng thưa phu nhân cả ngày hôm nay người hầu như đều ở chỗ lão phu nhân vừa rồi uyển nhi kia đột nhiên kêu đau bụng lão gia mời thầy thuốc đến bắt mạch vị thầy thuốc kia kê đơn thuốc an thai lại thuận miệng bảo nhất định thai này là nam lão gia vui mừng lắm thế là chiều lòng cô ả chính miệng nói nâng lên làm di nương uyển nhi này là người giỏi đóng vai yếu ớt lâm lương lại thích thấy cô ta như thế uyển nhi vốn không được yêu thích nhưng cô ta lại đang mang thai đứa con của lâm lương hơn nữa bây giờ lâm lương vô cùng mong chờ đứa con này luôn tin tưởng nó phải là con trai lão lại không sửa được cái thói đói bụng ăn quàng của mình chẳng qua chỉ vài ba câu được bị uyển nhi kia dỗ được rồi lão cảm thấy mình xui xẻo là lỗi của lâm duyệt hừ một con ả ti tiện mà thôi còn tưởng mình thành phượng hoàng rồi à vương thị nghe xong chuyện thì cười lạnh vẻ mặt cực kỳ hung ác sau đó trong lòng lại càng hận lâm duyệt và ông cụ lâm nếu không có hai người này thì uyển nhi kia và đứa con trong bụng cô ta đã sớm thành một nắm đất rồi ở đâu ra mà còn ngang ngược trước mặt bà ta như thế nhưng chẳng bao lâu vương thị đã không giận nữa bà ta dù sao cũng đã tìm được một mối hôn nhân cho lâm duyệt tặng cho hắn một món quà lớn đúng vào lúc này lâm lương từ chỗ uyển nhi trở lại lão nhìn thấy vương thị thì cười toe toét hỏi bà nói với mẫu thân chưa vương thị bực mình nói nói thì thế nào chưa nói thì thế nào lâm lương cười hì hì ngồi xuống nói vô làm gì mà nóng thế vương thì biểu môi ta làm gì mà nóng ta cũng chẳng giống lão gia mỹ nhân quay quần vui nhà vui cửa trong lòng chỉ có mỗi đứa con trai chưa ra đời xem bà nói kìa cô ta làm gì mà là mỹ nhân làm sao mà quý trọng bằng nửa sợi tóc của bà hơn nữa có con trai còn không phải là để cho bà nuôi gọi bà bằng mẫu thân lâm lương chẳng để ý nói nếu ngày sau bà lại sinh con trai vậy ta cần cái đứa thứ năm đó làm gì? Vương Thị Phi cười, lời này của ông mà để cho Di Nương mới nghe được, chắc là đau lòng chết mất. Lâm Lương phải tay khinh thường nói, để mặt đứa con chưa ra đời nâng cô ta làm Di Nương mà thôi, cô ta có gì đáng mà đau lòng? Không nói cô ta nữa, chỗ bà sao rồi? Vương Thị vẫy tay cho nha hoàng ra ngoài hết, người đang quỳ trên đất cũng thở phào, nói thế nào thì nàng ta cũng giữ được mạng rồi. Chờ mọi người đi hết, Vương Thị mới nói với Lâm Lương, ta đã nói cho mẫu thân chuyện đó rồi, hẳn là không thành vấn đề, nhưng mà bên đại tẩu có khi là không chịu, lâm lương cười lạnh, đại ca và đại tẩu sẽ không vì một lâm duyệt mà cãi lại mẫu thân. Hơn nữa, ngoài mặt thì con bé kia không có vấn đề, bà tốt bụng tìm một mối cho lâm duyệt, bọn họ còn dám ăn thịt bà chắc, vương thị nghe vậy gật đầu, có điều bà ta lại do dự một lát mới nói, tuy nói ít người biết chuyện quyên nha đầu hư hỏng. Nhưng cái nhà đã đính hôn với nó thì biết hết cả rồi dù kiên kỵ quyền thế của nhà họ vương và mặt mũi của quyên nha đầu nên mới nói với bên ngoài là không chờ dược nhưng việc này ông nhất định phải che giấu kỹ càng bằng không nếu đại ca và đại tẩu biết được giảm bảo sẽ lột da ông lâm lương liếc bà ta một cái nói chuyện này không phải chỉ có nhà họ vương biết thôi sao nếu bà không vô tình nói ra thì ta còn không biết nữa nhà bà đã che giấu việc này gắt gao đến thế người ngoài làm sao mà nghe ngóng được lại nói dù con bé kia ngôn từ có phóng đãng một chút, nhưng cử chỉ vẫn đúng mực, bảo nó làm vợ Lâm Duyệt, bề ngoài cũng không thiệt cho đứa cháu trai này của ta. Vương Thị nghe lời châm biếm của Lâm Lương cũng nóng cả mặt, dù sao thì cũng là con gái nhà mẹ để bà ta không đàng hoàng, sau đó lại nhỏ giọng nói, còn may là quyên nha đầu cũng chưa làm ra chuyện lớn gì, thành thân rồi thì ai còn nhắc đến chuyện xưa nữa. Lâm Lương hừ một tiếng, nó bị bà nắm đằng chui, huynh đệ nhà bà kia thì chỉ biết ăn chơi, với tính tình lâm duyệt bây giờ thì không đời nào mà chiều theo nó đến khi đó nó cũng chỉ có thể dựa vào bà thôi lâm lương càng nói càng vui lão bị ông cụ lâm đánh một trận cho thành đầu heo còn bị phạt quỳ trong từ đường cả đêm lão vẫn còn ghi hận đây là chuyện tốt mà lâm duyệt làm lão có thể không báo đáp sao chứng kiến toàn bộ cảnh này lâm duyệt treo ngược trên xà nhà sờ sờ cầm hắn biết ngay mà với vẻ mặt hung hãn và ánh mắt đầy thù hận của vương thị kia nếu mối hôn nhân này mà không có vấn đề hắn có thể dở đầu mình xuống làm bóng đá. Bây giờ thì hay rồi, mọi việc đều rõ ràng, lâm lương này đúng là đủ độc ác, vì muốn chọc hắn tức chết mà dám nghĩ ra cái loại ý tưởng này. Cũng phải thôi, nếu là lâm duyệt trước kia, sau khi thành thân lại phát hiện ra vợ mình là người như thế, nói không chừng cậu ta tức chết thật. Lâm Duyệt bay đến bên cạnh Lâm Lương, chọc chọc vào đầu lão, chán nản nghĩ, ở thời cổ đại này, một nhà cứ ở chung với nhau thế này quả nhiên không có gì tốt, đi đâu cũng gặp chuyện bất mãn chỗ nào cũng có người bày mưu tính kế rõ ràng là lâm lương hại chết người trước vương thị và lâm lương lại cứ đoan chắc là mình không sai còn định tiếp tục bẫy hắn đúng là nực cười chính vì cảm xúc không vui này lâm duyệt rất nhanh chóng đạt được nguyện vọng biến thành người có quyền lực lớn nhất trong nhà họ lâm ông cụ lâm việc đầu tiên lâm duyệt làm sau khi biến thành ông cụ lâm chính là đi tìm bà cụ lâm nói thẳng thừng việc hôn nhân của lâm duyệt bà có ý kiến gì không bà cụ lâm lúc này vẫn còn đang nghĩ đến lời vương thị nói bà biết đứa cháu gái nhà mẹ đẻ của vương thị chắc chắn không tốt như bà ta nói nhưng cũng chưa từng nghe thấy lời đồn đãi nào vì vậy bà vẫn thấy là hài lòng lấy một người vợ có gia thế bình thường cho lâm duyệt ngày sau hắn sẽ không có ai làm chỗ dựa không dễ gây ra sóng gió gì trong lòng bà cụ lâm bà thà rằng nuôi lâm duyệt thành đồ bỏ chứ không muốn hắn thích gì làm nấy như hiện tại khi ông cụ lâm hỏi đến bà cụ nghĩ nghĩ rồi đáp ta cũng nhìn trúng một nhà tuy rằng gia thế thấp hơn chúng ta nhưng lâm duyệt không khỏe mạnh gì nhanh chóng lấy vợ rồi để lại đời sau vẫn tốt hơn nói xong bà bèn kể lại chuyện cháu gái nhà mẹ đẻ vương thị lâm duyệt cố nhẫn nại nghe cho hết sau đó để lại cho bà cụ lâm một câu chuyện hôn nhân của lâm duyệt ta sẽ tự quyết sau này trong phủ không cần nhắc lại nữa trong ánh mắt khó hiểu của bà cụ lâm lâm duyệt chỉ để lại một vẻ mặt cao thâm khó dò rồi quay người bỏ đi lâm duyệt đến thư phòng của ông cụ lâm sai người gọi lâm lương và lâm trung đến lâm lương và lâm trung đều không biết đã xảy ra việc gì được người chuyển lời thì vội vàng chạy đến thư phòng lâm lương vẫn còn sót lại cảm giác sợ hãi với thư phòng này việc ông cụ lâm lần trước đánh lão một trận còn phạt quỳ trong từ đường tạo thành bóng ma tâm lý rồi trước khi bước vào thư phòng lâm lương bất giác rùng mình một cái lão cứ cảm thấy thư phòng này thật đáng sợ giống như bị yêu ma quỷ quái nào đó chiếm cứ vậy chỉ chờ lão vào trong là liền há miệng nuốt sống lão dừng lại một lát sau cùng lâm lương chỉ biết cười gượng trước ánh mắt dò hỏi của lâm trung sau đó cẩn thận đi theo lâm trung vào thư phòng vừa vào thư phòng lâm lương còn chưa kịp chào hỏi ông cụ lâm thì đã bị lâm duyệt cầm một cái thước dài ba thước đánh thẳng vào má trái tâm trạng lâm duyệt không tốt trong lòng phừng phừng lửa giận ra tay đặc biệt nặng lâm lương bị đánh trúng liền gào lên thảm thiết lâm trung cũng bị cơn giận của ông cụ lâm dọa giật nảy mình ông ta tiến lên nói thưa phụ thân ngài đang cút sang một bên, Lâm Duyệt nheo mắt hư lạnh, chờ ta dạy dỗ xong cái thứ không ra gì này, ngươi hãy nói chuyện, dứt lời hắn lại đánh một cái ngay vào má phải của Lâm Lương. Lâm Lương vì đạo hiếu nên có bị đánh cũng không dám phản kháng, càng không dám tránh né quá lộ liễu, chỉ có thể vừa khóc vừa kêu, thưa phụ thân, rốt cuộc con đã làm sai cái gì khiến ngài nổi giận như vậy, ngài cứ mắng con là được, đừng vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng sức khỏe. Lâm Duyệt vừa đánh thật chuẩn xác vừa cười lạnh, ngươi làm chuyện gì trái lương tâm mà dám nói không biết à, việc hôn nhân của Lâm Duyệt, nghe nói ngươi nhìn trúng người nhà họ Vương, còn cùng vợ ngươi xúi dục mẫu thân muốn quyết định nữa chứ, ngươi nói xem ngươi muốn làm gì hả, nếu ngươi muốn chọc ta tức chết, vậy hôm nay ta đánh chết thằng nghịch tử nhà ngươi là xong, Lâm Lương vừa nghe lời ông cụ Lâm nói liền hoảng hồn, lão thậm chí không dám nghĩ sâu thêm ẩn ý của ông cụ. Chuyện kia của quyên nha đầu nhà họ vương rất bí mật, làm sao ông cụ biết được chứ? vì trong đầu còn đang suy nghĩ, Lâm Lương tránh càng chậm hơn, vừa do dự một chút là đã bị Lâm Duyệt quất trúng vào lưng, đau đến nỗi nhảy dựng. Chờ đến khi Lâm Duyệt dừng tay trong tiếng cầu khẩn đau khổ của Lâm Lương, mặt lão đã sưng đến nỗi không thể ra ngoài được nữa, lưng đau rát như lửa đốt, phần mông cũng thảm không dám nhìn, quần áo nơi đó thậm chí còn thấm vết máu. Lâm Lương nằm bò trên đất khóc không thành tiếng, chỉ nghe được lão đang nức nở, dù sao thì khóc quá dữ cũng sẽ động đến dây thần kinh vết thương trên người sẽ càng đau. Lâm Duyệt lười để ý trạng thái của lão, hắn đánh xong cũng thấy mệt rồi, bèn tiện tay ném cái thước sang một bên, mà lại vừa hay ném trúng mông Lâm Lương. Lâm Lương dãy lên như cá trời nước, kêu gào một lát rồi lại nằm bò xuống. Lâm Duyệt thì lạnh lùng nhìn Lâm Trung nói, không ai được can thiệp vào việc hôn nhân của Lâm Duyệt nữa, từ nay về sau cũng không được nhắc đến, ta sẽ tự quyết. Lâm Trung vừa kinh ngạc vừa lạnh lòng, ông ta cúi đầu đáp, phụ thân nói phải, con đã biết lâm duyệt thấy lâm trung biết điều bèn ném một xấp giấy trắng xuống trước mặt lâm lương đang nằm trên đất nói chậm rãi viết hết những ý đồ bẩn thỉu của ngươi ra đây để cho đại ca của ngươi xem thử ta có vu oan cho ngươi hay không nếu ngươi không viết đúng sự thật vậy hôm nay ta sẽ đánh gãy chân ngươi ngày mai dân tấu xin hoàng thượng bãi miễn chức quan của ngươi lâm phủ chúng ta vẫn có thể nuôi được một kẻ tàn phế lâm lương khóc lóc kêu thưa phụ thân con không biết ngài đang nói gì nếu không biết vậy để ta nhắc cho ngươi nhớ cứ viết ngươi định gài bảy đứa cháu mà ngươi chưa giết được như thế nào. Lâm Duyệt ngồi xuống, nhìn lão mà nói, ngươi thật sự không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Vương hay sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta không biết à? Viết, không muốn viết thì hôm nay ta chặt cái tay này của ngươi, để cả đời này ngươi không cần phải viết nữa. Lâm Lương Kinh Hải ngẩng lên nhìn ông cụ Lâm, hẳn là đã nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt ông cụ, Lâm Lương vừa sợ vừa tuổi, lão kêu vang, thưa phụ thân trước kia ngài cũng không thích lâm duyệt bây giờ thì lúc nào cũng thiên vị nó ngài như thế quả thật là không giống chính mình nữa rồi lâm duyệt nhẹ giọng đáp ta nghĩ thế nào thì không cần phải nói cho người biết bây giờ người viết ngay như ta nói đi bằng không thì cái tay này cũng không cần giữ nữa vết thương của ngươi cũng không cần phải chữa dứt lời lâm duyệt đứng dậy đạp một cái thật mạnh lên tay trái của lâm lương lâm lương đau đến nỗi nước mũi chảy tung tóe lão gào thét phụ thân con viết con viết con viết còn chưa được sao?" Lâm Duyệt liếc lão một cái, chậm rãi nâng chân lên. Khi Lâm Lương nằm bò trên đất trung chảy viết ra những suy nghĩ bẩn thiểu của mình, Lâm Trung lại đang nghi ngờ đánh giá Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nhận ra ông ta đang nhìn mình thì ngước lên liếc một cái, Lâm Trung vội vàng cúi đầu. Lâm Duyệt biết rõ hôm nay mình mượn xác ông cụ Lâm rồi làm ra một loạt hành động quá mức bất thường, sẽ dễ dàng khiến người ta nghi ngờ, nhưng hắn không quan tâm. Một việc quá sức tưởng tượng thế này dù là vị thái tử có thể nhìn thấy hắn kia cũng sẽ không tin ai còn dám tin có nghi ngờ hắn thì cũng chỉ có thể giữ riêng trong lòng khi không có chứng cứ thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi sau khi lâm lương viết rõ tất cả mọi thứ lâm duyệt nhìn sơ qua một cái rồi đưa sang cho lâm trung sau khi lâm trung nhận lấy thì sắc mặt bắt đầu tái xanh đi với tốc độ cực nhanh lâm duyệt lấy lại giấy từ tay lâm trung sau đó nói nó bị thương ngươi làm đại ca thì đích thân đưa nó về đi nếu người khác trong phủ có ý kiến với chuyện của Lâm Duyệt, người cứ nói rõ thái độ của ta." Lâm Trung hít một hơi rồi chắp tay nói, "Vâng thưa phụ thân, con đã hiểu, chờ Lâm Trung đưa lão Lâm Lương phiền toái kia đi rồi, Lâm Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng hết giận rồi. Sau khi thoát ra khỏi ông cụ Lâm, Lâm Duyệt liền bay thẳng đến hoàng cung. Ai cũng nói hoàng cung là nơi dơ bẩn nhất, Lâm Duyệt lại thấy nhà họ Lâm còn đáng ghét hơn cả hoàng cung, đến đông cung, đúng như hắn nghĩ tề nhiễm vẫn chưa ngủ lâm duyệt ngồi đối diện với tề nhiễm tề nhiễm ngẩng lên nhìn hắn trầm ngâm rồi nói tâm trạng của ngươi không tốt lời vừa dứt thì y đột ngột khựng lại thật ra lâm duyệt trong mắt y lúc này chỉ là một bóng đen tâm trạng tốt hay không thì y cũng không thể thấy được nhưng tề nhiễm lại cảm thấy cái bóng này đang nổi giận đùng đùng thế là bất giác buộc miệng hỏi lâm duyệt đáp tạm được mấy việc phiền toái trong nhà có điều sau này ắt hẳn là bọn họ không dám nữa tề nhiễm ư một tiếng sau đó dời đề tài qua vài ngày nữa là đến hội đi săn mùa xuân ở hành cung lạc sơn ngươi có tham gia không hội đi săn mùa xuân ở hành cung lạc sơn lâm duyệt nghĩ nghĩ rồi đáp việc thú vị như thế tất nhiên là ta phải tham gia rồi có điều không biết thái tử muốn ta tham gia đi săn với thân phận gì đây vậy lâm công tử muốn tham gia với thân phận gì tề nhiễm khách sáo hỏi ra vẻ như ngươi muốn thân phận gì ta liền cho ngươi thân phận đó lâm duyệt nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi xòe tay cười nói nghĩ qua nghĩ lại thì cũng chẳng có thân phận gì, thôi vẫn nên dùng thân phận của chính ta vậy. Dù sao thì với tố chất cơ thể hiện giờ, ta có đến đó cũng không thể đi săn, chỉ có phần đứng xem và ngủ thôi. Tề nhiễm ư một tiếng bân quơ, hội đi săn mùa xuân ở hành cung Lạc Sơn là một lễ hội cử hành hàng năm, kiếp trước vì ăn phải vài miếng điểm tâm mà Mai Phi đưa đến, y không thể tham gia. Còn lần này, y đã quyết tâm phải đi cho bằng được, tuy tề nhiễm chỉ thất thần trong nháy mắt, nhưng Lâm Duyệt đang rảnh rỗi ngồi đó vẫn thấy rất rõ ràng, Lâm Duyệt nghĩ, vị thái tử này tuổi còn quá trẻ, nhưng nét mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, thế nhưng quan lại trong triều đều không cảm thấy thái độ của y là kiêu ngạo, mà ngược lại còn vô cùng sùng bái, có thể thấy nhân cách của y đã khiến bọn họ tin phục thật sự, nhưng Lâm Duyệt cứ cảm thấy bên dưới vẻ ngoài bình thản của Tề Nhiễm là cõi lòng đầy tâm sự, trạng thái tinh thần của y luôn luôn căng như dây đàn, cả người như một chiếc cung bị kéo căng chỉ cần chạm nhẹ là có thể khiến y giật mình buông dây bắn ra mũi tên đó lâm duyệt không biết thái tử rốt cuộc đang suy nghĩ gì hắn chỉ biết rằng người này thật sự khó dò y luôn có những dự định mà người ngoài không thể ngờ được tất nhiên mỗi người trên đời đều có bí mật của riêng mình hắn và tề nhiễm chỉ có quan hệ hợp tác trước khi tề nhiễm mở miệng hắn sẽ không chủ động đi dò xét bí mật của y đây có thể xem như là một trong những nguyên tắc ít ỏi mà lâm duyệt tự đặt ra cho mình cũng có thể gián tiếp phản ánh được hắn chính là một người rất có kỷ luật hắn nắm trong tay một thủ đoạn quỷ dị là có thể xuất hồn đi lang thang khắp nơi đặt ở trong bất cứ một tầng lớp xã hội nào đều có thể xem nó là một thứ vũ khí đáng gờm nếu lâm duyệt nảy sinh suy nghĩ bất lương hắn thậm chí có thể lợi dụng năng lực này mà dễ dàng trở thành một doanh nhân thành đạt được người người ngưỡng mộ nhưng hắn không làm vậy hắn chỉ giữ vững mảnh đất nhỏ bé của mình cố gắng sống một cuộc đời bình thường tất nhiên bảo hắn tuyệt đối không sử dụng năng lực này là bất khả thi hắn có dùng nhưng rất cẩn thận chỉ đủ để bản thân sống tự do tự tại có điều dù tự giới hạn mình như vậy nhưng có lẽ hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ vặn vẹo suy nghĩ của hắn thay đổi rồi hắn trở thành một người vừa lạnh nhạt vừa ích kỷ đương nhiên lâm duyệt chưa bao giờ phủ nhận khuyết điểm này hắn sẽ không đi làm hại người khác nhưng cũng đừng ai mong có thể tổn hại hắn mọi người có thể chung sống hòa bình là tốt nhất nhưng nếu hắn không hãm hại người khác, mà có kẻ muốn đến gây chuyện, vậy thì hắn sẽ đáp trả. Nguyên tắc là do hắn định ra, hắn vẫn luôn tuân thủ. Nhưng sự thật là không ai dự đoán trước được tương lai, Lâm Duyệt tất nhiên cũng sẽ không biết. Trong tương lai hắn sẽ tự phá vỡ nguyên tắc đã tuân thủ nhiều năm của mình vì vị thái tử với trái tim tổn thương thảm hại này. Lâm Duyệt của bây giờ vẫn còn đang nói với Tề Nhiễm vừa định thần lại bằng giọng điệu không mặn không nhạt. Thái tử điện hạ dường như có tâm sự, Tề Nhiễm mím môi đáp: không, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tề nhiễm vẫn thấy Lâm Duyệt nói ra bốn chữ thái tử điện hạ này luôn mang theo cảm giác tùy tiện và bất chấp. Tề nhiễm không rõ đây là vì Lâm Duyệt thường ở trong nhà, không có giao tiếp với bên ngoài, hay là tự đáy lòng hắn cảm thấy thái tử không có gì đặc biệt. Nhưng dù là nguyên nhân gì, y vẫn thấy chuyện này không hay lắm. Lâm Duyệt là đối tượng hợp tác của y, cũng là người y muốn lôi kéo, nhưng tề nhiễm luôn có cảm giác bản thân không thể khống chế Lâm Duyệt. Nói thật lòng, cảm giác này trong mắt tề nhiễm quả là tồi tệ cực điểm được sống lại một lần nhưng vẫn có những người và việc mà y không thể khống chế được tề nhiễm thầm bất an lâm duyệt biết bây giờ tề nhiễm không hoàn toàn tin tưởng mình nhưng chính hắn cũng thế vì vậy hắn cũng không mất vui vì câu trả lời lạnh lùng của tề nhiễm hắn nhìn sắc trời nói nếu đã phải đi săn vậy thì ta cần về phủ chuẩn bị một phen dù sao cũng không thể mất mặt ngay lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người lời vừa dứt hắn bèn bay mất tề nhiễm nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt phức tạp thật lâu sau đó y thầm nhủ thôi bỏ đi hiện giờ người này vẫn còn tác dụng lớn cứ tạm thời dung túng hắn vậy người ta thường nói lui một bước lại một bước lui mãi lui mãi không còn đường lui có lẽ chính là để diễn tả thái độ của tề nhiễm dành cho lâm duyệt khi lâm duyệt về đến nhà họ lâm nơi này đang đại loạn phía lâm lương thì không cần nói lâm duyệt dùng thân phận của ông cụ lâm đánh lão một trận e rằng 10 ngày nửa tháng cũng chưa xuống giường được. Sau khi Lâm Trung đưa lão về, Vương Thị đau lòng vừa khóc vừa gào. Vốn dĩ Lâm Trung là đại ca, có những việc không tiện nói với em dâu như Vương Thị, nhưng nghĩ đến những suy tính đáng căm hận của Lâm Lương, ông ta vẫn lạnh lùng nói, tam đệ bị đánh cũng không oan, phụ thân chẳng qua là tức giận việc đệ ấy nhúng tay vào hôn nhân của Lâm Duyệt. Phụ thân cũng nói, hôn nhân của Lâm Duyệt ngài sẽ tự quyết, không cần tam đệ phải lo đến. Nói xong Lâm Trung liền quay người bỏ đi, để lại vương thị chột dạ đến nỗi quên cả khóc. Sau đó thì tiếng cầu nhàu than đau của Lâm Lương mới lôi kéo sự chú ý của vương thị trở về, vương thị vội vàng sai người đưa Lâm Lương vào trong phòng, lại đi mời thầy thuốc. Bà ta vốn còn định đến chỗ bà cụ Lâm hỏi thăm tình hình, nhưng bị Lâm Lương cản lại, lúc này trong phòng người đông, có nhiều thứ không thể nói thẳng ra, hơn nữa, Lâm Lương cũng chột dạ. Lão đã viết hết toàn bộ những ý định của mình ra dưới cơn giận của ông cụ Lâm, Lâm Trung cũng đọc rồi biết rồi, bây giờ dù cho bà cụ Lâm có muốn bao che thì lão cũng không dám làm bừa nữa. Lão chỉ ầm ờ nói vài câu, rằng ông cụ không hài lòng với mối hôn nhân mà Vương Thị muốn giới thiệu cho Lâm Duyệt, cho nên mới đánh lão. Lời này vào tai người ngoài lại biến thành vì lỗi lầm của Vương Thị mới khiến lão bị đánh một trận. Vương Thị muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện không ra gì của Quyên Nha đầu, bà ta lại không dám lên tiếng. Nói cho cùng thì cũng là do nhà họ Vương không có lý, nếu mà Lâm Lương bất chấp tất cả làm ồn ào lên, mất mặt chính là nhà họ Vương, bản thân bà ta cũng không dám ra ngoài nữa. Nhưng trong lòng bà ta vẫn giận, bồi thêm một câu, dù phụ thân không hài lòng việc hôn nhân của Lâm Duyệt, cũng cần gì phải đánh tam gia nặng như thế, ẩn ý trong câu nói này rành rành. Chắc chắn là Lâm Lương làm gì đó mới chọc giận ông cụ, chứ chỉ vì một cuộc hôn nhân thì làm sao đáng đánh thành thế này. Lâm Lương chọc dạ nên nghe Vương thì chăm chọc như vậy cũng không nói thêm, chỉ bảo bà ta nhanh chóng đi tìm thầy thuốc. Lão sợ mình cứ hai ba ngày lại bị ông cụ Lâm đánh một trận thế này thì không cần ông cụ phải dân tấu, lão cũng bị hoàng đế gạch tên luôn rồi. Có điều việc Lâm Lương bị ông cụ Lâm đánh đến nỗi máu me đầm địa không che giấu được, mà khi đó Lâm Duyệt cũng không định giấu người khác. Bà cụ Lâm nghe xong chuyện này thích đích thân đến thăm Lâm Lương, thấy dáng vẻ thảm thương của lão, bà cụ đau lòng đến nỗi bệnh đau đầu cũng tái phát ngay tại chỗ bà muốn lập tức đi tìm ông cụ lâm hỏi xem đầu đuôi câu chuyện là thế nào bị lâm lương ngăn cản lâm lương đương nhiên không dám nói là ông cụ lâm sai lão chỉ nói thưa mẫu thân việc này con làm sai nên chọc giận phụ thân mẫu thân niệm tình con đã bị thương mà bỏ qua thôi bà cụ lâm cứ gọi là đau tận tâm can bà nhìn lâm lương mà nói con nghỉ ngơi cho tốt đừng nghĩ đến việc khá nữa nói xong bà liền trở về chỗ của mình bà biết việc Lâm Trung và Lâm Lương cùng bị gọi đi gặp ông cụ Lâm, bèn cho người đi gọi Lâm Trung đến, bà muốn hỏi rõ ràng vì sao Lâm Lương lại chọc giận ông cụ. Lâm Trung vẫn đang chờ bà cụ Lâm gọi mình, ông sụ mặt đi đến chỗ bà, không chờ bà lên tiếng chất vấn, ông ta đã vén vạt áo quỳ xuống, sau đó nói, thưa mẫu thân, nếu người biết việc tam đệ đã làm rồi, vậy thì con không còn gì để nói, rào trước đón sau rồi, Lâm Trung bèn nói hết những gì Lâm Lương đã viết kia ra. Bà cụ Lâm ban đầu thì giận Lâm Trung bất kính với mình, nhưng Lâm Trung càng nói, vẻ mặt của bà lại càng kinh ngạc, đến khi Lâm Trung nói xong, bà vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Bà cụ Lâm không tin, tam đệ con từ trước đến nay kính yêu con, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như thế chứ? Lâm Trung dập đầu với bà cụ Lâm, hai mắt đỏ hoe, đáp: "Nếu mẫu thân không tin thì có thể hỏi phụ thân, phụ thân vẫn còn giữ chứng cứ mà tam đệ tự tay viết, tự ấn dấu tay. Thưa mẫu thân, con thân là đại ca" Từ trước đến nay luôn yêu thương bảo vệ đệ đệ, Tam đệ lại hết lần này đến lần khác làm ra những việc đáng khinh như thế, thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu mẫu thân vẫn một lòng muốn thiên vị Tam đệ, con cũng không dám nói gì, đến đây, Lâm Trung dừng một lát rồi tiếp, nếu mẫu thân cho rằng Duyệt Nhi chỉ xứng lấy loại con gái đó, vậy con càng không dám nói gì, phụ thân cũng đã nói, hôn nhân của Duyệt Nhi là do ngài quyết định. Hôm nay con không khỏe trong người, không thể ở lại cùng mẫu thân, con xin phép lui trước." Lâm Trung đứng dậy đi rồi, bà cụ Lâm còn chưa phản ứng được. Chờ đến khi bà nghĩ ra Lâm Trung vừa rồi có ý gì thì ông ta đã bỏ đi rất xa rồi. Bà cụ Lâm giận muốn đấm ngực, Lâm Trung chẳng phải là đang ám chỉ bà thông đồng với Lâm Lương muốn tiền cho Lâm Duyệt một đứa con gái hư hỏng đó sao? Dù bà có ghét lợi dụng dùng danh tiếng của gia tộc để trút giận, bà cụ giận đến phát khóc, bà không biết vì sao mọi việc lại xảy ra như thế nhưng bà biết rõ lâm trung lúc này không còn tình nghĩa gì với lâm lương nữa cũng xa cách với bà rồi bây giờ bà cụ lâm hận vương thị muốn chết đoan chắc đây chính là ý đồ xấu xa của bà ta nên mới làm hại lâm lương còn hoàn toàn chọc giận lâm trung khi lâm trung trở về từ chỗ bà cụ lâm thì đến thẳng chỗ trương thị lúc đó trương thị đang tựa vào đầu giường chờ đợi trong nhà xảy ra chuyện lớn tất nhiên trương thị cũng nghe thấy nhưng bà không biết tình hình cụ thể chỉ có thể chờ lâm trung đến nói cho mình biết lâm trung không nói nói ra những ý đồ bẩn thỉu của lâm lương chỉ nói lâm lương làm sai một số việc phụ thân liền mượn có chuyện hôn nhân của lâm duyệt mà nổi giận khi lâm trung nói lời này thì không có nhìn trương thị ông ta còn đang lơ đảng, trương thị thấy rất rõ ràng hơn nữa bà cũng biết chắc lần này lâm lương đã thật sự chọc giận lâm trung rồi chứ bằng không thì ông ta cũng không gọi thẳng tên lâm lương ngày thường ông ta luôn gọi là tam đệ vừa thân thiết vừa nhiệt tình trương thị ôn hòa đáp nếu vậy e rằng phụ thân đã dẫn đến tột đỉnh rồi, bên mẫu thân thì sao? Chờ sức khỏe của ta khá hơn rồi, ta liền đi thăm mẫu thân, không cần thiết, Lâm Trung ngẩn lên nói, thấy thần sắc Trương Thị kinh ngạc, ông ta mới nhớ ra vừa rồi mình lỡ lời, bèn nói thêm, mẫu thân đang không khỏe, bà lại đang bệnh, không cần phải lo lắng nữa, chờ bà khỏi hẳn bệnh hẳn đến thăm mẫu thân cũng không muộn, Trương Thị giật đầu vâng lời, bà dám khẳng định giữa Lâm Trung và Lâm Lương bây giờ đã có khoảng cách lâm trung ngồi trong phòng trương thị thật lâu do dự mấy hồi sau cùng mở miệng việc hôn nhân của duyệt nhi khi trương thị nhìn thẳng lên ông ta mím môi nói việc này phụ thân sẽ tự quyết sau này đừng nhắc đến nữa trương thị lần này sửng sốt bà hỏi phụ thân muốn làm gì lâm trung rủ mắt đáp ta không biết suy nghĩ của phụ thân thế nào việc của lâm duyệt khiến ngài phản coi trọng như thế có lẽ là có ý định riêng rồi trương thị lần này không còn gì để nói bà đang nghĩ cuối cùng thì ông cụ lâm muốn dùng hôn nhân của lâm duyệt để làm gì ông cụ lâm căn bản không biết mình muốn dùng hôn nhân của lâm duyệt để làm gì ông chỉ cảm thấy mình vừa ngủ một giấc rất ngon nếu không phải là quá khát nước thì quả thực là không muốn thức dậy nửa mơ nửa tỉnh sai người hầu đi lấy nước sau khi uống xong ông cụ lâm mới hơi tỉnh táo phát hiện mình ngủ ở thư phòng hơn nửa người vừa rót nước không phải là người hầu thường ngày của mình mà là con trai trưởng lâm trung ông cụ kinh ngạc sao ngươi lại ở đây lâm trung đặt chén trà sang một bên sau đó nhìn chăm chú vào ông cụ nhìn mãi khiến cho ông cụ dựng hết lông tơ sau đó ông ta mới chậm rãi lên tiếng phụ thân không nhớ sao ông cụ lâm không hiểu gì cả ta không nhớ cái gì cơ lâm trung bèn kể lại hết mọi việc ngay cả việc ông cụ đánh lâm lương ra sao lâm lương đã làm những gì ông cụ lâm nghe ông ta kể lại mà trong lòng dậy sống đương nhiên nếu như nhân vật chính không phải chính ông cụ thì càng tốt chờ sau khi lâm trung nói xong Lâm lão thái gia im lặng, rất lâu sau mới khó khăn mở lời, nếu thật là vậy thì lâm lương quả thực là làm quá rồi. Tất nhiên là thật, lâm trung đáp, chính phụ thân bảo tam đệ tự tay viết ra, còn ấn dấu tay, phụ thân còn nói sẽ cất giữ những gì tam đệ đã viết, ngay sau nếu tam đệ còn làm sai, phụ thân sẽ đánh chết, ông cụ lâm, đây là ông sao? Sao ông không có chút ấn tượng nào cả? Lần trước sau khi ông gây ra họa lớn trong ngự thư phòng thì đã tìm một ngự y nhờ bắt mạch, ông không nói rõ việc mình mất trí nhớ. Triều đình đại tề không cần một thượng thư lại bộ ngay cả mình nói gì làm gì cũng không biết, khi đó ông cẩn thận hỏi hang ngự y, trên đời này liệu có người nào mà thỉnh thoảng quên mất mình đã làm gì, tính tình thay đổi rất lớn mà bản thân không biết, khi đó ngự y nói chứng bệnh này không hiếm thấy, ví dụ như những kẻ điên mà mọi người vẫn biết, không nhớ được lời nói việc làm của mình, về phần tính tình thay đổi mà không tự biết, thì rất nhiều nương nương trong lãnh cung như thế lúc khỏe mạnh thì chẳng khác gì người thường khi điên lên thì người thân cũng không nhận ông cụ lâm khi đó liền nghẹn lời ông cảm thấy mình chẳng khác gì các nương nương bị tống vào lãnh cung kia bây giờ nghe lâm trung kể lại ông cụ lâm im lặng hoàn toàn ông ngẩng lên nhìn lâm trung mang sắc mặt phức tạp sau đó ánh mắt đảo đảo hỏi lâm duyệt bây giờ lâm duyệt thế nào lâm trung cúi đầu nghiêm chỉnh đáp trước khi đến thăm phụ thân còn có đến xem qua lâm duyệt nó không khỏe nên đã ngủ từ sớm khi con đi thì gọi nó dậy nó rất rất khỏe giống ngày thường vậy ông ta vốn định nói lâm duyệt rất bình thường nhưng như vậy thì có vẻ như bản thân nói ông cụ lâm không bình thường nên lâm trung đành đổi một cách nói khác ông cụ lâm cảm thấy rất phiền cũng không chú ý đến sắc mặt của lâm trung chỉ cho lâm trung lui ra chỉ có lâm duyệt vẫn ở bên cạnh xem tình hình tiến triển đến đâu thì nhìn theo lâm trung thêm một cái đúng là lâm trung có đến ngô đồng trai cũng có đến thăm hắn nhưng khi ông ta đi thì hắn căn bản chưa tỉnh hắn không hiểu vì sao lâm trung cố ý nói dối với ông cụ lâm nhưng dù lâm trung nghĩ thế nào ông ta hẳn cũng không thể nghĩ đến việc linh hồn hắn có thể thoát xác ông cụ lâm ở trong thư phòng rất lâu sau đó chỉnh trang lại quần áo để đến chỗ bà cụ lâm bà cụ cả đêm không ngủ nghe thấy ông đến còn vùng vằng một trận nói dù lâm lương có ngàn sai vạn sai đi nữa sao ông lại nở ra tay nặng như thế có phải ông định vì lâm duyệt mà bỏ nó thật hay không mấy lần ông hành xử thế này hoàn toàn không giống ông tí nào, ông cụ Lâm không giận, chỉ nhìn bà cụ mà nói, qua vài ngày nữa, bà dẫn con cháu trong nhà lên chùa nằm an thắp nhang, dẫn Lâm Duyệt đi gặp Huệ Minh Đại Sư, bà cụ Lâm nghe vậy cũng không màng đến nỗi giận nữa, bà hơi ngạc nhiên, Cháu mày hỏi lại, dẫn cả Lâm Duyệt đi à, ông cụ Lâm ừ một tiếng, tiếp, Lâm Duyệt và Huệ Minh Đại Sư xem như có duyên, gần đây trong nhà toàn xảy ra chuyện lạ, thật không tiện để người ngoài biết nhờ Huệ Minh Đại Sư xem thử xem sao, bà cụ thoát tim, kêu lên, ông à, ông, ông cụ lâm đáp, mấy lần này ta làm việc quá hồ đồ, thế này đi, bà nói cho người trong phủ, nếu lần sau ta còn hành động kỳ quặc nữa, bảo bọn họ hỏi thử xem. Năm xưa phần thưởng đầu tiên ta nhận được khi vào triều làm quan là cái gì, nếu ta mà không trả lời được, vậy thì đừng nghe những gì ta nói lúc đó, về phần nếu trả lời được thì làm sao, ông cụ không nói, bà cụ lâm kinh hải không thôi nhưng sau đó đáp ta biết nên làm thế nào bà cụ lâm nghe những lời ông cụ nói mà kinh ngạc vô cùng bà ngẫm nghĩ thái độ của ông cụ với lâm lương thay đổi quá nhiều mà hình như bắt đầu là từ khi lâm duyệt ngã xuống nước suýt chết nghĩ lại thì lâm duyệt mạng lớn không chết đuối thì thôi tính cách lại còn thay đổi lớn mỗi lần ông cụ hành xử kỳ lạ đều là ra mặt cho lâm duyệt hơn nữa các cư xử bất chấp đạo lý này thật sự giống hết lâm duyệt nghĩ đến đây bà cụ lâm bất giác lại liên tưởng đến những việc không đâu trước kia rùng mình một cái bà thầm nhủ lâm duyệt quả nhiên là đồ tai họa trời sinh việc liên quan đến hắn quả nhiên đều không tốt có điều dù cho hai ông bà cụ thậm chí cả lâm trung nghĩ thế nào bọn họ cũng chỉ lặng lẽ thầm nghĩ không hề có ý định nói chuyện hoang đường này ra ngoài loại chuyện không chứng cứ này mà truyền ra ngoài thì cái chức thượng thư lại bộ của ông cụ sẽ mất ngay trong tích tắc ông cụ lâm chuẩn bị hai đường một mặt thì bảo bà cụ lâm dẫn con cháu trong nhà đến chùa nam an cầu phúc mặt khác lại mời thêm một vị ngự y đến bắt mạch ngự y nói gần đây ông hay nóng giận cần phải giảm bớt ngoài ra thì không có vấn đề gì lớn ông cụ lâm nghe lời nói của ngự y xong thì tâm trạng phức tạp vô cùng thật ra ông cũng nghi ngờ mình đúng là bị những sự việc kia tảnh hưởng tức giận quá mức dẫn đến ký ức có vấn đề lâm trung nói ông bắt lâm lương viết ra chứng cứ nhưng ông tìm trong thư phòng rất lâu vẫn không tìm thấy ông tất nhiên sẽ không hoài nghi lâm trung nhưng rốt cuộc thì thứ đó nằm ở đâu ông không có một chút ấn tượng nào cả ông cụ lâm nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra kết quả sau cùng đành thôi không nghĩ nữa dù sao thì có vấn đề hay không cứ để huệ minh đại sư của chùa nam an nhìn qua là biết rõ khác với ông cụ lâm còn xoắn suýt bà cụ lâm chỉ một lòng tin rằng lâm duyệt chính là tai họa bà nhịn hai ngày rồi lấy lý do gần đây sức khỏe không tốt muốn dẫn con cháu trong nhà lên chùa nam an dân hương ý của bà là trương thị còn đang bệnh vương thị phải chăm sóc lâm lương nên lần nay hai người không cần phải đi con cháu trong nhà đi theo một là vì vui chơi hay là để bày tỏ lòng hiếu thảo cầu phúc cho trưởng bối cũng có thể xin một cái bùa bình an cho chính mình hoặc cầu nguyện gì đó lâm như an căn bản không có hứng thú với việc này nhưng các cô gái bị nhốt trong nhà như lâm như ý thì đều rất thích ngoại trừ các bữa tiệc hoặc là được bạn thân mời bọn họ không có cơ hội ra ngoài bây giờ chính là một cơ hội tốt tất nhiên là ai cũng thích đi sau cùng lâm như an cũng không tiện làm các cô mất hứng đành thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi theo bà cụ lâm tất nhiên là không cho người trực tiếp gọi lâm duyệt theo cùng dù sao thì ngày thường bà đã không thích lâm duyệt bây giờ mà đột nhiên gọi hắn đi cùng ai mà chẳng nghi ngờ trong đó có vấn đề bà cụ lâm ra vẻ do dự một lúc sau cùng mới làm như không tình nguyện nhưng vẫn phải sai nha hoàng yên nhiên đi người đến ngô đồng trai gọi cả lâm duyệt đi cùng bảo nó đi cầu phúc cho mẫu thân nó Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, mà cả Lâm Như An cũng thế, Yên Nhiên làm nha hoàn quản lý của bà cụ Lâm, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nghe vậy sắc mặt cũng không đổi, chỉ vái chào một cái rồi đi. Khi mọi người đều đang chờ đợi trong nỗi kinh ngạc, Yên Nhiên nhanh chóng trở lại. Khi nàng đi thì vẻ mặt bình thản, đến lúc về thì có vẻ rất khó xử, bà cụ Lâm sững người, không vui hỏi: "Làm sao vậy?" Yên Nhiên liếc người xung quanh một cái rồi ấp úng nói: "Thưa lão phu nhân, thiếu gia Lâm Duyệt nói sức khỏe không tốt." không tiện đi xa, sắc mặt bà cụ lâm càng khó coi hơn, quát lên, đúng là hỗn xược, mẫu thân nó còn đang bệnh, mà nó thậm chí còn không đến thăm một lần, bây giờ bảo nó đi cầu phúc cho mẫu thân mà cũng không chịu đi, đúng là đồ bất hiếu, tổ mẫu đừng giận, lâm như an tiến lên một bước an ủi bà cụ, nói, nhiều năm nay đại ca vẫn luôn không khỏe, cũng không thích ra ngoài, việc cầu phúc cho mẫu thân cứ giao cho con và như ý là được. Con cũng định xin một cái bù bình an cho đại ca không được bà cụ lâm không kịp nghĩ đã phản bác lời của lâm như an rồi bà nói nửa thật nửa giả đại ca của con gần đây gặp nhiều tai nạn huệ minh đại sư vừa hay đang rảnh để nó đi gặp mặt cũng tốt bà không dám nói là muốn để huệ minh đại sư xem thử xem lâm duyệt có gì bất thường càng không thể nói trắng ra mục đích thật sự thì việc nói lời nửa thật nửa giả thế này mới không khiến cho người ta nghi ngờ dù sao thì bà cũng vì tin vào lời của huệ minh đại sư nên luôn không thích lâm duyệt người trong lâm phủ đều biết không ai nghĩ nhiều lâm như an nghe vậy thì hơi sửng sốt sau đó thì giả vờ như không có việc gì cười khổ thưa tổ mẫu con nghe nói gần đây huệ minh đại sư rất bận huệ minh đại sư quả thực rất bận nhưng chúng ta đã đến thì ông ấy sẽ có thời gian nếu ngay từ đầu tổ mẫu bảo người ta đến chuyển lời để cho huệ minh đại sư xem thử xem ta có còn là kẻ tai họa xung khắc người nhà hay không ta cũng không tiện từ chối ý tốt của bà ta vốn còn sợ mạng mình không tốt ta mà đi cầu phúc cho mẫu thân biết đâu chừng lại tác dụng ngược còn đang định đến tạ tội đây không ngờ tổ mẫu lại nghĩ thế nhỉ nếu đã vậy thì ta chắc chắn phải đi rồi ta cũng muốn xem thử huệ minh đại sư kia có phải là thần tiên chuyển thế hay không mà có thể nhìn ra kiếp trước kiếp này của một người bà cụ lâm và lâm duyệt đồng thời cắt ngang lời của lâm như an lời của bà cụ vẫn còn mang phần nào sự kiêu ngạo của người nhà họ lâm còn lời của lâm duyệt nghe thì có vẻ thành khẩn lắm nhưng ẩn ý bên trong thì thật khó nghe, những người đang có mặt đều biến sắc, Lâm Như Ý nhìn Lâm Duyệt một cái, sau đó dựa gần vào bà cụ Lâm hơn, cúi đầu rũ mắt. Bà cụ nghe xong lời nói bất kính của hắn tức đến nỗi ruột gan phát đau, nhưng lại nghĩ đến ông cụ Lâm, cuối cùng bà cũng không thốt ra lời bảo Lâm Duyệt cút về, mà chỉ nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi. Lâm Duyệt thì rất thoải mái, nói với một nha hoàng gần đó, chuẩn bị xe ngựa cho ta, sức khỏe ta không tốt, không chịu được đường xa không cưỡi ngựa được nha hoàng kia nghe lâm duyệt sai khiến thì hơi khựng lại có vẻ khó xử lâm như an bước lên ôn hòa nói sắp xếp thêm một số thứ mềm mại trên xe chuẩn bị cả trái cây hôm nay ta không khỏe không chịu được gió cùng ngồi xe ngựa với đại ca nha hoàng kia nghe lâm như an lên tiếng gật đầu như gà mổ thóc lập tức quay người đi sắp xếp lâm như an cười cười với lâm duyệt nhỏ giọng nói đại ca không phiền để ngồi cùng chứ. lâm duyệt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới lạnh nhạt nói ta đương nhiên không phiền dù sao thì người có tiếng xấu là ta chứ không phải ngươi lâm như an nghe vậy không biết là nghĩ đến cái gì mà thần sắc hơi hoảng hốt ánh mắt nhìn lâm duyệt có vẻ phức tạp chờ lâm duyệt và lâm như an lên xe ngựa rồi đoàn người của lâm phủ tiến về phía chùa nam an xe ngựa của lâm phủ có ký hiệu của gia tộc người bình thường có kiến thức một chút thì sẽ tự động trách đường đoàn người thuận lợi đến chùa nam an dân hương cũng có quy định nam nữ phải chia ra nhóm nam như Lâm Như An và Lâm Duyệt sẽ đi một cửa khác, không làm phiền đến bên nữ. Lâm Như An vào đại điện, vô cùng cung kính hương, khấu đầu bái lạy, còn Lâm Duyệt lại đứng ngẩn ra một bên. Một chú tiểu hình như vừa cạo đầu đứng bên cạnh đi đến mời Lâm Duyệt dân hương, Lâm Duyệt chỉ mỉm cười, đáp, ta xung khắc với Phật, không dân hương. Lòng không thành sẽ khiến Phật tổ tức giận, chú tiểu sửng sốt, hẳn là lần đầu tiên gặp được một người thẳng thắn như vậy, cậu há miệng, mãi lâu sau mới nói, bây giờ không thành tâm, thì ngày sau vẫn có thể thành, chúng ta không có duyên, không thể thành tâm, Lâm Duyệt vẫn không đổi ý, người xung quanh nghe vậy đều tức giận quay sang nhìn hắn, dù đang cầu phúc cho người nhà, Lâm Như An lúc này cũng không quỳ tiếp được nữa, Lâm Duyệt toàn nói lời gây thù hận thế này làm sao được, cậu ta đành phải đứng lên, vừa xoắn suýt vừa nói với chú Tiểu, Tiểu Sư Phụ, tâm trạng của đại ca ta hiện không tốt, xin đừng để bụng, nói xong liền kéo Lâm Duyệt ra khỏi đại điện. Nhà họ Lâm có phòng riêng của mình ở chùa Nam An, hệ đến đây thì cứ vào thẳng đó là được. Lâm Duyệt cản đường một chú tiểu đằng sau đại điện, hỏi: "Tiểu sư phụ, xin hỏi khách của nam trai phòng đang ở đâu?" Chú tiểu kia là người trang trọng, cậu ta làm lễ nhà Phật trước rồi mới đáp: "Thí chủ, Lâm lão phu nhân hiện đang ở thiền phòng của Huệ Minh đại sư, các vị cứ đến thẳng đó là được." Nghe thấy bốn chữ Huệ Minh đại sư, Lâm Như An rõ ràng có vẻ không muốn đi, nhưng Lâm Duyệt thì lại cười tủm tỉm, hỏi: vậy thiền phòng của huệ minh đại sư ở đâu chú tiểu kia nhìn hắn một cái sau đó chỉ về một hướng lâm duyệt không để ý đến lâm như an hướng thẳng về phía thiền phòng của huệ minh đại sư mà đi lâm như an dù lộ sẽ khó xử nhưng sau cùng vẫn đi theo có điều lâm duyệt vừa đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói vui sướng lâm công tử các ngươi cũng đến dân hương à lâm duyệt quay đầu lại hướng đó thấy được gương mặt hào hứng của phỉ thanh mà bên cạnh phỉ thanh là một thanh niên tự như bước ra từ trong tranh, khí chất lạnh lùng. Không phải ai khác, đó chính là thái tử tề nhiễm. Trong mắt người ngoài, Lâm Duyệt và thái tử không quen biết, có thể không cần đến chào hỏi, Lâm Như An lại biết thái tử. Lâm Như An nhìn quanh, biết hôm nay tề nhiễm mặt thường phục đến, cũng không vài chào, mà chỉ bước lên hỏi, phỉ tiểu hầu gia, tề tam công tử, hai vị đang, thái tử mặt thường phục ra ngoài, tất nhiên là không muốn người khác biết thân phận của mình nhưng không thể gọi thẳng tên húy của thái tử chỉ có thể gọi bằng họ và thứ tự trong nhà phỉ thanh cau mày biểu môi tỏ vẻ không vui chúng ta đến gặp huệ minh đại sư hôm nay tề nhiễm đột nhiên đến nhà họ phỉ bảo hắn cùng đi dân hương bản thân phỉ thanh ghét nhất chính là đối phó với hòa thượng nhưng hắn cũng không dám không nghe lời tề nhiễm vậy nên đành phải theo đến cũng may gặp được người thú vị là lâm duyệt ở đây lâm như an thầm sửng sốt nghĩ bụng hôm nay là ngày gì mà người đến tìm Huệ Minh Đại Sư lại nhiều như vậy, cậu ta chỉ dám thầm nghĩ, nhưng bên tai lại vang lên giọng nói biến nhát của Lâm Duyệt, vậy thì thật trùng hợp, chúng ta cũng cần đi gặp Huệ Minh Đại Sư, hay là cùng đi, Phỉ Thanh chớp chớp mắt, nghe giọng điệu Lâm Duyệt chẳng giống đi bái kiến, mà ngược lại còn giống như đi dở nhà người ta, Lâm Như An hơi đỏ mặt, ho khang hai tiếng, không khang nói, đúng vậy, đúng vậy. Cậu thầm nhũ tính cách đại ca quả nhiên phóng khoáng không theo lẽ thường, còn dám mời thái tử cùng đi gặp huệ minh đại sư tề nhiễm nhìn lâm duyệt một cái bình thản lên tiếng nếu đã cùng đường vậy thì cùng đi thôi lâm duyệt vô cùng bình tĩnh trước việc đi cùng tề nhiễm còn lâm như an đi bên cạnh lại chột dạ không thôi có điều cậu còn cảm thấy vui mừng một chút thầm nghĩ nếu có mặt thái tử và phỉ tiểu hầu gia hẳn là tổ mẫu cũng không tiện hỏi đến việc liên quan đến vận mệnh của lâm duyệt khi lâm duyệt tề nhiễm phỉ thanh và lâm như an cùng đi đến thiền phòng bà cụ lâm đang nói với huệ minh đại sư về tình huống của lâm duyệt bà tỏ ra vô cùng sầu muộn nhà chúng ta gần đây không được yên ổn nhất là đứa cháu không ra gì của ta vài ngày trước thì ngã xuống nước suýt chết đuối sau khi cứu lên thì hoàn toàn đổi tính khiến người ta không thể đoán được lát nữa nó đến đây xin huệ minh đại sư giúp xem thử một phen bên này lâm như an sợ bà cụ lâm nói chuyện sẽ đụng chạm tề nhiễm nên trước khi bọn họ đến nơi cậu ta nhìn tề nhiễm với vẻ mặt có lỗi Tề Tam công tử thứ tội, tổ mẫu cùng gia muội đang ở trong thiền phòng, xin để ta đi thông báo một chút. Tề Nhiễm gật đầu, Lâm Như An vái nửa lễ rồi đến gõ cửa thiền phòng, nhẹ nhàng bước vào. Lâm Như An vào thiền phòng, sau khi làm lễ nhà Phật với Huệ Minh đại sư rồi mới quay sang bà Cụ Lâm, thấp giọng nói: "Thưa tổ mẫu, con và đại ca vừa đến trước cửa thì gặp được Tề Tam công tử và phỉ tiểu hầu gia, bọn họ cũng đến gặp Huệ Minh đại sư." Bà Cụ Lâm sửng sốt một chút khi thấy Lâm Như An nghiêm túc như vậy nhất thời còn chưa kịp phản ứng tề tam công tử là đang chỉ ai khi lâm như an chỉ về hướng hoàng cung ra hiệu thì bà mới bừng tỉnh bà cụ lâm vội đứng lên nói nếu là thế thì mau mời vào suốt dọc đường lâm duyệt đã rất tò mò với vị huệ minh đại sư này dù sao thì ông ta cũng chính là người dùng một câu nói mà thay đổi vận mệnh của lâm duyệt kia chờ khi lâm như an mời tề nhiễm và phỉ thanh hắn cũng quyết định phải vào xem thử vị huệ minh đại sư này là thần tiên phương nào đây sau khi mọi người tiến vào thiền phòng ánh mắt lâm duyệt lập tức gắn chặt lên người vị hòa thượng duy nhất trong phòng hòa thượng hiển nhiên chính là cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết huệ minh đại sư huệ minh đại sư này có bề ngoài gây thiện cảm dù không có tóc cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của ông ta mà quan trọng nhất chính là bất kể ông ta đang đứng hay đang ngồi cả người đều sẽ toát ra khí thế giống hệt như tượng phật được cung phụng trong đại điện lạnh nhạt vô tình nhưng lại như để tâm mọi việc bốn chữ trang nghiêm như tượng có lẽ được tạo ra dành riêng cho loại người xuất gia như Huệ Minh Đại Sư này. Lại nói, trước kia khi phán mệnh cho Lâm Duyệt, Huệ Minh Đại Sư kia cũng không còn trẻ tuổi rồi, nhưng bây giờ nhìn bề ngoại ông ta vẫn chỉ mới qua 30, còn rất trẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho chùa Nam An Hương hỏa thịnh vượng, tín đồ đông đúc. Người đến dân hương vẫn cứ nghĩ nếu chùa này không linh thì dung mạo Huệ Minh Đại Sư làm sao có thể mãi không thay đổi như thế. Huệ Minh Đại Sư quả thực có đủ bản lĩnh để được tôn xưng là Đại Sư, ánh mắt ông ta nhìn người khác không vui cũng không buồn, đối diện với Thái tử như tề nhiễm vẫn bình đẳng như các tín đồ khác, khi làm lễ Phật vẫn giữ thần sắc bình thản. Phỉ Thanh Hệ cứ nhìn thấy Hòa Thượng là cảm thấy cả người không khỏe, có lẽ là vì cửa Phật luận nhân quả, mà nhà họ phỉ bọn họ là võ tướng, lên chiến trường giết người như ngoéo, vong hồn dưới tay bọn họ vô số, dù đây là vì bảo vệ quốc gia thì chung quy tay họ vẫn đẫm máu tươi sẽ tổn hại đến tuổi thọ tóm lại hắn cứ gặp hòa thượng là sẽ thấy ngột ngạt thậm chí hít thở còn khó khăn lúc này đối diện với đôi mắt dường như nhìn thấu mọi việc của huệ minh đại sư hắn liền cảm thấy da gà da việc nổi đầy người nếu không vì còn quan tâm đến mặt mũi hắn liền có thể vặn vẹo gãi ngứa cho mình ngay trước mặt mọi người tề nhiễm cũng bái nửa lễ với huệ minh đại sư sau đó bình thản nói huệ minh đại sư không cần đa lễ phỉ thanh vì nể mặt tề nhiễm nên chỉ đành cao có đáp lại một lễ, sau đó đứng tránh sang một bên, làm như mình không tồn tại. Còn Lâm Duyệt thì vẫn chỉ nhìn chầm chầm vào Huệ Minh Đại Sư, ngay cả chào hỏi cơ bản cũng không buồn làm. Tề nhiễm nhìn Lâm Duyệt một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt. Lâm Duyệt và Huệ Minh Đại Sư có thể xem như có khúc mắt, nếu năm xưa Huệ Minh Đại Sư không phán mệnh cho hắn như thế, Lâm Duyệt cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh hiện tại theo sự hiểu biết của tề nhiễm về lâm duyệt trong thời gian gần đây người này vừa gặp mặt huệ minh đại sư mà không trực tiếp đòi nợ đã là tốt tính rồi nghĩ đến đây tề nhiễm thoáng cười nhạt còn bà cụ lâm đứng bên cạnh thấy được nét cười thoáng qua rồi biến mất trong nháy mắt của tề nhiễm tuy bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh nhưng sắc mặt đã xấu đi bà cho rằng tề nhiễm đang chê cười lâm duyệt vô lễ với huệ minh đại sư đây cũng chẳng khác nào đang cười nhà họ lâm không biết dạy con bà cụ cảm thấy mất mặt vô cùng tề nhiễm thu lại ánh mắt nhìn sang bà cụ lâm nói không biết lâm lão phu nhân đến trước đã làm phiền rồi bà cụ lâm vội cười đáp thái tề tam công tử khách sáo quá sau đó bà dừng lại một lúc rồi tiếp nếu tề tam công tử có lời cần nói với huệ minh đại sư vậy chúng ta xin phép đi trước nói xong thì bái tề nhiễm một lễ lại nói với huệ minh đại sư chúng ta chờ một lát nữa lại đến làm phiền đại sư nói xong bà cụ liền chuẩn bị dẫn theo các cháu gái rời đi. Nếu là ở nơi khác, bà cụ chắc chắn sẽ để cho mấy đứa cháu như lâm như ý lộ diện trước mặt tề nhiễm, nhưng nơi này là cửa Phật thanh tịnh. Nếu chỉ vì ý đồ của bà mà làm ra những việc trận tục, vậy thì thật sự quá bất kính với Đức Phật, ngay vào lúc bà cụ lâm định đi, Huệ Minh Đại sư cuối cùng cũng ngước lên, ông ta không đổi sắc mặt mà nói, lâm lão phu nhân, người cháu này của bà là thiên sát cô tinh chuyển thế, không thể thành thân. Một câu nói thiên sát cô tinh là đủ để khiến cho bà cụ Lâm tái mặt, Phỉ Thanh thì cho rằng đây chính là nguyên nhân mà mình không thích hòa thượng, có chuyện thì cứ nói riêng là được rồi, làm gì mà phải nói toạc ra trước mặt tất cả mọi người. Nếu người bị phán là hắn, đảm bảo hắn sẽ vung quyền đánh người ngay, thiên sát cô tinh, không thể thành thân, vậy không phải là bảo Lâm duyệt đi làm hòa thượng sao? Làm gì có người xuất gia nào như thế chứ, nếu người vừa nói không phải là Huệ Minh đại sư mà là một hòa thượng chân đất không biết từ đâu ra đảm bảo sẽ bị người ta vác gậy đánh đuổi phỉ thanh vừa nghĩ đến đó thì nghe huệ minh đại sư tiếp tục chậm rãi nói thí chủ có duyên với cửa phật chúng ta không bằng vứt bỏ hết thảy chuyện phàm tục vào cửa phật ta cả đời thanh tịnh ngày sau nhẹ người không bị trói buộc vào lục đạo luân hồi đầu thai làm người người trong phòng nghe xong lời này đều nhìn về huệ minh đại sư sau đó lại quay sang người mà huệ minh đại sư đang nhìn lâm duyệt phỉ thanh trợn mắt há miệng nhìn huệ minh đại sư người này thật là có gan nói mà phỉ thanh há miệng định nói gì đó thì bị tề nhiễm kéo tay áo nhẹ lắc đầu với hắn phỉ thanh lập tức cảm thấy càng khó chịu hắn biết vì sao mà tề nhiễm kéo tay áo hắn đây là việc riêng của nhà họ lâm đầu đến phiên hắn xen vào phỉ thanh thật sự không thể chịu được cái cảm giác có lời mà không được nói này trước ánh mắt của mọi người lâm duyệt mím môi hắn nhìn vào gương mặt xa cách phàm trần của huệ minh đại sư nghi ngờ hỏi Huệ Minh Đại Sư, ta từng đắc tội ông hả? Thường nói người xuất gia lòng mang từ bi, tại sao ta cứ cảm thấy ông nói như thể có thù với ta ấy nhỉ? Kiếp trước chúng ta có thù à, ông nói ta đã làm gì ông nào? Khi còn nhỏ thì ông phán ta xung khắc người nhà, khiến cho người khác tránh ta như ôn dịch, mà bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy ta khắc chết được ai. Mà chỉ vì một câu của ông, từ nhỏ ta sống không ra gì, chưa chết đói là vì mạng ta lớn, đến khi trưởng thành thì suýt chết đuối ông nói xem ta khác người nhà thế nào nào ta lại cảm thấy bọn họ khác ta ấy huệ minh đại sư nghe lâm duyệt nói ngay cả mi mắt cũng không rung động một chút nào chỉ im lặng mà nhìn lâm duyệt nếu người khác mà bị ông ta nhìn như thế e rằng lúc này đã giận hết cả người nhưng lâm duyệt thì không hắn đánh giá huệ minh đại sư một phen sau đó khắc nghiệt nói ông nói ta là thiên sát cô tinh không thể thành thân cũng được vậy thì ta không thành thân dù sao ta cũng không có ý định đó nhưng bây giờ ta đang sống sung sướng, ông cũng không thể bắt ta đi làm hòa thượng chứ nhỉ. Lời ông nói làm ta cứ cảm thấy, chính ông không thành thân được, không hưởng thụ được cuộc sống tốt, nên muốn kéo theo người khác cùng sống khổ với mình. Ta hỏi ông, làm hòa thượng có ăn thịt được không? Có uống rượu được không? Có thể đi nghe hát không? Lâm Duyệt nhìn dáng vẻ đứng ngoài hồng trần của Huệ Minh Đại Sư, trong lòng cảm thấy bất thường. Nếu thật sự là tránh xa thế tục, thì sẽ không khách sáo với bà cụ Lâm như thế. Hơn nữa hắn cứ cảm thấy Huệ Minh Đại Sư thật lòng muốn hắn đi làm hòa thượng. Thái độ của Huệ Minh Đại Sư đối với hắn khá kỳ lạ, điều này khiến cho Lâm Duyệt dậy lên hứng thú. Những lời hắn nói vừa rồi phần đầu tuy không dễ nghe, nhưng trong mắt người khác chỉ là đang trút giận, có thể thông cảm. Nhưng đoạn sau nghe vào tai một số người thì lại trở thành quá đan, bà cụ Lâm cau mày, lạnh giọng quát, hỗn xược, nói chuyện trước mặt sao có thể vô lý như ngươi. Bà cụ thật sự sợ Lâm Duyệt cái gì cũng có thể nói rồi, thật sự là muốn lập tức khâu miệng hắn lại, Huệ Minh đại sư vẫn sừng sững bất động, ông ta thậm chí còn rất thản nhiên đáp lời Lâm Duyệt, đã vào cửa Phật, tất nhiên là phải cấm rượu, cấm thịt, cấm sắc dục, tuy gọi là khổ, nhưng cửa Phật lại có thể bảo vệ thí chủ bình yên. Người vốn là người bên ngoài, cần gì phải dấn thân vào hồng trần? Lâm Duyệt tức đến bật cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể nói bừa hơn mình, mà lại càng nói càng thản nhiên như thế, hắn lạnh lùng châm biếm: ta đây thật không dám vào cái cửa phật mà huệ minh đại sư nói đâu trời sinh ta không thể bỏ qua thất tình lục dụng lại không thể chịu khổ nếu huệ minh đại sư mà thiếu tín đồ ta dám đảm bảo sẽ giúp ông tuyên truyền thật nhiều đến lúc đó môn hạ của ông cứ gọi là ùn ùn không dứt không lâu mình không thành đại sư có điều huệ minh đại sư này ta nghe nói các cao tăng đắc đạo chân chính thường không dễ dàng mở miệng dù là một kẻ không việc ác nào không từ trong mắt nhà phật chẳng phải là cũng có thuyết buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật đó ư, vì sao đến lượt ta, Huệ Minh Đại sư ông lại khắc nghiệt như vậy, nếu ta thật sự mang vận mệnh không ra gì kia, ông giúp ta làm một cái bù bình an để hóa giải là được rồi, nhưng sao ta cứ thấy ông nhìn ta chẳng khác nào nhìn một cái xác chết thế nhỉ, Huệ Minh Đại sư vẫn nhìn Lâm Duyệt, nói, trên người thí chủ mang theo nhân quả, nếu không vào cửa Phật, tĩnh tâm tu hành, sợ rằng ngày sau linh hồn bị giam cầm, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Vì sao không buông bỏ tất cảm? sau vào luân hội sống một cuộc đời bình thường lâm duyệt biểu môi đáp còn linh hồn bị giam cầm nữa chứ huệ minh đại sư ông nói dối mà mắt cũng không chấp đó ha tố chức tâm lý sao mạnh quá vậy thôi cử phật của ông ta không vào được ông đi tìm người khác đi mi mắt huệ minh đại sư khẽ động một chút chuyển sang nhìn tề nhiễm và phỉ thanh lâm duyệt đúng bên cạnh thích thú nói huệ minh đại sư hay ông dứt khoát khuyên vị tề tam công tử này xuất gia làm hòa thượng luôn đi nếu y mà xuất gia ở đây, vậy thì chùa Nam An cùng với ông sẽ nổi danh khắp trời Nam Biển Bắc đó. Tề nhiễm không nổi giận vì những gì Lâm Duyệt nói, y cũng cảm thấy Huệ Minh Đại Sư thật thú vị. Kiếp trước, y chưa từng tiếp xúc với Huệ Minh Đại Sư, có điều y cũng biết Huệ Minh Đại Sư không hề nhận đồ đệ, sau hội săn bắn mùa xuân. Phụ Hoàng còn mời ông ta vào cung giảng Phật Pháp, tề nhiễm không quan tâm, ngược lại là phỉ thanh cao mày nói, Lâm Duyệt, ngươi nói bậy gì thế? Ngươi đừng có trút giận trong lòng mình lên người khác như thế chứ, thân là nam nhi mà nhỏ mọn quá đáng vậy. Huệ Minh Đại sư ngược lại còn nghiêm túc nhìn tề nhiễm mà nói, vị công tử đây có chấp niệm quá sâu, vận mệnh đã đổi, vô duyên với cửa Phật. Nhưng Bần Tăng vẫn khuyên công tử một câu, bỏ đi chấp niệm, trở về tự nhiên, để vạn vật quay trở lại vị trí vốn có của nó mới tốt, dứt lời, Huệ Minh Đại sư chấp tay, còn niệm một câu A-di-đà Phật với tề nhiễm câu a di đà phật được huệ minh đại sư niệm ra quả thực là rất có phong thái đại sư tề nhiễm thì khách sáo đáp huệ minh đại sư hôm nay ta đến không phải vì việc xuất gia mà có việc muốn nhờ đại sư giúp đỡ bà cụ lâm lần này tiếp lời nhanh nhất bà vội vàng chen vào vậy thì chúng ta cũng không nên làm phiền tề tam công tử và huệ minh đại sư nữa nói xong còn đặc biệt trừng lâm duyệt một cái rất hung ác ra hiệu cho hắn cùng ra ngoài lâm duyệt thì không để ý đến bà cụ nhưng hắn thấy mình nên nể mặt người hợp tác một chút nên cũng quay người bỏ đi bà cụ lâm vừa nói cháu mình vô lễ vừa ghét bỏ ra mặt mà đi chờ người trong thiền phòng đi hết tề nhiễm cũng không che giấu ý định của mình trực tiếp nói huệ minh đại sư là cao tăng đắc đạo nổi tiếng gần xa hôm nay ta đến là muốn nhờ quý tự thắp một ngọn đèn trường minh cho một người mong rằng đại sư có thể giúp đỡ phỉ thanh đứng một bên u sầu hắn bất giác hỏi chen vào ngài thắp đèn trường minh cho ai Tề Nhiễm lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Phỉ Thanh liền ngậm miệng. Huệ Minh đại sư chăm chú nhìn Tề Nhiễm thật lâu, mà Tề Nhiễm vẫn mặt không đổi sắc nhìn lại, sau đó Huệ Minh đại sư đáp: "Được." Tề Nhiễm nói: "Vậy thì cảm tạ đại sư, chỉ cần ngọn đèn trường minh còn cháy, cô nhất định sẽ dâng tiền hương hỏa hàng năm." Đây là lời hứa mà Tề Nhiễm dùng thân phận thái tử đưa ra. Nói xong, Tề Nhiễm không chờ Huệ Minh đại sư phản ứng thêm, đã dẫn theo Phỉ Thanh rời đi, để lại Huệ Minh đại sư một mình trong thiền phòng đôi mắt không vui không buồn thần sắc thản nhiên phỉ thanh rất thắc mắc mãi đến khi ra khỏi thiền phòng của huệ minh đại sư hắn mới không nhịn được hỏi thái tử điện hạ thắp đèn mà không có tuổi tác và bác tự hay sao tề nhiễm nhìn lại hắn một cái phỉ thanh bị nhìn liền rùng mình hốt hoảng hắn cứ cảm thấy ánh mặt đó thật nặng nề khiến trong lòng khó chịu sau đó tề nhiễm liền dời mắt khẽ đáp cô cũng không tin thứ này chỉ muốn thắp nó cho yên lòng mà thôi ngọn đèn này tề nhiễm thấp cho phỉ thanh kiếp trước, ngày hôm nay của mấy năm sau, Phỉ Thanh chết trên chiến trường, không ai biết được vận mệnh kiếp này sẽ thay đổi thế nào, tuy rằng y đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng có ai dám chắc chuyện tương lai, vì vậy cứ thắp đèn đi, xem như là vì Phỉ Thanh của kiếp trước kia, Phỉ Thanh của kiếp này không cần đến nó, y mong rằng kiếp này Phỉ Thanh có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên không cần phải viết tuổi tác và bát tự. Phỉ Thanh tất nhiên không biết tâm sự của Tề Nhiễm, hắn chỉ cảm thấy hôm nay Tề Nhiễm thật kỳ lạ khi phỉ thanh và tề nhiễm chuẩn bị rời khỏi chùa nam an lại gặp được lâm duyệt ngoài cổng chùa bên cạnh lâm duyệt vẫn là lâm như an nhìn thấy bọn họ lâm duyệt bèn thành khẩn nói với lâm như an ta ngồi xe của bọn họ về ngươi sang chỗ tổ mẫu đi lâm như an im lặng một lát sau đó vái chào tề nhiễm và phỉ thanh nhờ bọn họ chăm sóc lâm duyệt còn cậu thì dứt khoát quay người rời đi chờ cậu ta đi rồi phỉ thanh liền khoát tay lên vai lâm duyệt cười cợt nói không phải ngươi đi từ sớm rồi sao cớ gì mà vẫn còn ở đây lâm duyệt liếc cái tay đó phỉ thanh bị hắn nhìn mà nổi hết da gà lặng lẽ rút tay về lâm duyệt đáp vừa rồi nghe người hầu nói xe mà ta ngồi bị hỏng rồi chắc là không đi sớm được núi này cách nội thành xa như thế tấm thân này của ta chắc chắn là không thể đi bộ về được đành đứng đây xem có may mắn gặp được người tốt bụng đưa ta về hay không nói rồi lâm duyệt nhìn sang tề nhiễm phỉ thanh cười ha ha nhưng không tiếp lời tề nhiễm ngồi xe ngựa đến hắn lại cưỡi ngựa đi theo, dù tề nhiễm có vui lòng cho Lâm Duyệt ngồi xe của mình hay không thì cũng nên do tề nhiễm lên tiếng. Tính ra thì hắn quen với Lâm Duyệt cũng là nhờ tề nhiễm, nhưng đến giờ hắn vẫn không biết tề nhiễm và Lâm Duyệt quen biết thế nào, hai người có quan hệ gì, vì sao tề nhiễm lại bảo hắn đi giúp Lâm Duyệt, có điều tề nhiễm làm gì cũng có dụng ý riêng, y đã không chịu nói, Phỉ Thanh cũng không muốn đi thăm dò. Dù sao thì hắn cảm thấy Lâm Duyệt rất tốt, kết bạn cũng không cần phải nghĩ nhiều, tề nhiễm rủ mắt, đáp nếu đã vậy thì cứ cùng đi thôi kiệu của tề nhiễm ở trong cung vô cùng hào hoa sang trọng nhưng hôm nay y mặc thường phục ra ngoài ngồi xe ngựa của nhà họ phỉ xe không quá rộng rãi nhưng hai người ngồi thì vẫn vừa tề nhiễm và lâm duyệt đã từng nói rất nhiều với nhau nhưng đều là vào nửa đêm nói chuyện với một cái bóng bây giờ lâm duyệt ở ngay trước mặt y tất nhiên muốn đánh giá cẩn thận một phen nhưng nhìn gương mặt của lâm duyệt tề nhiễm lại cảm thấy rất khó mà tưởng tượng khi hắn mở miệng ra lại có thể thẳng thắn như vậy không chừa mặt mũi cho người khác chút nào lâm duyệt đã quen bị người khác nhìn cái nhìn đánh giá của tề nhiễm không khiến hắn bất an hắn chỉ thấy hơi kỳ lạ bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần rồi sao tề nhiễm nhìn hắn vẫn cứ như thể hiếm lạ lắm vậy chẳng lẽ người trong cung bất kể là nam hay nữ già hay trẻ đều là diễn viên xuất sắc đầu thai lâm duyệt nể mặt tề nhiễm đưa mình xuống núi nên tìm đề tài hỏi vết thương của thái tử đã lành chưa lúc nói hắn còn đặc biệt liếc qua cánh tay của tề nhiễm một cái tề nhiễm mỉm cười đáp trong cung có ngự y chăm sóc cẩn thận tất nhiên là lành rồi thật ra thì cũng vẫn còn hơi đau nhưng y sẽ không nói điều này với người ngoài lâm duyệt gật đầu nói tiếp vậy thái tử cần phải cẩn thận cánh tay mà bị thương sau này đến mùa đông lạnh lẽo sợ là sẽ đau tề nhiễm thầm nghĩ trên đời này quả nhiên có một loại người bất luận hắn có anh tuấn đến đâu chỉ cần mở miệng là sẽ khiến người ta ghét tề nhiễm không để ý lâm duyệt Y vén màn xe lên, thấp giọng nói, xuống núi rồi đưa Lâm công tử về phủ trước, Lâm Duyệt cũng bình thản tiếp nhận, "Vậy đa tạ thái tử điền hạ." Tề Nhiễm nhìn lại hắn, chậm rãi nói, "Không cần khách sáo, có điều e rằng Lâm lão thái gia không muốn thấy cô đích thân đưa Lâm công tử về phủ, ông cụ Lâm luôn giữ cùng một thái độ với tất cả hoàng tử trong cung, hoàng đế ủng hộ ai thì ông ủng hộ người đó, nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách với thái tử. Bây giờ, bất kể vì sao mà Lâm Duyệt có liên hệ với y, ông cụ lâm chắc hẳn cũng sẽ không vui lâm duyệt thì không để tâm đáp thái tử nói đùa lâm lão thái gia là thần tử gặp ngươi thì phải vui mừng không kịp mới đúng tề nhiễm hỏi lại vậy sao lâm duyệt gật đầu xe ngựa của tề nhiễm đi nhanh hơn đoàn người của bà cụ lâm vì thế bọn họ đến lâm phủ trước ông cụ lâm nghe thấy việc tề nhiễm đích thân đưa lâm duyệt về thì không khỏi thót tiên thái tử đến thân làm thần tử tất nhiên là phải ra tiếp đón ông cụ lâm lại gọi lâm trung theo cùng hai người đích thân ra cổng lớn chuẩn bị đón tề nhiễm và phỉ thanh vào phủ tề nhiễm đứng ở cổng lớn lâm phủ lạnh lùng từ chối lâm thượng thư không cần khách sáo cô cũng là tình cờ gặp được lâm công tử vừa hay thuận đường hành vi ngôn từ của lâm công tử đều rất thú vị đi cùng hắn quả thực cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh ông cụ lâm nhướng mày vội đáp đứa cháu này của lão thần từ trước đến giờ đều chỉ thích ăn nói bậy bạ hôm nay sợ là làm mất nhã hứng của thái tử rồi Lâm Duyệt không thích nghe lời này, bèn xen vào, tổ phụ nói thế sai rồi, hôm nay nếu ta không có ở đó, không chừng Huệ Minh Đại sư kia đã giữ thái tử lại làm hòa thượng rồi. Nếu vừa rồi ông cụ Lâm chỉ lo Lâm Duyệt mở miệng lung tung, thì bây giờ đã chuyển thành gân xanh nổi đầy trán, chỉ mong Lâm Duyệt biến thành người câm, ông nói, thái tử thứ tội, đứa cháu này của lão thần bị nuông chiều đến hư rồi, sau này lão thần nhất định sẽ dạy dỗ lại, phỉ thanh giật giật khóe miệng, tề nhiễm thì nhìn Lâm Duyệt một cái, lâm thượng thư không cần quá khiêm tốn cô cảm thấy tính cách của lâm công tử thực giống phỉ tiểu hầu gia mấy ngày nữa là đến kỳ săn bắn mùa xuân hy vọng là có thể chứng kiến được kỹ năng trên lưng ngựa của lâm công tử ông cụ lâm đang chuẩn bị tỏ ra đau khổ mà nói lâm duyệt không biết cưỡi ngựa chứ đừng nói đến đi săn nhưng lâm duyệt đã tiến lên đáp lời vậy thì thái tử cứ chờ xem nhé lần này thì ông cụ lâm triệt để không còn gì để nói trong ấn tượng của ông tề nhiễm là một vị thái tử khá quân tử chưa bao giờ miễn cưỡng thần tử làm điều gì. Bây giờ y lại đột nhiên nói như vậy, ông thuê bản năng cho rằng Lâm Duyệt đã nói gì đó khó nghe về nhà họ Lâm với Tề Nhiễm. Tề Nhiễm lại vô cùng ôn hòa nói thêm vài câu với ông cụ Lâm và Lâm Trung rồi mới rời đi, thể hiện phong thái của thái tử thật hoàn mỹ. Ông cụ Lâm nhìn theo bóng xe ngựa của y đi xa, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra rồi. Chờ Tề Nhiễm đi rồi, Lâm Duyệt bèn lấy cớ đã mệt, trở về ngô đồng trai. Ông cụ Lâm bây giờ không dám mắng cũng chẳng dám đánh hắn, hắn không xuất hiện trước mặt thì ông cụ còn thấy dễ chịu. Có điều khi nhìn sang Lâm Trung vẫn đang đứng bên cạnh không nói năng gì, đột nhiên ông cụ lại thấy ngứa mắt. Ông không phải là người hồ đồ, bèn phải tay cho Lâm Trung đi trước. Ông chờ ở nơi ở của bà cụ Lâm đến gần một nén nhang thì đoàn người mới trở về. Sau khi cho người xung quanh lui hết, bà cụ mới rầu rĩ không vui mà nói, Huệ Minh Đại Sư chỉ nói Lâm Duyệt có mệnh thiên sát cô tinh, không thể thành thân chứ cũng không nói thêm gì khác ông cụ lâm nghe thấy kết quả này cũng không có nhiều cảm giác lắm dù sao thì chuyện mà ông nghĩ đến cũng quá khó tin không có kết quả cũng là nằm trong dự liệu nhưng bây giờ điều quan trọng nhất không phải chuyện này ông hỏi chuyện này tạm thời không nhắc nữa ta hỏi bà bà có biết chuyện lâm duyệt về cùng với thái tử không các người gặp được thái tử điện hạ bà cụ lâm ngạc nhiên đáp gặp ở chỗ huệ minh đại sư xe ngựa của nó ngồi bị hỏng như An vốn định cùng nó cưỡi ngựa về, nhưng nó lại không chịu đi, thế mà lại gặp được thái tử a. À. Ông Cụ Lâm nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng phải nói, bây giờ bà còn chưa rõ tính nó a. À. Nó đã gặp thái tử điện hạ, dù vứt hết mặt mũi cũng sẽ tìm cách liên hệ với thái tử, xe ngựa hỏng thì bà cho người đưa nó về là được. Bây giờ thì hay rồi, không biết nó nói gì với thái tử, mà thái tử chính miệng nói cho nó đi hội săn bắn ở hành cung, bà Cụ Lâm sững người. Sao lại thế chứ? Chẳng lẽ nó lại nói bậy gì với Thái tử Điện Hạ nữa? Mấy ngày gần đây, có khi nào mà nó không nói bậy đâu. Thái tử Điện Hạ ấn tượng với nó cũng chỉ vì quan hệ với Phỉ Thanh, bây giờ sợ là càng thân thiết rồi. Biết rõ có Thái tử Điện Hạ ở đó, sao bà không nghĩ nhiều thêm một chút chứ? Ông Cụ Lâm nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhìn được trách bà cùng một câu. Bà Cụ Lâm sụ mặt, không lên tiếng. Hôm nay vừa nghe Huệ Minh Đại sư nói xong, bà đã cảm thấy toàn thân khó chịu rồi, cứ đi cùng Lâm Duyệt là bà lại càng khó chịu, chứ đừng nói đến những thứ khác. Ở bên kia, Lâm Như An và Lâm Như Ý vừa về phủ thì liền đến thăm Trương Thị, hai người đưa bùa bình an, Trương Thị dù đang ho vẫn tỏ ra rất vui mừng. Lâm Như Ý nhìn Trương Thị, không nhìn được nói, thưa mẫu thân, hôm nay đại ca cực kỳ vô lễ trước mặt thái tử, thậm chí còn không nể mặt tổ mẫu, còn đắc tội Huệ Minh Đại Sư nữa. Trương Thị nghe vậy thì sững người, liền hỏi lại, nó đã làm gì lâm như ý lập tức kể lại toàn bộ sự việc lúc đó ngay cả chuyện vận mệnh của lâm duyệt cũng không bỏ qua trương thị càng nghe bàn tay siết khăn càng chặt đến khi lâm như ý nói xong bà trầm ngâm một lát rồi nói nếu huệ minh đại sư đã nói đại ca của con không thể thành thân vậy thì việc hôn nhân của nó cứ dời lại đi vậy nói xong trương thị lại nhìn lâm như ý cùng với lâm như an vẫn đang giữ im lặng nói tính cách của đại ca các con khác người đừng chọc giận nó Lâm Như ý gật đầu vân dạ, Lâm Như an cúi đầu, sau đó mới ngẩng lên, chậm rãi nói: "Thưa mẫu thân, theo con thấy thì tính cách của đại ca bây giờ rất tốt, chúng con vốn đã có quan hệ huyết thống thân thiết nhất, sao lại có đạo lý xa cách chứ?" Trương thị đáp: "Không phải bảo các con xa cách, mà là đừng chọc giận nó." Nói xong Trương thị lại ho, Lâm Như an muốn nói tiếp gì đó, nhưng thấy Trương thị như thế, cậu ta chỉ đành nuốt ngược vào bụng. Trương thị dùng khăn tay lau miệng, sợ sẽ lây bệnh cho bọn họ nên phải tay cho cả hai về phòng. Sau khi rời khỏi chỗ ở của trương thị, lâm như an bình tĩnh nhìn lâm như ý, hỏi, mùi đã kể lại sự việc cho mẫu thân, vì sao còn phải nhắc đến vận mệnh của đại ca? lâm như ý nhỏ giọng đáp, mùi chỉ nói sự thật, không cố ý thêm bớt cái gì. lâm như an nhìn nàng một cái, sau cùng quay người bỏ đi. lâm như ý mím môi, lộ rõ vẻ tuổi thân. huệ minh đại sư cũng đã nói lâm duyệt là thiên sát cô tinh, mà thiên sát cô tinh vốn xung khắc người khác nàng nói cho mẫu thân biết thì có gì sai hơn nữa thái tử và phỉ tiểu hầu gia cũng có mặt lâm duyệt lại nói chuyện không biết kiềm chế không hề kiên kỵ cho mặt mỗi người trong nhà như các nàng sau này thái tử và phỉ tiểu hầu gia sẽ nhìn nhà họ lâm bằng con mắt thế nào lâm như ý nghĩ rất nhiều sau cùng cũng quay người về phòng nàng ta không biết lâm như an nghĩ gì nhưng nàng cho rằng mình không sai sự kiện lên chùa nam an dân hương của nhà họ lâm rất nhanh đã qua bây giờ bọn họ cần quan tâm đến hội săn bắn mùa xuân ở hành cung hơn đối với cả hoàng gia lẫn quan lại đây chính là một sự kiện lớn đấng nam nhi có thể tự do biểu diễn khả năng của mình trong bãi săn nếu may mắn thì không chừng còn lọt vào mắt xanh của hoàng đế còn các cô gái cũng có thể quan minh chính đại đến xem sự kiện này nói không chừng lại gặp được một mối nhân duyên tốt việc như thế ai mà chẳng thích đương nhiên trong nhà họ lâm cũng không phải là mọi việc đều như ý lần này chính miệng tề nhiễm muốn lâm duyệt tham gia mà lâm lương vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương tất nhiên là không thể đi vương thì phải chăm sóc lâm lương cũng không thể đi theo lý mà nói thì lúc này cả nhà bọn họ phải khiêm tốn cẩn triện nhưng vương thì nghĩ rồi lại nghĩ cảm thấy đây là một cơ hội tốt sau cùng cầu xin bà cụ lâm dẫn theo hai đứa con gái của mình cùng đi ngày mà hoàng đế quyết định đến hành cung lạc sơn là mùng 3 tháng 4, thời tiết hơi âm u cứ như lúc nào cũng có thể đổ mưa vậy cũng may là khi hoàng đế tuyên bố xuất phát thì không mưa không thiên dám thấy kiệu của hoàng đế bắt đầu di chuyển thì thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm xuất phát là do bọn họ chọn giờ lành sau khi đã quan sát thiên tượng, nếu thật sự có mưa thì bọn họ tất nhiên sẽ có cả trăm lời giải thích cho qua, nhưng dù hoàng đế ngoài mặt sẽ không nói gì, trong lòng cũng sẽ đánh giá kém năng lực của bọn họ. Cũng may ông trời có mắt, kết quả này là tốt rồi. Hành cung Lạc Sơn cách kinh thành 16 dặm, địa hình hiểm trở, là một nơi được thiên nhiên che chắn rất tốt, tổ chức đi săn ở đó rất an toàn không sợ có người đánh lén. Nơi được chọn làm bãi săn là một khu rừng rậm rạp, có đủ loại giả thú chim muông. đương nhiên, khi không có con mời thì sẽ có binh sĩ đi đuổi chúng đến vị trí được chỉ định, giúp mọi người dễ dàng đuổi theo, để tiện đi săn, cũng để thể hiện quyết tâm săn bắn của mình, nam giới tham gia đều cưỡi ngựa. Ngay cả tề nhiễm cũng mặc một chiếc áo bào ông người, ống tay áo được cuốn lại, thắt lưng lụa đỏ, hai bên hồng treo ngọc bội và một chiếc túi hương mây rất tinh xảo. Tề nhiễm rất ít khi mặc như thế, gương mặt y vốn đã đẹp vô cùng, hiện giờ càng trở nên nổi bật. Tề Anh và Tề Tĩnh đi cùng Tề Nhiễm, Tề Anh đã từng lên chiến trường, ăn mặc khá giống tướng sĩ biên quan, cả người tỏa ra sát khí. Còn Tề Tĩnh thì vì gương mặt trời sinh lại còn mang theo nét cười chăm chọc, khiến cho gương mặt đẹp hơn cả nữ giới của gã trông có vẻ sắc bén hơn vài phần. Tề Tĩnh thúc ngựa đến bên Tề Nhiễm, gã nheo đôi mắt rất giống An Quý Phi, làm ra vẻ thân thiết nói, Thái tử Điện Hạ, lần này định đích thân ra trận sao? Tề Anh nhìn gã một cái, thần sắc đầy phòng bị. An Quý Phi và Mai Phi bất hòa, An Quý Phi cũng có ác cảm với hắn và Tề Nhiễm, vì thế mà quan hệ giữa hắn và Tề Nhiễm cùng Tề Tĩnh cũng không hòa thuận, thường ngày bọn họ vẫn duy trì quan hệ anh em bề ngoài, nhất là Tề Anh vừa trải qua sự kiện bị hãm hại, mà kẻ chủ mưu sau màn rất có thể là Tề Tĩnh và An Quý tìm đến. Tề Tĩnh nhìn Tề Anh toàn thân đầy gai, mỉm cười nói, thất ca phải chăng có hiểu lầm gì với đệ, vì sao lại đề phòng như thế? À đúng rồi, bây giờ nên gọi Thất ca là Thanh Vương Điện hạ mới phải. Tề Anh thật sự không kiên nhẫn với kiểu lời nói giấu kim trong gối thế này, hắn chỉ không khang đáp, Cửu đệ vì sao lại nói thế chứ? Tề Tĩnh chưa kịp đáp lời thì Tề Nhiễm đã liếc sang, nhàn nhạt nói, "Cửu đệ, không phải là có việc cần nói với cô sao?" Vì sao cứ lôi kéo Thất đệ mà nói không ngừng? Tề Tĩnh cười, hai mắt công công lấp lánh nước, "Gã nói, Thái tử Điện hạ bảo vệ huynh đệ như thế?" tình cảm thật đáng ngưỡng mộ, để cho rằng hình như thất ca có hiểu lầm gì đó với đệ. Thất ca và Mai Phi Nương Nương đều là người thông minh, vì của Nam Chiếu lần này chỉ cần thất ca và Mai Phi Nương Nương suy nghĩ kỹ, đệ và mẫu phi làm sao có năng lực lớn đến mức có thể thò tay vào hoàng cung Nam Chiếu, còn biết bọn họ định làm gì, rồi có thể vừa đúng lúc đó mà đưa cho thất ca một thanh kiếm thật. Thất ca không nên để người khác lợi dụng mình, Thái tử Điện Hạ nói có phải không? Tề tỉnh nói xong thì nhướng mày khiêu khích nhìn tề nhiễm. Tề nhiễm gật đầu đáp, cửu đệ nói có lý, sau đó thì không còn gì nữa. Tề anh cũng nói, cửu đệ yên tâm, ta hiểu hết cả, ta đương nhiên là tin đệ, thế nhưng ngoài mặt hắn thì như viết rõ ràng, ta nói dối đó, ta không tin ngươi. Tề tỉnh lại bật cười, nói tiếp, thái tử điện hạ và thất ca từ nhỏ đã thân thiết, quả thực là đáng ngưỡng mộ, gã nói xong thì dục ngựa bỏ đi. Tề anh chờ tề tỉnh đi rồi mới nhỏ giọng lầm bầm, Cuối cùng thì hắn đến đây làm gì? Tề Nhiễm nhìn về hướng kiệu của các phi tần, nói: "Ai biết được chứ, có lẽ là muốn nói ra lời thật lòng." Tề Anh không tin, biểu môi phản bác, hắn thì có lời gì thật lòng, nhắm mắt nói quàng, ngậm máu phun người, khiêu khích ly gián, nói một câu không biết dùng bao nhiêu trong 36 kế, không thấy mệt chắc, để tuy rằng không biết cách lợi dụng lòng người, nhưng đệ cũng có mắt, hắn tưởng đệ ngu lắm chắc. Tề Nhiễm nghe vậy nhìn sang Tề Anh cứ cảm thấy ánh mắt này của Tề Nhiễm ẩn chứa rất nhiều thứ, rất phức tạp. Sau cùng Tề Nhiễm chỉ nói, đừng nghĩ nữa, đi thôi, Tề Anh ừ một tiếng, trong lòng thấy kỳ quặc. Lần đi săn này, con cháu hoàng thất và quan lại trong kinh thành về cơ bản đều dẫn theo gia quyến. Bên nhà họ Lâm tất nhiên là có Lâm Duyệt chưa bao giờ tham gia yến tiệc, nhưng sự chú ý của mọi người lần này lại tập trung vào nhà họ Phỉ. Ban đầu nhà họ Phỉ có ý đồ gì, người trong kinh thành đều biết, bây giờ nhà họ có tin tức truyền ra, nói là muốn tìm người thích hợp cho cháu gái trong nhà. Toàn bộ người quyền thế trong kinh thành lúc này đều đang quan sát xem tình hình là thế nào, bọn họ cũng muốn biết hoàng đế và thái tử có ý gì, người nhìn chầm chầm vào vị trí thái tử phi cũng không chỉ có một nhà. Phỉ an ninh tất nhiên cũng đến, nàng ta biết lần này mình sẽ trở thành tiêu điểm cho người khác đánh giá, thế nhưng vẫn quyết định đến. Phỉ an ninh khẽ vén rèm lên, ánh mắt của nàng hướng về phía trước nhất, nơi đó đã được ngự lâm quân bao vây nghiêm ngặt người thường không thể đến gần dù là chính nhà họ phỉ cũng không thể vượt qua quan hệ giữa phỉ thanh và tề nhiễm là tốt nhất nhưng hiện giờ hắn cũng phải ngoan ngoãn đi cùng đoàn xe của nhà họ phỉ không dám làm ra việc gì quá giới hạn phỉ an ninh loáng thoáng nhìn thấy tề nhiễm tề anh và tề tỉnh đang cưỡi ngựa dường như nói gì đó thật ra với khoảng cách giữa phỉ an ninh và đoàn ngựa xe của hoàng thất nàng không thể nhìn thấy rõ được nhưng nàng vẫn ngẩn người nhìn một lúc rồi mới thả rèm xuống, thân sắc nàng vẫn lạnh nhạt và kiêu ngạo, nhà hoàng tiểu đào hầu hạ nàng cũng không biết suy nghĩ của tiểu thư này, cô chỉ cho rằng phỉ an Ninh cảm thấy bí bức, liền vội vàng rót một chén trà cho nàng, nhỏ giọng nói: "Thưa tiểu thư, có phải người thấy khó chịu không?" Phỉ An Ninh nhận trà uống hai ngụm rồi chậm rãi đáp: "Vừa rồi đúng là hơi bí, nhưng không sao nữa rồi." Tiểu đào nhận lấy chén trà rồi đặt xuống, sau đó thở dài nói: tiểu thư ngồi một mình trong xe hẳn là sẽ thấy chán, tỉnh nhã tiểu thư lần này lại không khỏe, không đến tham gia hội săn được, bằng không thì còn có thể tán gẫu với tiểu thư, vậy thì tiểu thư cũng sẽ không thấy phiền chán nữa. Phỉ an ninh nghe vậy, khẽ nhíu đôi mày liễu, nói bậy gì vậy, tỷ tỷ nào có phải người hầu chuyên nói chuyện giải sầu cho ta, người nói như vậy, nếu bị người ngoài nghe được rồi truyền đến chỗ tỷ tỷ, người ta còn tưởng ta làm việc ngông cuồng. Tiểu đào lần đầu tiên bị phỉ an ninh mắng, bất giác thấy tuổi thân, ngày thường phỉ tĩnh nhã và phỉ an ninh luôn thân thiết khi có mặt hai chị em cô cũng thường đùa vài câu như thế hai người còn trêu chọc cô là dẻo miệng nữa mà sao hôm nay phỉ an ninh lại biểu hiện thế này có điều tiểu đào vốn lanh lợi nghe vậy liền vội vàng đánh nhẹ vào miệng mình cầu xin tiểu thư nói phải cái miệng em thật là không biết lớn nhỏ e rằng đã gây nhiều họa cho tiểu thư tiểu thư tha cho em lần này đi phỉ an ninh thấy cô như vậy rũ mắt nói được rồi ngươi theo ta đã lâu cũng nên biết tính của ta ta không phải cố ý cách ngươi nhưng sau này nói chuyện vẫn phải chú ý một chút không phải phỉ an ninh cho rằng tiểu đào nói sai cái gì mà nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và phỉ tĩnh nhã đã thay đổi có lẽ là từ khi mối hôn nhân giữa nàng và tề nhiễm không thành phỉ tĩnh nhã bèn xa cách nàng một ít những ngày này bị người trong phủ đánh giá cha mẹ không ngừng thở dài than vãn phỉ an ninh lúc này mới đột nhiên ý thức được hôn nhân giữa nàng và tề nhiễm đại diện cho cái gì hoặc chính xác hơn thì một cô gái trở thành hoàng tử phi có ý nghĩa gì trong nhà phỉ an ninh không có cảm xúc gì với tề nhiễm từ nhỏ nàng đã nghe trưởng bối trong nhà nói về sự anh dũng trên chiến trường của đấng nam nhi vốn dĩ đã vô cùng ngưỡng mộ những người có thể lên chiến trường bảo vệ quốc gia mà tề anh thì vừa đúng hắn là con trai ruột của mai phi là cháu ngoại ruột của nhà họ phỉ là anh hùng đã cùng bác nàng lên chiến trường dết giặc nàng thích chính là nam nhi đỉnh thiên lập địa như thế vì vậy trong lòng nàng thật ra rất phản cảm với việc trở thành thái tử phi nhưng vì nhà họ phỉ dù nàng không thích đến thế nào thì cũng đã chuẩn bị tâm lý được ban hôn kết quả tất cả chỉ là ảo tưởng từ những cuộc chuyện trò của cha mẹ nàng biết được đây là ý của thái tử phỉ an ninh thỉnh thoảng lại thầm thấy khó chịu cứ như là nàng vốn không để một người vào mắt bỗng nhiên đến một ngày lại phát hiện ra người ta cũng chẳng xem nàng ra gì mọi việc xảy ra quá đột ngột không hề có một dấu hiệu nào chưa kể là trước kia tề nhiễm còn tỏ ra là có ý với nàng phỉ an ninh cho rằng muốn từ chối thì cũng phải là nàng kháng chỉ mới đúng tề nhiễm đường đường là thái tử cách làm này quả thực không phải là tác phong của trữ quân không ai biết suy nghĩ của phỉ an ninh lúc này tại kinh thành bà cụ phỉ đang ngồi trong phòng mình không nhịn được mà thở dài bà cứ tưởng chuyện thái tử phi đã qua thì thôi cùng lắm thì lại chọn cho phỉ an ninh một gia đình tốt con gái nhà họ phỉ dù không thể làm thái tử phi thì cũng không thể kém hơn người khác được. Nào ngờ an ninh ngoài mặt không thể hiện, cứ làm ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì lại nảy sinh nhiều suy nghĩ nặng nề, thậm chí còn tưởng rằng phỉ tĩnh nhã có khoảng cách với nàng vì sự việc này, vì vậy mà phỉ tĩnh nhã phỉ đến tìm bà, nói mình không khỏe, năm nay không thể tham gia hội săn, hơn nửa người trong nhà đều ra ngoài cả, chỉ còn lại một mình bà cụ ở nhà, cô còn muốn ở nhà tán gẫu cùng bà, còn nói là để cho phỉ an ninh ra ngoài cho thoải mái bà cụ phỉ hiểu nỗi khổ tâm của phỉ tĩnh nhã thật ra bà cho rằng lúc này phỉ an ninh không nên đi hội săn dù sao thì không phải mọi người trong kinh thành đều sẽ nể mặt nhà họ phỉ trên trời có trời trên người có người luôn có vài gia tộc đối lập với nhà họ phỉ nếu có người nói bóng nói gió với phỉ an ninh vậy không phải là tự nàng làm khó cho mình sao nhưng phỉ an ninh hiếu thắng phỉ cẩm cũng muốn chính nàng tự xem xét dù sao ở hội săn cũng sẽ có rất nhiều công tử chưa thành thân khi đó cũng có cơ hội mà chọn lựa, chính vì lý do này mà bà cụ sau cùng không lên tiếng trang thiệp nữa. Nghĩ đến đây, bà cụ phỉ nói với tỳ nữ bên mình rằng, ta có vài chiếc trăm vàng tạo hình hoa bốn mùa, ngươi tìm rồi mang sang cho tỉnh Nhã, nhà chồng tương lai của nó nghèo khó, nên chuẩn bị thêm chút của hội môn vẫn hơn. Nhà hoàng kia tên Bách Linh, có giọng nói thanh thúy rất bắt tai, lão phu nhân yêu thương các tiểu thư, trong lòng các tiểu thư cũng biết rõ, cũng đều kính yêu lão phu nhân. Bà cụ phỉ cười nhàn nhạt, nói, cũng đều là cháu của ta, yêu thương là tất nhiên. Bách Linh nói, các tiểu thư, thiếu gia đều là người hiếu thảo, ai cũng đều hiểu tấm lòng của lão phu nhân. Bà cụ ư một tiếng, đột nhiên lại nhớ đến tề nhiễm, mẹ của tề nhiễm chính là đứa con gái mà bà cụ yêu thương nhất, khi bà ấy qua đời, bà cụ lại càng quan tâm đến tề nhiễm hơn. Có điều tề nhiễm là thái tử, là trữ quân, là hoàng đế tương lai, bà không thể xem y là cháu ngoại bình thường được, ít nhiều gì cũng có khoảng cách giữa quân thần lần trước tề nhiễm ra khỏi cung, vẫn như ngày thường ghé đến nhà họ phỉ, đến thăm bà, nhưng hẳn là vì tị hiềm, tề nhiễm không hề gặp nhóm người phỉ an ninh mà chỉ dẫn phỉ thanh đi, chứ đừng nói đến việc ôn hòa nói chuyện với các nàng. Bà cụ phỉ cứ âm thầm cảm thấy tề nhiễm dường như xa cách nhà họ phỉ rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại thì làm gì có chuyện đó. Bà cụ nghĩ, hy vọng đây là ảo giác của bà. Bách Linh nhìn sắc mặt của bà cụ, sau đó liền hạ người cúi chào, đi đưa đồ cho phỉ tỉnh nhã phía bên đoàn người đi hành cung lạc sơn rất thuận lợi khi xuất phát thì thời tiết hơi âm u nhưng đến nửa đường thì đã nắng lên người khác thì không nói còn khâm thiên giám thì vui mừng muốn chết sau khi đến hành cung lạc sơn hoàng đế dẫn theo hậu cung của mình cùng các hoàng tử và công chúa vào khu vực bên trong cùng các quan lại và gia quyến đi theo sẽ được sắp xếp chỗ ở theo chức tước của mình những người khác thì cắm trại bên ngoài hành cung ông cụ lâm là một cận thần của hoàng đế được cho ở tại nơi khá gần với hoàng đế sau khi sắp xếp xong, ông cụ tìm Lâm Duyệt, nói, sức khỏe ngươi không tốt, cũng không biết cưỡi ngựa, ngày đi săn cứ ngồi một bên nhìn là được, ta sẽ thay ngươi tạ tội với hoàng thượng. Lâm Duyệt nhìn ông cụ rồi ừ một tiếng, đối phương hoàn toàn không hề yên tâm về phản ứng của hắn, ông cau mày hỏi, ngươi định làm gì nữa, vào bãi săn không phải chuyện đùa, nếu xảy ra chuyện gì thì không ai bảo vệ ngươi đâu, sao tổ phụ lại quả quyết là trong bãi săn sẽ có chuyện xảy ra nhỉ, chẳng lẽ tổ phụ có khả năng tiên tri? nghe thấy lời nói có vẻ như quan tâm của ông cụ lâm lâm duyệt cũng không mắc bẫy ông cụ chẳng qua là không muốn hắn làm chuyện gì thu hút sự chú ý của hoàng thượng hoặc những người khác mà thôi còn nói như thể đàng hoàng lắm làm như là quan tâm đến hắn lắm vậy ngươi sớm muộn gì ngươi cũng bị cái miệng không biết phải trái của mình hại chết cho xem ông cụ lâm suýt nữa thì bị lâm duyệt chọc giận nếu mà người ngoài nghe được vậy chẳng phải sẽ thành ra ông sắp xếp thích khách hay sao ông cụ lâm lười nói nhiều với lâm duyệt chỉ nói ta đã nhắc nhở ngươi rồi ngươi thích mất mặt trước mọi người không màng đến an nguy của bản thân vậy ngươi cứ việc đi dứt lời ông cụ liền phất tay áo bỏ đi lâm duyệt đứng đằng sau biểu môi nói cho cùng thì cũng là sợ hắn mất mặt rồi liên lụy đến thanh danh của nhà họ lâm thôi nhưng mà lâm duyệt lại biết cưỡi ngựa đây chính là một trong những sở thích của hắn hàng tháng lâm duyệt đều sẽ đến trại ngựa cưỡi vài vòng hắn rất thích cảm giác cưỡi ngựa Người biết sở thích này của Lâm Duyệt mà từng nhìn thấy hắn cưỡi ngựa đều nói kỹ thuật của có thể sách bằng đẳng cấp chuyên nghiệp, vậy nên Lâm Duyệt cho rằng ông cụ Lâm hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn sẽ xấu mặt. Thế nhưng Lâm Duyệt ở nơi này là một người bệnh tật quanh năm, hiển nhiên không biết cưỡi, hắn không thể giải thích rằng mình có tài năng bẩm sinh, thấy ngựa là biết cưỡi, vì thế cần phải tìm người đến giúp hắn. Mà người đó tất nhiên không phải ai khác ngoài tề nhiễm, sau khi cắm trại ba ngày, hội săn mùa xuân chính thức bắt đầu, hoàng đế cưỡi ngựa bắn ra mũi tên đầu tiên trúng một con hươu tuy biết đây là gian lận nhưng hoàng thượng vẫn hào hứng còn ra lệnh hôm nay thêm thịt hươu vào bữa tối tất cả mọi người đương nhiên đều sẽ tán tụng nịnh nọt hoàng đế thấy đã đến giờ bèn tuyên bố hội săn mùa xuân chính thức bắt đầu lâm duyệt được phỉ thanh kéo đi khi phỉ thanh cưỡi ngựa chuẩn bị xuất phát liền thấy lâm duyệt ngồi đó bất động sừng sững như thái sơn hắn cao giọng gọi đi thôi ngươi là nam nhi mà ngồi một chỗ như các cô nương à người đâu mau dắt một con ngựa đến cho lâm công tử chúng ta cùng đi săn thôi ông cụ lâm nghe thế thì mi mắt giật giật còn đang định ngăn cản thì lâm duyệt đã đứng lên đáp lời rồi phỉ tiểu hầu gia tuy rằng ta có hứng thú với việc đi săn nhưng ta không biết cưỡi ngựa sợ là làm mất nhã hứng của ngươi sợ cái gì yên tâm đi có ta bảo vệ ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi thôi đi nào không thì lát nữa còn gì đồ tốt mà săn phỉ thanh ngồi trên lưng con ngựa cao to nói lâm duyệt mỉm cười với ông cụ lâm sau đó chậm rãi đi đến cạnh phỉ thanh làm ra vẻ rất vụng về nhờ có người khác giúp đỡ trèo lên ngựa phỉ thanh quất vào ngựa của lâm duyệt chờ con ngựa kia chạy đi rồi hắn mới đuổi theo dương giọng cười nói ta đến đây lâm duyệt chạy thoát khỏi tầm mắt người ngoài hướng vào trong rừng sau đó chọn một con đường nhỏ vắng vẻ nhàn nhã nắm cương ngựa chẳng bao lâu sau phỉ thanh đuổi đến hắn nhìn lâm duyệt hỏi thì ra ngươi biết cưỡi ngựa thật à ta còn tưởng thái tử điện hạ gạt ta chứ, nhưng mà làm sao thái tử điện hạ lại biết ngươi cưỡi được ngựa, còn bảo ta đến giúp ngươi, cái này ngươi cứ đi hỏi thái tử điện hạ là được rồi chứ sao, lâm duyệt đáp, phỉ thanh không vui, lầm bầm, thái tử điện hạ mà không muốn nói thì miệng nằm chặt như người câm vậy, ta mà hỏi được thì cần gì hỏi ngươi, phỉ tiểu hầu gia nói ai như người câm, phỉ thanh vừa dứt lời thì giọng nói của tề nhiễm đã vang lên gần đó, phỉ thanh giật thoát, hắn ngẩng lên nhìn tề nhiễm và tề anh đứng bên một gốc cây gượng gạo đáp không phải thái tử điện hạ và thất hoàng tử đã đi săn rồi sao ở đây làm gì vậy chờ ai sao nói xong phỉ thanh càng cảm thấy ngượng ngùng còn không phải tề nhiễm cố ý đứng chờ đó sao nếu không thì làm gì mà rảnh rỗi đến vậy hắn tưởng rằng tề nhiễm có việc cần nói với lâm duyệt cũng muốn tề nhiễm nhanh chóng quên những gì hắn vừa nói đi bèn tiếp lời ta vào trong xem thử có thứ gì hay không thất hoàng tử cùng đi thôi, tề anh sững người, nhìn sang tề nhiễm lại nhìn đến lâm duyệt, sau cùng gật đầu nói, vậy được, nhưng mà ta không nhường ngươi đâu, phỉ thanh tỏ ra phẫn nộ, ai cần ngươi nhường, sau đó lập tức dục ngựa vào sâu trong rừng, tề anh theo sát đằng sau, chờ hai người kia đi rồi, lâm duyệt mới nói với tề nhiễm, thái tử điện hạ đang chờ ta sao, tề nhiễm thúc ngựa đến trước mặt hắn, hỏi lại, nếu ta nói không phải thì sao, lâm duyệt nhướng mày, vậy đây chính là duyên phận rồi nhớ đăng ký kênh F 5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha nếu lời lâm duyệt vừa nói mà vào tai người khác chắc chắn sẽ có cảm giác đường đột nhưng tề nhiễm thì không thậm chí y còn nhìn lâm duyệt đáp lại một câu đầy tính ám chỉ đúng là duyên phận bản thân y là người sống lại kiếp này lại có thể nhìn thấy trạng thái hồn rời khỏi xác của lâm duyệt tuy chỉ là một bóng đen nhưng dù sao thì cũng chỉ có mình y nhìn thấy nói ra thì chẳng phải chính là duyên phận đó sao lâm duyệt hiển nhiên đã hiểu ý tề nhiễm hắn nhìn tề nhiễm một cái, lòng thầm nhũ không biết vị thái tử này đã từng gặp phải tình huống thế nào mà lời nói việc làm đều can đảm hơn người khác rất nhiều. Giả dụ như nếu hắn là tề nhiễm, có một ngày nào đó đột nhiên nhìn thấy một sự tồn tại như ma quỷ đến nói chuyện với mình, còn bàn chuyện hợp tác, dù hắn không đi tìm một pháp sư bắt linh hồn đó lại, thì e rằng cũng sợ đến nỗi ngủ không ngon giấc vài ngày. Nhưng tề nhiễm lại khác, trừ một chút đề phòng ra, y chẳng có phản ứng gì đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai người cũng rất thuận lợi, đúng là cực kỳ thú vị. Đằng sau không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng kêu gào đuổi bắt con mồi, Lâm Duyệt nhướng mày, biến nhát nói, xem ra đã con ngưới bắn trúng con mồi rồi, thái tử điện hạ mà còn không hành động thì hôm nay phải về tay không rồi. Nói đến đây, Lâm Duyệt liền cảm thấy tư duy của người cổ đại đúng là phức tạp, bất kể là đi săn mùa xuân hay mùa thu bất kể mũi tên đầu tiên mà hoàng đế bắn ra mạnh hay yếu thì mọi người cũng sẽ nghĩ hết cách để hoàng đế bắn trúng cái gì đó nếu là thái tử và hoàng tử mà không bắn trúng thì sẽ bị người các âm thầm chê cười là không cường tráng không đủ can đảm nhưng nếu hoàng tử săn được nhiều hơn thái tử thì lại bị cho rằng đang giễu võ dương oai với thái tử nếu thái tử bắn trúng nhiều hơn hoàng đế thì lại có kẻ nói rằng không tôn trọng hoàng đế tóm lại người có thân phận hoàng tử khó sống hơn những quan viên bình thường rất nhiều quan lại thông thường nếu săn được rất nhiều con mồi thì hoàng đế chỉ vui mừng ra lệnh ban thưởng mà thôi người khác dù trong lòng có ý kiến cũng chỉ dám nói nhà nào đó có một bậc kiêu dũng cũng may là hoàng đế đại tề hiện giờ không phải hôn quân cũng không mắc chứng hoang tưởng bị hại lúc nào cũng cho rằng mấy đứa con đang nhớ mong cái ghế kia của mình bằng không thì lâm duyệt dám chắc tề nhiễm không thể thoải mái mà ngồi ở vị trí thái tử thậm chí mỗi giờ mỗi phút còn bị đề phòng bị nghi ngờ đảm bảo là sống rất uất ức tề nhiễm không biết lâm duyệt đang nghĩ gì nhưng y cảm thấy ánh mắt lâm duyệt nhìn mình nửa thông cảm nửa thích thú tề nhiễm chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của lâm duyệt là không muốn biết suy nghĩ của hắn rồi y nhìn vào sâu trong rừng rậm nói nghe nói ở hành cung lạc sơn từng có cáo bạc xuất hiện cáo bạc vốn tính xảo trá hành động nhanh nhẹn lại thích yên tĩnh chắc hẳn phải vào sâu bên trong mới có thể tìm thấy nó hôm nay cô muốn bắt con cáo bạc này lâm công tử thấy sao trước câu hỏi không tính là hỏi của tề nhiễm Lâm Duyệt rất nể tình mà gật đầu đáp, tất nhiên là thái tử có thể thành công rồi. Tề nhiễm ư một tiếng, sau đó nhìn lại Lâm Duyệt, hỏi, vậy còn Lâm công tử? Lâm Duyệt xuề tay, đáp, thái tử điện hạ biết rõ còn hỏi, ta chỉ là loại trói gà không chặt, có thể cưỡi ngựa đến đây cũng là vì lời nói của phỉ tiểu hầu gia làm ta tức giận. Bảo ta đi săn thì không phải làm khó ta hay sao? Tề nhiễm nhướng đôi chân mày dài mảnh của mình, đáp, nếu đã vậy thì cô không làm phiền Lâm công tử tản bộ trong rừng nữa cô đi trước, dứt lời tề nhiễm liền dục ngựa chạy đi. Trong mắt Lâm Duyệt lóe lên một tia sáng đùa cợt, hắn nghĩ một lát rồi siết chặt cương ngựa, lao theo tề nhiễm. Cũng may là tề nhiễm cách hắn không xa, chẳng bao lâu đã đuổi kịp, khi tề nhiễm đầy vẻ thắc mắc nhìn về hắn, Lâm Duyệt cười cười, vừa nghe đã thấy cáo bạc này rất hiếm có rồi, ta còn chưa từng thấy, cũng muốn được nhìn nó một cái, ta đi cùng thái tử điện hạ. Hơn nữa, ngươi xem bãi săn đông người thế này, nếu có người muốn cướp con mồi của ngươi, ta còn có thể làm nhân chứng nữa đó." Khi Lâm Duyệt nói, con ngựa mà Tề Nhiễm đang cưỡi ngẩng đầu hí lên, khiến y phải nắm chặt dây cương giữ nó bình tĩnh lại, sau đó y mới nhìn Lâm Duyệt mà nói, "Trong rừng nhiều con mồi, nếu gặp phải nguy hiểm, cô không có cách nào bảo vệ Lâm công tử." Lâm Duyệt lười biếng nói, "Sống chết có số, phú quý do trời, nếu gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ không trách thái tử điện hạ." Tề Nhiễm mỉm cười, gương mặt bừng sáng, tư thế hiên ngang hai người cùng cưỡi ngựa chạy vào sâu trong rừng con đường mà bọn họ chọn vắng vẻ hơn những nơi khác rất nhiều cây cối bên trong che kín cả bầu trời khiến khu rừng toát ra cảm giác âm u lạnh lẽo nhưng cái nơi có vẻ nguy hiểm này thật ra lại rất an toàn bởi vì tổ chức hội săn mùa xuân ở đây nên ngoài trừ cách núi dốc đứng hiểm trở ba mặt còn lại đều có thị vệ bao vây trước khi hoàng thượng đến đây ngọn núi đã bị lục soát vài lần rồi thợ săn xung quanh cũng không được phép lên núi trong thời gian tổ chức hội săn chứ đừng nói đến kẻ có ý đồ xấu tất nhiên là trừ trường hợp bọn chúng có thể trèo lên vách núi mà qua cưỡi ngựa một lúc lâu tề nhiễm dừng lại xuống ngựa y đứng trên mặt đất lưng đeo cung tên nhìn sang lâm duyệt mà nói loại cáo bạc thích yên tĩnh cưỡi ngựa đến gần sẽ khiến nó hoảng sợ lâm duyệt cũng chậm rãi xuống ngựa cầm theo cung tên của mình bốn bề vắng lặng ngay cả tiếng côn trùng cũng trở nên rõ ràng lâm duyệt nhìn tề nhiễm bình tĩnh như không nói thái tử điện hạ đã xác định là có cáo bạc vậy tại hạ cũng chỉ có thể liều mạng cùng ngài thôi tề nhiễm nghiêm chỉnh đáp tất nhiên là có ngày nay của kiếp trước cửu đệ tề tỉnh của y đã bắt được một con cáo bạc toàn thân trắng như tuyết hoàng đế vô cùng yêu thích an quý phi còn nhân lúc đó mà xin được không ít lợi ích năm đó hẳn là mai phi cho rằng y ngã bệnh liền muốn giúp tề anh nổi bật tề anh từ ra chiến trường đi săn quả thực chỉ là chuyện nhỏ hôm đó chắc hẳn là muốn bù đắp cho y nên thu hoạch càng phong phú nhưng tất cả thành tích của tề anh đều bị con cáo bạc của tề tỉnh che phủ mà điều quan trọng nhất là ngày hôm sau khi tề tỉnh bắt được cáo bạc có thích khách trốn vào rừng bắn gã bị thương trên mũi tên đó còn có ký hiệu đặc biệt của đông cung khi đó cả tề tỉnh đang bị thương và tề anh đều thành khẩn bày tỏ với hoàng đế rằng việc này không thể do tề nhiễm làm nguyên nhân mà tề anh và tề tỉnh đưa ra thì giống nhau ký hiệu đông cung này quá rõ ràng y chắc chắn sẽ không làm ra cái việc khiến cho mình không thể rửa sạch hiềm nghi như thế. Lý do mà Mai Phi và nhà họ phỉ đưa ra để biện minh cho y cũng tương tự, nhưng thế lực ủng hộ tề tỉnh trong triều, đứng đầu là nhà họ An thì lại khẳng định việc này chắc chắn có liên quan đến y, rằng y cố ý dùng ký hiệu của Đông Cung, mục đích là làm rối loạn suy nghĩ của người khác. Nhà họ phỉ thì lấy cớ rằng biết đâu việc này do chính bản thân tề tỉnh làm ra để phản bác luận điệu của nhà họ An, hai gia tộc lớn đại diện cho thái tử và cửu hoàng tử tranh cãi không ngừng trước mặt hoàng đế, sau cùng cũng không đưa ra được một kết luận nào. Bọn thích khách kia sau khi bị bắt đầu cắn lưỡi tự sát, sau cùng thì y cũng không rửa sạch được mối hiềm nghi này. May mắn là hoàng đế vẫn tin tưởng y, không hề cho rằng y đã làm gì đó. Sau cùng sự kiện ám sát này lại bị đổ hết lên đầu Nam Chiếu, cộng thêm việc của công chúa Thanh Ca trước đó, số lượng vàng bạc và ngựa chiến mà đại tề đòi của Nam Chiếu lại tăng thêm ba lần mãi đến lúc y chết đi vẫn không thể điều tra ra hung thủ của vụ ám sát lần này đương nhiên người sắp đặt không phải là y y không có mặt tại hiện trường sau khi biết được sự việc này y hiển nhiên hoài nghi an quý phi vì thời điểm mà con cáo bạc đó xuất hiện quá tình cờ nhưng đến khi y điều tra thêm lần nữa tất cả chứng cứ đã bị tiêu hủy sạch sẽ năm xưa còn một nguyên nhân khác khiến cho y không hề hoài nghi mai phi chính là vì y luôn cho rằng nhà họ phỉ trung thành một lòng với thái tử bọn họ là một thể nhưng y không nghĩ đến việc trong mắt những người đó tề anh cũng là cháu ngoại nhà họ phỉ khi thái tử là y ngã xuống tất nhiên sẽ có người muốn ủng hộ tề anh sự kiện lần đó không phải là an quý phi và tề tỉnh bày ra mà chính là mai phi sắp đặt kiếp này y đến tham gia hội săn chính là vì muốn xem thử ai là hung thủ bên cạnh y vốn có người của đông cung theo sát nhưng vì việc này mà y cố ý tách bọn họ ra hơn nữa y còn muốn mượn cơ hội này để tặng cho đám người kia một món quà đặc biệt. Tề nhiễm vừa nghĩ vừa im lặng đi sâu vào rừng, Lâm Duyệt đi theo bên cạnh. Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy mình đúng là tự gây khó dễ cho mình, lưng thì vác cung tên nặng trịch, còn phải quốc bộ khắp nơi trong rừng cùng với một thái tử bên ngoài lạnh nhạt bên trong điên cuồng, nhìn thế nào cũng không thấy đây là một hành động thông minh. Vào lúc Lâm Duyệt còn đang lơ đảng, đột nhiên có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, ngoài ra còn có tiếng kêu của động vật đang chạy trốn lâm duyệt và tề nhiễm nhìn nhau một tích tắc đồng loạt đứng lại sau đó cùng rút tên dương cung nhắm thẳng về phía trước tề nhiễm nhíu mày nhìn lâm duyệt một cái rồi lại quay đầu nhìn thẳng nhẹ giọng hỏi lâm công tử có ý gì đây lâm duyệt không chớp mắt đáp con mồi ấy mà tuy rằng ta không biết săn nhưng nó chạy đến trước mặt thì ta cũng phải tự vệ chứ hơn nữa nếu như gặp phải thứ gì hiếm có ta mà bắn trúng thì không phải là lập công lớn sao tề nhiễm bị da mặt dậy của lâm duyệt chấn kinh đến nỗi không thốt thành lời đúng lúc này đằng xa bỗng nhiên có một vệt màu trắng vụt qua mũi tên của tề nhiễm bay vút theo nó kỹ thuật bắn cung của tề nhiễm hiển nhiên là cực tốt mũi tên đó bắn trúng ngay vào chân con mồi nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống mà cũng vừa hay nó chính là con cáo bạc mà tề nhiễm đang tìm lâm duyệt thấy mình không còn cơ hội thể hiện nữa bèn cất cung tên đi tề nhiễm nhìn thoáng qua hắn một cái rồi tiến lên bắt con mồi Lâm Duyệt nhìn theo bóng lưng y mà buồn cười, ánh mắt của tề nhiễm vừa rồi còn ẩn chứa một chút đắc ý, thế mà cũng giống như một thiếu niên ngây thơ. Tề nhiễm vừa ông cáo bạc lên thì người đang đuổi theo nó cũng xuất hiện trong tầm mắt, không ngoài dự kiến của tề nhiễm, chính là tề tỉnh. Tề tỉnh thấy tề nhiễm đang ông cáo bạc thì nhướng mày, sau đó cưỡi ngựa đến gần, gã bật cười, nhưng ý cười không lan đến đáy mắt. Gương mặt xinh đẹp đến mức sức bén có vẻ cực kỳ ngông cuồng dưới ánh mặt trời lác đác xuyên qua tán cây, gã nói, thái tử điện hạ thật may mắn, ta đuổi theo con súc sinh này lâu như thế, không ngờ cuối cùng nó lại là con mồi của thái tử điện hạ, tề nhiễm nhướng mày, thản nhiên đáp, nếu cửu đệ thích, vậy tặng nó cho ngươi là được, tề tỉnh phi cười đáp, nếu thái tử điện hạ đã bắn trúng, tất nhiên nó là đồ của thái tử điện hạ, ta lại đi săn thứ khác là được, tề nhiễm bình thản ư một tiếng, sau đó thần sắc hơi dao động, đột nhiên ném cáo bạc xuống đất. Chính mình thì dương cung nhắm thẳng vào tề tỉnh tề tỉnh thấy động tác của tề nhiễm thì biến sắc bàn tay đang cầm cung cũng siết chặt vài phần nhưng cuối cùng thì gã cũng không hành động mà mũi tên của tề nhiễm thì hơi chết xuống dưới trúng vào chân con ngựa mà tề tỉnh đang cưỡi con ngựa bị đau bất ngờ nên hí vang tề tỉnh một tay chống trên lưng ngựa nhảy xuống sau đó thuận theo quán tính lăn vài vòng trên đất mà từ đằng sau tề tỉnh một mũi tên âm thầm bắn đến chệch khỏi mục tiêu cắm sâu vào đất nếu vừa rồi tề nhiễm không bắn ngã con ngựa vậy thì mũi tên kia sẽ bắn trúng vào lưng tề tỉnh nghĩ đến đây dù còn nằm trên mặt đất trông rất chật vật nhưng tề tỉnh không thể ngăn được mình toát mồ hôi lạnh tề nhiễm kéo lâm duyệt tránh ra đằng sau một gốc cây lớn nâng cung lạnh giọng quát là ai bốn bề chỉ có tiếng gió thổi dường như ngoại trừ bọn họ thì không còn ai khác tề tỉnh tránh ra nơi an toàn rồi mới lấy pháo hiệu cầu cứu sử dụng khi gặp nguy hiểm ra bắn người đi săn trong rừng rất đông thì về cũng đông chẳng mấy chốc sẽ có người đến tìm Lâm Duyệt nhìn hết tất cả hành động của y, hắn chớp chớp mắt, chỉ thấy hình như ánh nắng hơi chói mắt, hắn hơi ngẩng lên nhìn sang phía Tề Nhiễm, bọn họ đứng rất gần nhau, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đúng lúc này Lâm Duyệt nhận thấy dường như đối diện với phương hướng của Tề Nhiễm là một tia sáng lóe lên giữa tàn cây, trông vô cùng chói mắt, Lâm Duyệt nghĩ, có thể là đầu mũi tên. Đầu hắn nghĩ như vậy, nhưng phản ứng cơ thể thì nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn tiến lên ôm lấy Tề Nhiễm rồi lăn xuống đất sau đó mũi tên kia không bắn trúng tề nhiễm mà lại trúng vào cánh tay hắn lâm duyệt nhìn vào đôi mắt đang cực kỳ kinh ngạc của tề nhiễm thầm nghĩ chẳng cách mà trúng tên có thể chết người bị bắn trúng đau thật hội săn bắn vốn khiến lòng người phấn chấn vui vẻ đón mừng thì nay sự kiện thích khách bỗng dưng phủ thêm một tầng mây đen trên đầu mọi người tên thích khách kia thấy không bắn trúng tề nhiễm thì đang chuẩn bị bắn thêm một mũi tên nữa may mắn là phỉ thanh và tề anh đã xuất hiện thích khách kia thấy nếu còn chần chừ thì sẽ bị bắt liền nhân rối loạn mà bỏ trốn phỉ thanh dù có thích chơi bời thì kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt hắn để tề anh ở lại còn chính mình thì đuổi theo tề anh chạy đến chỗ tề nhiễm đỡ lâm duyệt còn đang nằm trên người y sang một bên mũi tên kia hẳn là có tẩm độc sắc mặt lâm duyệt hiện giờ đã tái xanh lâm vào hôn mê tề nhiễm ngồi dậy y bị lâm duyệt đột ngột lao đến đẩy ngã ra đất đầu bị đập choáng váng bây giờ gần như vẫn còn chưa kịp phản ứng được với chuyện đã xảy ra. Thống lĩnh ngự lâm tiêu thiện dẫn người đuổi đến, bọn họ nhìn thấy tình huống này liền lập tức vây quanh nhóm người tề nhiễm, sau đó quay mặt ra ngoài rút kiếm. Mắt không dám chớp mà nhìn xung quanh, tề anh có lẽ người bình tĩnh nhất hiện tại, hắn túm lấy cánh tay tề nhiễm, thấp giọng nói nhanh, tam ca, nơi này không an toàn, còn lâm công tử e rằng đã trúng độc, chúng ta không thể chần chừ nữa, phải lập tức trở lại hành cung để thái y cứu chữa. Tề tỉnh đứng bên cạnh nghe thấy xưng hô của tề anh với tề nhiễm, gã nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười chăm chọc, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tề nhiễm nhìn lại cánh tay bị thương của Lâm Duyệt, y giữ lấy tay tề anh lấy thế đứng lên, sau đó nhìn ngự lâm quân đang vây quanh, lạnh giọng nói, tiêu thống lĩnh, phỉ tiểu hầu gia đuổi theo thích khách rồi, ngươi dẫn theo người đi theo, nhất định phải bắt được thích khách cho cô, tiêu thiện cắm kiếm vào trong vỏ, thần sắc nghiêm nghị đáp, thái tử điện hạ yên tâm. Chỉ cần thích khách vẫn còn trong rừng, vi thần sẽ cho hắn chấp cánh cũng khó bay, lúc này những người tham gia săn bắn trong rừng đều hướng về phía này, tiêu thiện biết rõ nhóm người tề nhiễm sẽ được an toàn hơn, thế nên ông ta nói xong thì bèn để lại ngự lâm quân hộ tống tề nhiễm ra khỏi rừng, về hành cung, còn bản thân ông thì dẫn theo một nhóm khác đuổi theo hướng phỉ thanh đã đi. Mấy người tề nhiễm được ngự lâm quân bảo vệ, rút ra khỏi rừng với tốc độ nhanh nhất, còn con cáo bạc mà tề nhiễm bắn trúng cũng được ngự lâm quân mang theo bên này hoàng đế nhìn thấy tín hiệu cầu cứu thì nổi cơn thịnh nộ vì đó chính là pháo hiệu của riêng hoàng thất nếu không ngoài dự kiến thì tức là bọn họ đã gặp phải nguy hiểm không thể đối phó được trong rừng ba đứa con trai của hoàng đế cùng với tất cả con trưởng trong nhà quan viên đều đang ở trong rừng nếu xảy ra biến cố gì vậy đó chính là một tai họa không thể đo đếm được khi mọi người đang sốt ruột chờ đợi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng nhóm tề nhiễm hoàng đế thấy tề nhiễm và tề tỉnh tuy rằng bề ngoài lôi thôi nhưng không bị thương ngài bất giác thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng đến khi thấy người đang được ngự lâm quân nâng theo còn chưa biết sống chết thế nào sắc mặt ngài liền thay đổi tề nhiễm tiến lên vội vàng vái chào nóng nảy nói phụ hoàng lâm duyệt cứu nhi thần nên bị thương mũi tên kia hẳn là có độc xin phụ hoàng ân chuẩn cho ngự y cứu chữa ông cụ lâm hoàn toàn không ngờ lâm duyệt lại liên quan vào việc này khi nhìn thấy hắn suy nghĩ đầu tiên của ông chính là vì sao lâm duyệt lại bị thương bây giờ nghe tề nhiễm nói vậy thì mới yên tâm lâm duyệt cứu thái tử đây chính là công lớn lâm trung và lâm như an lại tiến lên trước hết để kiểm tra vết thương của lâm duyệt thấy sắc mặt hắn đã tái xám đi lâm trung giật thót tim vội quỳ xuống khẩn cầu hoàng thượng lâm như an cũng quỳ theo ông cụ lâm cũng tỏ vẻ rất bi thương mà nói lão thần khẩn cầu hoàng thượng phái ngự y đến hoàng đế nâng tay đánh gãy lời lâm trung và ông cụ lâm định nói ngài lên tiếng lập tức về hành cung bảo vương khoa cùng tất cả ngự y lập tức cứu chữa cho lâm duyệt nếu không dê cứu được người thì bảo bọn họ mang đầu đến gặp trẫm dứt lời hoàng đế phất tay áo bỏ đi việc đến nước này tâm trạng phấn khởi của hồi sang cũng tan biến ngự lâm quân bảo vệ hoàng đế cùng những người khác lập tức trở lại hành cung ông cụ lâm vốn muốn cho người đưa lâm duyệt về chỗ ở của nhà họ lâm nhưng tề nhiễm lại trực tiếp ra lệnh đưa lâm duyệt vào thiên điện ở nơi của y ông cụ không dám để lộ ra suy nghĩ của mình trong lúc này đành phải cùng lâm trung đi theo khi vương khoa và các ngự y khác đang khám cho lâm duyệt phỉ thanh và tiêu thiện dẫn người trở lại phỉ thanh và tiêu thiện gặp được hoàng đế thì liền quỳ xuống nhận tội tiêu thiện là thống lĩnh ngự lâm quân là một trong những người mà hoàng đế tin dùng nhất lúc này chỉ có thể nhận tội về mình ông ta nói xin hoàng thượng thứ tội vi thần và phỉ tiểu hầu gia không bắt được thích khách vi thần đã ra lệnh bao vây toàn bộ khu vực này dù phải đào ba tấc đất lên cũng nhất định tìm được thích khách hoàng đế đang trong cơn giận hoàn toàn không muốn nghe những lời sáo rỗng này, ngài vỗ mạnh lên thành ghế, giận dữ quát, nếu không tìm ra thì sao, có phải ngươi định mang đầu đến gặp trẫm không, tiêu thiện trắng mặt, đang định nói gì đó thì phỉ thanh đã ngẩng đầu lên nói, bẩm hoàng thượng, là lỗi của vi thần, vi thần học võ không tử tế, mắt cao hơn đầu. Nên mới để cho thích khách chạy mất, hoàng đế nheo mắt định nói gì đó thì vương khoa chịu trách nhiệm chữa cho Lâm Duyệt đã bước ra, mồ hôi đầy đầu, quỳ xuống nói, bẩm hoàng thượng vết thương do tên bắn của lâm công tử thì không nặng nhưng nghiêm trọng là mũi tên có độc thần đã cố gắng hết sức để khử độc cho lâm công tử nhưng sức khỏe lâm công tử vốn quá yếu e rằng đêm nay cần phải chăm sóc cẩn thận ẩn ý của ông ta chính là nếu chăm sóc không đàng hoàng thì lâm duyệt sẽ mất mạng hoàng đế biết vương khoa nói vậy cũng đã là hiếm có rồi bèn căn dặn nếu cần thuốc gì thì không cần phải bẩm báo với trẫm cứ dùng là được vương khoa liền đáp rõ vi thần nhất định sẽ cố gắng Ông cụ lâm lên tiếng, lão thần tạ ơn hoàng thượng, hoàng đế phất tay, sau đó quay sang nhóm người tề nhiễm nói, lâm duyệt bệnh nặng cần phải nghỉ ngơi, các ngươi theo trẫm đến chính điện kể lại đầu đuôi sự việc. Tề tỉnh nghe vậy thì liếc sang tề nhiễm một cái, sắc mặt không rõ ràng. Ông cụ lâm và lâm trung là thần tử, lại là người thân của lâm duyệt, tất nhiên cũng đi theo, lâm như an thì không rời khỏi, cậu sững sờ nhìn hướng vào phòng trong, vẻ mặt ngơ ngác. Vương Khoa nhìn cậu ta một cái, ông quyền chào rồi vào trong trong chính điện hành cung các quan lại đều đang đứng chờ hoàng đế ngồi xuống rồi cũng không để bọn họ vái chào ánh mắt nhìn thẳng sang hướng tề nhiễm và tề tỉnh tề nhiễm và tề tỉnh đều trông rất lôi thôi cả người dính đầy bụi đất vào lá khô thậm chí trên áo tề nhiễm vẫn còn vết máu của lâm duyệt tề nhiễm và tề tỉnh quỳ trên đất kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra tề anh và phỉ thanh cùng nhóm người tiêu thiện cũng miêu tả lại những gì mình đã chứng kiến Tề nhiễm còn nói thẳng ra việc mình cầm cung tên nhắm vào con ngựa của tề tỉnh, y nói rất thẳng thắn thành khẩn, tề tỉnh thì cung kính nói, bẩm phụ hoàng. Nếu không có thái tử điện hạ thì lúc đó sợ là nhi thần đã trúng tên bỏ mạng rồi. Ông cụ An đứng giữa văn võ bá quan, tỏ ra lo lắng nói, thái tử điện hạ nóng lòng cứu người, nhưng lại nhắm tên vào con ngựa mà cửu hoàng tử điện hạ đang cưỡi thì thật sự không ổn. Người chỉ là loài súc sinh không hiểu biết, nếu vô tình khiến cho cửu hoàng tử điện hạ bị thương thật sự là quá nguy hiểm khi tề tỉnh nhảy khỏi lưng ngựa nếu bị giẫm phải thì lại xảy ra sự cố nghĩ đến đây ông cụ an không khỏi rùng mình tề nhiễm nghe thấy lời này thì gương mặt lạnh đi y nhìn thẳng vào ông cụ an mà hỏi khi đó cô nhìn thấy mũi tên của thích khách đã không kịp lên tiếng nhắc nhở rồi theo lời an đại nhân nếu cô làm việc cẩn trọng thì tất nhiên là phải lên tiếng nhắc nhở vậy nếu như cửu đệ không kịp phản ứng bị trúng tên phải chăng an đại nhân sẽ chụp cái mũ cố ý để cho thích khách bắn trúng cửu đệ lên đầu cô tề nhiễm vừa nói xong thì cả phòng đều im lặng tề anh và tề tỉnh thậm chí ngay cả hoàng đế đều phải quay sang nhìn y tề nhiễm là thái tử lời vừa rồi không nên thốt ra khỏi miệng y sau lưng y có nhà họ phỉ và những người ủng hộ khác rất nhiều lúc không cần phải nói người khác sẽ tiến lên phản bác thay y nhưng bây giờ y thể hiện ra sự sắc bén của mình lại càng có vẻ như uy thế khiếp người điều mà tề nhiễm vừa nói chẳng khác nào chỉ vào mũi ông ta mà hỏi an đại nhân nếu ta không cứu được tề tỉnh có phải ông sẽ hoài nghi ta cố ý muốn cho tề tỉnh chết hay không ông cụ an vội quỳ xuống nhận tội bẩm hoàng thượng lão thần không có ý này thái tử điện hạ làm việc quyết đoán lão thần không bị kịp lão thần chỉ lo lắng cho cửu hoàng tử không còn ý khác tề tỉnh cũng nói với hoàng đế bẩm phụ hoàng an đại nhân chỉ lo lắng cho nhi thần chứ không có ý mạo phạm nhi thần cũng vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của thái tử điện hạ lúc này ánh mắt tề nhiễm nhìn hoàng đế hơi dao động một chút sau đó y chậm rãi cúi đầu xuống cả người trông có vẻ rất u buồn những người khác bao gồm cả hoàng đế đều cho rằng y vẫn còn bị hoảng sợ vì sự kiện thích khách lần này chỉ có bản thân tề nhiễm biết vừa rồi y nhìn thấy bóng đen lâm duyệt đột nhiên bay vào qua một khung cửa sổ bên cạnh hoàng đế lâm duyệt hẳn là đã nhìn thấy y bèn bay đến bên cạnh y mà ngồi xổm giọng nói ra vẻ biến nhát Bây giờ thì ta được nếm thử mùi vị trúng tên rồi, đúng là quá đau, sớm biết vậy thì đã không chịu thay ngươi rồi." Tề Nhiễm hơi cử động môi, nhưng không thốt ra tiếng, Lâm Duyệt cũng biết tình huống, càng không muốn Tề Nhiễm lộ sơ hở gì, hắn bèn ngồi sổng một bên không nói năng gì nữa. Hắn không nói thật, lần này hồn của hắn không phải chủ động thoát xác, mà là bị động bắn ra khỏi cơ thể, cảm giác này rất giống lúc trước khi hắn cứu đứa bé sắp bị xe tông rồi hồn lìa khỏi xác lâm duyệt thậm chí còn nghi ngờ cái vỏ này của mình có lẽ không cứu được rồi cho nên linh hồn của hắn mới thoát ra có điều bất kể hắn nghĩ thế nào bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện với tề nhiễm hoàng đế thấy tề nhiễm cúi đầu thì dịu giọng nói lần này thái tử ra tay quyết đoán cứu được tỉnh nhi là một việc may mắn nói đến đây ngài dừng một lát rồi tiếp lâm đàm lâm trung các ngươi cũng không cần quá lo lắng trẫm đã lệnh cho thái y cố hết sức cứu chữa lâm duyệt hắn là người tốt nhất định sẽ được trời cao bảo vệ, sẽ nhanh chóng hóa nguy thành an. Lâm Đàm là tên của ông cụ Lâm, bây giờ cũng chỉ có hoàng đế gọi tên ông. Ông cụ Lâm và Lâm Trung vội quỳ xuống, thần tạ ơn hoàng thượng. Ông cụ do dự một lát rồi nói, bẩm hoàng thượng, đứa cháu này của lão thần cứ ở lại trong cung điện của thái tử thì cũng không tiện lắm, không bằng để lão thần đưa nó về. Lúc này Lâm Duyệt thì thầm bên tai tề nhiễm, ta không muốn về, ngươi mau ngăn cản ông ta, có lẽ là vì khoảng cách quá gần, Tề Nhiễm thậm chí còn cảm nhận được môi của Lâm Duyệt dường như vô ý quét qua vành tai mình. Tề Nhiễm cố nhịn không cử động, nhìn sang ông cụ Lâm rồi nói: "Lâm Thượng thư, Lâm công tử bị thương là vì cứu cô, bây giờ vết thương còn nặng, thật sự không tiện di chuyển. Chờ vết thương của hắn khá hơn rồi, cô sẽ đích thân đưa người trở về chỗ Lâm Thượng thư." Ông cứ yên tâm, cô sẽ chăm sóc Lâm công tử cẩn thận." Ông cụ Lâm tỏ ra cảm kích muôn phần, đáp: "Lão thần tạ ơn thái tử điện hạ." lâm trung cũng quay ra cảm tạ tề nhiễm hoàng đế nhìn tình cảnh này lên tiếng lâm đàm cháu ngươi bị thương là vì cứu thái tử bây giờ thái tử thành tâm muốn cảm tạ ngươi không cần phải lo lắng ông cụ lâm tất nhiên là cảm động lắm còn lâm duyệt thì hừ lạnh bên tai tề nhiễm nói lâm lão thái gia thế kia không phải là lo lắng ông ta là muốn đem ta về để giữ cái tiếng tốt thôi thuận tiện nở mày nở mặt một lần dù thế nào lần này hắn cũng quan minh chính đại cứu được tề nhiễm tính cả tề tỉnh lúc đầu và nhà họ phỉ sau đó đều đến thăm khi hắn còn đang hôn mê đó thôi nói không chừng hoàng đế cũng sẽ đến một chuyến ông cụ lâm còn có thể nhân cơ hội này mà rửa sạch ấn tượng nói bậy trước mặt hoàng đế khi trước nhưng lâm duyệt lại không thích thế hắn không định thêm vòng sáng thiên sứ cho ông cụ lâm hoàng đế lại nói thêm vài câu rồi để nhóm tề nhiễm về nghỉ ngơi chờ họ đi rồi hoàng đế lập tức lạnh mặt ngài ngồi trên cao nhìn quanh khắp các viên quan nói một tên thích khách đã muốn làm hại hai hoàng tử của trẫm đúng là to gan thống lĩnh hộ vệ lạc sơn Đỗng nhiên ngươi phụ trách an toàn của bãi săn lạc sơn ngươi phụ trách như thế à thích khách đã chạy đến dưới mi mắt rồi vậy mà các ngươi không hề hay biết đúng là đáng chết Đỗng nhiên biết lần này mình không thể thoát tội chỉ có thể quỳ sụp xuống cầu xin rung giọng nói xin hoàng thượng thứ tội vi thần tội đáng muôn chết hoàng đế hừ một tiếng sau đó nói tiếp tiêu thiện ngươi dẫn theo ngự lâm quân hợp tác với đổng nhiên nhất định phải tìm ra thích khách còn không thì các ngươi mang đầu về gặp trẫm tiêu thiện quỳ bên cạnh đổng nhiên nói vi thần tuân lệnh đổng nhiên thoát tội chết thầm mừng rỡ nói vi thần nhất định không phụ lòng tin của hoàng thượng hoàng đế nhìn đám thần tử của mình sắc mặt lạnh lẽo khi tề nhiễm về đến nơi ở của mình vốn định đi thay quần áo nhưng nghĩ lại vẫn nên làm cho đủ hình thức bên ngoài cùng cái bóng lâm duyệt đi thăm các xác đang hôn mê của hắn đến nơi rồi tề nhiễm mới phát hiện tình trạng của lâm duyệt không tốt lắm lâm như an canh chừng ở đó thì sắc mặt lo lắng tề nhiễm hỏi có chuyện gì lâm như an vài chào xong thì không nhịn được sự khó chịu trong lòng nói bẩm thái tử điện hạ hơi thở của đại ca vừa rồi đột nhiên yếu đi rất nhiều thái y nói đây là triệu chứng độc lan vào tim lúc này chỉ có thể cố hết sức chạy chữa tề nhiễm nhíu mày nói tại sao lại như thế y hỏi chính mình cũng là hỏi lâm duyệt đang lơ lửng bên cạnh lâm duyệt bên lên xà nhà treo ngược đầu xuống ngay trước mắt tề nhiễm đáp chắc là cơ thể này quá yếu không chịu được hồn phách của ta hắn vốn còn sợ tạo hình này của mình quá kinh khủng sẽ dọa tề nhiễm sợ không ngờ người này không thèm phản ứng chỉ đáp cô vào trong xem thử sau đó bỏ đi lâm duyệt rảnh rỗi nên cũng vào theo tề nhiễm vào phòng rồi thì thấy vương khoa đang lau mồ hôi trên trán ông ta nhìn thấy tề nhiễm chuẩn bị vái chào thì bị y cản lại không cần đa lễ hắn thế nào rồi vương khoa đáp lúc nhổ mũi tên ra thì vẫn tốt nhưng vừa rồi đột nhiên cảm giác yếu đi rất nhiều vi thần đã cho lâm công tử uống canh sâm tuy rằng sức khỏe còn yếu có vẻ như không chịu được nhưng vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức để giữ mạng lâm công tử về phần giữ như thế nào sau đó còn có di chứng hay không thì không phải là việc nên suy nghĩ lúc này tề nhiễm tiến đến gần xem thử lâm duyệt vương khoa định ngăn cản nhưng thấy thần sắc của y thì lại không dám chỉ im lặng đứng bên cạnh sắc mặt của Lâm Duyệt hiện giờ quả thực rất xấu, vô cùng nhợt nhạt, chỉ nhìn qua là biết đang hấp hối. Tề nhiễm thấy cánh tay bị thương của Lâm Duyệt đặt bên ngoài chăn, vết máu đã thấm đỏ băng vải được thái y cuốn lên. Không biết tề nhiễm nghĩ thế nào, cũng có lẽ chỉ là đầu óc nghĩ bâng quơ trong phút chố, y vương tay đặt cánh tay của Lâm Duyệt vào trong chăn. Y vừa làm xong thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lâm Duyệt bên tai, tề nhiễm trận mắt há miệng nhìn bóng đen kia nhào lên cơ thể đang nằm trên giường, hai hợp thành một bóng đen biến mất trong cơ thể lâm duyệt rồi hắn liền chậm rãi mở mắt ra nhìn tề nhiễm một cái rồi lại nhắm mắt phản ứng này khiến cho vương khoa cực kỳ vui mừng liên thanh nói tỉnh là tốt rồi vậy là cứu được rồi tề nhiễm buông tay lâm duyệt ra để ngự y bắt mạch cho lâm duyệt y còn kinh ngạc hơn cả lâm duyệt nhưng có lẽ vì y vẫn luôn giấu dến tâm tư tình cảm của mình trong mắt người khác biểu cảm của y chỉ hơi dao động một chút tề nhiễm mím môi nói cô đi chỉnh trang một phen nếu lâm công tử tỉnh lại phải lập tức thông báo cho cô vương khoa đáp rõ khi tề nhiễm ra khỏi cửa bên cạnh đã không còn cái bóng của lâm duyệt nữa y nhìn lâm như an đứng ngồi không yên nói hắn sẽ không sao lâm như an chỉ gật bừa tề nhiễm về phòng mình thay quần áo khi các tường đang chỉnh trang lại cho y thì nước mắt sắp rơi ào ào các tường lần này hoảng hốt suýt ngốc đi nếu thái tử gặp chuyện không may thì hắn có mười cái mạng cũng vô dụng các tường biết tề nhiễm tỏ ra đau thương khóc lóc sau khi giúp tề nhiễm đeo ngọc bội lên xong mới nhỏ giọng cầu xin, thái tử điện hạ, lần sau ngài đi đâu, xin hãy cho nô tài đi theo, nô tài nhát gan, thật sự không chịu được thêm lần nữa. Tề nhiễm nhìn các tường lại nhớ đến kiếp trước, khi y bị giam vào thiên lao, các tường liền dùng cái chết tạ tội, nghĩ đến đây, đôi mắt tề nhiễm hơi đảo, toát ra một chút ôn hòa, nói, yên tâm đi, sau này dù có đi đâu, cũng sẽ cho phép ngươi đi theo, các tường mừng rơn, vui đến nỗi muốn rơi nước mắt, lúc này, bên ngoài có nội giám đến bẩm báo bẩm thái tử điện hạ thanh vương điện hạ cửu hoàng tử điện hạ phỉ tiểu hầu gia phỉ công tử cầu kiến nét ôn hòa trong mắt tề nhiễm lập tức biến mất đáp đưa bọn họ vào sân giữa cô sẽ lập tức đến nội giám kia đáp lời rồi nhanh chóng rời đi bên này tề nhiễm đi gặp nhóm người tề anh thì bên kia tại cánh cổng thứ hai dẫn đến nơi ở của y phỉ an ninh gặp phải lâm như ý việc lâm duyệt cứu thái tử mà bị thương đã truyền đến chỗ trương thị bà bèn dẫn theo Lâm Như Ý đến thăm Lâm Duyệt. Phỉ An Ninh thì đi theo mẹ mình là Liễu Thị, Liễu Thị dẫn Phỉ An Ninh đến đây là muốn mượn cớ mà gặp Tề Nhiễm, nhưng khi bà ta vừa thấy Tề Anh và Tề tỉnh thì biết không tiện dẫn Phỉ An Ninh sang đó, bèn đến thăm Lâm Duyệt còn đang hôn mê trước vậy, Lâm Duyệt cứu được Thái Tử, có thể xem là ân nhân cứu mạng của nhà họ Phỉ, đến thăm hắn cũng là có lý. Phỉ An Ninh và Lâm Như Ý đều là tài nữ có tiếng trong kinh, cả hai từng tham gia vô số tiệc tùng, cũng thường gặp mặt vòng xã giao của nhóm tiểu thư trong kinh thành nói nhỏ thì không phải nhỏ mà nói lớn cũng không quá lớn bọn họ cũng có bạn bè chung chỉ có điều cả hai vốn đều kiêu ngạo ít khi ngồi lại cùng một chỗ mà tán gẫu lúc này lại bất ngờ gặp nhau tại chỗ ở của thái tử mỗi người đều ôm một suy nghĩ riêng cảm giác mà phỉ an ninh mang đến cho mọi người là lạnh lùng cao ngạo còn lâm như ý từ khi sinh ra đã mang danh hiệu đứa trẻ may mắn thường ngày xử sự luôn có vẻ rộng rãi đúng mực Lúc này gặp phỉ an ninh và liễu thị, dù trong lòng lâm như ý có muôn vàng suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, nàng thật chí chỉ sửng sốt một giây, sau đó lập tức nở nụ cười đoan trang. Phỉ an ninh dù không cười nhưng cũng gật đầu với lâm như ý xem như đáp lễ. Trương thị và liễu thị cũng có quen biết, thế là cả hai dừng chân nói vài lời khách sáo. Liễu thị nhìn khóe mắt đỏ hoe của trương thị, dịu giọng an ủi, hoàng thượng đã cho gọi tất cả ngự y giỏi nhất để chữa trị cho lâm công tử, nhất định sẽ không sao. Bà đừng lo lắng quá. Hơn nữa Lâm công tử đã cứu thái tử, chờ vết thương lành rồi, còn không phải là lập công lớn đó sao?" Trương thị lau khóe mắt, vẻ mặt khó tả, dừng một lát mới nói nhỏ nhẹ bằng giọng khàn khàn, "Cứu được thái tử là vinh hạnh của nó." Liễu thị đáp, "Tuy nói thân phận thái tử rất quý trọng, nhưng cũng là người mang một phần dòng máu nhà họ Phỉ chúng ta. Lâm công tử cứu thái tử thì chính là người có ơn với nhà họ Phỉ." Mấy đứa Phỉ Duyệt đang nói chuyện với thái tử, lát nữa chắc chắn sẽ tự mình đến cảm tạ lâm công tử trương thị nói thế thì khách sáo quá lúc này lâm như ý tiến lên nhẹ giọng nói xin mẫu thân đừng đau lòng nữa trương thị cười gượng với liễu thị nói duyệt nhi bị thương ta thật sự là sợ hãi quá độ để bà phải chê cười rồi liễu thị liền đáp tình mẹ con thân thiết sao lại là chuyện cười chứ sau đó nhóm người cũng không nói nữa chậm rãi đi về hướng mà lâm duyệt đang nằm hiện giờ đến nơi Trương thị thấy Lâm Như An thì vội tiến lên, tỏ ra rất lo lắng, đại ca con thế nào rồi? Lâm Như An liền đáp, "Xin mẫu thân yên tâm, thái tử vừa rồi ghé qua, lúc đó đại ca cũng tỉnh lại, bây giờ đã ngủ rồi." Ngự y đang băng bó và cho đại ca uống thuốc, Trương thị nghe vậy mới thả lỏng, Liễu thị ở đằng sau lên tiếng, "Ta đã nói đứa trẻ này được trời phù hộ mà, sẽ không sao đâu." Lâm Như An lúc này mới nhìn thấy Liễu thị, bèn tiến lên vái chào Liễu thị. Liễu thị đỡ cậu ta dậy, ta thường nói con trai ta đúng là có dáng vẻ anh tài, thế mà hôm nay có người còn hơn cả nó rồi. Trương Thị nói, như an hay ngượng ngùng, làm sao so được với công tử nhà bà, tại cao học trọng. Nói đến đây, hai người thế mà tìm ra được quan hệ cách nhau đến tám đời, cuối cùng để cho Lâm Như An và Phỉ An Ninh gọi nhau bằng chị em họ. Sau đó, Liễu Thị quay sang nói với Phỉ An Ninh, ta và Trương Bá Mẫu nói chuyện, con cùng Lâm Nha đầu ra ngoài đi dạo đi, dù sao con cũng quen nơi này, không sợ lạc đường. Phỉ an ninh đáp, vâng thưa mẫu thân, rồi mới ngước đôi mắt không có tình cảm lên nhìn lâm như ý. Ẩn ý của liễu thị là phỉ an ninh rất thân quen với thái tử, cũng cảnh cáo lâm như ý đừng có đi lung tung. Lâm như ý thì mỉm cười đáp, vậy thì phải cảm tạ phỉ cô nương, mấy ngày này e rằng ta phải thường xuyên đến thăm đại ca. Nếu vô tình làm phiền đến thái tử điện hạ thì đúng là không phải, cũng may phỉ cô nương biết đường. Lâm như ý vừa nói xong, ánh mắt phỉ an ninh liền tối lại ẩn ý trong lời nói lâm như ý có nghĩa là nàng đến đây không phải có mục đích gì thuận tiện còn khinh bị phỉ an ninh đến nơi này cũng chỉ là một kẻ dẫn đường mà thôi trương thị và liễu thị không hề biến sắc bọn họ đã nghe quá nhiều cũng quá quen thuộc những lời nói châm biếm như thế này lâm như an đứng bên cạnh chứng kiến tất cả thì châu mày cậu không thể hiện gì chỉ nhìn lâm như ý và trương thị một cái thần sắc khó lường lâm như ý cảm nhận được ánh nhìn của lâm như an ngàn khẽ gật đầu ra hiệu sau đó cùng phỉ an ninh ra ngoài từ bóng lưng mà xét hai người thật giống như bạn bè thân thiết trương thị vào phòng trong thăm lâm duyệt sắc mặt lâm duyệt trắng bệch nhưng lúc này cũng không còn xám xịt như người sắp chết nữa hơn nữa nhìn vẻ mặt của vương khoa thì biết lâm duyệt được cứu rồi trương thị nhìn qua lâm duyệt rồi mới cảm tạ vương khoa cùng các ngự y khác lại hỏi thăm tình trạng của lâm duyệt vương khoa tất nhiên là không dám nhận lễ của trương thị hơn nửa mạng của Lâm Duyệt là do hoàng đế chính miệng ra lệnh phải cứu, ông ta dù phải làm hết sức cũng nhất định sẽ cứu hắn. Tuy rằng giai đoạn giữa có vài sự cố, nhưng cứu chữa kịp thời, không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì. Nghĩ đến đây, Vương Khoa thầm căng nhằn, ông chưa từng gặp người bệnh nào như thế này, nhìn qua thì sắp tắt thở đến nơi, bỗng nhiên mạch lại đập bình thường trở lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Khoa cho rằng có lẽ là vì ý chí cầu sinh của Lâm Duyệt quá mạnh mẽ cũng may là thời gian hắn trúng độc không dài còn cứu kịp bên này vương khoa và nhóm ngự y giữ được đầu rồi bên kia phỉ an ninh và lâm như ý đã dừng chân trong đình bên ngoài giữ im lặng đáng giá lẫn nhau phỉ an ninh luôn cho người khác cảm giác mình không thích nói nhiều tính cách ngạo mạn lạnh nhạt như người đứng ngoài hồng trần còn lâm như ý lại là người khéo ăn nói thông minh lanh lợi hai người đánh giá lẫn nhau một phen rồi tự động dời ánh mắt đi thật lâu sau phỉ an ninh khẽ nói chúng ta quen biết bấy lâu nay lần đầu tiên ta mới nghe cô nói mình có một vị đại ca. Trước kia nghe đồn mạng hắn không tốt, lần này lại cứu thái tử, được hoàng thượng khen ngợi. Sau này có hoàng thượng và thái tử bảo vệ, ác hẳn số mệnh kia cũng có thể thay đổi, đối với lời nói đầy tính ám chỉ của phỉ an ninh, lâm như ý cười cười, tươi đẹp như hoa xuân đua nở, nàng nhìn phỉ an ninh mà đáp, phỉ cô nương, dù sao thì đại ca của ta cũng là nam, lại đã trưởng thành ta cũng không tiện nhắc đến trước mặt các cô nương khác thế mà ta lại không biết phỉ cô nương quan tâm đến việc riêng của nhà họ lâm như vậy nếu cô muốn biết cái gì có thể hỏi thẳng ta phỉ an ninh châm biếm lâm như ý mượn cớ thăm lâm duyệt để đến nơi ở của tề nhiễm là có ý đồ lâm như ý đáp lại rằng nàng là người ngoài mà lại đi quan tâm đến đàn ông con trai nhà người khác phỉ an ninh không tức giận chỉ hơi nhướng mày ánh mắt lóe lên một chút bực tức từ trước đến nay nàng rất ít khi biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ cần thể hiện một chút thì đã đủ đánh động lòng người. Nàng thản nhiên nhìn Lâm như ý mà nói, Lâm cô nương nói thế thật vô lý, đại ca của cô mang danh xung khắc nên bị nhà họ Lâm các người chán ghét, việc này không phải là mọi người trong kinh thành đều biết đó sao, cần gì ta phải đi nghe ngóng. Ta thấy biểu hiện của Lâm cô nương trước kia, còn tưởng cô cũng chê bai hắn. Nay xem ra là ta hiểu lầm, Lâm cô nương và Lâm công tử là huynh mùi thân thiết, hẳn là ngày sau khi Lâm công tử tỉnh lại cũng vậy nhỉ. Lâm Như ý mỉm cười đáp lại, "Việc giữa huynh muội chúng ta thì không cần phỉ cô nương phải bận tâm." Khi hai người còn đang đấu võ mồm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của nội giám, thông báo Tề Nhiễm, Tề Anh, Tề Tỉnh và phỉ tiểu hầu gia đến. Hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó tự điều chỉnh vẻ mặt của mình, rồi được tỳ nữ nâng đứng lên. Nơi này tuy là thiên điện của Tề Nhiễm, nhưng Lâm Duyệt đang chữa trị ở đâu, bọn họ khó tránh gặp mặt, may mắn là xung quanh có rất nhiều nội giám cung nữ hầu hạ không đến mức gây hiểu lầm, nhóm người Tề Nhiễm đi ngang qua đình, Phỉ An Ninh và Lâm Như Ý liền vái chào các hoàng tử. Phỉ Thanh nhìn thấy Phỉ An Ninh thì đáy mắt lóe lóe, sau đó mới cười hào sảng nói, An Ninh cũng lo lắng cho thái tử, thất hoàng tử và cửu hoàng tử đó sao? Phỉ An Ninh hơi ngước lên, nhẹ giọng đáp, tất nhiên là lo lắng. Nói xong, nàng dừng lại một lát, trước tiên nhìn qua Tề Anh không bị thương, lại quay sang Tề Nhiễm vừa thay quần áo chỉnh tề, khẽ hỏi: thái tử thái tử biểu ca có khỏe không tính ra thì đây là lần đầu tiên tề nhiễm gặp lại phỉ an ninh sau khi y từ chối cuộc hôn nhân giữa hai người lần trước y đến tìm phỉ thanh để đi thắp đèn trường minh thì căn bản không đi gặp phỉ an ninh trước kia phỉ an ninh đối xử với y cũng rất lãnh đạm xưng hô cũng chỉ có thái tử điện hạ chỉ thỉnh thoảng mới học theo phỉ thanh lén gọi một tiếng thái tử biểu ca cũng chính là sự bất đồng này kiếp trước tề nhiễm mới tưởng rằng dù ít hay nhiều thì nàng cũng hài lòng với hôn nhân của hai người nghĩ đến đây tề nhiễm cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc không sao trước đó tề anh từng nghe mai phi nhắc đến việc hôn nhân giữa phỉ an ninh và tề nhiễm chỉ không biết vì sao đã không còn tiến triển gì nữa hắn càng không biết tình huống hiện tại là như thế nào nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình thế ngượng ngùng này thế nên tìm cớ nói với lâm như ý bằng giọng điệu không mấy ôn hòa à thì đây hẳn là lâm cô nương lâm duyệt đã tỉnh chưa lâm như ý nhẹ nhàng chào tỏ ra vô cùng đoan trang nhu mị đáp lại, bẩm thanh vương, khi thần nữ và phỉ cô nương ra ngoài thì vẫn chưa tỉnh. Tề anh gãi đầu nói, vậy bản vương vào xem thử, hắn vẫn cứ cảm thấy có người đang lén đánh giá mình, thế là khi nói chuyện cũng không tự chủ mà thêm hai chữ bản vương vào. Tề tỉnh chậm rãi tiến lên, nhìn phỉ an ninh rồi lại nhìn tề nhiễm, gã không nói gì mà chỉ đi từ từ sau tề anh. Lúc này phỉ thanh tất nhiên không thể bỏ đi nữa, hắn nhìn phỉ an ninh, trong lòng ngàn ngẹn. Nói thật lòng, hắn không nhìn ra hôm nay phỉ an ninh và liễu thị đến đây để làm gì việc làm thái tử phi đã không khả thi rồi theo tính cách của nàng thì hẳn phải biết tỵ hiềm chứ lâm duyệt bị thương bọn họ đến đây hình như là quá mất thân phận tề nhiễm nhìn phỉ thanh một cái nhàn nhạt sau đó không nói thêm gì trực tiếp quay người bỏ đi lâm như ý làm như không thấy sự gượng gạo này nàng lại hơi cúi người với phỉ thanh sau đó lặng lẽ bỏ đi phỉ thanh nhìn lại phỉ an ninh dù bất động như thần sắc phức tạp nói ta đưa muội và thẩm thẩm về phỉ an ninh ừa một tiếng ánh mắt nàng dời đi nhìn theo bóng lưng lâm như ý sau đó lại rủ mắt hàng mi dài che đi tất cả thần thái trong mắt nàng chẳng bao lâu sau liễu thị xuất hiện bà nắm tay phỉ an ninh để phỉ thanh đưa bọn họ về lâm duyệt tất nhiên là vẫn chưa tỉnh nhưng hẳn là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa hồn của hắn lại có thể bay ra rồi khi tề nhiễm bước vào thì thấy cái bóng tên lâm duyệt đang ngồi xổm ở chân giường một cách nhàm chán không biết có phải ảo giác hay không nhưng tề nhiễm cứ cảm thấy màu sắc của cái bóng này nhạt đi một phần lâm duyệt thấy tề nhiễm thì tâm trạng lại tốt thật ra hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi tề nhiễm cảm giác bị ép nhập vào xác nữa rồi rất khó chịu dường như có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt linh hồn hắn quả thực là rất bực bội có điều khi hắn bay đến chỗ tề nhiễm thì lại không nói gì cả nguyên nhân vẫn thế đây không phải là nơi để nói chuyện nếu có ai phát hiện ra tề nhiễm đang nói chuyện một mình thì e rằng lại xảy ra rắc rối nữa đáng ngạc nhiên là tề tỉnh đứng gần đó dường như cảm giác được cái gì mà quay sang nhìn bên cạnh tề nhiễm sau gã nhíu mày cho rằng mình nghĩ nhiều rồi bên cạnh tề nhiễm trống không làm sao lại có ai đó được lâm duyệt thì chú ý đến ánh mắt vừa rồi của tề tỉnh hắn tưởng rằng tề tỉnh cũng có thể thấy mình nhưng kết quả lại phát hiện tề tỉnh chỉ nhìn thoáng qua vị trí của mình chứ không có thể hiện gì khác tề nhiễm cũng phát hiện hành động của tề tỉnh y nhìn sang tề tỉnh tề tỉnh lại im lặng dời tầm mắt tề tỉnh là người đầu tiên rời đi lấy cớ là còn bận việc vài ngày sau lại đến gã vốn cũng không có giao thiệp gì với lâm duyệt có điều dù lâm duyệt đã cứu thái tử nhưng trong mắt người ngoài thì cũng cứu cả gã nữa nên hôm nay gã vẫn phải làm ra vẻ tề tỉnh lên tiếng trước tề anh phỉ thanh cũng theo chân tề nhiễm lại nói vài lời an ủi trương thị rằng lâm duyệt ở đây rất tốt sau đó y cũng rời đi để lại những người có liên quan đến lâm duyệt chờ người đi hết lâm như an mới nhìn trương thị mà nói thưa mẫu thân nơi này là chỗ ở của thái tử đại ca còn đang hôn mê chúng ta trở về trước đi trương thị nhìn vào đôi mắt trong suốt của lâm như an gật đầu đáp cũng được lâm như ý từ khi trở lại thì im lặng không nói gì nữa lúc này cũng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh trương thị khi trở lại nơi ở của mình lâm như an mới không nhịn được mà hỏi trương thị thưa mẫu thân người và Như ý rốt cuộc đang nghĩ gì? Trương Thị nẫn lên, mở miệng như chưa nói, Lâm Như ý đã khẽ nhíu mày lên tiếng, ca ca, Huynh nói vậy là có ý gì? Có ý gì? Lâm Như An giận đến phi cười, nói, đại ca bị thương, Mùi là người thân ruột thịt, tất nhiên nên đến thăm nom, việc này không sai, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu trong lòng Mùi không có ý định khác, vậy thì khi phỉ phu nhân khiêu khích, Mùi không nên mở miệng nói ra những lời đó. Lâm Như ý đỏ mặt, mắt lóe ánh nước, nói vậy theo ý ca ca, muội nên để mặt cho phỉ phu nhân chăm chọc như thế sao? mọi việc đều có mẫu thân, từ lúc nào thì đến lượt muội ra mặt? Lâm Như An thấy nàng không hề có ý hối hận, giận dữ trừng mắt, muội tưởng rằng người khác không thông minh bằng mình à? trước kia tình cảm giữa muội và đại ca cũng không tốt đẹp, hôm nay người ta nhìn vào mắt, hành vi của muội chính là mượn cớ tiếp cận thái tử điện hạ, huynh, Lâm Như ý không biết là giận hay là xấu hổ, cả người run rẩy gương mặt phẫn nộ huynh nghĩ mùi là người như thế sao lâm như an đáp không phải ta nghĩ bây giờ là người khác nghĩ nói xong cậu ta quay sang trương thị thưa mẫu thân cũng may lần này còn có một cái cớ dù sao thì đó cũng là đại ca ruột của chúng ta làm mùi mùi thì nên đi thăm nhưng tốt nhất nên tránh đi sau này mùi mùi đừng nên đến nơi ở của thái tử điện hạ nữa chờ đại ca trở lại rồi đến thăm là được khóe mắt liếc thấy lâm như ý còn định nói lâm như an nghiêm giọng thưa mẫu thân người cũng biết mấy năm nay tổ phụ và phụ thân được hoàng thượng tin dùng nhưng chưa bao giờ có ý định đưa con gái nhà họ lâm vào cung hoặc là vào phủ của bất cứ hoàng tử nếu người và như ý vẫn giữ ý định này mà bị tổ phụ phát hiện vậy thì e rằng như ý chỉ có thể làm bạn với kinh phật cả đời thôi bất kể ông cụ lâm có giả tạo hay không lâm trung có tham quyền hay không nhưng trong mắt lâm như an thì hai vị trưởng bối này có một điểm rất tốt đó là không bao giờ dùng con cái để đổi quyền lực trương thị thấy sắc mặt lâm như an nặng nề bà mới dịu giọng nói như an con hiểu lầm rồi hôm nay ta và như ý chỉ đến thăm đại ca con mà thôi đại ca con bị thương nếu như ý không xuất hiện thì người ngoài sẽ nghĩ thế nào như ý không có ý gì khác lâm như ý nghe vậy cuối cùng cũng bật khóc vì tuổi thân nàng trừng mắt với lâm như an sau đó lau nước mắt quay người bỏ đi vì vậy con mới nói phải tránh đi ngày sau đừng đi nữa lâm như an không nhượng bộ Nhìn chăm chú Trương thị mà nói, lát nữa tổ phụ và phụ thân trở lại, mẫu thân chỉ cần nói thật mọi việc là được. Ngày sau như ý không đi nữa thì tổ phụ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Tề anh rời khỏi chỗ của Tề Nhiễm thì đi thăm Mai Phi, Mai Phi thấy hắn thì vội vàng cho người hầu lui hết, sau đó mới hỏi: "Thái tử thế nào rồi?" Tề anh đáp: "Tam ca không sao, Lâm Duyệt cũng ổn, cẩn thận chăm sóc thì chắc sẽ tỉnh lại sớm thôi." Mai Phi thở phào, nói: thái tử không sao là tốt rồi nói đến đây bà ta lại nhìn tề anh đang ăn điểm tâm bâng quơ hỏi con và thái tử từ nhỏ thân thiết trên đường đến hành cung ta thấy con và cửu hoàng tử nói chuyện là chuyện gì thế phải chăng là lại muốn chia rẽ quan hệ của con và thái tử tề anh nghe xong ngẫm nghĩ kể lại tất cả lời khiêu khích của tề tỉnh lúc đó cho mai phi nghe sau mới uống một ngụm trà xin mẫu phi yên tâm con sẽ không trúng kế của cửu đệ tam ca đối xử với con ra sao thì lòng con biết rõ. Tương tự vậy, tam ca sẽ không nghi ngờ con. Mai Phi nghe tề anh nói thế thì tim thoát lên, đầu óc trống rỗng, nếu lúc trước người đưa kiếm thật cho tề anh là tề nhiễm thì sao? Nhưng vì sao chứ, chẳng lẽ tề nhiễm đã bắt đầu nghi ngờ? Lần này tề nhiễm bị thương, Mai Phi nghĩ đến đây thì bắt đầu hoảng, tề anh lo lắng nhìn lại, bẩm mẫu Phi, sắc mặt của người khó coi quá, người có sao không, con đi gọi Thái Y mai phi nhìn tề anh không biết gì cả cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng cười khổ mà nói anh nhi ta biết con không thích gài bẫy sau lưng người khác nhưng lần này suýt nữa thì thái tử bị hại con phải biết chuẩn bị trong lòng tề anh sững sờ mẫu phi nói vây là sao mai phi rủ mắt tỏ ra hoảng hốt mà đáp lần này thích khách tấn công cửu hoàng tử trước rồi đến thái tử nếu không có lâm duyệt ở đó e rằng thái tử đã trúng tên mà mũi tên tẩm độc kẻ chủ mưu quả thực độc ác nhưng con có nghĩ đến không, trong ba hoàng tử chỉ có mình con là không sao. Trong mắt người ngoài, con vừa được phong vương, có lẽ không thể không liên quan, đám đại thần kia lại nghi ngờ là con muốn hại thái tử và cửu hoàng tử. Mẫu phi nghĩ quá nhiều rồi, Tam ca sẽ không nghi ngờ con chỉ vì vài lời đồn đại đó. Tề anh thấy Mai phi nơm nớp lo sợ mà đau đầu, đám đại thần kia quá rảnh rỗi chắc chắn lại đoán bậy, còn có người nói là tự Tam ca làm nữa kìa. Việc này chúng ta biết rõ trong lòng chính là cửu đệ và an quý phi làm chứ không còn ai khác có điều chúng ta còn chưa nắm được đầu mối mà thôi phụ hoàng đã đã ra lệnh lục soát cả ngọn núi tên thích khách kia chạy không thoát được đâu đến khi bắt được rồi thì mọi việc sẽ rõ ràng cả thôi mai phi cười gượng nói vậy thì tốt tề anh chỉ cảm thấy hôm nay mai phi hơi bất thường nhưng hắn cho rằng bà chỉ quá lo lắng đành phải dịu giọng an ủi cũng may sắc mặt của mai phi nhanh chóng khôi phục tề anh cũng không còn lo lắng mà tề nhiễm được mai phi nhớ đến thì lúc này đang ở trong phòng mình nói chuyện cùng linh hồn của lâm duyệt tề nhiễm nhìn lâm duyệt hỏi ngươi có muốn biết ai làm ngươi bị thương không lâm duyệt thản nhiên đáp không phải là ta mà là ngươi là tại ta xen vào việc người khác nên mới bị thương tức là tự làm tự chịu tề nhiễm cười khẽ ngoại hình của y vốn đã đẹp nở một nụ cười thì càng thêm rực rỡ chói mắt y nhìn lâm duyệt hỏi vậy ngươi có hối hận mình đã xen vào hay không Lâm Duyệt cũng bật cười, đáp: "Vậy thì phải xem thái tử điện hạ đền bù thế nào rồi." Tề Nhiễm thấy Lâm Duyệt chỉ thích mềm không thích cứng, đáp: "Tên thích khách đó là do cô sắp đặt, cô đã tính toán thời gian rồi, dù có trúng độc cũng sẽ không nguy hiểm, nhưng sức khỏe ngươi lại yếu, trúng độc thì suýt nữa mất mạng." Lâm Duyệt ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Để thích khách tấn công mình, thái tử điện hạ nghĩ thế nào vậy?" "Nghĩ thế nào?" Tề Nhiễm nghĩ, y căn bản chẳng có ý định gì cả y chỉ muốn mượn cơ hội này để điều tra sự kiện thích khách ở kiếp trước thuận tiện bôi đen tề anh và tề tỉnh một phen từ thái độ của mai phi hôm vừa rồi thích khách của kiếp trước chính là do bà ta sắp xếp khi đó có thể bà ta muốn trực tiếp giết tề tỉnh sau đó đổ tội lên đầu y vậy thì con đường của tề anh đã sạch sẽ rồi nhưng tề tỉnh lại không chết có lẽ chính vì thế mới khiến cho mai phi lộ ra sơ hở tề tỉnh là người cẩn trọng tinh tế kiếp trước chắc chắn gã cũng điều tra việc này thậm chí sau khi biết được ý đồ của Mai Phi, gã còn giúp Mai Phi xóa sạch dấu vết còn lại, khiến cho y không điều tra ra được gì. Sau đó bọn họ im lặng đứng trong bóng tối mà nhìn Mai Phi ra tay với y, thậm chí còn thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, mà gã và An Quý Phi thì ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Kiếp trước, y đã thua như thế, thua một cách thảm hại, còn lần này, trên đường đến hành cung, Tề tỉnh đã nhắc đến sự kiện thích khách nằm chiếu ngay trước mặt y và Tề anh, còn cố ý ám chỉ chia rẽ tề anh không nghĩ nhiều nhưng tề nhiễm thì biết rõ vị trí của bọn họ lúc đó cách nhóm người mai phi không xa nếu mai phi có ý đồ khẳng định sẽ nhìn thấy ba người đang tán gẫu mai phi chỉ cần nghe thấy những điều đó từ miệng tề anh thì sẽ nghĩ nhiều một khi nghĩ nhiều thì sự việc sẽ có thay đổi tề tĩnh khiêu khích có lẽ chỉ nhằm mục đích thăm dò nhưng chính gã đã nhìn ra quan hệ của y và mai phi có vấn đề nghĩ đến đây tề nhiễm cười cười y đang nghĩ chẳng trách mà tề tỉnh kiếp trước có thể bước lên ngai vàng, quả là một kẻ mắt sáng, thông minh lại nhẫn nại. Cùng lúc này, An Quý Phi nhìn tề tỉnh mà hỏi, người của chúng ta còn chưa tìm ra cơ hội, thái tử và con lại bị tấn công rồi. Con nói xem lần này là ai ra tay, tề tỉnh đáp, dù là ai ra tay, quan hệ giữa thái tử và Mai Phi nương nương hẳn không phải là tình mẹ con sâu nặng như chúng ta nhìn thấy, An Quý Phi cười lạnh, ngồi đó ngắm nghía móng tay sơn đỏ rực của mình, nói, từ trước đến nay Mai Phi vẫn luôn cung kính với thái tử, đóng tròn vai mẹ hiền. Ta ở trong cung bấy lâu nay mà vẫn không bắt được thóp của Mai Phi, con xem ả ta làm việc cẩn thận biết bao. Thái tử cũng thế, vẫn luôn xem Mai Phi và thất hoàng tử là người thân thiết nhất, không ngờ hôm nay mọi việc lại thay đổi thế này. Tề tỉnh cười nhạt, gương mặt đẹp như tranh vẽ, gã bân quơ nói, cẩn thận thì có tác dụng gì, con chưa bao giờ tin Mai Phi nương nương nhìn thấy con trai mình trưởng thành từng ngày, mà trong lòng không nảy sinh ý tưởng khác, con cũng không tin bà ta thật lòng xem thái tử là con ruột của mình, trơ mắt mà nhìn thái tử ngồi lên ngai vàng, còn con trai mình chỉ có thể làm một thân vương. Dù ngày xưa thật sự là tình mẹ con sâu nặng, thì chỉ cần chúng ta làm chút gì đó, tình cảm cũng tan vỡ. An Quý Phi nghe vậy mím môi cười, đáp, ta vẫn sẽ làm như trước, cho Mai Phi thêm một chút ý tưởng, để ả nằm mơ một giấc thật đẹp, Tề tỉnh rũ mắt ư một tiếng, mà gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng đêm nay rất nhiều người ngủ không ngon giấc nhưng không khí trong phòng của tề nhiễm vẫn rất êm đềm hoặc là nói không khí giữa tề nhiễm và lâm duyệt rất bình yên sau cùng tề nhiễm cũng không đáp lại câu hỏi nghe qua có vẻ rất sắc bén của lâm duyệt sống lại một lần chính là ưu thế lớn nhất của y trong kiếp này cũng là bí mật mà y giấu kín trong tận đáy lòng không bao giờ nói với ai thậm chí ngay cả lâm duyệt là người đã tiết lộ cho y bí mật lớn nhất của hắn tề nhiễm cũng không hoàn toàn tin tưởng cũng sẽ không nói cho hắn biết bí mật của mình. Lâm Duyệt không thích ép buộc người khác, hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Tề Nhiễm không muốn trả lời, tất nhiên hắn sẽ không gây khó dễ. Hắn lại tò mò một vấn đề khác, thế là lại hỏi, "Khi đó ngươi nghĩ gì?" Lâm Duyệt không nói cụ thể khi đó là khi nào, nhưng Tề Nhiễm vừa nghe đã biết hắn hỏi cái gì. Tề Nhiễm trầm ngâm một lát, y nhớ đến khi đó mình tự tay giúp Lâm Duyệt đắp chăn ngay trước mặt hắn, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng y cho rằng khi đó mình có thể bị ma ám rồi nên mới quên mất sự tồn tại của linh hồn lâm duyệt có điều y lại khá tò mò về tình huống lúc đó tề nhiễm nghĩ nghĩ rồi đáp khi đó ta không nghĩ gì cả chỉ cảm thấy ngươi không nên chết ở nơi này như vậy thật đáng tiếc lâm duyệt lại càng tò mò thái tử tiếc bản thân ta hay là tiếc một người hợp tác nói xong thì lâm duyệt lại cảm thấy mình đi quá giới hạn trong mắt người có tâm tư thời hiện đại có lẽ câu nói này sẽ mang ẩn ý quấy rối cũng may đây là thời cổ đại không ai nghĩ nhiều như thế tề nhiễm nhìn lâm duyệt đáp đều rất đáng tiếc lâm duyệt bất ngờ hắn còn tưởng vị thái tử trong ngoài bất nhất này sẽ không trả lời không ngờ y lại cho ra một đáp án đáng ngạc nhiên như thế lâm duyệt ngẫm nghĩ nhìn tề nhiễm hỏi thái tử điện hạ có việc cần ta giúp đỡ sao vẻ mặt tề nhiễm đông lại sau đó lập tức phản ứng được là lâm duyệt căn bản không tin lời nói của y còn tưởng rằng y nói lời bùi tai là vì muốn giao dịch với hắn tề nhiễm hơi khó chịu Lạnh nhạt nói, gần đây cô không có việc gì cần Lâm công tử giúp đỡ, nếu thật sự cần Lâm công tử ra tay, cô tự nhiên sẽ thông báo trước, tương tự vậy, nếu Lâm công tử có việc gì cần giúp, có thể tìm đến cô như trước kia, hiện giờ Lâm Duyệt có thể xem như biết tính tề nhiễm rồi, nếu người này tự xưng là cô thì sẽ có hai tình huống, một là muốn kéo giãn khoảng cách cho đối phương biết thân phận của y, hai là y đang ở trong tâm trạng khó chịu, xem ra lần này hắn đã chọc giận đối phương rồi đã xem lòng tốt của người ta là đồ bỏ đi, lại còn buộc miệng nói thẳng trước mặt người ta nữa chứ. Có điều Lâm Duyệt vốn mặt dày, cũng không thể hiện sự xấu hổ của mình, nói, nếu vậy thì ta sẽ đợi thôi, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lâm Duyệt liền rời khỏi, tề nhiễm nhìn theo bóng đen bay đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lời y nói vừa rồi là sự thật, khi đó nhìn thấy Lâm Duyệt nằm trên giường hấp hối, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu y chính là lẽ ra bản thân mới là người nằm đó chịu đau, không cần thiết để cho một người vô tội như lâm duyệt thế mạng mình ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu linh hồn lâm duyệt liền thuận theo tay y mà quay về cơ thể bây giờ nhớ lại khung cảnh đó quả thực kỳ lạ thậm chí cả lâm duyệt bình thường không để lộ cảm xúc ra ngoài cũng phải kinh ngạc kêu thành tiếng nhưng khi nói ra suy nghĩ trong lòng mình tề nhiễm lại có cảm giác kỳ quặc vậy nên khi nghe lâm duyệt hỏi ra một câu rất không đúng mực y cũng thuận theo mà thể hiện mình không vui lâm duyệt rời đi cũng tốt y có thể tập trung suy nghĩ những sự việc xảy ra gần đây. Hơn nữa y còn chú ý đến ánh mắt của tề tỉnh nhìn về hướng bên cạnh mình hôm nay, cứ cảm thấy dường như tề tỉnh nhận ra sự tồn tại của Lâm Duyệt, nhưng lại giống như không phải. Trong mắt tề nhiễm lóe lên tia sáng lạnh, y nghĩ phải chăng nguyên nhân nằm ở chỗ kiếp trước tề tỉnh đã lên ngôi thành công. Tề tỉnh là đế vương được ông trời chỉ định, còn y chỉ ngẫu nhiên sống lại một kiếp, vẫn không thể thắng được tề tỉnh. Nghĩ đến đây, tề nhiễm nhau mắt, Y và Tề Tĩnh sẽ không thể chung sống hòa bình được, cũng giống như họ An và họ Phỉ Vĩnh viễn đứng ở hai phía đối lập, chỉ có một trong hai người có thể ngồi lên ngôi vị kia, dù y không ra tay với Tề Tĩnh thì Tề Tĩnh cũng sẽ hành động. Người sinh ra trong nhà đế vương, vốn nên vô tình, có thể lợi dụng thì lợi dụng, có thể hãm hại thì hãm hại. Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm đột nhiên cảm thấy tính cách của Lâm Duyệt quả thực thích hợp để sinh tồn trong nhà đế vương. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc với Lâm Duyệt, tề nhiễm phát hiện hắn là một người rất thoải mái nhưng lại khá lạnh nhạt ngoài miệng hắn nói muốn phong hầu bái tướng nhưng xét theo hành vi của hắn thì hoàn toàn không thấy được ý định muốn làm quan tề nhiễm bây giờ lại thấy có thể tin tưởng nguyên nhân ban đầu khi lâm duyệt đến tìm mình hợp tác chính là để sống tự do thoải mái hơn mà thôi hắn không quan tâm đến sống chết cứu y rồi cũng không đưa ra yêu cầu gì lâm duyệt hẳn là một người khá lười biếng ngoại trừ những việc liên quan đến lợi ích cá nhân ra hắn không để tâm quá nhiều việc những việc y làm hắn đều thấy rõ, nhưng lại không thể hiện quá nhiều, có những lúc Tề Nhiễm nghĩ, nếu hôm nay người bị hại là y, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân Lâm Duyệt, vậy thì người này chắc chắn sẽ bàn quan đứng một bên, không chủ động nhắc nhở. Có điều, Tề Nhiễm không vì thế mà tức giận, y thậm chí còn cảm thấy tính cách của Lâm Duyệt như vậy là rất tốt, tóm lại từ tình hình trước mắt mà xét, quan hệ hợp tác của hai bên vẫn rất ổn định, Tề Nhiễm chỉ không muốn có bất cứ bất ngờ nào xảy ra vì vậy y mới chú ý đến ánh mắt của tề tỉnh hôm nay lâm duyệt bay ra khỏi phòng của tề nhiễm nhưng không quay lại xác của mình hắn biết mình mà trở về thì chắc chắn sẽ tỉnh lại với điều kiện cơ thể hiện giờ hắn không muốn tỉnh lại chút nào lâm duyệt rảnh rỗi bèn bay lang thang khắp nơi một vòng nghe hết cả những thứ nên nghe và không nên nghe đến khi về nơi ở của nhà họ lâm hắn nhìn thấy lâm như an ở trong phòng mình mà uống rượu giải sầu với thần sắc u ám người hầu thân cận của lâm như an đoàn viên đang sốt ruột đến toát mồ hôi ở bên cạnh, hắn thấp giọng khuyên nhủ, thưa thiếu gia, nếu ngài thấy không vui thì cứ nói với nô tài cũng được mà, ngài lén uống rượu thế này mà để cho lão thái gia và lão gia phát hiện, chắc chắn sẽ bị phạt. Lâm Như An nghe xong lời của đoàn viên thì lại dốc hai ngụm rượu vào miệng mình, sau đó mới đặt vò rượu xuống, dáng vẻ vẫn tỉnh táo, ánh mắt sáng suốt, hỏi, ta có thể nói gì với ngươi chứ, đoàn viên là người lanh lợi, hắn hầu hạ Lâm Như An đã lâu, cũng biết một vài chuyện, hắn do dự một lát mới trả lời, thiếu gia đang buồn vì chuyện của đại thiếu gia sao? Đôi mắt đen thẳm của Lâm Như An nhìn chầm chầm đoàn viên, hỏi, chuyện số mệnh của đại ca thì ngươi cũng biết nhỉ, có từng lén lút thảo luận với người khác không? Đoàn viên rót một ly trà cho cậu ta, cười gượng đáp, chuyện số mệnh của đại thiếu gia thì người trong phủ ít nhiều gì cũng biết, thỉnh thoảng cũng có người thảo luận, nhưng mà thưa thiếu gia, nô tài chưa bao giờ nói lời nào khó nghe về đại thiếu gia, nô tài biết ngài không thích, Lâm Như An ừ một tiếng, nhếch nhếch khóe miệng, nói, bây giờ đại ca như thế, ta lại cảm thấy thật tốt, ít nhất sẽ không giấu hết mọi việc trong lòng như trước kia nữa. Nói rồi, cậu ta cười cười, sắc mặt khó đoán, giọng nói trầm thấp hẳn đi, khi ta còn nhỏ, chơi với đại ca, rồi ngã xuống, ai cũng nói là do đại ca xung khắc với ta. Khi đó ta còn nhỏ, nhưng cũng vẫn nhớ được là tự mình không đứng vững, người theo hầu cũng không tận tâm. Bọn họ sợ bị trách phạt, thế là đổ hết tội lỗi lên đầu đại ca hôm đó cho dù không có đại ca ở bên cạnh ta cũng vẫn sẽ ngã xuống thôi nhưng vì có đại ca nên việc đó trở thành lỗi của huynh ấy đoàn viên thoáng có vẻ thương cảm hắn nói thưa thiếu gia khi đó ngài còn nhỏ cũng không thể làm gì cả đại thiếu gia một mình ở tại ngô đồng trai mấy năm nay ngài đi tìm nhưng đại thiếu gia cũng không muốn gặp ngài huynh ấy tất nhiên không muốn gặp ta lâm như an lạnh mặt nói sau khi ta bị ngã dù mẫu thân không nói gì nhưng từ đó về sau liền không cho phép ta đến tiền đại ca nữa bây giờ nghĩ lại mẫu thân hẳn là cũng tin những lời đó bà ấy sợ đại ca xung khắc nên mới bắt ta phải tránh xa thưa thiếu gia ngài đừng nghĩ nhiều phu nhân yêu thương ngài và tiểu thư phu nhân cũng yêu thương đại thiếu gia mà chỉ tiếc tình thương này không thể sánh bằng lâm như an và lâm như ý mà thôi đây là lần đầu tiên đoàn viên nghe thấy lâm như an nói ra những lời bất kính với trương thị hắn nghe mà run sợ chỉ sợ lỡ như có người nghe được lâm như an sẽ bị nói là đồ bất hiếu lâm như an thấy bộ dạng sợ sệt của đoàn viên trong lòng thấy thất vọng đoàn viên là người mà trương thị chọn cho cậy tuy nói đó là người hầu thân cận của mình nhưng có rất nhiều việc cậu không thể nói ra trước mặt hắn thật sự là rất chán ghét lâm như an cười cười lại chôn giấu hết những lời vừa mượn rượu để giải bày kia cậu nhẹ giọng nói thôi không nói nữa đoàn viên thấy cậu ta như vậy lại nghe tiếng thở dài kia quả thực cũng thấy không dễ chịu bèn nhẹ giọng nói thưa thiếu gia nếu ngài thương đại thiếu gia vậy thì đi thăm nhiều hơn là được đại thiếu gia một mình ở ngô đồng trai cũng rất cô đơn các ngài là huynh đệ ruột thịt nào có hận thù nhau lâm như an đảo mắt cười nói trong lòng ta tất nhiên muốn nhận đại ca đại ca hẳn cũng nhận ta là đệ đệ nhận như ý là mùi mùi cũng nhận mẫu thân phụ thân tổ phụ tổ mẫu đoàn viên ngơ ngác không hiểu lâm như an đang nói gì Lâm Như An cũng không nghĩ hắn có thể hiểu, cậu chỉ lắc đầu, ánh mắt bắt đầu mơ màng trong cơn say, để mặt đoàn viên đỡ mình lên giường ngủ. Lâm Duyệt lơ lửng bên cạnh thì lại hiểu ý Lâm Như An, Lâm Duyệt trước kia luôn chú ý đến tất cả người trong nhà này, vì thế nên khi biết bà cụ Lâm và cả mẹ ruột đều kiên kỵ mình, cậu ta liền không dám để cho Lâm Như An đến gần mình nữa. Bà cụ Lâm luôn khắc khe chỉ trích, Trương Thị chỉ im lặng, ông cụ Lâm và Lâm Trung không buồn hỏi đến, thậm chí Lâm như ý sợ hãi tất cả đều là những thứ mà lâm duyệt ấy quan tâm nhất vì vậy cậu ta mới nhượng bộ lặng lẽ một mình sống trong ngô đồng trai cũng không mong muốn số mệnh của mình xung khắc người khác nghĩ vậy lâm duyệt phì cười có điều ngoài tề nhiễm thì không còn ai nhìn thấy hắn nên tiếng cười chăm chọc này cũng chỉ có một mình hắn nghe thấy lâm duyệt kia là người thông minh đúng như lâm như an nói cậu ta hiểu rất nhiều nhưng vẫn khát khao tình thương của người nhà đến mức hèn yếu hắn thậm chí còn nghĩ vào thời khắc sắp chết đó lâm duyệt kia phải chăng đã cảm nhận được sự giải thoát may mắn hắn là kẻ vô tâm không cần có người nhà quan tâm người và việc trong lâm phủ đều không liên quan đến hắn những người này sống tốt hay không cũng không phải việc của hắn chỉ cần bọn họ không chọc vào hắn cũng sẽ không chủ động gây sự với người khác hai bên xem nhau như người lạ là tốt nhất bên này lâm như an mượn rượu để giải bày những lời bị đè nén trong lòng bên kia ông cụ lâm đang bàn luận với lâm trung về việc lâm duyệt cứu thái tử mà bị thương ông cụ lâm nói hôm nay thái tử dân lên một con cáo bạc, nói đó là do Lâm Duyệt bán trúng. Cáo bạc đúng là loài vật hiếm, thái tử đã dân tấu thỉnh cầu hoàng thượng ban tặng cho Lâm Duyệt. Lâm Trung không ngờ đến có việc này, ông ta ngỡ ngàng hỏi, Lâm Duyệt bắn trúng à? Ông cụ Lâm lắc đầu mà rằng, ngươi thường ngày thông minh, sao đến bây giờ lại hồ đồ đến thế? Với cái thân xác của Lâm Duyệt thì làm sao mà bắn trúng loại động vật gian trá khó săn như cáo bạc? Lâm Trung suy nghĩ cũng nhanh, ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, vậy ý của phụ thân là thái tử cố ý nói vậy ông cụ đáp thái tử có cố ý hay không cũng không quan trọng chỉ cần hoàng thượng tin lời thái tử vậy thì thật chính là thật giả dạ cũng thành thật hơn nữa ngươi thật sự cho là hoàng thượng không biết thái tử nói dối sao hoàng thượng vẫn luôn tin tưởng và yêu thương thái tử thái tử muốn dùng một con cáo bạc để tranh công cho lâm duyệt hoàng thượng cũng nhắm một mắt mở một mắt mà thôi quan trọng nhất là sự kiện thích khách lần này quả thực khó hiểu hoàng thượng không muốn hoài nghi bất cứ hoàng tử nào nhưng lại không thể không điều tra đến cùng ngươi có hiểu không lâm trung gật đầu tiếp lời hoàng thượng xem trọng thái tử lần này thái tử suýt nữa mất mạng hộ vệ của lạc sơn trừ trên xuống dưới đều chịu phạt đổng nhiên cũng suýt mất đầu hoàng thượng không cho phép người khác động chạm đến vị trí của thái tử tất nhiên là phải điều tra đến cùng ông cụ lâm gật đầu nói vì vậy trong thời điểm quan trọng thế này thái tử lấy lòng hoàng thượng bằng một con thú vậy thì hoàng thượng cũng sẽ thả lỏng hơn lâm trung tiếp phụ thân thấy sự kiện thích khách lần này thế nào ông cụ trầm ngân một lát rồi thở dài trông có vẻ như không ai đáng nghi nhưng ai cũng đáng nghi cả lâm trung do dự một lát vẫn quyết định hỏi thẳng ra thưa phụ thân thái tử cũng rất đáng nghi sao ông cụ lâm suy nghĩ cuối cùng vẫn nói lần này vi phụ cũng không thấy rõ nếu lâm duyệt không có mặt ở đó vậy thái tử sẽ bị trúng tên người bị thương và trúng độc chính là thái tử xét từ điểm này thì thái tử không đáng nghi nhưng đọc trên mũi tên kia không phải loại kịch độc giết người ngay lập tức dù thái tử bị thương cũng vẫn sẽ được cứu kịp vậy thì có vẻ như thái tử lại có liên quan rồi lâm trung nghe ông cụ nói vậy bèn tiếp lời phụ thân nói phải nếu thật sự là thái tử làm vậy thì có mục đích gì vu tội cho an quý phi và cửu hoàng tử nếu thật vậy thái tử cần gì phải cứu cửu hoàng tử hoàng thượng tin tưởng thái tử như thế với tình huống khi đó dù cho cửu hoàng tử bị thương thì hoàng thượng cũng không trách tội thái tử, vì vậy ta mới nói ta không rõ." Ông Cụ Lâm chậm rãi nói, "Ba vị hoàng tử đều đã lớn, e rằng chúng ta không còn đoán được suy nghĩ của bọn họ nữa." Lâm Trung nghe vậy sững người, quan lại trong triều vẫn luôn xem thái tử và thất hoàng tử là một thể, bây giờ nghe ông cụ nói là ba vị hoàng tử, ông ta căn bản không kịp phản ứng, nhưng nghĩ lại, thất hoàng tử cũng là hoàng tử, hơn nữa còn từng ra chiến trường, lập công, được phong vương, chiến sĩ ngoài biên cương có lẽ còn quen thuộc với thất hoàng tử hơn thái tử nhiều nói không chừng hắn ta có liên quan đến sự kiện ám sát lần này ông cụ lâm thấy lâm trung chìm vào suy nghĩ của mình vẫn biết lâm trung có tham vọng muốn trèo cao cũng là người mà ông khá coi trọng nếu không có lâm duyệt kẹp giữa ông cụ sẽ cảm thấy lâm trung hoảng mỹ vô cùng nhưng tất nhiên ông cụ vẫn vui lòng chỉ bảo lâm trung về chuyện trong triều vậy nên ông cụ nói bây giờ dù cho điều tra ra cái gì Hoài Nghi cái gì thì Hoàng Thượng cũng sẽ không tin. Mọi việc đều phải chờ một người không liên quan là Lâm Duyệt tỉnh lại mới biết được câu trả lời. Ta vốn muốn đưa Lâm Duyệt về chỗ chúng ta, vậy thì nếu thủ phạm sợ bị lộ sơ hở, chắc chắn sẽ tìm cơ hội đến giết người diệt khẩu. Nói không chừng chúng ta có thể biết người đứng sau màn là ai, chỉ tiếc Thái tử không đồng ý, như vậy cũng tốt, Thái tử bảo vệ Lâm Duyệt, chờ nó tỉnh lại, xem thử nó nói thế nào. Lâm Trung gật đầu. Ban đầu ông ta muốn đưa Lâm Duyệt về chỉ vì nghĩ rằng Lâm Duyệt là con trai mình, con trai bị thương thì tất nhiên mình phải quan tâm chăm sóc. Không ngờ ông cụ Lâm vừa nghe chuyện Lâm Duyệt bị thương vì cứu thái tử, đến việc sẽ phải gặp hoàng thượng, mà trong lòng đã nghĩ nhiều như thế. Ông cụ nói đến đây thì lại nghĩ đến một việc khác, bèn nghi mặt nhìn Lâm Trung, căng dặn, Lâm Duyệt hiện giờ ở chỗ của thái tử, mấy ngày này đừng để như ý đi thăm. Nhà chúng ta trước kia luận bại cũng chỉ vì can thiệp vào việc tranh giành ngôi vị, bây giờ ta chiếm được một vị trí trong lòng hoàng thượng đều là vì giữ mình ngay thẳng nhà chúng ta không thể có một người liên quan đến hoàng tử ngay cả thái tử điện hạ cũng không được hoàng thượng sẽ thấy khó chịu sẽ cho rằng chúng ta muốn lợi dụng hoàng tử để tiến xa hơn bản thân ngươi phải cân nhắc việc này lâm trung đáp phụ thân nói phải con hiểu còn lâm duyệt lơ lửng trên đầu bọn họ nghe thấy những lời này trong lòng chỉ có một suy nghĩ người làm quan thời xưa suy nghĩ một việc mà cũng phải vòng vo tam quốc như thế hàng ngày hết cân nhắc lại mài dũi như vậy mà không thấy mệt à. Tất nhiên, bất kể Lâm Duyệt nghĩ thế nào thì đêm nay, thất hoàng tử Tề Anh đã xuất hiện trong tầm mắt của rất nhiều người, sẽ không ai xem hắn và Tề Nhiễm là một thể nữa. Thất hoàng tử là thất hoàng tử, là thanh vương, là người mang công lao, đằng sau cũng có nhà họ phỉ. Lâm Duyệt cứ lang thang mãi trong hành cung không muốn về, hắn trở lại thân xác thì sẽ phải chịu đựng sự yếu ớt và cơn đau do vết thương mang đến, vậy thì hắn không thể ngủ yên được. Hắn thật sự muốn chờ vết thương khỏi rồi mới về, nhưng thời gian linh hồn thoát xác cũng có giới hạn, hôm nay đã đạt cực hạn rồi. Lâm Duyệt thở dài một tiếng, bay về cơ thể mình. Sau đó Lâm Duyệt liền tỉnh lại vì cơn đau, cung nữ đang hầu hạ bên cạnh nhìn thấy liền mừng rỡ kêu lên, "Lâm công tử tỉnh rồi." Tiếp theo nàng vừa vén màn lên, vừa mời ngự y vẫn canh chừng bên ngoài vào bắt mạch cho Lâm Duyệt. Mạch đập của Lâm Duyệt rất mạnh mẽ, ngự y khám xong rất vui mừng, không ngừng gật đầu, ông ta nhìn Lâm Duyệt nói: cơ thể của ngươi đã không còn nguy hiểm nữa rồi, chẳng qua là còn hơi yếu, cần phải chăm sóc lâu dài mới được. Lâm Duyệt tuy rằng thể chất kém, nhưng lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy, thật ra cũng là do nhóm ngự y dùng thuốc đúng chỗ, ngự y thầm vui, lần này chắc chắn bọn họ sẽ được hoàng thượng khen ngợi. Lâm Duyệt trầu rĩ ư một tiếng, hắn tỉnh lại cũng vừa đúng lúc, tề nhiễm vừa thức dậy, nghe tin liền đặc biệt đến thăm hắn, tề nhiễm đứng đó, gương mặt còn treo nụ cười đúng mực của một thái tử, y nói, ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chờ khi vết thương lành hẳn, cô sẽ đưa ngươi về. Lâm Duyệt cố nhìn cơn đau trên tay, chậm rãi nói, đa tạ thái tử, tề nhiễm diễn rất tra dáng. y nói tiếp, ngươi bị thương là vì cứu ta, nói ra thì cô nên cảm tạ ngươi mới phải. Lâm Duyệt cười gượng, tề nhiễm thấy hắn dù đã tỉnh nhưng vẫn còn mệt mỏi, bèn nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi bẩm báo với phụ hoàng việc này, tề nhiễm đi rồi. Lâm Duyệt được cung nữ hầu hạ uống hết một chén thuốc đen thui đắng nhắc, có sức uống hết xong, hắn lập tức phải lấy trà súc miệng, thầm cảm khái chỉ với mùi vị của thuốc này thôi là đã đủ cho hắn muốn quay về thời hiện đại rồi. Thuốc bắc quả nhiên không phải thứ cho người bình thường uống, chẳng qua thứ này có thể chữa bệnh, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi cũng không nói gì. Thầy thuốc thời cổ đại vẫn rất tài giỏi, thảo dược nói trắng ra là một nhúm cỏ, vậy mà thầy thuốc người ta có thể dùng để chữa bệnh cứu người. Cung nữ chăm sóc Lâm Duyệt thấy sắc mặt hắn không tốt, vội nói, Lâm công tử, ngài đã không ăn một ngày một đêm rồi, thái tử đã dặn nhà bếp nấu cháo, vẫn đang giữ ấm, ngài có muốn dùng không? Ngự y đã dặn từ trước, tuy Lâm Duyệt bị thương trên tay, nhưng mũi tên có tẩm độc, trong thời gian này nên ăn thức ăn lỏng. Lâm Duyệt không biết có phải vì trúng độc nên ảnh hưởng đến khẩu vị của mình không? Hắn ủ rũ nói, không cần, ta không muốn ăn, chập mắt một lát đã, các ngươi cứ lui xuống đi, ta thích yên tĩnh. Cung nữ kia nghe vậy bệnh nhẹ nhàng rời khỏi. Lâm Duyệt hơi nheo mắt, không biết có phải vì thuốc không, hắn cứ cảm thấy đầu thật nặng, toàn thân đều yếu ớt khó chịu. Lâm Duyệt cứ nhắm mắt như thế nhưng không ngủ được, vết thương trên cánh tay cũng chỉ đau ở mức độ có thể chịu đựng được, Lâm Duyệt cứ mơ màng, cũng không biết mình đang nghĩ gì. Qua một lúc lâu, hoặc có lẽ cũng không phải quá lâu, có người đến tìm hắn. Có cung nữ lên tiếng, "Lâm công tử vừa ngủ, nếu các vị đại nhân có việc gấp, nô tỳ sẽ đi đánh thức, sau đó" một giọng nói quen thuộc truyền đến, chúng ta vâng lệnh hoàng thượng đến hỏi Lâm Công Tử một số việc, nếu Lâm Công Tử có thể gắn gượng trả lời vài câu, chúng ta liền làm phiền một lát, cung nữ cười đáp, Lâm Công Tử vừa tỉnh lại, ngự y nói cần tỉnh dưỡng, còn việc khác thì nô tỳ không rõ lắm. Cuối cùng thì Lâm Duyệt cũng nhớ ra giọng nói này là của ai, chính là Thượng Thư Hình Bộ Ngụy Nhân. Ngụy Nhân này còn có chút quan hệ với ông cụ Lâm nữa cơ mà. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt mở mắt ra, hỏi, ai đang ở ngoài, cung nữ kia kinh ngạc thốt lên, xin các vị đại nhân chờ một lát, Lâm công tử tỉnh rồi. Nói xong nàng bèn tiến vào đỡ Lâm Duyệt dậy, để hắn dựa vào đầu giường, nói, Lâm công tử cảm thấy thế nào, có vài vị đại nhân đến thăm ngài, Lâm Duyệt hơi mất kiên nhẫn, nói, cảm thấy không ra sao cả, nhưng người ta đã đến, vậy thì gặp thôi, cung nữ kia là người hầu hạ tề nhiễm, sắc mặt nàng không đổi, đáp, vậy để nô tỳ mời các vị đại nhân vào lâm duyệt thấy đa số người bước vào đều quen mắt có ngụy nhân và đại lý tự khanh chu văn còn có thị lan hình bộ hình án một người nữa thì lâm duyệt đã thấy trong trạng thái linh hồn thống lĩnh ngự lâm quân tiêu thiện bọn họ thấy lâm duyệt rất kém trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào liền bớt đi những lời khách sáo chu văn lịch sự hỏi lâm công tử ngươi có còn nhớ tình hình khi ngươi cứu thái tử như thế nào không việc này rất quan trọng mong rằng lâm công tử nói thật lâm duyệt nhìn hắn lúc trước khi nhập vào ông cụ lâm hắn và chu văn này cũng không vừa mắt nhau vậy mà bây giờ đối phương lại ra vẻ thư sinh vô hại lâm duyệt chỉ có thể nói quan lại thời xưa toàn là diễn viên xuất sắc lâm duyệt nghĩ vậy nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì hắn đáp khi đó như thế này hắn cũng không giấu giếm điều gì nói hết toàn bộ từ nguyên nhân vì sao mình ra bãi săn đến khi mình cứu được tề nhiễm nhóm người chu văn ghi chép lại lời nói của hắn bọn họ đều đã nghe tề tỉnh và tề anh thuật lại Cộng thêm lời của Lâm Duyệt, không phát hiện ra điểm nào bất thường. Sau khi ghi chép lại hết, Nguyên nhân nói vài câu bảo Lâm Duyệt yên tâm nghỉ ngời rồi rời đi. Chờ người đi hết, Lâm Duyệt mới cảm thấy đói đến mức dạ dày khó chịu, bèn cố gắng ăn một ít cháo. Dạ dày bớt đau rồi, hắn lại nằm xuống, mơ màng thiếp đi. Lâm Duyệt ngủ rồi, tâm trạng khá là thoải mái, ít nhất thì không cần phải chịu đau nữa. Tề nhiễm vẫn không trở về, xem ra là bận việc gì đó bây giờ việc lớn nhất trong hành cung cũng chỉ có sự kiện thích khách, nhất định là có manh mối rồi. Lâm Duyệt nghĩ đến đây, dự định đi xem kịch. Lâm Duyệt bay đến đại điện của hành cung, ba vị hoàng tử là Tề Nhiễm, Tề Anh và Tề Tĩnh đứng phía trước các quan viên khác. Đây không phải là lên triều chính thức, cho nên Phỉ Thanh cũng đứng cạnh đó. Ngụy Nhân, Chu Văn, Hình Án và Tiêu Thiện đang bẩm tấu với hoàng thượng những gì bọn họ nghe được từ Lâm Duyệt. Hoàng đế nghe xong gật đầu, xem ra không có gì sai lệch với lời của thái tử ngụy nhân đáp hoàng thượng thánh minh hoàng đế cho nhóm người ngụy nhân đứng dậy sau đó nhìn sang tề nhiễm cáo bạc là thứ quý hiếm nếu nó là do lâm duyệt bắn trúng vậy thưởng cho hắn cái gì thì tốt tề nhiễm đáp bẩm phụ hoàng nhi thần cũng không biết lâm công tử thích cái gì hắn đã tỉnh rồi hay là để hắn tự nói mình muốn cái gì ông cụ lâm vội và đứng ra khỏi hàng thành khẩn nói hoàng thượng ban thưởng đã là ơn trời rồi nào có chuyện cho nó tự chọn nữa lâm trung cũng từ chối đề nghị của tề nhiễm hoàng đế thấy bọn họ phản ứng như thế ánh mắt tối đi không biết là đang nghĩ gì phỉ thanh nhìn dáng vẻ ưu sầu của hoàng đế nhỏ giọng thì thầm lâm duyệt lúc nào cũng hết mũi lên trời cứ thưởng ít tiền bạc hay ruộng vườn là được ngài bảo hắn chọn nói không chừng sẽ đòi chức quan đòi quyền thế nói là nhỏ giọng thì thầm nhưng đại điện của hành cung chỉ lớn bằng chừng đó không chỉ có triều thần mà ngay cả hoàng đế cũng nghe được lời của hắn hoàng đế cau mày nói phỉ thanh ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó nói ra cũng thật lạ người khác đều sợ hoàng đế ngay cả phỉ hạ cũng phải cung kính không nói nhiều trước mặt hoàng đế nhưng phỉ thanh lại khác lúc còn nhỏ thì không hiểu chuyện vào cung còn dám túng tóc hoàng đế lớn hơn một chút thì thả chó cắn mông hoàng đế đến bây giờ còn dám nói những điều không biết nặng nhẹ trước mặt ngài hoàng đế thường xuyên bị hắn chọc giận ứa gan nhưng lại không thật sự trừng phạt phỉ thanh nhiều nhất cũng chỉ bỏ quên tấu chương xin lập phỉ thanh làm thế tử của phỉ hạ vài năm. Phỉ thanh liền nói, hoàng thượng, ý của ta, sau đó vì phỉ hạ giận dữ trừng mắt, phỉ thanh mới sửa miệng, ý của vi thần là lâm duyệt thích tự do tự tại, những thứ tầm thường nhất định là không vừa mắt hắn, tiền bạc ruộng vườn quá dung tục, hay là thưởng cho hắn con cáo bạc kia. Lâm Duyệt nghe vậy liền bay đến trước mặt Phỉ Thanh, nói, ta không chê tiền bạc ruộng vườn là dung tục, ta cứ thích những thứ dung tục như thế đó tất nhiên là phỉ thanh không thể nghe thấy tề nhiễm thì nghe được nhưng y sẽ không lên tiếng hoàng đế thì vui vẻ hỏi lại ngươi đang nói chính mình à phỉ thanh cười gượng không phủ nhận hoàng đế im lặng một lát rồi nói phỉ thanh nói cũng có lý vậy ban thưởng cho lâm duyệt ngàn lượng bạc trắng một con cáo bạc ông cụ lâm và lâm trung thay mặt lâm duyệt tạ ơn hoàng đế lâm duyệt thì đang nghĩ nếu không phải phỉ thanh xen vào nói không chừng mình đã có trăm mẫu ruộng tốt rồi phỉ thanh thì thầm thở vào Vừa rồi hoàng đế hỏi tề nhiễm nên thưởng cái gì cho Lâm Duyệt, hắn liền thoát tim. Hắn không biết tề nhiễm làm sao quen biết Lâm Duyệt, nhưng bây giờ Lâm Duyệt chính là một nhân chứng của sự kiện thích khách này. Nếu như hoàng thượng và các quan viên khác nghi ngờ quan hệ giữa Lâm Duyệt và Thái tử là mật thiết, vậy thì chuyện này rất khó nói. Hơn nữa, hoàng đế lại không tiện lên tiếng thưởng cho Lâm Duyệt cái gì đó, thưởng quá nhiều sẽ khiến người ta nghĩ lan man, cũng sẽ khiến cho ông cụ Lâm càng có uy trên triều thưởng quá ít thì có người lại nghĩ ân nhân cứu mạng của thái tử trong mắt hoàng đế cũng chỉ tầm thường vậy thôi cũng may danh tiếng của hắn vốn là ăn chơi lần này xen vào chọc ngoáy một phen không những không gây chú ý mà còn giúp hoàng đế giải quyết một câu hỏi khó hoàng đế nói xong việc ban thưởng thì quay sang các triều thần bên dưới lạnh giọng nói hội săn màu xuân vốn là việc vui kết quả là có người không muốn cho người khác vui đúng là đáng chết đỗng nhiên quỳ sụp xuống nhận tội đều do vi thần tuần tra không nghiêm vi thần có tội Hoàng đế nhìn ông ta, nói, ngươi đúng là có tội, cũng may mấy ngày nay còn biết lấy công chuộc tội. Hoàng đế vừa nói vậy, sắc mặt quần thần đều thay đổi. Hoàng thượng ngồi bên trên thấy rõ tất cả, ngài nhìn đổng nhiên mà nói, đổng nhiên, ngươi nói xem mình đã phát hiện cái gì, đổng nhiên nghiêm trang nói, bẩm hoàng thượng, sau khi phát hiện ra thích khách, vi thần liền ra lệnh cho hộ vệ Lạc Sơn bao vây cả núi, cùng tiêu thống lĩnh và ngự lâm quân lục soát. Lạc Sơn chỉ có một nơi nguy hiểm nhất, vi thần bèn tập trung lục soát nơi đó quả nhiên trời không phụ lòng người sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng vi thần và tiêu thống lĩnh đã bắt được thích khách chưa kịp chạy thoát hoàng đế hỏi có bao nhiêu thích khách đổng nhiên đáp có sáu tên thích khách trừ hai kẻ ngoan cố chạy trốn nên bị giết, còn dư lại bốn tên người có mặt nghe thấy vậy đều ồ lên cả tề nhiễm và lâm duyệt đều nói khi đó chỉ có một tên thích khách bây giờ đổng nhiên lại bắt được sáu tên nếu như lúc đó cả sấy tên cùng có mặt vậy thì e rằng tình hình hôm nay đã khác. Hoàng đế bình thản nhìn lướt qua gương mặt của từng người, nhàn nhạt nói, dẫn hết lên đây, bốn tên thích khách bị trói chặt, được ngự lâm quân giải vào trong đại điện, ấn vai bắt bọn chúng quỳ xuống, vì sợ chúng cắn lưỡi tự sát, trước khi đưa lên còn đặc biệt tháo khớp hàm của mỗi tên, trong chúng thảm hại vô cùng. Hoàng đế nhìn qua bọn chúng, hỏi, nói đi, rốt cuộc ai sai khiến các ngươi, bốn tên thích khách đã bị tra tấn, dù quần áo trên người sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Nghe hoàng đế hỏi vậy, bọn chúng cúi đầu không lên tiếng, hoàng đế cười lạnh, các ngươi là thích khách hay là tử sĩ cũng vậy thôi, bây giờ đã lộ diện, dù các ngươi không mở miệng, trẫm cũng sẽ biết các ngươi rốt cuộc là ai. Nếu bây giờ các ngươi chịu nói, trẫm có thể cho các ngươi chết toàn thay, bốn tên thích khách nhìn nhau, tên dẫn đầu có một vết sẹo lớn trên mặt, tuổi tác gã cũng lớn nhất, gã nhìn hoàng đế rồi gật đầu, ngự lâm quân ráp lại khớp hàm cho gã, tên thích khách đó nói với ánh mắt bình thản nếu đã bị bắt thì cũng không có gì không thể nói người sai khiến chúng ta không phải ai khác chính là phỉ hầu gia phỉ hạ tên thích khách này vừa dứt lời phỉ thanh liền nhảy đến đá gã lăn ra đất phỉ thanh mặt đỏ phừng phừng hung ác quát mẹ mày đánh trắm à ai bảo mày hãm hại nhà họ phỉ trước mặt hoàng thượng có quan viên ủng hộ nhà họ an thấy vậy liền nói đúng là hỗn sự, hoàng thượng còn ở đâu nào đến phiên ngươi lên tiếng phỉ hạ vén vạt áo quỳ xuống nói với hoàng đế, bẩm hoàng thượng, vi thần không dám là ra chuyện phản nghịch như vậy, vi thần chấp nhận vị điều tra, phỉ thanh cũng quỳ theo, sốt ruột nói, bẩm hoàng thượng, gia phụ luôn trung thành với hoàng thượng và thái tử, tuyệt đối không thể làm ra chuyện phản nghịch như thế, viên quan kia bắt được lời phỉ thanh, liền quái gỡ nói, phỉ tiểu hầu gia, người có ý gì đây, phỉ hầu gia trung thành với hoàng thượng thì có thể hiểu, còn trung thành với thái tử điện hạ là lẽ gì? Nhà họ phỉ nắm giữ 10 vạn quân, chẳng lẽ chỉ trung thành với thái tử điện hạ phỉ thanh biến sắc gần như bùng nổ nửa đứng lên phản bác ngươi lâm duyệt biết rõ phỉ thanh không nên lên tiếng trong tình trạng này hắn thầm nghĩ nếu mình ở đây thì tốt rồi hắn chưa bao giờ để loại người như tên quan kia vào mắt sẵn sàng đập lại tên kia ngay nghĩ đến đây lâm duyệt nhìn sang ông cụ lâm trong lòng có một suy nghĩ mãnh liệt là muốn biến thành ông cụ có lẽ ước nguyện này quá mạnh mẽ lâm duyệt cảm thấy linh hồn mình chao đảo một phen chờ khi định thần lại hắn phát hiện mình thật sự biến thành ông cụ lâm rồi lâm duyệt mừng rỡ nghĩ thì ra bí quyết để biến thành ông cụ lâm không phải là tức giận chỉ cần khao khát mãnh liệt là được tên theo đuôi nhà họ an kia vẫn còn lãi nhãi vậy theo ý của phỉ tiểu hầu gia mười vạn quân lính của nhà họ phỉ chính là quân đội riêng của thái tử chỉ trung thành với thái tử lâm duyệt nghe đến đây thì phì cười tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế đều nhìn sang lâm duyệt nhanh miệng nói vậy theo ý của ngươi làm triều thần mà trung thành với thái tử là sai à tên kia hẳn là không nghĩ đến người lên tiếng phản bác mình là ông cụ lâm hắn nhất thời kinh ngạc đến đờ ra lâm duyệt nói tiếp xét về công nhà họ phỉ là thần thái tử là trữ quân kẻ làm thần không trung với hoàng thượng và trữ quân chẳng lẽ là muốn đổi sang trung thành với người khác hay là trung với ngươi xét về tư họ phỉ là nhà ngoại của thái tử thương yêu con cháu nhà mình là không được hả vậy theo ý ngươi sau này ngươi cũng đừng sang nhà ngoại nữa người ta quan tâm ngươi không chừng ngươi còn thấy người ta phiền toái ông tên kia không ngờ ông cụ lâm cũng có lúc càng quấy như vậy nhất thời không nói được câu nào sau cùng chỉ có thể quỳ xuống mà khóc lóc với hoàng đế bẩm hoàng thượng vi thần không có ý này vậy ngươi nói xem ngươi có ý gì lâm duyệt không khách sáo nói nói rõ ra đi chúng ta già rồi nghe không hiểu từ lúc ông cụ lâm lên tiếng tề nhiễm đã cảm thấy kỳ lạ nhưng tình hình lúc này không thích hợp để y nghĩ nhiều hơn, y chỉ quỳ xuống nói, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn hỏi tên thích khách kia mấy câu, xin phụ hoàng cho phép." Hoàng đế chậm rãi đáp, "Chuẩn." Tề Nhiễm đứng lên nhìn sang thích khách, nói, "Người ở đại tề đều biết, nhà họ Phỉ là nhà ngoại của cô, người xem ngay cả đại thần trong triều đều cho rằng họ Phỉ quá trung thành với cô." "Người nói Phỉ hầu gia cho người ám sát cô, nguyên nhân là gì?" Tên thích khách kia không biến sắc, nói, chúng ta chỉ làm việc theo mệnh lệnh còn vấn đề nguyên nhân trong lòng các vị đại nhân kia nghĩ gì chúng ta làm sao biết tề nhiễm hỏi nếu như vậy khi phỉ hầu gia lệnh cho các ngươi ám sát ít ra cũng phải cho tính vật hay gì đó chứ bằng không thì làm sao ngươi biết người đó là phỉ hầu gia tên thích khách kia trấn tĩnh đáp không có tính vật chúng ta chỉ nhận việc không hỏi thân phận phỉ hầu gia là anh hùng lớn đã lập công ở nam chiếu chúng ta ai mà chẳng biết mặt ngươi nói ra một câu trăm ngàn chỗ hở quả thực vô lý lâm duyệt đứng bên cạnh xen vào ngươi nói phỉ hầu gia nghĩ quẩn đến độ nào mà khi làm cái loại chuyện lớn này còn dám đích thân đi gặp các ngươi còn không bịt mặt để các ngươi dễ dàng phát hiện ra thân phận ông ta làm vậy chắc là để sau khi xảy ra chuyện các ngươi bị bắt rồi khai ra ông ta hả còn không thì làm gì có chứng cứ phỉ hầu gia rất chi là cao thượng không giống người thường làm việc xấu nhưng không thích hủy chứng cứ thích để cho một đám thích khách liều mạng bắt thóp mình Ngươi nói chuyện sao không thể có lý một chút vậy ví dụ có thể nói là phỉ hậu gia mua chuột một nhóm ăn mày đi tìm các ngươi bàn chuyện sau đó các ngươi phải mất vô vàn công sức theo dõi vô số tên ăn mày cuối cùng mới tìm ra người ủy thác sau mạng là phỉ hậu gia như vậy nghe qua còn thuận tai hơn đúng không lâm duyệt không hề che giấu sự chăm chọc trong lời nói lại còn nói bằng giọng điều quái gở khiến tên thích khách kia nghe xong mà thực muốn dùng mắt đâm chết hắn toàn bộ sự việc vào miệng lâm duyệt liền biến thành một trò hề gã thích khách thu hồi ánh mắt nói chúng ta chỉ nói thật không nói dối nửa lời tề nhiễm nhìn lên hoàng đế nói bẩm phụ hoàng kẻ này cố ý vu oan cho phỉ hầu gia xin phụ hoàng tra rõ phỉ thanh cũng vội nói theo bẩm hoàng thượng gia phụ tuyệt đối không thể làm những chuyện này cũng không có lý do để làm tên thích khách này chắc chắn là do người khác sắp đặt cố ý hãm hại gia phụ thậm chí là cả nhà họ phỉ gã thích khách há miệng định nói gì đó sau cùng vẫn im lặng hoàng đế nhìn rõ phản ứng của gã nhưng không lên tiếng hỏi thêm mà nhìn sang tề nhiễm hỏi thái tử cho rằng vì sao kẻ này vu oan cho phỉ hầu gia tề nhiễm nghiêm mặt đáp bẩm phụ hoàng những tên thích khách vừa rồi có nhắc đến phỉ hầu gia lập công ở nam chiếu nhi thần cho rằng chúng là những kẻ không khuất phục ở nam chiếu ghi hận phỉ hầu gia thắng trận ở biên quan cố ý gây hiềm khích giữa phỉ hầu và phụ hoàng ánh mắt của hoàng đế rất bình tĩnh Ngài hỏi, vậy theo ý của Thái tử, nên xử lý những kẻ này thế nào? Tề nhiễm đáp, những kẻ có âm mưu chia rẽ như thế này, nhất định phải giết, trả lại sự trong sạch cho nhà họ phỉ. Còn có người khác muốn lên tiếng, tề tỉnh đột nhiên quỳ xuống theo, gã nói, bẩm phụ hoàng, những kẻ này ăn nói bậy bạ, vu oan cho phỉ hầu, nhi thần cũng cho rằng nên giết, gã vừa lên tiếng, nhà họ an và những kẻ ủng hộ đồng loạt im lặng. Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi nói, dẫn hết xuống dưới, canh chừng cẩn thận sau khi bốn tên thích khách bị dẫn đi hoàng đế nói thái tử ở lại các ngươi đều lui đi hoàng đế đã lên tiếng nào có ai dám không nghe chờ mọi người đi hết lâm duyệt nhìn thoáng qua tề nhiễm khi hắn đi ra khỏi đại điện với thân phận ông cụ lâm bỗng nhiên mới xuất thần vừa rồi hắn biến thành ông cụ trong đại điện mà tề nhiễm lại có thể nhìn thấy hắn không biết tề nhiễm có nhìn thấy cảnh đó hay không hắn nghĩ đến đây nét mặt ông cụ lâm liền trở nên nghiêm nghị đúng lúc này lâm trung nhẹ nhàng tiến đến trước mặt lâm trung hỏi với nét mặt phức tạp thưa phụ thân ngài có nhớ ngày xưa khi vào triều làm quan phần thưởng đầu tiên mà hoàng thượng ban xuống là cái gì không lâm duyệt còn đang bận tâm vấn đề tề nhiễm có nhìn thấy mình nhập vào ông cụ lâm hay không có suy nghĩ gì hay không bây giờ đột nhiên nghe lâm trung hỏi vậy hắn lập tức mất kiên nhẫn mà đáp vật đầu tiên mà hoàng thượng ban thưởng không phải chính là cái hổ tử vàng rồng được thờ trong kho riêng của ta đó sao hổ tử tên thông tục chính là ống tiểu. Lâm Trung nghe xong câu trả lời của ông cụ Lâm thì nét mặt trở nên cực kỳ phức tạp, vừa giống như thở phào lại giống như lời sắp nói tiếp bị nghẹn lại, nghẹn đến nỗi sắc mặt khó coi. Lâm Duyệt nhìn ông ta rồi lại nhìn quanh, nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, trở về trước đã, Lâm Trung vân dạ, im lặng đi theo sau Lâm Duyệt. Ông ta không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, nếu ông cụ Lâm không trả lời được câu hỏi vừa rồi, ông ta lại thấy bình thường nhưng ông cụ không những trả lời đúng mà câu trả lời lại còn rất hoàn mỹ những nghi ngờ vô lý trong lòng lâm trung bỗng chốc dao động ông ta nghĩ liệu có phải mình hiểu lầm gì không phụ thân vẫn là phụ thân chẳng qua là có vài lúc không giống phụ thân nữa mà thôi khi ông cụ lâm vào triều làm quan thật ra hoàng đế cũng không quá tin dùng ông cụ trung thành tận tâm vừa vào triều đã đắc tội không ít người vì hoàng đế thậm chí khi xử vụ án đầu tiên còn xử lý luôn cả đứa cháu của Thái Hậu khi đó. Hoàng đế rất muốn bản thưởng cái gì đó, nhưng lại ngại mặt mũi Thái Hậu, nên không dám thể hiện quá rõ ràng niềm vui trong lòng ngài. Thế là Hoàng thượng chọn hết cái này đến cái khác trong kho riêng của mình, sau cùng chọn ra một cái ống tiểu bằng vàng rồng. Lại nói, cái ống tiểu vàng rồng này thật ra cũng có lai lịch, nhớ lại năm xưa khi đại tệ chưa thành lập, để vương tiền triều đắm chìm trong tửu sắc, có sở thích là vơ vét vàng rồng, bóc lột dân chúng, đặc biệt là thích dùng vàng rồng làm ra đồ vật lớn thì có ngựa vàng nhỏ thì có hạt dưa bằng vàng nghe nói hoàng đế kia còn muốn dùng vàng rồng làm đồ bồi tán với mình để kiếp sau có thể tiếp tục tận hưởng phú quý đáng tiếc chưa kịp chết thì tề thái tổ đã dẫn quân đánh vào hoàng thành số dồ dùng bằng vàng rồng kia liền được tề thái tổ cất vào kho riêng thỉnh thoảng lại mang ra ban thưởng cho triều cũng may nó được chuẩn bị làm đồ bồi tán nên chưa có ai từng dùng khi đó thái hậu còn đang nén giận trước cái chết của cháu mình chuẩn bị gây sự thấy hoàng đế thưởng cho ông cụ lâm một thứ như vậy thì không nổi giận được nữa chính bà còn không hiểu rốt cuộc là hoàng đế hài lòng hay là bất mãn với ông cụ lâm ông cụ thì vô cùng sung sướng tạ ơn khi về nhà liền mang cái ống tiểu vàng rồng đó ra mà thờ lại còn thờ công khai một khoảng thời gian khá dài sau này ông cụ được ban thưởng nhiều thứ khác thế là bèn cất hết toàn bộ vào trong kho cái ống tiểu vàng rồng kia mới không còn xuất hiện trong mắt người khác nữa tất nhiên để bày tỏ lòng kính trọng của mình ông cụ vẫn lặng lẽ mang cái ống tiểu đó ra thờ trong kho từ đó có thể thấy rằng ông cụ lâm khá là hài lòng với những thứ mình được thưởng có điều mấy anh em lâm trung thì không biết những việc này nếu không phải lần này bản thân ông cụ lâm nhắc đến bọn họ căn bản không biết trong nhà còn có một thứ như thế nghĩ đến đây lâm trung lại nhìn theo bóng lưng ông cụ với ánh mắt phức tạp chắc chắn ông cụ cũng cảm thấy những sự kiện gần đây rất bất thường nên mới làm như vậy nhưng không ngờ là không thử ra kết quả chẳng qua là bọn họ nghĩ quá nhiều, Lâm Duyệt cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lâm Trung, hắn bất giác cười khinh miệt, ông cụ ông cụ Lâm làm quan nhiều năm, tất nhiên là suy nghĩ tinh tế, cảm thấy sự việc bất thường là liền có đối pháp, cũng xem là cao tay. Nhưng hắn thì không giống, linh hồn của hắn có thể thoát xác lang thang khắp nơi, dù ban đầu hắn không nghe được chuyện mà ông cụ bàn với bà cụ Lâm, nhưng bọn họ cũng phải nói cho Lâm Lương, Lâm Trung biết câu trả lời, thế là hắn nghe được thôi cái bàn tay vàng này của hắn quá là tiện dụng, bí mật nào xuất hiện trước mắt hắn cũng sẽ trở thành bong bóng xà phòng, đâm một cái là thủng. Có điều hắn cũng không nghĩ đến người đầu tiên mở miệng thăm dò lại là Lâm Trung, cũng giống như hắn không ngờ rằng mình còn có một phương pháp khác để nhập vào ông cụ Lâm. Không chỉ có khi tức giận, Lâm Duyệt và Lâm Trung trở lại nơi ở, hai người ngồi trong đại sảnh im lặng thật lâu. Lâm Trung thì đang lơ đảng, hoàn toàn không tập trung, còn Lâm Duyệt vừa nhìn ông ta vừa nghĩ, chắc là bị hắn đã kích mạnh quá nhất thời không kịp điều chỉnh ngay lúc này bà cụ lâm cho người đến mời ông cụ sang phòng mình lâm duyệt vốn không định đi nhưng hắn nghĩ một lát quyết định đi xem thử bà cụ muốn làm gì hắn vừa đến nơi bà cụ lâm đã cho tất cả người trong phòng lui ra chờ khi chỉ còn lại hai người bà cụ mới nhìn hắn tỏ ra lo lắng hỏi hôm ni ta nghe nói thích khách kia khai phỉ hậu gia cho người ám sát thái tử lâm duyệt liếc bà một cái hỏi chuyện vớ vẩn này mà bà cũng tin bà cụ lâm đang kinh hãi nhất thời không chú ý đến ông cụ có điểm bất thường bà vẫn lo âu hỏi không phải vấn đề tin hay không nhưng phỉ thanh và lâm duyệt mấy ngày nay có qua lại trong mắt người ngoài thì chúng ta khó tránh có liên hệ với nhà họ phỉ vậy có thể liên lụy đến ông và lâm trung không lâm duyệt nghiêm mặt lạnh giọng nói không phải bà nghe tin lâm duyệt bị thương đau lòng quá mức nên ngất đi chưa từng đến thăm nó à yên tâm đi trong mắt người ngoài lâm duyệt và nhà họ lâm không cùng một đường càng đừng nói đến họ phỉ và họ lâm một chút chuyện của nhà họ phỉ không thể ảnh hưởng đến họ lâm cũng không thể liên lụy đến bà đâu lúc này mà bà cụ lâm còn chưa nghe ra sự châm biếm trong lời nói của lâm duyệt thì đúng là sống uổng chừng đó năm rồi bà thầm cảm thấy chua chát vốn muốn chất vấn ông cụ lâm bà là người như thế hay sao sau đó dường như nghĩ đến một việc bà liền nghi ngờ nhìn lâm duyệt hỏi ông có nhớ khi xưa vào triều làm quan vật đầu tiên mà hoàng thượng ban thưởng là cái gì không lâm duyệt lạnh lùng vặn lại không phải chính là cái hổ tử vàng rồng kia sao bà cụ lâm sau khi nhận được câu trả lời bà cụ liền tủi thân nước mắt trào ra lâm duyệt vừa thấy tình huống này liền dứt khoát rời khỏi xác ông cụ lâm hắn không thích nhìn người ta khóc đặc biệt là không thích nhìn bà cụ lâm khóc ông cụ lâm chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng là mình đang ở đâu thì đã thấy bà cụ lâm rơi nước mắt ông không nhịn được hỏi bà làm sao thế này ai chọc giận bà rồi bà cụ lâm thấy ông không chịu nhận mình sai thì càng cảm thấy khó chịu bà cười lạnh đáp nói thế nào thì chúng ta cũng là phu thê tuy ta không có công lớn với nhà họ lâm thì cũng sinh con đẻ cái cũng hiếu kính trưởng bối nếu ông bất mãn với ta thì cứ nói thẳng cần gì phải tỏ thái độ như thế ông cụ lâm ông sửng sốt không biết thế nào căn bản không hiểu bà cụ đang nói gì bà cụ lâm bây giờ cực kỳ thất vọng với ông nói tiếp ông cũng không cần phải lấy cớ mình không biết gì vừa rồi ta đã hỏi ông ông căn bản có quên cái gì đâu chẳng qua là ta nghĩ nhiều nếu thật sự có liên quan đến lâm duyệt sao huệ minh đại sư lại không nhìn ra được nói cho cùng thì ông bất mãn với ta và lâm lương cho nên mới làm thế ông cụ lâm bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng đại khái cũng đã có kinh nghiệm ông biết chắc chắn mình lại làm hay nói gì đó không hay khi không tỉnh táo rồi vấn đề quan trọng hiện giờ là phải biết được mình đã nói cái gì trước mặt hoàng đế rồi dù sao thì ký ức của ông đã dừng lại khi gã thích khách kia nói phỉ hạ là kẻ chủ mưu ông cụ lâm vội vàng đi tìm lâm trung sau khi nghe được những gì mình nói ông cảm thấy cả người đều không khỏe rồi ông cụ lâm cho rằng mình là người hiểu khá nhiều về hoàng đế trong tình huống đó hoàng đế căn bản sẽ không tin phỉ hạ là kẻ chủ mưu ám sát thái tử bởi vì không có lý do khi đó kẻ nhảy ra chỉ trích phỉ thanh thậm chí là cả nhà họ an và cửu hoàng tử sẽ bị hoàng đế nghi kỵ vì chuyện nhỏ này Ông cụ là cận thần của hoàng đế, tất nhiên là phải phản bác theo ý của hoàng đế, thậm chí còn phải tìm ra nguyên nhân thỏa đáng cho việc Phỉ Thanh hành động quá trớn, nhưng tiền đề là ông sẽ không đắc tội An Quý phi và Cửu hoàng tử, cũng không chỉ vào mũi đồng Liêu mà mắng người ta ngu như heo. Bây giờ thì hay rồi, ông giúp Phỉ Thanh, nhưng lại hoàn toàn đắc tội với Cửu hoàng tử và An Quý phi, cái danh hiệu thuần thần trong lòng hoàng đế này đã không còn thuần nữa rồi. Nghĩ đến đây, ông cụ Lâm cau mày đi mấy vòng trước mặt Lâm Trung sau đó nhìn sang Lâm Trung đang cúi đầu không biết là nghĩ gì, hỏi, tại sao ta có thể làm những việc đó được? Lâm Trung ngẩng lên, đáp, có lẽ khi đó tâm trạng của phụ thân không vui, tức giận quá mức nên phản ứng như vậy. Ông cụ Lâm lắc đầu nói, không thể nào, khi đó ta không tức giận gì cả. Hơn nữa ngươi không hiểu vi phụ hay sao? Những lời lẽ ấu trĩ không mang hậu quả đó sao có thể xuất phát từ miệng vi phụ được? Nhất định là có vấn đề, Lâm Trung ủ rũ nói, nhưng khi đó phụ thân đã nói rõ ràng phần thưởng đầu tiên mình nhận được là cái gì đến giờ thì ông cụ lâm vỡ lẽ ông nói nhiều như thế nhưng lâm trung căn bản không tin ông không nén được giận quát thứ khốn nạn ngươi đang nghĩ cái gì vi phụ làm đến chức thượng thư lại bộ còn có thể mất bình tĩnh vì loại việc nhỏ này sao ta bảo vệ thái tử đắc tội cửu hoàng tử thì có gì tốt nói đến đây lâm trung im lặng một lát sau cùng vẫn hỏi ra ông ta nhìn ông cụ lâm hỏi thưa phụ thân con vẫn luôn không hiểu năm xưa quả thực là hoàng thượng có bất mãn vì nhà họ lâm ủng hộ hoàng tử khác những năm nay hoàng thượng luôn yêu thương và tin tưởng thái tử mà thái tử cũng được các quan trong triều kính trọng nếu đã vậy vì sao ngài nhất định phải làm thuần thần của hoàng thượng chứ dù ngài có hướng về thái tử hoàng thượng hẳn cũng không bớt tin tưởng ngài sau lâm trung hạ quyết tâm nhanh chóng nói hết vậy nên thưa phụ thân có phải ngài đã sớm có lòng theo thái tử chỉ là sợ người khác hoài nghi nên mới nhiều lần giúp đỡ thái tử trong thời khắc nguy hiểm bằng phương thức đó ông cụ lâm quả thực bị lâm trung chọc tức muốn chết ý của lâm trung chính là ông muốn giúp tề nhiễm hơn nữa còn giúp bằng cách giả điên giả dại ông cụ lâm giận quá hóa cười nếu vậy thì ngươi nói xem vì sao ta có thái độ như vậy với người trong nhà lâm trung cung kính nói tất nhiên phụ thân nghĩ đến có người sẽ đến thăm dò như vậy thì dù bọn họ điều tra thế nào cũng không có kết quả phụ thân muốn bảo vệ người nhà, nói đến đây, giọng điệu của Lâm Trung có vẻ không quá xác định. Với địa vị hiện tại của ông cụ Lâm, làm như thế không phù hợp với thân phận, mà lại hy sinh quá nhiều, nhưng đây quả thực là câu trả lời hợp lý nhất mà Lâm Trung có thể nghĩ ra, bằng không thì nên giải thích thế nào. Ông cụ Lâm cười lạnh khi nghe Lâm Trung nói xong, sau đó nhanh nhẹn đá một cú lên đùi ông ta, nói, "Ta thấy ngươi càng làm quan càng hồ đồ rồi, sách vở từng học cũng ném cho chó ăn hết rồi hả?" phụ thân đánh con là chuyện bình thường ở thời đại này, Lâm Trung cũng không dám tránh, chịu một đá rồi cố nhìn đau mà nói toạc ra, nếu không phải như thế, vậy thì rốt cuộc phụ thân đang nghĩ thế nào, ông cụ Lâm im lặng, ông nghĩ thế nào, bây giờ ông không nghĩ được gì cả, ông chỉ tức muốn chết thôi. Khi người nhà họ Lâm rơi vào những cuộc nói chuyện quỷ dị, không khí giữa hoàng đế và tề nhiễm khá là hòa hợp, sau khi tất cả mọi người đi rồi, hoàng đế mới nhìn tề nhiễm, ông tồn hỏi. Con nghĩ thế nào về việc này? tề nhiễm không hề biến sắc đáp bẩm phụ hoàng nhi thần cho rằng việc này là do nam chiếu bọn chúng rõ ràng là ghi hận phỉ hầu gia vậy nên mới đưa ra hạ sách này dùng vài tên thích khách để khiến cho quân thần đại tề nghi kỹ lẫn nhau lại có thể sát hại hoàng tử đại tề hoàng đế trầm ngâm một lát khẽ thở dài nói con chưa từng nghĩ là việc này liên quan đến anh nhi hoặc tỉnh nhi tề nhiễm đáp bẩm phụ hoàng nhi thần cảm thấy không liên quan đến thất đệ và cửu đệ cũng không cần phải điều tra nữa từ việc sứ thần nam chiếu đến cống nạp mà lại hành thích có thể thấy rõ bọn chúng không hề từ bỏ nhi thần cho rằng phụ hoàng nên lập tức đưa thư đến nam chiếu bảo bọn chúng liệu đó mà làm hoàng đế nhìn tề nhiễm chăm chú sau đó mới nói con là trữ quân của đại tề là đế vương tương lai trẫm tất nhiên hy vọng ba huynh để có thể hỗ trợ lẫn nhau nhưng đã là đế vương có những khi không thể quá nhân từ quá mềm lòng con đã không muốn điều tra việc vậy trẫm cũng không điều tra nữa tránh tổn thương tình cảm huynh đệ các con tề nhiễm nghe vậy hốc mắt hơi ẩm ướt y đáp tạ ơn phụ hoàng vậy còn phỉ hầu gia hoàng đế nở nụ cười châm biếm con cho rằng trẫm thật sự tin lời bịa đặt của bọn thích khách kia sao phỉ khanh là người thế nào chứ trẫm biết rất rõ hơn nữa đúng như lâm đàm nói vậy thái tử con là cháu ngoại nhà họ phỉ sao bọn họ lại làm hại con được nói đến đây hoàng đế lại nghĩ đến biểu hiện của ông cụ lâm khi đó quả thực là tò mò con rất thân với nhà họ lâm sao tề nhiễm lắc đầu nhíu mày đáp bẩm phụ hoàng nhi thần chưa từng có qua lại với nhà họ lâm biểu hiện của lâm thượng thư hôm nay quả thực không như ngày thường lại khá giống phản ứng về vụ án gian lận thi cử gian nam trong ngự thư phòng lúc trước tề nhiễm nói đến đây vẻ mặt quả thực khó tả trông rất phức tạp hoàng đế thấy vậy bật cười ngài là cha cũng là vua thân là cha ngài thật lòng yêu thương tề nhiễm cũng thật lòng tin tưởng y đương nhiên cũng quan tâm đến những đứa con khác không hy vọng giữa ba người có khúc mắt nhưng đã là đế vương ngài ngồi trên cao đã quá lâu biết rõ con đường trở thành hoàng đế vốn không bằng phẳng ngài một lòng tin tưởng tề nhiễm cũng chính vì muốn nói cho các quan được biết ngoại trừ tề nhiễm ra người khác đừng nghĩ đến cái ghế này nữa cũng chặt đứt hy vọng của tề anh và tề tỉnh đồng thời ngài vẫn nghĩ cần phải có một vài triều thần của riêng mình nếu không thì quả thực có cô độc cũng thể hiện rằng hoàng đế này thực vô dụng vì vậy trước khi tề nhiễm trở thành hoàng đế y chỉ có thể là thái tử còn ngài mới là hoàng đế nói một không hai ngài vừa mắt ông cụ lâm cũng tin tưởng ông cụ nhưng nếu ông thật sự hướng về phía tề nhiễm thì trong lòng ngài vẫn thấy không thoải mái cũng may tính đến hiện tại mọi việc vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát hoàng đế và tề nhiễm lại tán gẫu thêm một lúc sau đó mới cho y lui hoàng đế nhìn theo bóng lưng tề nhiễm sau đó giấu tay về dưới tấm lông bào từ vụ án gian lận thi cử gian nam đến giờ đã xảy ra rất nhiều việc ngài tất nhiên là tin vào tề nhiễm cũng mong rằng tề nhiễm không phụ lòng tin đó tề nhiễm về đến nơi ở thì nghe cung nữ bẩm báo rằng lâm duyệt đã tỉnh y nghĩ rồi vẫn quyết định quay người đi thăm khi tề nhiễm đến nơi lâm duyệt vừa uống thuốc xong đang vừa súc miệng vừa căn dặn cung nữ lần sau nhớ chuẩn bị một ít mứt trái cây tề nhiễm phẩy tay cho cung nữ bên cạnh lui ra nói chỗ này của ta không có đồ ngọt nếu ngươi thích thì ta cho người mang đến một ít lâm duyệt ừ một tiếng đáp cũng không phải là thích nhưng thuốc thì đắng ăn một chút đồ ngọt có thể làm người ta vui cái cớ của lâm duyệt thì tề nhiễm đã nghe qua rất nhiều lần y cũng không muốn tranh luận với lâm duyệt bèn đổi đề tài vừa rồi trên đại điện ngươi đột nhiên biến mất không sao chứ tề nhiễm nói không rõ ràng lâm duyệt lại vẫn hiểu hắn cũng nghe ra rằng tề nhiễm không thấy được cảnh hắn nhập vào ông cụ lâm cũng phải một linh hồn thoát khỏi xác của mình rồi lại trở về thì có thể xem là việc riêng tư nhưng nếu bị phát hiện là có thể nhập vào người khác, đối với người cổ đại thì đây đúng là một việc kinh khủng. Nếu tề nhiễm mà biết, không tìm cớ diệt trừ hắn mới là lạ, tuy hắn không đặt nặng việc sống chết, nhưng không muốn thử nghiệm cảm giác bị thiêu sống, vậy nên lâm duyệt đáp, cũng không phải đột nhiên biến mất, là vì không muốn nghe bọn người kia trận mắt nói dối, nên mới đi ra ngoài từ phía sau, tề nhiễm phi cười, trên đời này có vô số kẻ trận mắt nói dối, vì quyền thế vì địa vị, có mấy người dám đảm bảo mình gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn lâm duyệt nhận ra tâm trạng của y không quá tốt nghĩ nghĩ rồi hỏi phỉ hầu gia làm sao vậy tề nhiễm nhìn hắn đáp ngươi cảm thấy phỉ hầu gia là người thế nào lâm duyệt xòe tay vì quên mất trên cánh tay có vết thương thế là đau đến nỗi méo mặt suýt xoa liên hồi sau đó lại lười biếng nói ta chưa từng tiếp xúc với phỉ hầu gia không biết cách hàng xử thường ngày của ông ta nhưng ông ta là một anh hùng của dân tộc bây giờ đại tề có thể yên ổn ông ta hẳn là thích như vậy có một loại anh hùng bước ra từ chết chóc trên chiến trường họ công thành danh toại nhưng nguyện vọng sâu dưới tận đáy lòng lại là biến đao kiếm thành cày bừa giấu lưỡi kiếm trong vỏ hưởng cuộc sống thái bình như một người bình thường tề nhiễm khẽ nói cửu cửu quả thực là người như thế nếu suy nghĩ quá hẹp hòi thì chắc đã không dạy ra một đứa con như phỉ thanh tề nhiễm tin phỉ thanh cũng tờ nờ phỉ hạ thậm chí là tin tệ anh nhưng y lại không tin mai phi mà y vẫn xem là mẹ ruột sau sự việc hôm nay y thậm chí không còn tin phỉ cẩm chính xác hơn là từ ngày trở về trong lòng y đã đề phòng người cậu phỉ cẩm này sự việc hôm nay chỉ là một cái cớ để y hoàn toàn thất vọng với phỉ cẩm y không biết từ khi nào thì phỉ cẩm và mai phi có ý đồ với ngai vàng kia y cũng không muốn biết y và tề tỉnh đột nhiên bị ám sát tất nhiên sẽ có người chú ý đến thanh vương tề anh vừa được sắc phong này mai phi ở trong hành cung tất không tiện hành động vậy nên phỉ cẩm ra tay thì vừa thích hợp lão đẩy thích khách ra thậm chí để thích khách vu cáo phỉ hạ công nhiên muốn để hoàng đế để y thậm chí là để cho cả triều đình hoài nghi nhà họ phỉ muốn giết thái tử giúp thất hoàng tử lên ngôi nhưng trong mắt nhiều người giả thiết này hoàn toàn không đứng vững nhà họ phỉ đã có y là thái tử quan minh chính đại rồi cần gì phải tốn sức bồi dưỡng một thất hoàng tử mà việc phỉ hạ muốn ám sát thái tử lại càng hoang đường khi đó nếu y tiếp tục thẩm vấn thích khách, vì sao Phỉ Hà phải làm như thế, vậy bọn thích khách kia nhất định sẽ lôi tệ anh ra, vậy thì lại càng không có người tin đó là thật. Trong tình huống đó, nhà họ Phỉ sẽ nhanh chóng thoát khỏi nghi ngờ, mà tất cả đầu mới lại hướng về An Quý Phi và Tề Tỉnh. Dù sao thì bọn họ và nhà họ Phỉ không có quan hệ gì, lời khai của bọn thích khách sẽ được giải thích là do nhà họ An sai khiến, bằng không thì kẻ làm thích khách nào có dễ dàng khai báo như vậy. Tề Nhiễm có thể dự đoán trước việc sau đó với cách nghĩ của phỉ cẩm có thể xem là một mũi tên trúng ba con chim vừa rửa sạch nghi ngờ về mai phi và nhà họ phỉ lại có thể vu cáo tề tỉnh mà nếu y tỏ ra muốn điều tra rõ ràng sự việc có khả năng sẽ bị cho là thái tử muốn giết sạch anh em của mình vì thế tề nhiễm không làm vậy một là vì y không muốn bị phỉ cẩm dắt mũi hai là y biết rõ tính tình của hoàng đế không có chứng cứ thì hoàng đế sẽ không tin hung thủ là nhà họ phỉ cũng sẽ không tin tề tỉnh muốn hại chết thái tử Tề nhiễm nghĩ, kiếp trước y thu quả thực không oan, ngay cả cậu ruột của mình mà y cũng không nhìn rõ bộ mặt, đừng nói gì đến người khác, thân là thái tử, là trữ quân, mà y lại quá ngây thơ, không hề biết nghi ngờ người khác, thua cũng đáng đời. Lâm Duyệt thấy vẻ mặt của tề nhiễm lại trở nên hung ác, hắn biểu môi, kiếp trước hắn cũng chẳng biết tình thân là gì, kiếp này cũng chẳng có duyên với tình thân, không thể hiểu được tâm trạng của tề nhiễm hiện giờ. Lâm Duyệt cũng không muốn không khí nơi này quá nặng nề, bèn nói, ta thấy việc ở hành cung Lạc Sơn sẽ kết thúc ở đây thôi, vậy thì hoàng thượng định khi nào sẽ khởi giá về kinh? Tề nhiễm ngừng suy nghĩ, chậm rãi đáp, ngươi cũng tỉnh rồi, vậy thì hẳn sẽ nhanh chóng khởi hành về kinh thôi, việc ở đây cùng với những vấn đề tiếp theo sẽ về kinh xử lý, hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, không thể chờ lâm duyệt khỏe lại rồi mới về kinh. Nếu lần này là tề nhiễm bị thương, e rằng hoàng đế sẽ nổi cơn thịnh nộ, tóm lại là hội đi săn mùa xuân năm nay thất bại rồi, tuy đổng nhiên bắt được thích khách nhưng vẫn bị hoàng đế trách mắng một phen, vừa bị cắt bổng lộc ba năm, còn mất chức thống lĩnh hộ vệ lạc sơn, biến thành phó thống lĩnh. trong thời gian ngắn đừng mong ra khỏi mảnh đất lạc sơn này. thống lĩnh ngự lâm quân tiêu thiện cũng bị hoàng đế phạt đánh ba mươi gậy vì tội không lục soát cẩn thận. không cách chức cũng là vì niệm tình ông ta thường ngày tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình. lâm duyệt gật đầu bày tỏ mình đã hiểu. tề nhiễm im lặng nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng, nhưng vết thương của ngươi còn chưa ổn định chỗ của ta có ngự y túc trực sẵn sàng chăm sóc, chờ đến khi về kinh, ta sẽ đích thân đưa ngươi về Lâm Phủ, ngươi thấy sao? Lâm Duyệt tất nhiên là hài lòng, hắn tạm thời không muốn thấy mặt bất cứ ai trong nhà họ Lâm, bèn chớp chớp mắt đáp, vậy thì đa tạ thái tử điện hạ, tề nhiễm khẽ ư một tiếng, tề nhiễm nói là nhanh chóng khởi hành, thì quả thực là rất nhanh, hai ngày sau, hoàng đế tuyên bố về kinh. Khi đến thì ai nấy đều hào hứng vui vẻ, các thanh niên tài giỏi đều mong có cơ hội thể hiện mình, kết quả còn chưa phô bày sở trường thì đã bị sự kiện thích khách phá hoại đành phải chôn chân trong nơi ở của mình nói ra thì người có thu hoạch phong phú nhất trong hội săn lại chính là người bệnh yếu ớt lâm duyệt dù sao thì hắn đã được tuyên bố là người bắn trúng cáo bạc dù rất nhiều người khịt mũi khinh bỉ nhưng có thái tử đảm bảo lại có cửu hoàng tử xác nhận bất kể ai là người bắn trúng con cáo bạc kia bây giờ đều trở thành lâm duyệt bắn trúng lại nghĩ đến khi về kinh lâm duyệt được ngồi xe ngựa của thái tử mấy người kia lại càng thấy không yên lòng bọn họ thậm chí còn nghĩ sao mình không may mắn được chắn mũi tên đó thay thái tử cơ chứ nhóm thanh niên nghĩ đơn giản bản thân không lập công lại còn bị một tên mà ốm cướp sự nổi bật quả thực là nghẹn trong lòng còn lớp cha chú của bọn họ lại nghĩ nhiều lắm trên đường về kinh những người này giữ khoảng cách như có như không với ông cụ lâm và lâm trung bọn họ không muốn chính mình bị ông cụ lâm mắng chửi một trận trước mặt người khác Viên quan bị ông cụ mắng lúc trước đã bị hoàng đế cách chức trước khi lên đường về kinh rồi. Ông cụ Lâm được lòng vua, bọn họ không dám so sánh. Lần này ông cụ Lâm đi hội săn bắn mùa xuân ở Lạc Sơn rất là uất ức, sau ngày hôm đó, bà cụ Lâm liền viện cớ bệnh mời thái y đến, kết luận là máu huyết không thông, không được đau buồn không thể tức giận. Bên ngoài thì bà cụ Lâm nói sợ thấy vẻ mặt lo lắng của ông lại khiến mình đau lòng, liền đóng cửa không tiếp khách, thật ra thì ông cụ Lâm biết bà đang tỏ ra không thèm để mắt đến ông lấy cớ bệnh để tránh mặt mà thôi về phần lâm trung ông cụ lâm cảm thấy mình chẳng còn gì để nói cả sao thằng con trai này nói ra mấy lời vô lý kia thì giống hệt thằng cháu lâm duyệt không nên thân thế cơ chứ có lúc ông thật muốn cho lâm trung một trận giống như lúc trước không biết gì đã đánh lâm lương nhưng ông cụ lâm cũng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm lâm lương không giống lâm trung chức quan của lâm lương nhỏ người chú ý đến cũng ít có xảy ra việc thì ông cũng dễ dàng che giấu, nhưng Lâm Trung thì không được, Lâm Trung là do ông bồi dưỡng ra, ngày sau sẽ vào nội các. Nếu bây giờ mà bị mình đánh thì chắc chắn sẽ bị người ta định tội bất hiếu, nghĩ vậy, ông cụ thực nghẹn trong lòng. Nhưng có nghẹn thế nào cũng không sánh bằng lúc ông và Lâm Trung đến chỗ Tề Nhiễm đón Lâm Duyệt, có lẽ khi đó Tề Nhiễm chỉ khách sáo nói đường về sóc nảy, để Lâm Duyệt ở lại, sau đó sẽ đích thân đưa Lâm Duyệt về phủ. Ông và Lâm Trung tất nhiên là từ chối, nhưng Lâm Duyệt thì hay rồi, còn ngang nhiên nói tay đau muốn chết, không muốn dời đến dời đi, ở chỗ của Thái tử rất thuận tiện, nên muốn ở lại cùng về kinh với Thái tử, còn nói bọn họ không cần lo lắng, Thái tử nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Nếu không có tệ nhiễm ở đó, ông cụ thật muốn cho Lâm Duyệt một cái tác, để hắn đừng có làm mất mặt người nhà như thế. Đến sau cùng, ông cụ Lâm và Lâm Trung đành để Lâm Duyệt ở lại, còn nói với tệ nhiễm rằng mình không biết dạy cháu bằng bộ mặt thành khẩn, nói lâm duyệt quá ngang bướng này nọ tề nhiễm thì tỏ ra rất chân thành đáp lại lâm duyệt là ân nhân cứu mạng của cô chăm sóc hắn trên đường về kinh cũng chỉ là việc nhỏ lâm thượng thư và lâm thị lan không cần nghĩ nhiều như vậy thế là ông cụ lâm và lâm trung không đón được người còn bị thái tử khách sáo tiễn về trên đường về kinh dưới con mắt của ba nhiêu đồng liêu ông cụ lâm tỏ ra rất bình thản dù sao thì những người này cũng không thể làm gì ông chỉ cần hoàng thượng còn tin dùng ông thì đồng lưu thông thường cũng dễ giải quyết thôi, nhưng còn muốn chứng minh với nhà họ An và cửu hoàng tử trong cung là ông không nghiêng về phía thái tử lại là chuyện khó. Nghĩ đến đây, ông cụ Lâm rất là đau đầu, cũng may là mấy năm nay ông làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng, đặc biệt là không bao giờ để lộ sơ hở cho người ta bắt thoát, vậy nên cũng không dễ bị người ta trả thù. Đường từ Kinh Thành đến Hành Cung Lạc Sơn thì ai cũng thông thả dạo chơi, tâm trạng hào hứng, còn đường từ hành cung Lạc Sơn về Kinh Thành thì ai nấy đều nghiêm mặt, bước đi cũng vội vã. Sau khi về Kinh, Hoàng đế về thẳng Hoàng cung. Tề nhiễm lại trẻ sang hướng khác, làm đúng theo lời hứa của mình là đích thân đưa Lâm Duyệt về nhà họ Lâm, cho Lâm Duyệt thể diện rất lớn. Lâm Duyệt lợi dụng thoải mái hành động này của tề nhiễm, mà lại không thèm nể mặt bất cứ ai khác, ngông nghênh về thẳng ngô đồng trai, khiến cho ông cụ Lâm giận đến suýt ngất. Lâm Duyệt về đến ngô đồng trai liền nằm nghỉ ngơi tính hắn vốn đã biến nhát lúc này lại càng có lý do để quan minh chính đại nằm yên bất động lâm duyệt thích nhất chính là nhà bếp riêng của ngô đồng trai trước kia xây nhà bếp này là vì bà cụ lâm lấy cớ để cho lâm duyệt có thể tự làm món mình thích ăn nhưng ai mà chẳng biết chẳng qua là bà cụ không muốn lâm duyệt ăn chung thức ăn của nhà bếp lớn lâm duyệt bây giờ cảm thấy đó là việc đúng đắn duy nhất mà bà cụ lâm đã làm tuy rằng không cố ý nhưng như vậy càng tốt hắn thích đồ ăn riêng của ngô đồng trai sau khi về đến nhà họ lâm trương thị dẫn theo lâm như an và lâm như ý gặp phải vương thị dẫn theo người nhà mình mục đích của bọn họ đều là đến thăm lâm duyệt bên cạnh vương thị còn có uyển nhi đang ôm bụng bầu vương thị thì nói là uyển nhi muốn gặp lâm duyệt dù sao thì nếu không có lâm duyệt cô ta cũng sẽ không thể trở thành vợ nhỏ của lâm lương vậy nên nghe tin lâm duyệt bị thương cô ta liền đến thăm sau cùng vương thị còn nhìn trương thị cười nói uyển nhi có lòng biết ơn như thế mùi cũng không tiện từ chối hơn nữa cô ta trước kia lại là nô tỳ của đại tẩu, dù đã thành di nương, nhưng chẳng qua cũng là một nửa người hầu, đến chào hỏi đại tẩu cũng là điều nên làm. Trương Thị thản nhiên đáp, đệ mùi nói vậy không đúng rồi, phụ thân đã chỉ định cô ta cho tam đệ, vậy thì sau này đã là người của tam đệ. Nào có lý để người của tam đệ đến chào hỏi đại tẩu ta đây, việc này mà truyền ra ngoài thì không phải thành trò hề cho người ta hay sao? Trương Thị còn chưa nói ra câu cuối cùng, Nguyễn Nhi kia rõ ràng là không muốn đến, vương thị muốn làm ai buồn nôn đây nét mặt vương thị cứng lại sau đó nhanh chóng điều chỉnh lên tiếng bọn mùi đến là để thăm đứa cháu bị thương của mùi không nên dùng dằn nữa ôi sao mà đáng thương vậy cơ thể vốn đã yếu rồi còn bị thương nữa phải chăm sóc cẩn thận đây lâm như an nhìn vương thị và uyển nhi rồi hơi cau mày thần sắc hiển nhiên là bất mãn trương thị vô tình thấy được bà mím môi nói dễ mùi tốt nhất là cho người đưa uyển di nương về đi đường đến ngô đồng trai còn xa uyển di nương không tiện đi đâu hơn nữa ta sợ duyệt nhi nhìn thấy uyển di nương lại nhớ đến chuyện xưa lúc đó lại không nể mặt đệ mùi và tam đệ đâu vương thị không ngờ trương thị xưa nay luôn cư xử đúng mực lại nhắc đến việc này bà ta chỉ có thể ngoài cười trong không cười đáp việc kia phụ thân đã nói là hiểu lầm nhưng trong lòng đại tẩu không thích thì mùi đành cho cô ta về vậy dứt lời vương thị liền quay sang uyển nhi lạnh lùng nói cái đồ đáng ghét còn không biết trở về dù vương thị nói gì thì uyển nhi vẫn thở phào cô ta thật sự không muốn đi gặp lâm duyệt uyển nhi vẫn nhớ ánh mắt lâm duyệt khi đá cô ta xuống hồ lúc đó lạnh băng lại vô tình có cảm giác như muốn cô ta đền mạng uyển nhi đi rồi vương thị bên theo trương thị đi ngô đồng trai khi bọn họ đến lâm duyệt đang nằm trên ghế dài phơi nắng ở hành lang liếc thấy người đến hắn liền nhắm mắt lại làm như mình đang ngủ vương thị tức đến phát run cho rằng lâm duyệt cố ý khiến mình mất mặt bà ta cười lạnh cứu được thái tử điện hạ lại được hoàng thượng ban thưởng quả nhiên là khác xưa trưởng bối như ta hôm nay cũng bị chán ghét rồi lâm duyệt nhắm mắt bình thản nói bán hạ canh chừng con cáo bạc kia cho kỹ đừng để người khác làm nó bị thương tuy rằng nó chỉ là một con vật không hiểu chuyện nhưng nó là đồ hoàng đế ban thưởng còn cao quý hơn khối người nếu ai kia đạp trúng mà nó bị thương vậy chẳng khác nào đạp lên mặt hoàng thượng đâu đừng nói là hoàng thượng không vui Lão thái gia trong phủ cũng nổi giận kia, Vương thị nhìn con cáo bạc đang nhảy nhót trong ngô đồng trai, cười lạnh một cái, sau đó quay sang nói với hai đứa con gái của mình, các con quan tâm đại ca này, mà người ta không thèm để vào mắt, chúng ta cũng không cần ở đây cho người ta châm biếm nữa, về thôi. Nói xong, Vương thị liền bỏ đi. Lâm Duyệt nằm đó bất động, ngay cả mi mắt cũng không hé ra, nếu vừa rồi hắn không lên tiếng, căn bản không ai biết hắn đang tỉnh. Trương thị cau mày nhìn Lâm Duyệt, cho rằng Lâm Duyệt làm vậy quả thực vô lễ. Bà hỏi, có phải vết thương của con đau hay không? Có cần thầy thuốc đến xem không? Lâm Duyệt đáp, vết thương đau thì có ngự y xem, ta chỉ đang đau đầu, không muốn gặp người khác thôi. Trương Thị nghe Lâm Duyệt nói xong cũng hơi giận, nhưng vẫn cố nhịn mà nói rất ôn hòa, nếu đau đầu thì nên thêm ít thuốc vào. Lâm Duyệt ừ một tiếng không mặn không nhạt, Lâm Như An vẫn không lên tiếng, nhưng Lâm Như Ý ở bên cạnh thì không nhịn được nữa nàng ta căm giận bước lên nói đại ca tỏ thái độ này cho ai xem đây mẫu thân quan tâm ngươi chẳng lẽ là sai đại ca thân làm con là vãn bối bây giờ có còn dáng vẻ của vãn bối hay không liệu có để ý đến danh tiếng của bản thân và nhà họ lâm không lâm duyệt cuối cùng cũng mở mắt hắn cười nhạt nhìn lâm như ý hỏi ngược lại ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta theo lý mà nói thì ngươi là mùi mùi người ta đều nói huynh trưởng có trách nhiệm dạy dỗ đệ đệ mùi mùi sao đến phiên ngươi thì đạo lý lại thành vô lý rồi ta làm gì có đến lượt ngươi nói không nói đến danh tiếng sao ta không biết ta còn có danh tiếng trước kia cũng có thấy mùi mùi quan tâm đến danh tiếng của ta đâu hôm nay làm sao thế mặt trời mọc đằng tay à đại ca lâm như an bước lên nói như ý không có ý khác chỉ muốn đến thăm huynh mà thôi lâm duyệt nâng cánh tay lên đáp còn chưa chết lâm như ý cuối cùng cũng rơi nước mắt nàng ta nhìn trương thị mà nói con biết mình bị người ta ghét, rõ ràng không nên đến, nói xong nàng ta quay người, vừa khóc vừa chạy đi. Trương thị đau lòng nhìn theo, lại không nhịn được lạnh mặt với Lâm Duyệt, nói, "Duyệt nhi, sao ngươi có thể nói chuyện với muội muội như thế?" Quả thực không ra gì, Trương thị nói xong cũng bỏ đi, Lâm Như An là người cuối cùng đi, cậu ta muốn nói chút gì đó với Lâm Duyệt, nhưng thấy Lâm Duyệt lại khép mắt, tỏ rõ là ta đang ngủ, đừng làm phiền. Cuối cùng cậu ta chỉ đành siết tay, quay người bước đi chờ người đi hết, Lâm Duyệt cho bán hạ đóng cửa lại, ai đến cũng nói hắn đang mệt mỏi không tiếp khách, vậy mới có thể yên ổn mà phơi nắng trong hành lang. Hoàng đế về cung nghỉ ngơi một đêm, khi lên triều liền trách mắng Nam Chiếu một phen, nói bọn họ có ý đồ mưu sát thái tử và hoàng tử của đại tệ, còn muốn đổ tội lên đầu phỉ hạ, đúng là lòng dạ ác độc. Triều thần nghe vậy đều bắt đầu hùa theo bày tỏ phẫn nộ, tâu với hoàng đế cần phải gửi thư đến Nam Chiếu, bảo bọn họ xin lỗi và bồi thường. Vương tử Nam Chiếu, hay nói đúng hơn là con tin nam chiếu việc tú nghe tin liền dân thư lên hoàng đế ngay trong đêm hy vọng có thể gặp được hoàng đế nhưng tấu chương của cậu ta đã bị người khác bỏ qua căn bản không đến được chỗ hoàng đế hoàng đế tất nhiên là thuận theo lòng dân lại phái người đi nam chiếu sau đó hoàng đế lại công khai khen ngợi công lao của lâm duyệt trên triều nói hắn cứu thái tử cũng tương đương với bảo vệ xã tắc quan lại trong triều nghe hoàng đế khoa trương như thế đều sững sờ không chờ bọn họ phản ứng lại hoàng đế tí tục tuyên bố, Lâm Duyệt Đức tính lương thiện, có thể vào chim sĩ phủ, ngày sau phò trợ thái tử, tề nhiễm và các quan viên nghe thế đều sửng sốt, ông cụ Lâm còn lão đảo một chút, người khác thì tưởng ông vừa kinh ngạc vừa vui sướng, ông cụ Lâm quả thực có kinh ngạc, nhưng lại càng kinh hãi hơn, ông cụ vội bước ra khỏi hàng, quỳ xuống thành khẩn nói, bẩm hoàng thượng. Trách nhiệm của chim sĩ phủ phò trợ thái tử là quá lớn, Lâm Duyệt tuy là cháu đích tôn của lão thần, nhưng học thức không nhiều, sao có thể đảm nhiệm trọng cách này xin hoàng thượng thu lại lời vừa rồi lâm trung cũng nói bẩm hoàng thượng con trai thần bướng bỉnh sức khỏe lại vốn không tốt thực sự không đảm nhiệm nổi xin hoàng thượng thu lại lời vừa rồi xin thái tử thứ tội nghe ông cụ lâm và lâm trung thoái thác hoàng đế chỉ tươi cười nhìn sang tề nhiễm hỏi ý của thái tử thế nào tề nhiễm vẫn còn chưa hết kinh ngạc nghe vậy vội đáp phụ hoàng ban ơn nhi thần cảm kích vô vàng lâm công tử tính cách cao thượng có thể đảm nhận trọng trách hoàng đế hài lòng gật đầu nói trẫm cũng vừa ý tính cách của hắn nên mới nghĩ đến việc con thiếu một người như vậy bên cạnh chim sĩ phủ có còn trống vị trí nào không tề nhiễm nghĩ nghĩ rồi đáp tạm thời thì không còn trống e rằng lâm công tử phải chịu thiệt một chút rồi hoàng đế bất đắc dĩ nói tiếp không sao cứ để hắn vào đó rèn luyện trước đi sau này có vị trí trống thì cho hắn một chức quan ông cụ lâm và lâm trung thấy không thể cứu vãn được nữa chỉ đành cùng tề nhiễm tạ ơn ông cụ lâm thấy miệng đắng ngắt ông biết hoàng đế đang cảnh cáo mình vì nhiều lần hành xử quá trớn hoàng đế đang nói rằng nhà họ lâm không chỉ có ông và lâm trung còn có một lâm duyệt mà không ai để vào mắt một con ma ốm nhưng lọt vào mắt xanh của hoàng đế vậy hắn cũng có thể trở thành kẻ bề trên ông cụ lâm đột nhiên cảm thấy lâm duyệt quả nhiên xung khắc với mình ý chỉ vào chim sĩ phủ được truyền thẳng đến tay lâm duyệt khi đó hắn đang nhàn nhã ngồi ngắm mây tâm trạng khá tốt sau khi nhận được thánh chỉ suy nghĩ đầu tiên của lâm duyệt chính là ngạc nhiên vì mình được vào triều làm quan theo tiến độ này nói không chừng một ngày nào đó hắn thật sự có thể phong hầu bái tướng nghĩ đến ban đầu mình nói bừa một câu với tề nhiễm lâm duyệt bất giác nở nụ cười nhàn nhạt lâm duyệt rất ít cười thỉnh thoảng có cười thì cũng là kiểu châm biếm lúc này nét cười tuy nhạt nhưng lại lan đến tận khóe mắt không khinh bị cũng không châm chọc mà chỉ là cười một cách đơn thuần vậy mà lại khiến cho nhóm người bán hạ đinh hương sững sờ bán hạ nhanh chóng tỉnh táo lại, cúi đầu, ngoại hình của Lâm Duyệt quả thực tuấn tú, trước kia bán hạ luôn có cảm giác cậu ta âm u, dường như cuộc sống đè công cả sống lưng cậu. Một mình trong ngô đồng trai, cậu ta câm lặng mà cô độc. Sau khi rơi xuống nước suýt nửa mất mạng, Lâm Duyệt lại mang đến cảm giác lạnh nhạt, vô tình, ngông cuồng và tùy tiện. Ánh mắt hắn nhìn mọi người đều rất lạnh lùng, đáy mắt tựa như kết băng. Bây giờ bán hạ mới cảm thấy được sự chân thành, Lâm Duyệt cũng biết cười thật lòng viên nội giám truyền chỉ cũng là người từng trải, gặp qua nhiều loại người, hắn cũng nhìn ra nụ cười của Lâm Duyệt là thật lòng, vì vậy cũng mỉm cười nói, chúc mừng Lâm công tử, không không, xem tạp gia vụng miệng chưa kìa, nên gọi là Lâm Đại Nhân mới phải, ý chỉ cho Lâm Đại Nhân vào chim sĩ phủ là do Hoàng thượng tự tay viết, Hoàng thượng rất xem trọng đức độ của Lâm Đại Nhân, ngày sau Lâm Đại Nhân phò trợ thái tử, nhất định sẽ khiến Hoàng thượng vui mừng. Lâm Duyệt giấu đi nụ cười, nhận lấy thánh chỉ, bảo bán hạ lấy bạc cho nội giám dù sao đi nữa thì bây giờ lâm duyệt đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế ngày sau có được trọng dụng hay không cũng khó nói viên nội giám kia cũng có lòng sợ đắc tội từ chối mấy phen sau cùng vị lâm duyệt đưa đẩy khéo hắn mới nhận lấy cất bạc vào tay áo số lượng bạc này đã đủ khiến cho nội giám hài lòng hắn nói với lâm duyệt tạp gia còn công việc phải về cung rồi tạp gia chúc lâm đại nhân ngày sau một đường thuận lợi thăng quan tiến chức lâm duyệt tất nhiên là trịnh trọng nói cảm tạ còn đích thân tiễn nội dám ra khỏi cổng lớn ngô đồng trai bán hạ và đinh hương lần đầu tiên thấy lâm duyệt hành xử ôn hòa đúng mực như vậy tỏ ra rất là kinh ngạc lâm duyệt lăn lộn thương trường bao nhiêu năm tất nhiên là biết nên nói lời khách sáo thế nào nếu hắn thật lòng muốn ứng xử cho đẹp lòng người khác thì tuyệt đối không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu còn với đám người nhà họ lâm thì chẳng qua là hắn lười để mắt đến mà thôi bây giờ lâm duyệt vẫn còn khá hứng thú với việc làm quan tất nhiên không thể đắc tội nội giám truyền chỉ có điều không biết chức quan này là ý của thái tử hay là của hoàng đế lâm duyệt nhận được thánh chỉ thì vẫn còn bình tĩnh những người khác trong nhà họ lâm nghe được tin này cứ như bùng nổ không tính đến lâm lương và vương thị đã triệt để đắc tội lâm duyệt trương thị nghe xong cũng sửng sốt hồi lâu lâm như ý vốn đang theo thùa sau khi nghe tin thì vô ý đâm kim vào ngón tay máu lập tức nhuộm đỏ khăn tay khiến cho nhà hoàng hầu hạ trong phòng đau lòng muốn chết. Bà cụ Lâm vẫn đang bệnh nặng, sau khi biết nội dung thánh chỉ thì không nhìn được phải ngồi bật dậy, hỏi lại nha hoàng yên nhiên bên cạnh, ai? Lâm Duyệt Vào chim sĩ phủ, mỗi một chữ bà đều hiểu, nhưng tại sao khi đặt chung vào một câu thì lại khó hiểu như thế chứ? Yên nhiên lóc một cái gối mền sau lưng bà cụ Lâm, sau đó đỡ bà ngồi yên rồi mới khẽ nói, chuyện trên triều định thì nô tỳ không hiểu, cũng nghe không rõ ràng lắm hình như là hoàng thượng xem trọng đại thiếu gia, trực tiếp cho vào chim sĩ phủ, bà cụ lâm nhăn mặt, nói, thôi, ngươi không hiểu những chuyện này cũng là bình thường. Chờ lão thái gia và đại gia về thì mời họ đến đây một chuyến, yên nhiên là người hầu đắc lực nhất của bà cụ lâm, nàng ta cũng biết chuyện hai ông bà gần đây đang giận nhau, lại càng hiểu rõ bà cụ không muốn xuống nước, thế nên mới nhân cơ hội này khuyên nhủ, thưa lão phu nhân, nô tỳ nói mấy câu hơi vượt giới hạn, Lão thái gia ngày thường vẫn luôn kính trọng người, đại gia và tam gia đều là người hiếu thảo, nhị gia dù ở tận Giang Nam nhưng lúc nào mà chẳng nhớ về người. Người cần gì phải để bụng chút chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi với lão thái gia cơ chứ? Người không thoải mái thì lão thái gia cũng lo lắng hơn bất kỳ ai. Bà cụ Lâm nghe yên nhiên nói vậy thì thở dài, đáp: "Ta có phải muốn giận dỗi gì đâu. Nói khó nghe một chút thì chúng ta cũng từng này tuổi rồi, đều là người sắp xuống đất." ta chẳng qua chỉ thấy ông ấy làm những việc kia quá sức hoang đường, yên nhiên không biết rốt cuộc ông cụ Lâm đã làm gì, dù sao thì chuyện của ông cụ cũng được giấu rất kín, nhưng trong lòng nàng ta cũng hiểu ý bà cụ Lâm, bèn dịu giọng nói tiếp, nô tỳ không hiểu chuyện, nhưng cũng biết chắc chắn lão thái gia hy vọng người sớm khỏe lại, nhà này không có lão phu nhân quản lý, tiếng cười cũng ít đi nhiều, bà cụ Lâm vui vẻ, chỉ vào yên nhiên mà rằng, cái miệng ngươi đúng là ngọt, yên nhiên đáp bằng giọng thanh thúy, đều nhờ lão phu nhân dạy bảo cả ông cụ lâm và lâm trung trở về rồi cũng không lập tức đến chỗ bà cụ lâm ông cụ gọi lâm duyệt đến gặp trước tình cảm của ông với lâm duyệt rất phức tạp chính ông cũng không ngờ người đầu tiên trong số con cháu nhà họ lâm lọt vào mắt xanh của hoàng đế lại là lâm duyệt đương nhiên không chỉ có mình ông toàn bộ quan viên trong kinh thành bây giờ đều không thể bình tĩnh được bọn họ chỉ mong thời gian có thể quay trở lại để con cháu nhà mình trở thành người cứu thái tử đặc biệt là phía bên nhà họ an chiêm sĩ phủ là bộ phận chuyên phò trợ thái tử người trong đó đều trung thành ủng hộ thái tử cũng chính là thân tín của thái tử nhiều lần bọn họ muốn cài người vào bên trong nhưng thất bại bây giờ có một cơ hội tốt mà lại bị lãng phí mất rồi chẳng qua kẻ làm quan có ai không đa nghi xảy ra chuyện gì cũng phải ngẫm nghĩ thật lâu nghĩ xem việc đó sẽ dẫn đến bao nhiêu kết quả đặc biệt là ông cụ an ông ta không thể không cân nhắc tình thế hiện giờ cùng với sự bất thường của ông cụ lâm ở hành cung lúc đó Ông cụ An cảm thấy nhà họ Lâm tuy rằng vẫn ra vẻ là thuần thần, nhưng biết đâu chừng lại dần dần nghiêng về phía thái tử mất rồi. Nghĩ đến tình huống này, ông cụ An lập tức nghiêm mặt, trong lòng quyết tâm phải gây chút chuyện phiền toái gì đó cho nhà họ Lâm mới được. Khi hoàng đế nhất quyết muốn để Lâm duyệt vào chim sĩ phủ, ông cụ Lâm đã nghĩ đến những gì mình phải đối mặt rồi. Lúc này nhìn thấy Lâm duyệt, ông vẫn không nhịn được thở dài. Nếu là Lâm như An vào chim sĩ phủ, ông cụ còn có thể nắm chắc để Lâm Như An giữ khoảng cách với thái tử, để cả triều đình thấy rõ nhà họ Lâm bọn họ vẫn là thuần thần. Chỉ duy nhất có Lâm Duyệt là ông không hề chắc chắn, Lâm Duyệt không có cảm tình gì với nhà họ Lâm, giống như một người ngoại. Có điều ông cụ vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, nói, chim sĩ phủ là để phò trợ thái tử, khác với những nơi khác, ngươi làm việc vẫn luôn không đúng mực, đã vào đó thì càng không được tùy tiện theo ý mình. Nếu lỡ để xảy ra chuyện gì, cho người khác bắt thoát, nhà họ lâm chúng ta và thái tử đều không cứu được ngươi ông cụ lâm nói xong thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị lâm duyệt phản bác rồi ai mà ngờ chờ thật lâu sau chỉ thấy lâm duyệt ngẩng lên một chút ngoan ngoãn nói một câu rõ ông cụ lâm lập tức có cảm giác mình đánh một quyền vào bị bông cả người ngứa ngáy như có kiến bò khó chịu muốn chết ông cụ lâm đành phải nuốt những lời muốn nói vào bụng ông dừng một lát mới miễn cưỡng thốt ra một câu khuyến khích ngươi hiểu được lợi và hại trong vấn đề này là tốt rồi sau này vào triều làm quan, việc gì cũng phải cẩn trọng, Lâm Duyệt vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, nhàn nhạt đáp, rõ, ông cụ Lâm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với Lâm Duyệt nữa rồi, ông liếc sang Lâm Trung một cái rồi đứng dậy bỏ đi, chờ ông cụ đi rồi, Lâm Trung mới nhìn lại gương mặt bình tĩnh của Lâm Duyệt với vẻ mặt phức tạp, sau cùng lại nói, tuy người đã vào chim sĩ phủ, nhưng thực tế chưa có chức vị gì. Chim sĩ phủ nhiều người tài, ngươi vào đó e rằng sẽ phải chịu uất ức. Còn may là ngươi có ơn với thái tử, bọn họ cũng không dám làm gì. Nói đến đây Lâm Trung im lặng một lát, sau đó lại khó khăn nói tiếp, nhà họ Lâm không tham gia vào việc tranh đấu giữa các hoàng tử, ngươi là con cháu trực hệ của nhà họ Lâm, phải biết tự liệu việc mà làm. Lâm Duyệt ư ừ một tiếng thật dài, Lâm Trung thấy nói với hắn như nước đổ đầu việc, sau cùng chỉ há miệng mà không nói ra được thêm lời nào. Lâm Duyệt thấy Lâm Trung không còn gì để nói nữa thì đứng lên, đi về ngô đồng trai yên tĩnh của mình hắn có trái tim sắt đá, bỗng chốc nhận được một chút quan tâm của ông cụ Lâm và Lâm Trung, hắn chẳng có cảm giác gì cả, bởi vì phải chuẩn bị vào chim sĩ phủ, đêm nay Lâm Duyệt ngủ một giấc thật ngon, hắn không lang thang lúc nửa đêm rồi đi tìm tề nhiễm, điều này khiến cho tề nhiễm đang xử lý công việc trong đông cung cảm thấy hơi trống vắng. Y đã quen với tình cảnh canh ba nửa đêm ngẩng đầu lên là thấy một cái bóng đen ngồi trước mặt mình, thỉnh thoảng hai người cũng tán gẫu vài câu. Bây giờ phía đối diện trống rỗng, Tây nhiễm uống một ngụm trà lạnh sau liền rửa mặt đi ngủ vết thương trên cánh tay lâm duyệt vẫn chưa lành hẳn hoàng đế còn đặc biệt cho phép hắn chỉ cần vào cung khi vết thương đã lành phỉ thanh có đến thăm hắn một lần mang theo không ít quà tặng quý giá thật ra đa số trong đó là do phỉ hạ bảo phỉ thanh đưa đến mục đích chủ yếu là muốn cảm tạ ông cụ lâm hôm trước đã lên tiếng trợ giúp có điều phỉ hạ cũng biết rõ thái độ của ông cụ đối với nhà họ phỉ là giữ khoảng cách càng xa càng tốt vì vậy liền chuyển sang đưa quà cho lâm duyệt dù thế nào thì cũng xem như nhà họ phỉ không thất lễ phỉ thanh nhắc đến việc này là lại chắc lưỡi khen hay nói ta vẫn tưởng rằng lâm đại nhân là người cứng nhắc chứ không ngờ khi nói ra mấy câu khó nghe khiến người ta nghẹn họng kia lại không kém ngươi chút nào trước kia ta còn không biết ngươi giống tính ai bây giờ thì hiểu rồi lâm duyệt nhìn phỉ thanh một cái rồi quay lại chậm rãi đút thức ăn cho cáo bạc hỏi hôm nay ngươi đến hỉ để nói cái này phỉ thanh đáp bằng vẻ mặt khó hiểu ta cũng muốn làm chuyện khác nhưng cha ta bảo thời gian này cần phải biết điều một chút, không được chơi bời đùa giỡn nữa, còn bảo ta phải tĩnh tâm đọc sách, không được để người ta dễ dàng chọc giận nữa. Ta bị mấy cuốn sách hành hạ gần chết rồi, giờ mới tìm cơ hội đến thăm ngươi đây, nhưng mà ta thấy vết thương của ngươi cũng sắp lành rồi, đến lúc đó ngươi lại trở thành người bên phe Thái tử Điện Hạ. Nói đến đây, Phỉ Thanh Trịnh Trọng nhìn sang, tiếp, quan trường là chốn hiểm ác. Với tính cách của ngươi là chắc chắn bị thiệt đám người trong chim sĩ phủ đều không dễ giao lưu, đến lúc đó thái tử điện hạ cũng không giúp được ngươi. Lâm Duyệt đáp, chuyện đến đâu hay đến đó, khi nào có chuyện hãy tính. Nếu là ngày thường, Phỉ Thanh quả thực thích cái tính không sợ trời chẳng sợ đất này của Lâm Duyệt, nhưng nếu vào triều làm quan thì hắn lại không thể không lo lắng. Đừng nói là triều đình, chỉ tính người trong một nhà cũng quá phức tạp rồi, tự như không khí giữa cha và chú của hắn gần đây quả là khó hiểu. Ngày đó cha hắn bị thích khách vu oan, khi về đến nhà thì liền đi tìm chú của hắn, không biết hai người tranh cãi vì nguyên nhân gì, sau đó chú hắn liền quỳ trong sân mấy canh giờ, luôn miệng nói cha hắn không tin tưởng mình. Phỉ Thanh không hiểu có việc gì, nhưng cha hắn không nói, vậy thì chắc chắn là chuyện lớn. Vấn đề quan trọng nhất là cha hắn không có chứng cứ, chỉ mới nghi ngờ mà thôi. Nghĩ đến những chuyện phiền lòng trong nhà, Phỉ Thanh liền cảm thấy đầu óc căng ra, có thời gian rảnh, hắn thà rằng trèo cây bắt vài con chim về nướng ăn còn hơn chỉ tiếc mấy ngày nay phỉ thanh bị phỉ hạ và hàng thị quản rất chặt hắn ở lại chỗ của lâm duyệt thêm nửa canh giờ sau cùng vẫn phải trở về học hành không học là chắc chắn sẽ bị cha hắn cầm thương đánh dù sao vẫn phải chọn một trong hai sau khi vết thương lành hẳn lâm duyệt bèn chuẩn bị vào cung nếm thử hương vị làm quan lại nói tuy hoàng đế chính miệng phong hắn làm quan viên trong chiêm sĩ phủ nhưng suy cho cùng vẫn chưa có chức vị chính thức không có tư cách gặp hoàng đế lâm duyệt cho rằng như vậy rất tốt hắn cũng không muốn gặp hoàng đế lắm có điều trước khi vào cung hắn vẫn phải chuẩn bị một chút bèn dự định đến phố nam mua chút quà cho tề nhiễm lúc trước đã từng nói lâm duyệt một khi đã có lòng muốn giao lưu với ai đó thì luôn có thể chủ đáo mọi mặt khiến người ta vừa lòng đẹp ý ngày hôm đó lâm duyệt ra khỏi phủ thời tiết rất tốt hắn vẫn luôn khiêm tốn không thích ngồi xe ngựa cũng may là lâm phủ cách phố nam không xa đi từ từ rồi cũng đến nơi vừa đi ngang qua cổng lớn nhà họ an ở phố chu tước hắn liền chứng kiến một sự việc thú vị nhân vật chính là con tin mà nam chiếu đưa đến việc tú việc tú bị người hầu của nhà họ an ném ra ngoài cùng bị ném đi còn có một gói quà mà việc tú mang đến tặng nhà họ an một thỏi vàng và một bức tượng quân âm bằng ngọc lăn ra người hầu nhà họ an kia vô cùng kiêu căng chỉ vào việc tú nằm trên đất mà mắng lão gia nhà chúng ta là người mà mày muốn gặp thì gặp sao nam chiếu chúng mày năm lần bảy lượt muốn tìm cách ám sát hoàng thượng, thái tử cùng cửu hoàng tử, bây giờ còn muốn nhờ lão gia nhà ta đi cầu xin thay, lão gia nhà ta trung quân ái quốc. Sao có thể chỉ vì mấy thứ rách nát mày mang đến mà làm ra những việc không bằng heo chó chứ? Nói xong gã kia lại nhổ một bãi nước bọt, sau đó mới quay người bỏ đi, đóng cổng lớn đánh rầm một tiếng. Vì vương tử Nam Chiếu Việt Tú này là người rất không được ưa thích trong kinh thành, cậu ta không được vua Nam Chiếu xem trọng, miệng nói là con tin, nếu hoàng thượng không nể tình thì cậu ta còn không bằng dân thường trong kinh thành. Lâm Duyệt đã quen lang thang khắp kinh thành trong đêm, cũng từng nhìn thấy việc tú bị mấy tên con cháu nhà quý tộc đùa dẫn sĩ nhục, mời cậu ta đến tuyến nguyệt lâu. Nói là có thể giúp cậu gặp mặt hoàng đế, sau đó ép cậu uống rượu, không uống được thì cố dốc vào miệng, sau cùng đến khi các cô gái trong tuyến nguyệt lâu kéo đến, bị đám người kia cười cợt, cậu mới phát hiện ra mình bị đùa dẫn. Chỉ có thể lão đảo bỏ chạy một cách thảm hại người theo bên cạnh việc tú quả thực cũng có một số thật lòng với cậu rất tội nghiệp cậu bị hành hạ nhưng đa số vẫn xem cậu ta như một vật phẩm bọn họ chỉ muốn canh chừng việc tú cẩn thận buộc cậu phải nín nhìn mọi việc bằng không đại tề lại có cớ để gây khó dễ cho nam chiếu mà nếu việc tú xảy ra chuyện không may gì nam chiếu lại phải đưa một vương tử khác đến làm con tin lâm duyệt nhìn theo việc tú nhưng trong lòng cũng không có ý tưởng gì tranh chấp biên giới giữa đại tề và nam chiếu đã có từ xưa chiến tranh vốn đã tàn khốc, thắng làm vua, thua làm giặc, thế nhưng dù thắng hay thua, vẫn sẽ có người phải chịu nỗi đau máu chảy thành sông kia. Việc tú lúc này trông rất thê thảm, đầu tóc cũng rối tung, quần áo dính vệt nước, xem ra cũng đã bị nhà họ an sĩ nhục rồi. Thân hình cậu ta rất gầy gò, khi đứng lên còn lão đảo một lúc, nhà họ an dạy dỗ người khác, tất nhiên sẽ có người xung quanh vây lại xem trò vui, đám người kia chỉ trỏ việc tú, miệng nói nam chiếu đáng ghét gì đó. Lâm Duyệt vốn không định xen vào việc này, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Việt Tú thì lại hơi sửng sốt. Ấn tượng đầu tiên của người khác về Việt Tú là yếu đuối, nhưng ánh mắt cậu ta lại rất sáng, cậu ta muốn sống. Dù gặp phải tình cảnh thế nào, cậu vẫn muốn sống sót. Cậu và Lâm Duyệt là hai loại người hoàn toàn khác nhau, cũng không hẳn là khác, ít nhất thì Việt Tú tiếc mạng. Dù trong nghịch cảnh vẫn tiếc mạng sống của mình, Việt Tú nhặt gói đồ lên, thu hết mọi thức vào, ông thật chặt rồi khập khiển rồi khỏi cửa nhà họ an đi khỏi phố chu tước việc tú thở dài cậu cảm thấy buồn khổ nhà họ an không chịu giúp còn ai trong chốn kinh thành này dám nhắc đến nam chiếu trước mặt hoàng đế nữa những người khác chỉ biết thúc giục cậu tìm người nhưng có ai ở kinh thành đại tề chịu nể mặt một con tin không có giá trị việc tú vừa đi vừa nghĩ không chú ý đến xung quanh có một đám người có ý đồ xấu bao vây mình bọn người kia ăn mặc trách nát hẳn là định cướp đồ trong tay cậu đến khi việc tú phát hiện ra thì cậu ta đã bị bao vây rồi việc tú nhìn thấy sự tham lam trong mắt bọn người kia chỉ có thể nhỏ giọng run run hỏi các ngươi muốn làm gì giao đồ ra đây bọn ta tha mạng cho mày việc tú siết chặt tay những vật cậu đang ôm chính là những thứ tốt nhất mà cậu có thể lấy ra nhưng hôm nay cậu đến nhà họ an còn những người khác đều đến các thế gia khác hỏi thăm rồi không có ai đi cùng cậu cả những thứ này e rằng sẽ mất rồi các ngươi cướp bóc người khác giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ à khi việc tú do dự còn đám người kia đã mất kiên nhẫn chuẩn bị ra tay đằng sau vang lên một tiếng cười mỉa mai việc tú quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh thấy được một người mặc áo bào trắng ngà đang dựa tường mà đứng dáng vẻ người kia nhàn nhã phong lưu gương mặt rõ nét như dao khắc tuấn tú phi phàm hắn có một đôi mày kiếm đôi mắt dài và hẹp ánh mắt sâu thẳm tựa như vực sâu không thấy đấy việc tú nhìn hắn tim đập thình thịch, từ nhỏ đến bây giờ, cậu luôn bị anh chị em trong hoàng cung nam chiếu bắt nạt, đến đại tệ thì bị khinh thường, đây là lần đầu tiên có người lên tiếng vì mình, mà người này không phải ai khác, chính là Lâm Duyệt nhất thời mềm lòng đi theo chỉ vì vô tình thấy được ánh mắt khát khao sự sống mạnh mẽ của Việt Tú, Lâm Duyệt nhìn Việt Tú cúi đầu không nói, thầm nghĩ con tin nam chiếu này thật thú vị, dám làm những việc người khác không dám, bọn cướp kia quay ra nhìn nhau, im lặng đánh giá Lâm Duyệt tên cầm đầu nhìn quanh tiến lên thấp giọng đe dọa chúng ta chẳng qua thiếu chút tiền muốn tên này giúp đỡ mà thôi công tử có vẻ thân phận không tầm thường nhỉ cần gì phải xen vào việc của một kẻ không quen biết như thế lâm duyệt bình thản nói đây là chuyện của ta không cần các ngươi quan tâm ta đã cho người đi báo quan rồi các ngươi còn không đi e rằng lát nữa không đi được đâu hơn nữa các ngươi biết rõ đây là vương tử của nam chiếu mà còn muốn cướp có phải cho rằng cả đời này cậu ta không còn cơ hội gặp hoàng thượng hay không đám người kia vốn muốn dạy dỗ việc tú một trận chứ cũng không định làm quá lúc này thấy thái độ của lâm duyệt cương quyết tên cầm đầu nheo mắt đánh giá hắn một phen vừa nhìn đã biết quần áo của lâm duyệt không phải là của người thường tư thế vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại nhàn nhã kia cũng không phải là của người bình thường biết đâu chừng bọn chúng không thể đắc tội vì vậy sau khi nghĩ xong tên kia liền nở nụ cười nịnh nọt Chúng ta quá nghèo nên mới nghĩ đến việc này mà thôi, ai biết được tên kia là vương tử của Nam Chiếu chứ, chúng ta đi ngay, đi ngay đây." Nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn, cả đám cúi thấp đầu bỏ đi. Chờ người đi hết, Lâm Duyệt đứng thẳng dậy, phủi phủi chút bụi vương trên vạt áo. Việc Tú đến trước mặt hắn, hai mắt sáng ngời, lắp bắp nói: "Đa tạ ân công cứu mạng." Lâm Duyệt nửa cười nửa không, nhìn thoáng qua cậu một cái, nói: "Ta không phải ân công gì của ngươi." nếu đã muốn sống thì phải sống cho tốt, nếu trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo, vậy thì thật đáng tiếc, gương mặt Việt Tú đen đúa, thân hình lại nhỏ gầy, nghe hắn nói vậy thì rụt cổ, nhỏ giọng nói, ta không hiểu ân công đang nói gì, Lâm Duyệt lạnh nhạt nói, không hiểu thì thôi, có điều hắn vẫn liếc qua thỏi vàng và tượng quan âm bằng ngọc mà Việt Tú để lộ ra, người xưa nói rất hay, tiền tài không nên để lộ ra, nếu Việt Tú không để lộ những thứ này thì sẽ không có phiền toái kéo đến. Lâm Duyệt cũng không có hảo cảm với Việc Tú, hắn quay người chuẩn bị đi. Việc Tú nhìn theo bóng lưng hắn, cau mày, sau đó lại nhanh chóng chạy theo, vừa thở hổn hển vừa nói: "Nếu Ân công đã biết thân phận của ta, liệu có thể đưa ta về không?" Nói xong lại quay đầu nhìn gói đồ trong tay mình, dù sao thì cầm những thứ này cũng không an toàn. Lâm Duyệt đáp: "Ta nghĩ người của ngươi chẳng mấy chốc nữa sẽ đến, không cần ta phải giúp." Việc Tú nhìn Lâm Duyệt, muốn vươn tay kéo áo hắn, khi Lâm Duyệt nhướng mày, cậu ta vội vàng buông ra sau đó cười yếu ớt nói không dám giấu ân công ta quả thực cảm thấy trong người khó chịu quá bây giờ không đi nổi nữa rồi nói rồi trên trán việt tú bắt đầu toát mồ hôi lạnh một tay ông gói đồ một tay ông bụng mình trông có vẻ khó chịu đến nỗi phải co rụt cả người lại lâm duyệt chớp chớp mắt hỏi ngươi định ăn vạ à những dù có phải là ăn vạ hay không sau cùng lâm duyệt vẫn vừa chê bai vừa đưa cậu ta đến chỗ thầy thuốc gần nhất thầy thuốc bắt mạch cho việc tú đang đau sắp ngất đi kết luận là dạ dày tổn thương cần phải chăm sóc nghỉ ngơi vân vân thầy thuốc kê đơn xong việc tú trả tiền bốc thuốc xong việc tú lại đề nghị lâm duyệt đưa mình về lâm duyệt hiếm khi tốt bụng lại bị người ta cuốn lấy tâm trạng đã rất kém hắn nhìn chằm chằm vào việc tú đang đóng vai yếu đuối đáng thương lạnh lùng nói ngươi có mang theo bạc vậy nhờ người ở đây đưa ngươi về là được việc mà ngươi đang nghĩ ta không thể giúp cho nên dù ngươi có cuốn lấy ta thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi, việc tú mím môi không nói nữa, Lâm Duyệt liền quay người bỏ đi. Việc tú nhìn theo bóng lưng hắn, sắc mặt âm u, sau đó cậu ta im lặng lấy bạc ra, nhờ người đưa mình về, Lâm Duyệt nhanh chóng quên việc này đi, hắn đi phố Nam chọn vài món đồ nhỏ làm quà, sau đó thảnh thơi về nhà, ngày hôm sau, Lâm Duyệt đã vào Đông Cung từ sáng sớm, tề nhiễm phải lên triều, chỉ nói một câu bảo hắn vào thiên điện nghỉ ngơi trước rồi đi. Lâm Duyệt khá là quen thuộc với Đông Cung, hắn liền làm theo đúng lời tề nhiễm nói, vào thiên điện chập mắt nghỉ ngơi, hôm nay trên triều không có việc gì, hoàng đế chỉ xuất hiện một lát rồi cho mọi người lui. Tề nhiễm về cung thì nghe cung nữ báo Lâm Duyệt đang ngủ trong thiên điện, y hơi sửng sốt, còn chưa thay quần áo đã đến thiên điện, vừa đẩy cửa vào thì thấy được Lâm Duyệt đang nằm bò ra bàn mà ngủ, khi Lâm Duyệt, đường nét trên gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Mỗi lần tề nhiễm gặp Lâm Duyệt, một là người này đang tỏ vẻ chán ngán châm biếm, hai là nói chuyện với y trong trạng thái bóng đen. Đây là lần đầu tiên y thấy được dáng vẻ bình thản anh Tuấn của Lâm Duyệt, bỗng nhiên có cảm giác hoảng hốt, hai người tự như rất gần nhưng lại rất xa. Thấy dáng vẻ này của Lâm Duyệt, tề nhiễm căn bản không thể liên tưởng đến người này có thể nói chuyện sắc bén và không nể mặt người nghe đến thế. Cung nữ hầu hạ Lâm Duyệt thấy tề nhiễm thì chuẩn bị gọi hắn dậy, nhưng tề nhiễm lắc đầu ra khỏi cửa thiên điện, sau đó mới căng dặn, chờ hắn tỉnh thì bảo hắn đến chính điện, Lâm Duyệt chập mắt mất một canh giờ, khi hắn tỉnh lại, cung nữ liền mang lên nước súng miền, sau đó nhẹ giọng nói, một canh giờ trước, Thái tử Điện Hạ có thể thăm đại nhân, không cho mọi người quấy rầy, bây giờ Thái tử Điện Hạ đang chờ đại nhân ở chính điện, nhóm cung nữ vừa được điều đến đây mấy tháng trước, hầu hạ tề nhiễm được một thời gian, cũng tự nhận là khác hiểu tính tề nhiễm, địa vị của Lâm Duyệt trong lòng tề nhiễm rất đặc biệt. Nhưng cụ thể là đặc biệt ở đâu thì bọn họ không nói được Tóm lại, thái độ của Tây Nhiễm với Lâm Duyệt ôn hòa hơn với người thường rất nhiều Lâm Duyệt xúc miệng xong, nghe vậy liền tỏ ra hoảng hốt Nói, sao có thể để Thái tử Điện Hạ chờ Cung nữ này nghiêm túc quan sát thần sắc của hắn Sau đó mỉm cười đáp, Thái tử Điện Hạ xem trọng đại nhân Lâm Duyệt không nói nữa, theo cung nữ đến chính điện Sau khi bẩm báo, các tường đích thân ra mở cửa cho Lâm Duyệt Vào trong điện lâm duyệt bèn kinh hãi nói với tề nhiễm thái tử điện hạ thứ tội vi thần vừa rồi ngủ quên thật sự quá thất lễ tề nhiễm đang đọc sách đột nhiên nghe thấy giọng điệu này của lâm duyệt y bất giác nhíu mày hỏi lại ngươi làm sao vậy có thể nói chuyện đàng hoàng không đã quen nghe âm thanh nửa biến nhát nửa sắc bén của lâm duyệt bây giờ hắn chuyển sang nịnh bợ tề nhiễm thật sự khó thích ứng lâm duyệt lập tức đứng thẳng người xoê tay với tề nhiễm đáp làm thần tử và làm dân thường không phải là khác nhau đó sao ta sợ thái tử điện hạ không dễ chịu mà thôi tề nhiễm buông sách xuống sau đó bảo các tường ra ngoài y tự tay rót một chén trà cho lâm duyệt ra hiệu cho hắn ngồi xuống hỏi ngươi là người thường sao người thường làm sao có thể cho hồn lìa khỏi xác đến đêm lại lang thang khắp chốn có điều sau khi nói xong tề nhiễm lại có một chút hối hận câu nói vừa rồi của y cũng thật trẻ con không phải là lời một thái tử nên nói lâm duyệt ừ một tiếng thật dài gật đầu đáp cũng phải lâm duyệt ngồi đối diện tề nhiễm uống trà đột nhiên liếc thấy một bản tấu đặt ở góc bàn nội dung liên quan đến nam chiếu lâm duyệt biết tề nhiễm là người cẩn trọng đây là thứ mà tề nhiễm muốn yên nhìn thấy nên mới cố ý đặt trước mặt hắn vậy nên lâm duyệt thuận miệng hỏi sao vẫn là chuyện của nam chiếu còn chưa giải quyết xong sao tề nhiễm nửa cười nửa không hỏi hôm qua không phải ngươi đã gặp vương tử nam chiếu đó sao cảm giác thế nào Lâm Duyệt nghe vậy thì động tác uống trà hơi khựng lại, có điều nó cũng nhanh chóng biến mất, tự như chút sững sờ ấy chưa từng xảy ra, hắn lại thản nhiên uống thêm vài ngụm trà, rồi mới nhẹ giọng hỏi, làm sao Thái tử Điện Hạ biết ngày hôm qua ta gặp phải vương tử Nam Chiếu, Lâm Duyệt nói rất bình tĩnh, thần sắc thậm chí còn không hề dao động, nhưng tệ nhiễm vẫn biết người này đang tỏa ra sự không vui, biết đâu chừng trong lòng còn bắt đầu đề phòng, cảm giác kỳ quái trong lòng Tề nhiễm lại chậm rãi dâng lên, lâm duyệt căn bản không xem y là thái tử là trữ quân là hoàng đế tương lai trong mắt lâm duyệt y chỉ là một người hợp tác bình thường nghĩ đến đây tề nhiễm hơi cúi xuống che giấu màu sắc trong mắt y vương bàn tay trắng ngần ra tự rót cho mình một chén trà chậm rãi uống một ngụm rồi mới hỏi lại ngươi tưởng rằng cô phái người theo dõi ngươi à lâm duyệt đặt chén trà xuống thành thật nói vốn dĩ đúng là nghĩ như thế dù sao thì ta cũng khác đặc biệt Thái tử Điện Hạ muốn điều tra cẩn thận một phen cũng không phải là sai. Có điều nghe Thái tử Điện Hạ nói vậy, bỗng nhiên ta cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Nam Chiếu nhiều lần ám sát Hoàng thượng, Thái tử Điện Hạ, chắc hẳn người Thái tử muốn theo dõi là con tin Nam Chiếu. Tề nhiễm không ngờ Lâm Duyệt lại nói thẳng hết những gì hắn nghĩ, y hỏi, người đã biết bản thân đặc biệt, vì sao còn lo lắng cô sẽ cho người theo dõi điều tra ngươi, hành động này rất dễ dàng bị ngươi phát hiện, sao cô phải làm? cô đúng là vẫn luôn cho người theo dõi Việt Tú. Ngươi cảm thấy Việt Tú là người thế nào? Đây là lần thứ hai Tề Nhiễm hỏi Lâm Duyệt vấn đề này, hắn mỉm cười đáp, là một người rất thú vị, Lâm Duyệt thật sự cho rằng con tin Nam Chiếu này rất thú vị, dù cậu ta không được yêu thương ở Nam Chiếu, khi đến kinh thành của Đại Tề rồi thì làm sao có thể không có ai theo hầu, trừ khi chính cậu ta không cho người khác đi theo. Lâm Duyệt thậm chí dám khẳng định nếu hắn không xuất hiện, con tin kia hẳn sẽ ra xung đột với bọn cướp kia, sau đó còn mất nửa cái mạng không chừng việc con tin bị thương là không thể che giấu tóm lại là có thể thu hút sự chú ý của hoàng đế dù mạng đổi lấy sự chú ý của hoàng đế có lẽ đây chính là suy nghĩ của con tin nam chiếu khi đã bị đẩy vào đường cùng tề nhiễm tỏ ra đồng ý với ý kiến của lâm duyệt y nói ngươi nói đúng cậu ta đúng là rất thú vị kiếp trước khi sự kiện thích khách ở hành cung lạc sơn bị đổ lên đầu nam chiếu việc tú cũng không có cách nào xin gặp hoàng đế việc tú là một người vô cùng biết nhẫn nhịn suy nghĩ lại rất tỉ mỉ cậu ta cố ý để lộ tiền tài ra ngoài dẫn đến lòng tham của đám người muốn dạy dỗ mình trong lúc phản kháng việc tú bị bọn người kia đâm vào tim nếu không phải là trái tim của cậu ta hơi lệch về bên phải thì nhát dao kia chắc chắn sẽ lấy mạng cậu sau đó đã lý tự đến thẩm vấn bọn người kia nói chúng không muốn cầm dao đều tại việc tú liên tục khiêu khích lửa bốc lên đầu nên bọn chúng mới gây ra chuyện như vậy bây giờ tề nhiễm nghĩ lại việc tú bị thương hẳn là do chính cậu ta làm, cũng tự như y lập kế hoạch cho mình bị thương trong rừng lần trước vậy. Việc tú dù chỉ là một con tin, lại còn là con tin mà quốc chủ Nam Chiếu không yêu thương, nhưng nếu xảy ra chuyện ở đại tệ, hoàng thượng vẫn phải hỏi đến, sau đó mới gọi cậu ta vào gặp. Việc tú nhân cơ hội đó bày tỏ rằng Nam Chiếu tuyệt nhiên không có ý đồ sát hại hoàng tử đại tề, địa vị của việc tú trong mắt đám con cháu quý tộc kinh thành kém xa người chị mạnh mẽ thanh ca của mình. Tuy Thanh Ca muốn ám sát hoàng đế đại tệ, nhưng nàng đủ quyết tâm, cũng chết rất oanh liệt, ngay cả hoàng đế cũng phải cảm thán một câu tính cách mạnh mẽ khi thấy nàng chết. Còn việc tú trong mắt nhiều người chỉ là một kẻ yếu đuối, tham sống sợ chết, có thể tùy tiện sĩ nhục hành hạ. Một việc tú yếu đuối đến cực điểm như vậy, khi gặp mặt hoàng đế đại tệ, vẫn tỏ ra nhát gan sợ hãi, nhưng cậu ta vẫn cố nén cơn đau do vết thương trên ngực, khóc lóc thảm thiết bày tỏ với hoàng đế rằng nam chiếu tuyệt không dám làm ra chuyện đó. Mong rằng Hoàng đế Đại Tệ điều tra cẩn thận, Nam Chiếu là một nơi rất đặc biệt, nó được khí độc thiên nhiên bảo vệ, lần này Đại Tệ tuy thắng, nhưng cũng phải dùng biết bao nhiêu mạng người mới có được, nhưng cũng tương tự như các quốc gia khác, nội bộ Nam Chiếu cũng không yên bình, vẫn xảy ra đủ loại tranh đấu, Đại Tệ đánh chiếm được các thành trì Nam Chiếu, nhưng vẫn không hạ được đô thành nằm ở vị trí hiểm trở, chỉ có thể chấp nhận đối phương đầu hàng. Trong tình thế hiện tại, giúp đỡ một vương tử nam chiếu tranh ngai vàng với các vương tử khác là một việc rất đáng làm đại tề tất nhiên sẽ chọn việc tú kẻ không có nơi nương tựa ở nam chiếu sự kiện ám sát tại hành cung lạc sơn vốn cũng không có chứng cứ chỉ vào nam chiếu hơn nữa ai cũng hiểu đạo lý không đuổi giặc đến đường cùng muốn lấy lông cừu thì phải tiếp tục nuôi cừu chứ hoàng đế viết thư cho nam chiếu cũng chỉ là trách mắng một phen nhưng sự việc này truyền về nam chiếu thì lại biến thành vị vương tử việt tú đưa đi đại tề làm con tin này đã giúp giảm bớt cơn giận của hoàng đế đại tề việt tú tuy ở xa tận đại tề nhưng lại có được danh tiếng ở nam chiếu kiếp trước trước khi tề nhiễm bị bắt vào ngục giam việt tú đã thuận lợi kế thừa ngôi vị quốc chủ nam chiếu nhờ vào sự ủng hộ của đại tề để bày tỏ lòng thành của mình cũng vì muốn nam chiếu có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức việt tú lên ngôi xong liền sai sứ giả đến đại tề dâng lên thư xưng thần mà cậu ta tự mình chấp bút, nguyện Nam Chiếu trở thành nước phụ thuộc của Đại Tề, thậm chí còn xin Hoàng đế Đại Tề ban hôn. Có điều sau cùng Hoàng đế cũng không đồng ý việc hôn nhân này, việc tú dựa vào sự ủng hộ của Đại Tề, chẳng bao lâu đã ổn định được tình hình trong nước của Nam Chiếu. Sau đó Nam Chiếu liền im lặng, chờ khôi phục sự phồn hoa trước kia, đến khi Tề nhiễm chết, y vẫn chưa từng nghe nói Nam Chiếu có biến động gì. Nhưng khi đó chính nội bộ đại tệ cũng dao động, bốn bề đều là kẻ địch phỉ thanh thậm chí còn chết trận xa trường. Nghĩ đến đây, đôi mắt tề nhiễm như bị phủ một lớp băng tuyết, y nói với Lâm Duyệt những gì có thể nói, cũng tỏ rõ thái độ của đại tề dành cho Nam Chiếu. Lâm Duyệt nghe xong hỏi lại, nâng đỡ việc tú tranh giành ngôi vị quốc chủ Nam Chiếu. Cái này có khác gì chuẩn bị thả hổ về rừng đâu, các ngươi không sợ một ngày nào đó con hổ này quay lại cắn đại tề một cái hay sao, tề nhiễm đáp, tất nhiên là đúng vậy. Nhưng đa số triều thần không muốn tiếp tục đánh nữa, mà đại tề cũng cần phải phục hồi đây là tình thế hiện tại của đại tề không thể thay đổi vì vậy trong mắt phụ hoàng thì nâng đỡ một quốc chủ mới là biện pháp ổn thỏa nhất hơn nữa việc tú vốn cũng đã không được yêu thương ở nam chiếu cậu ta muốn được nam chiếu công nhận thì rất cần đại tề ủng hộ lâm duyệt nói từ xưa chiến tranh đã vô tình dù thắng hay thua cũng đều như thế có điều ta cảm thấy nếu ngươi đã hiểu việc tú như vậy thì chắc chắn có biện pháp để khống chế cậu ta tề nhiễm đáp ngươi cũng quá đề cao ta rồi ta thật sự không có cách nào ai có thể khống chế lòng người cơ chứ lâm duyệt gật đầu cũng phải từ xưa đến nay lòng người dễ thay đổi có điều con tin kia cũng là kẻ thông minh ta cho rằng trước khi chuẩn bị vẹn toàn không nắm chắc hễ đánh là trúng thì cậu ta sẽ không tùy tiện ra tay xét về mặt nào đó thì cậu ta rất giống thái tử điện hạ tề nhiễm hơi sửng sốt y nhìn lại lâm duyệt hỏi lời này có ý gì lâm đại nhân cảm thấy cô có thể giống con tin nam chiếu kia ở điểm nào lâm duyệt không ngờ mình lại buột miệng nói ra điều đang suy nghĩ lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hơi ngại ngùng trước ánh mắt nghiêm túc học hỏi của tề nhiễm hắn đáp không phải là giống ở điểm nào mà là phong cách hành xử ta cảm thấy các ngươi đều rất tàn nhẫn với chính mình thậm chí còn dám tự ra tay hại mình tề nhiễm nghe vậy cũng chỉ ư một tiếng y biết vì nguyên nhân thể chất nên lâm duyệt đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện dơ bẩn trên đời vì vậy y cũng không kinh ngạc khi hắn có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Việt Tú, y chỉ không ngờ trong lòng Lâm Duyệt, y và Việt Tú lại là cùng một loại người. Vậy nên Lâm Duyệt mới tiến lên ngăn cản đám người kia, cũng là để ngăn cản hành vi tự sát của Việt Tú, phải chăng Lâm Duyệt cảm thấy Việt Tú rất đáng thương. Vậy thì Lâm Duyệt chọn hợp tác với y, ngoài trừ vì y có thể nhìn thấy hắn ra, phải chăng cũng vì cảm thấy y đáng thương. Nghĩ đến đây, Tề Nhiễm cảm thấy nghẹn ngẹn, thực không dễ chịu lâm duyệt không nghĩ đến một câu nói của mình lại khiến cho tề nhiễm nghĩ xa đến mức ấy hắn cho rằng tề nhiễm và việc tú giống nhau chỉ là vì ánh mắt khát khao được sống của hai người họ giống nhau việc tú muốn được sống tề nhiễm cũng vậy suy nghĩ của tề nhiễm rất nặng nề còn gánh vác những việc mà rất nhiều người không biết có những việc mà tề nhiễm làm lâm duyệt biết nhưng hắn lại không hỏi nguyên nhân thứ nhất là vì hai bên không thân thiết đến mức ấy thứ hai là vì lâm duyệt cứ cảm thấy khi tề nhiễm làm những việc kia cả người y đều thấy khó chịu lâm duyệt là một người chứng kiến lạnh lùng hắn nhìn tề nhiễm quyết định mọi việc nhưng không bao giờ lên tiếng ngăn cản cũng không hỏi đúng sai không khí lắng lại lâm duyệt không nghĩ quá nhiều hắt nói đúng rồi ta mang quà từ ngoài cung vào cho thái tử điện hạ không đáng giá lắm đâu nói xong lâm duyệt liền lấy một chiếc quạt trong tay áo ra quạt được làm thủ công rất tinh tế được vẽ hình hoa đào nở rực rỡ khi nhìn thấy chiếc quạt này lâm duyệt cũng không rõ mình nghĩ gì chỉ cảm thấy nó rất hợp với tề nhiễm, thế là quyết định mua nó. Tề nhiễm nhìn thấy chiếc quạt thì sắc mặt hơi kỳ lạ, người theo dõi việc tú hôm qua sau khi thấy Lâm Duyệt xuất hiện thì cũng theo dõi hắn. Tất nhiên tề nhiễm biết Lâm Duyệt đã mua cái gì, có điều y không nghĩ đến chiếc quạt đó lại là để tặng mình. Lâm Duyệt thấy tề nhiễm cứ nhìn chầm chầm chiếc quạt, hắn chớp mắt nói, nếu không thích thì ta lại tìm thứ khác cho thái tử điện hạ. Dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn thấy rầu rĩ lắm, tề nhiễm hẳn phải rất thích quạt xếp mới đúng chứ, thiên điện của Đông Cung còn có nơi chuyên dùng để trưng bày quạt xếp, chẳng lẽ hắn đoán sai? Tề nhiễm nhận lấy chiếc quạt mà Lâm Duyệt định thu về, nở nụ cười nhẹ, nói, thích thì thích, nhưng ta không nghĩ đến ngươi lại mua quạt hình hoa đào cho ta. Lâm Duyệt thấy nụ cười của tề nhiễm hơi kỳ lạ, bèn hỏi, chẳng lẽ có truyền thuyết gì về quạt hoa đào à? Không có gì đặc biệt, tề nhiễm chậm rãi mở quạt ra, từng đóa từng đóa hoa đào nở rộ trong tay y, khiến gương mặt y ánh lên chút sắc hồng xinh đẹp chỉ là bình thường loại quạt này được tặng cho người trong lòng lâm duyệt vậy à ta chỉ cảm thấy hình vẽ rất đẹp không nghĩ đến còn có cách giải thích này vậy thôi để ta lấy về tề nhiễm khép quạt lại cầm trong tay không sao đây là phong tục của tiền triều bây giờ cũng không mấy ai nhớ đến nữa quạt hoa đào cũng không còn thịnh hành như xưa tìm được một chiếc cũng là có duyên ta sẽ nhận vậy lần đầu tiên tặng quà lại tặng sai như thế lâm duyệt nói thái tử điện hạ thích thì tốt nói rồi lại phát hiện lời này dễ gây hiểu lầm tề nhiễm vừa nói chiếc quạt này dùng để tặng người trong lòng hắn liền đáp người ta thích thì tốt rồi ở thời hiện đại chính là vô ý trêu ghẹo người khác cũng may người cổ đại không quá phóng khoáng vậy nên lâm duyệt tìm cách dời đề tài nói ra thì ta cũng không biết sau này mình sẽ làm gì tề nhiễm cũng đáp thật ra ban đầu ta định sắp xếp ngươi vào hình bộ dù sao thì với năng lực của ngươi chắc chắn sẽ có thành tích tốt, nhưng vào chim sĩ phủ là ý của phụ hoàng. Lâm Duyệt vốn chỉ hỏi đầy dời đề tài, nhưng không ngờ tề nhiễm lại trả lời rất nghiêm túc. Hắn nói như đùa, hoàng thượng xem trọng ta như vậy, không sợ ta dạy hư thái tử điện hạ hay sao? Tề nhiễm thản nhiên đáp, Lâm Đại Nhân làm sao để dạy hư cô, kẻ có thể bị dạy hư tất là phượng tâm không vững, chí không kiên. Kiếp này, y có thể thiếu đi những thứ khác, nhưng tâm trí và nhẫn nại chắc chắn là đủ. Tề Nhiễm nói rất bình thản, nhưng nghe vào tai lại thấy rất kiêu ngạo, Lâm Duyệt thật lòng rất thưởng thức thái độ này của Tề Nhiễm. Hắn lười biến hạ thấp giọng đáp, có thể dạy hư Thái tử điện hạ hay không là bản lĩnh của ta, nhưng có chấp nhận bị dạy hư hay không lại là bản lĩnh của Thái tử điện hạ. Giọng nói của Lâm Duyệt vốn đã rất hay, đặc biệt là khi hắn cố ý đè thấp giọng, âm thanh vừa trầm lại vừa có từ tính, khi vang lên bên tai là đã gợi lên cảm giác tê dại, trái tim như bị một chiếc lông vũ phất qua. Lần đầu tiên tề nhiễm nghe thấy Lâm Duyệt nói một điều vô lý đến vậy, y lại bất giác tiếp lời, vậy thì cô phải rửa mắt mong chờ rồi, có điều vừa nói xong, tề nhiễm liền cảm thấy hơi phiền muộn. Trước mặt Lâm Duyệt, y dường như hơi ấu trĩ, dù trong lòng tề nhiễm ẩn giấu bao nhiêu suy nghĩ, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, y khẽ ho khan, nói, lát nữa cô dẫn ngươi đến chim sĩ phủ gặp gỡ những người khác, sau này các ngươi chính là đồng liêu cùng phò trợ cô, tề nhiễm nói thật lòng nhưng Lâm Duyệt lại không có ý định đó, người trong chim sĩ phủ ác hẳn đều là thân tín của tề nhiễm, quen thuộc lẫn nhau là lẽ dĩ nhiên. Nếu hắn đột ngột xen vào giữa, chắc chắn sẽ bị bài xích, hắn cũng không có thói quen đã biết bị lạnh nhạt còn cố gián lên. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và tề nhiễm tuy là hợp tác, nhưng vẫn chưa đi đến mức độ có thể giao phó hết cho nhau. Hắn là người mà hoàng đế hạ chỉ cho vào chim sĩ phủ, dù tề nhiễm tin hắn, thì người trong chim sĩ phủ cũng sẽ không tin nếu cả ngày hắn đều phải ở đó, mấy người kia nói chuyện với nhau cũng phải che che giấu giấu, thật sự là vô vị. Lâm Duyệt lại biến nhắc nằm bò ra bàn, nói, ta không có quan chức gì, không nên can dự vào thì hơn, dù sao đều là phò trợ thái tử, phò trợ ở đâu mà chẳng được. Nếu thái tử điện hạ cần, thì ta sẽ thường xuyên đến đông cung giải sầu cho thái tử điện hạ. Tề nhiễm tất nhiên nghe hiểu ý của Lâm Duyệt, hắn đang nói rằng, hắn không có ý định thăm dò bí mật của chim sĩ phủ, buổi sáng không đi, buổi tối cũng không hỏi đối diện với lâm duyệt như thế tề nhiễm chỉ khẽ đáp cô đã biết cô tin ngươi khi tề nhiễm nói lời này thì bắt gặp ánh mắt như cười như không của lâm duyệt y hơi rũ mắt chính y nghe xong còn không tin cũng không hy vọng lâm duyệt tin dù sao thì năng lực của lâm duyệt quá đặc biệt nếu y không thể nhìn thấy hắn như vậy lâm duyệt chính là sự tồn tại đáng sợ nhất trong bóng tối bởi vì hắn có thể biết được bí mật của bất cứ ai thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được tề nhiễm nghĩ đến việc này liền cảm thấy lạnh toát cả người nếu có ai đó giống lâm duyệt thì sao cũng may tề nhiễm không phải là người có tầm nhìn hẹp hòi việc trên đời vốn khó mà nói rõ ngay cả chính y cũng là một sự tồn tại đặc biệt đó thôi hơn nữa trên đời sau có thể có nhiều người mang năng lực đặc biệt như vậy đương nhiên hiểu rõ là một việc hạ quyết tâm đặt niềm tin vào hắn lại là việc khác lâm duyệt biết việc mà tề nhiễm còn khúc mắt bản thân hắn cũng từng rơi vào trạng thái hoang mang này suýt nữa còn khiến mình phát điên, sau này hắn mới nghĩ thoáng ra, bản thân sống thoải mái tự tại là đủ rồi, những việc khác cứ mặc nó đi, cũng vì thế mà hắn không cho rằng thái độ của tề nhiễm là sai, vậy nên Lâm Duyệt lại rất tự nhiên dời đề tài, vậy Thái tử Điện hạ định cho con tin Nam Chiếu gặp Hoàng thượng sao? Nếu tề nhiễm đã đặt bản tấu ở đây, chứng minh là y đang nghĩ đến việc này, hơn nữa cũng đã có quyết định, tề nhiễm gật đầu đáp, cô đang cân nhắc việc này lần này đại tề vẫn chọn nâng đỡ việc tú để tranh giành cùng các vương tử trong kinh đô nam chiếu khiến cho người ở đó dù kiên kỵ nhưng lại không dám làm bừa chỉ có điều việc tú không phải là một con thỏ vô hại mà là một con sói biết cắn người khi trưởng thành vì vậy tề nhiễm tất nhiên phải thận trọng hơn y không muốn lại bồi dưỡng ra một đối thủ khó chơi cho chính mình y không sợ đối thủ nhưng không muốn phí công sức không chỉ mất tiền bạc mà còn mất sức dân lâm duyệt trầm ngâm một lát rồi nói ta cho rằng thái tử điện hạ cứ thử đổi một cách nghĩ khác bây giờ tình hình của nam chiếu cũng gian nan dân sống không yên nếu vua nam chiếu đời tiếp theo mà có lòng thì nhất định nội bộ nam chiếu có thể phát triển kinh tế sắp xếp tốt cho dân chúng lưu lạc nhưng nếu kẻ đó không muốn làm vậy mà chỉ một lòng muốn đánh đại tệ, thì lẽ đương nhiên là sẽ mất lòng dân con tin nam chiếu có ý định này hay không hẳn là thái tử điện hạ hiểu rõ nhất việt nam chiếu và đại tề ngày sau liệu có tiếp tục đánh nữa hay không thì đã là chuyện của ngày sau rồi nếu thật sự có ngày đó chẳng lẽ đại tề không thể dân giàu nước mạnh hơn hiện tại sao chẳng lẽ thái tử điện hạ còn sợ tề nhiễm nghe xong lời của lâm duyệt liền cảm thấy tầm mắt như được mở rộng thoáng đãng vô cùng y sống lại một lần vẫn luôn muốn nắm giữ hoàn toàn mọi việc trong lòng bàn tay muốn tất cả đều phải diễn ra theo ý mình mà y lại quên người và việc trên đời này có muôn vàng làm sao y có thể nắm bắt tất cả được?" Tề Nhiễm nhướng mày, nói, nghe một lời của người còn hơn đọc sách 10 năm, Lâm đại nhân không hổ là nhân tài mà phụ hoàng xem trọng, quả nhiên là có cách nhìn thấu đáo hơn kẻ khác. Lâm Duyệt lắc đầu đáp, "Ta không dám tham công, thái tử điện hạ vốn đã có suy nghĩ này rồi, chẳng qua nhất thời không kịp phản ứng, dù ta không nói ra thì chính ngươi cũng sẽ tự nghĩ thông, chỉ khác nhau sớm muộn mà thôi." Tề Nhiễm cũng không đặt nặng vấn đề này, y nhìn Lâm Duyệt, nói, nếu ngươi tạm thời không muốn đi chim Sĩ phủ, vậy sau này cứ đến thẳng Đông cung tìm ta." Lâm Duyệt nheo mắt nói, "Thái tử điện hạ không thấy ta phiền là được." Nói xong hắn còn thuận tay bốc luôn một miếng bánh khắc hình hoa đào cho vào miệng. Tề Nhiễm nghĩ, hẳn là bản thân Lâm Duyệt còn chưa phát hiện ra hắn ở Đông cung thoải mái như ở trong nhà mình vậy. Nhưng Tề Nhiễm cũng không lên tiếng nhắc nhở, y cho rằng cảm giác này không tệ. Ngày hôm đó, Lâm Duyệt bình yên ở trong Đông cung, Tề Nhiễm giữ hắn lại dùng bữa trưa đến chiều tề nhiễm phải xử lý tấu chương các nơi đưa đến số tấu chương này đã được hoàng thượng lựa chọn sai người đưa sang đông cung tề nhiễm cần phải nhanh chóng giải quyết lâm duyệt quá rảnh rỗi nên còn ghé đến xem thử trong tấu chương viết những gì tề nhiễm xem như là ngầm cho phép hành động vô lễ của hắn lâm duyệt chỉ xem qua vài bản tấu là đã thấy chán đến ngủ gật trong tấu chương cũng không chỉ viết về việc lớn trong nước có người thì kể lại vụ án mà mình đã phán xử ví dụ như có hai người đàn ông tranh giành một hoa khôi rồi bị thương, còn mình thì phán xét công bằng ra sao, có người thì thuần túy là tán dốc, gửi tấu chương từ ngàn dặm về để giới thiệu phong tục tập quán ở chỗ mình, rồi giới thiệu các nhân vật nổi trội, hoặc là chỉ để bày tỏ lòng mong nhớ hoàng đế của mình, hy vọng có thể về kinh gặp hoàng thượng, vơ vơ. So ra thì các viên quan giới thiệu có tài tử nổi danh ở chỗ mình tổ chức hội thi thơ đã có thể xem là tương đối nghiêm túc rồi. Lâm Duyệt nhìn tề nhiễm đang nghiêm túc phê tấu chương, thầm nhủ nếu hắn mà là hoàng đế chắc cũng sẽ sớm lập một thái tử rồi sớm ném cái việc phê tấu chương này cho thái tử làm bằng không càng xem càng dễ trở thành nóng tính mất thôi tề nhiễm làm việc trong chức trách của mình thì rất chăm chỉ còn quên mất lâm duyệt đang ở đây lên tiếng bảo hắn mài mực tuy rằng lâm duyệt chưa từng làm việc này nhưng xem tivi cũng thấy nhiều rồi nghĩ nghĩ rồi hắn còn thật sự đứng lên trước mặt tề nhiễm vén tay áo đi mài mực khi tề nhiễm phát hiện ra là người khác lâm duyệt liền nói ta còn chưa từng mài mực đó lần này để ta làm đi tề nhiễm cầm bút im lặng hồi lâu sau cùng mới khẽ ư cứ như vậy hai người không hẳn là tri kỷ lại một cần bút viết một mài mực thế mà lại mang đến cảm giác hòa hợp kỳ lạ lâm duyệt trời đông cung sau khi tề nhiễm đã xử lý xong tâu chương các tường tự mình đi tiễn hắn đối với lâm duyệt vừa cướp việc làm của mình các tường cảm thấy thật phức tạp người trong đông cung đều tưởng rằng lâm duyệt là người được thái tử tin dùng ai cũng tỏ ra rất lễ phép chỉ có riêng lâm duyệt và tề nhiễm mới biết quan hệ đôi bên vẫn còn khá khó đoán các tường đưa người ra khỏi cung rồi lại lặng lẽ quay về bên tề nhiễm trong tay tề nhiễm là chiếc quạt mà lâm duyệt tặng tề nhiễm nghe thấy tiếng bước chân không ngẩng đều lên bình thản hỏi về rồi các tường cưới đáp nô tài đã nhìn thấy lâm đại nhân ra khỏi cửa cung hắn nhìn quạt xếp trong tay tề nhiễm lên tiếng khen ngợi đây hẳn là của lâm đại nhân tặng quả là đặc sắc hơn bình thường tề nhiễm gấp quạt lại đưa cho các tường Nói, quạt đúng là quạt tốt, chỉ tiếc, chỉ tiếc tặng sai người. Khi đó y sợ Lâm Duyệt quá xấu hổ mới không nói thêm, quả thật có một câu chuyện về chiếc quạt hoa đào, thời Tiên Triều, có một tiểu sinh vẽ nên một chiếc quạt hoa đào nở rộ, người được tặng là một thư sinh thường đến xem cậu ta biểu diễn, hai người có thể xem như là tình cảm sâu đậm. Sau đó, thư sinh bị người nhà ép cưới vợ, tiểu sinh vì đau lòng mà ngã bệnh, cuối cùng chết vì đau buồn. Trước khi chết, máu là cậu ta ho ra nhùm trên chiếc quạt chẳng khác nào hoa đòa đua nở thư sinh nghe được tin này không bao lâu sau ngã xuống nước chết đuối sau đó những người nam có tình cảm đoạn tụ phân đào thường tặng nhau một chiếc quạt hoa đào đến hiện giờ người đời đã quên câu chuyện này rồi lâm duyệt chọn chiếc quạt này có lẽ là vô ý mang tặng cho y cũng chỉ là vô tâm tề nhiễm hiểu tấm lòng của hắn nên mới không nói thẳng ra việc này tránh làm mất mặt lâm duyệt tuy rằng lâm duyệt hẳn là không quan tâm nhưng nghĩ đến vẻ mặt lâm duyệt khi nghe y nói quạt dùng để tặng người trong lòng tâm trạng của tề nhiễm liền nhẹ nhàng hơn mấy phần y nói nhàn nhạt cất vào phòng để quạt đi các tường nghe vậy thì lại rất thắc mắc trong phòng để quạt toàn là những chiếc quạt mà tề nhiễm không dùng đến hắn tưởng rằng tề nhiễm rất thích chiếc này chứ không ngờ lại đoán sai rồi có điều hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ chứ không nói ra trước mặt tề nhiễm chỉ vội đáp nô tài đi cất ngay đây tề nhiễm ư một tiếng sau khi các tường trở lại y nghĩ nghĩ rồi vẫn rời đông cung, đi gặp hoàng đế. Ngày Lâm Duyệt vào cung thu hút ánh mắt của rất nhiều người, kể cả người của chim sĩ phủ, thế như kết quả thì không một ai, kể cả ông cụ Lâm và Lâm Trung, đoán được, Lâm Duyệt lại ở trong đông cung cả một ngày. Ông cụ Lâm bức thiết muốn biết cả ngày Lâm Duyệt ở trong đông cung làm cái gì, nhưng ông cũng biết rõ với tính cách của Lâm Duyệt, chắc chắn hắn sẽ không nói ra. Ông cụ Lâm bèn bảo Lâm Trung đi hỏi, Lâm Trung không dám cãi lời ông cụ, ra khỏi thư phòng, trong lòng sầu khổ. Ông ta cũng không nắm chắc có thể hỏi chuyện Lâm Duyệt, Lâm Trung vốn muốn để Trương Thị đi thăm Lâm Duyệt trước, sau đó dò hỏi tình hình trong Đông Cung hôm nay, nhưng khi sắp về đến nơi ở của mình, ông ta lại quay người đi ngô đồng trai. Khi Lâm Trung đến thì Lâm Duyệt vừa tắm rửa xong, đang uống trà hóng gió ngoài hành lang. Đương nhiên hắn ăn mặc chỉnh tề rồi, nhưng tóc thì vẫn còn ướt, Lâm Trung thấy vậy thì cho mày nói, tuy rằng thời tiết bắt đầu nóng lên, nhưng sao lại không bảo nô tỳ lau khô tóc đi chứ người hầu ở chỗ này của ngươi hầu hạ thế nào vậy nếu không tận tâm thì đuổi ra ngoài chờ ít lâu nữa mẫu thân ngươi chọn vài người mới đưa sang lâm trung nổi giận mấy người bán hạ và đinh hương cũng không dám nói là lâm duyệt sai chỉ có thể quỳ xuống nhận tội nói là mình sai tuy lâm duyệt thích hưởng thụ nhưng hắn lại không muốn người khác đến gần mình quá việc thường ngày như lau tóc mặc quần áo đều là do hắn tự làm không phiền đến người khác bây giờ hắn cũng sẽ không vì mình mà làm khó nhóm người bán hạ hắn chỉ chậm rãi nói ta tự mình không muốn lau khô liên quan gì đến các nàng đâu lâm trung liếc mấy người bán hạ một cái nói nếu thiếu gia đã mở miệng vậy lần này tha cho các ngươi ra ngoài hết đi bán hạ đinh hương biết chủ nhân có việc cần bàn sau khi vái chào thì lập tức lui ra chờ người đi hết lâm trung ngồi xuống đối diện lâm duyệt ông ta không nói gì lâm duyệt cũng không lên tiếng muốn thi nhẫn nại với nhau lâm duyệt dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất sau cùng lâm trung vẫn không nhịn được nữa ông ta dùng tay che miệng ho khan hai tiếng rồi mới nói hôm nay ngươi ở đông cung thế nào lâm duyệt đáp rất tốt lâm trung lại nói thân phận thái tử cao quý ngươi hầu hạ bên cạnh ngài thì tuyệt đối không thể tùy tiện lâm duyệt ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm một lát mới đáp rõ lời này hôm qua đã nghe rõ ta lúc nào cũng khắc ghi trong lòng Lâm Trung cứ thấy trong lòng như bị mèo cào, nhưng Lâm Duyệt lại nhất định là hỏi gì đáp nấy, tuyệt không nói thêm. Sau cùng Lâm Trung không thể uyển chuyển thêm được nữa, bèn hỏi, Hoàng thượng chính miệng cho phép ngươi vào chim sĩ phủ, hôm nay làm gì ở chỗ thái tử, tại sao lại không đi gặp các đồng liêu? Lâm Duyệt thấy ông ta cuối cùng cũng nói ra mục đích đến gặp mình, hắn chậm rãi uống mấy ngụm trà rồi đáp, thái tử cảm thấy ta không quen biết những người đó, nên không đi nữa, sau này nếu quen rồi thì tự nhiên sẽ đi thôi. Còn về phần ta làm gì ở Đông cung, mài mực cho thái tử thôi, lần đầu tiên làm chuyện này, rất thú vị." Lâm Trung há hốc miệng, "Mài mực thì có gì thú vị?" "Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất là không gây nên chuyện gì." Lâm Trung biết Lâm Duyệt chắc chắn đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng ông ta cũng không định hỏi, sau chỉ dặn dò thêm vài câu rồi bỏ đi. Lâm Duyệt ngồi đó nhìn theo Lâm Trung, chậm rãi uống cạn chén trà trên tay. Ngày hôm sau, Chuyện Lâm Duyệt mài mực cho thái tử hết một ngày liền truyền ra từ miệng một người hầu chuyên đi mua thức ăn của Lâm phủ. Người có ý đồ thì đã nhanh chóng nghe ngóng được, ngày hôm đó ông cụ Lâm và Lâm Trung lên triều còn khá lơ đãng, tự như gián tiếp chứng minh lời đồn này. Hôm đó Lâm Duyệt vào đông cung lại ở hết một ngày, cũng không gặp gỡ các quan viên trong chim sĩ phủ, thế là lời đồn về hắn lan truyền trong cung càng lúc càng nhanh. Phiên bản được tin nhiều nhất chính là thái tử không tin tưởng Lâm Duyệt chỉ vì ngài thánh chỉ và mặt mũi của nhà họ Lâm nên giữ hắn lại Đông cung, làm tên thư đồng mài mực, lời đồn lại thông qua triều thần truyền đến hậu cung rồi vào tai hoàng đế. Hoàng đế nghe được còn đặc biệt hỏi riêng Tề Nhiễm, "Con thật sự bất mãn về Lâm Duyệt đến vậy à?" Tề Nhiễm cảm thấy chuyện này đúng là tai họa vô cớ, y đáp lời hoàng đế, "Bẩm phụ hoàng, lời đồn là không đáng tin. Những ngày này Lâm Duyệt đến Đông cung còn tự do hơn ở trong nhà chính mình, rảnh rỗi thì tán gẫu với y." mệt thì nằm bò ra ngủ y tự thấy mình làm thái tử còn không được thư thái bằng hắn sau đó còn đòi y cho người chuẩn bị một cái sập nhỏ nói là nằm trên bàn ngủ không thoải mái y nể tình quan hệ hợp tác giữa hai bên thỏa mãn nguyện vọng của lâm duyệt còn chuyện mài mực thì chỉ có ngày thứ nhất thôi sau này y cũng không để lâm duyệt làm nữa tề nhiễm nghĩ đến những việc này sắc mặt hơi nghiêm nghị y nói phụ hoàng cũng biết sức khỏe lâm duyệt vốn đã yếu cũng không nắm rõ việc triều đình càng không biết phải giao thiệp với các quan viên khác thế nào hắn muốn ở lại chỗ nhi thần học tập thêm rồi mới vào chim sĩ phủ qua một khoảng thời gian nữa nhi thần lại dẫn hắn đi hoàng đế nhướng mày nhìn tề nhiễm nói con đối xử với lâm duyệt rất khác biệt tề nhiễm sững người không hiểu ý của hoàng đế hoàng đế khẽ bật cười nói trẫm chỉ cảm thấy nếu là người khác mà phóng túng trong đông cung như thế con nhất định sẽ không tha tội chứ càng đừng nói đến chuyện lên tiếng thay hắn đương nhiên ngoại trừ phỉ thanh thì cũng không ai dám quậy phá trong đông cung đâu tề nhiễm không nghĩ đến hoàng đế lại nói việc này y không thể nói ra điểm đặc biệt của lâm duyệt chỉ đáp lần đầu tiên nhi thần mới gặp loại người thích nói nhăn nói cuội như lâm duyệt vậy nên khoan dung vài phần mà thôi hoàng đế cũng nhớ lại lần đầu tiên gặp lâm duyệt sau đó lại nghĩ đến ông cụ lâm cũng thỉnh thoảng bất thường hoàng đế nhướng mày nói con còn nói chứ phong cách của nhà họ lâm quả nhiên là khác người tề nhiễm hiểu được ẩn ý trong lời của hoàng đế y cũng im lặng theo. Người khác làm quan thì 10 ngày lên triều một ngày nghỉ, đến phiên lâm duyệt thì tề nhiễm bèn dùng lý do sức khỏe hắn không tốt, cho phép hắn làm 5 ngày nghỉ một ngày. Lâm duyệt cảm thấy tề nhiễm đúng là một ông chủ chu đáo, nếu ở thời hiện đại, y chính là kiểu dù có trả lương thấp một chút thì nhân viên cũng không muốn nghỉ việc. Hôm nay là ngày lâm duyệt được nghỉ, đột nhiên lại có người hầu thông báo vương tử Nam Chiếu đến thăm. Ở Kinh Thành hiện nay, vương tử Nam Chiếu là một sự tồn tại đặc biệt, tuy rằng gần đây cậu ta đã gặp được hoàng đế, cũng không còn ai dám đến bắt nạt nữa, nhưng cũng không có ai muốn dây dưa quá nhiều với cậu ta. Lâm Duyệt vốn dĩ không định gặp mặt, nhưng nhớ đến tề nhiễm từng nhắc về kế hoạch nam chiếu, hắn nói, mời vào đi, lần này Việt Tú không đi một mình, còn dẫn theo một thị vệ cao lớn vạm vỡ mặt đen nhẽm, cậu ta còn mang quà đến cho Lâm Duyệt. Chính là bức tượng quan âm bằng ngọc mà lúc trước không tặng được. Lâm Duyệt cầm bức tượng lên xem, chất ngọc mượt mà, ống ánh trong veo, chạm vào rất thoải mái, nhưng hắn lại nhanh chóng đặt xuống, hỏi, vương tử tặng ta thứ này, không sợ người khác đến gây chuyện với ta sao? Việc tú tỏ ra sốt ruột, sợ lâm duyệt từ chối, vội nói, không đâu, ta cũng không còn thứ gì quý giá nữa, đây chỉ là để cảm ơn ngươi đã cứu mạng mà thôi. Thật ra cậu ta hiểu lầm lâm duyệt rồi, hắn đặt bức tượng vào hộp, chậm rãi đậy nắp để sang bên cạnh tay mình xem như là nhận quà, lại hỏi, tấm lòng của vương tử thì ta đã nhận rồi, hôm nay vương tử đến là có việc gì, việc tú thở phào, đáp, ta chỉ muốn cảm tạ ân nhân, không có ý gì khác, cảm tạ ân cứu mạng của ân nhân, cũng cảm tạ ân nhân đã nhắc đến ta trước mặt thái tử, để ta có cơ hội được gặp thiên nhan, để tìm được ân nhân, ta đã cho người hỏi thăm khắp nơi, mong ân nhân đừng để bụng việc này, ngày hôm đó, sau khi gặp được Lâm Duyệt, việc tú liền cho người đi thăm dò tin tức của hắn, chỉ có điều không thu được gì. Đồng thời cậu ta vẫn tiếp tục dân tấu xin gặp hoàng đế cậu hiển nhiên cũng chưa từng kỳ vọng có thể gặp được hoàng đế nhờ vào mấy quyển tấu chương. Khi cậu ta còn đang cân nhắc nên dùng cách nào thu hút chú ý của hoàng đế thì đột nhiên được triệu vào cung. Sau khi vào cung, cậu ta tất nhiên phải đau khổ khóc lóc, biện giải thay Nam Chiếu, thậm chí còn dáng tiếp tiết lộ quyết tâm muốn quay về Nam Chiếu của mình. Việc Tú không có chỗ dựa ở Nam Chiếu, cậu ta cần đại tề ủng hộ. Khi đó hoàng đế đại tề cũng không nói gì, chỉ bảo cậu ta cứ yên tâm sống ở Kinh Thành, nếu thiếu cái gì thì cứ thẳng thắn yêu cầu. Việc tú nghe vậy liền thật sự yên tâm, cậu không tin hoàng đế đại tệ không biết chuyện mình bị bắt nạt, nhưng trên thực tế những sỉ nhục này nhẹ hơn rất nhiều so với khi ở Nam Chiếu, cậu đã quen rồi. Nếu hoàng đế đại tề đã mở miệng, vậy thì những việc đó sẽ không tiếp tục xảy ra nữa. Sau cùng hoàng thượng còn nói rằng tấu chương mà cậu ta từng dâng lên đều bị người khác giấu đi, còn may là thái tử tình cờ nhìn thấy, nên mới nhắc đến việc này với ngại việc tú nghe là hiểu được ẩn ý tất nhiên là tỏ ra vô cùng cảm kích tạ ơn tề nhiễm việc tú đã xem lần vào cung này là bước đầu tiên để cậu ta đạt thành một hiệp nghị nào đó với đại tề khi rời khỏi cung điện của hoàng đế người đi cùng cậu ta chính là vị thái tử phong thái như trúc kia người nọ chậm rãi nói một câu thật ra cũng nhờ trước khi vào cung thì lâm duyệt tình cờ gặp được vương tử mới nói một lời với cô vương tử ủa thật bị uất ức rồi phụ hoàng đã cho người đến cảnh tỉnh an đại nhân mong rằng vương tử không để bụng việc trước kia, việc tú biết cảm giác mình là cá nằm trên thất người là dao, tất nhiên sẽ không tỏ ra bất mãn, hoặc là ít nhất thì bây giờ không thể, cậu ta chỉ làm như không nghe thấy câu nói phía sau, lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, được ân công cứu giúp, việc tú vẫn luôn muốn báo đáp ân công, nhưng lại không biết ân công là ai, mong thái tử điện hạ cho biết, tề nhiễm đáp, chỉ là một câu nói thôi, cô tất nhiên không cần giấu giếm. Chính là lâm duyệt của lâm phủ việc tú biết được tên họ của lâm duyệt lại đặc biệt cho người đi hỏi thăm chuyện của lâm duyệt sau đó mới dám đến cửa lâm duyệt nói nếu vương tử muốn cảm ơn thì nên cảm ơn thái tử vì thái tử nhớ đến vương tử chứ không phải công lao của ta việc tú vẫn cố chấp ta tất nhiên ghi nhớ ân đức của thái tử nhưng ân nhân đã cứu mạng ta cũng là sự thật việc tú thật lòng cảm tạ lâm duyệt phát hiện ra việc tú trước mặt mình có hơi khác biệt hình như không có lớp áo khoác yếu đuối nhất gan bình thường tuy thân hình cậu ta vẫn rất gầy gò nhưng cả người tràn ngập hy vọng lâm duyệt biết mình không phải loại người đó thậm chí còn thầm khâm phục những người như vậy đối với người bò ra từ địa ngục chỉ cần có một tia hy vọng mỏng manh họ cũng sẽ nắm chặt trong tay biến nó thành một vần sáng rực rỡ việc tú bị cuộc sống áp bức cậu ta rất biết nhìn sắc mặt người khác có vẻ như rất cẩn trọng tuy lâm duyệt rất ít khi đáp lại vẻ mặt cũng lạnh nhạt nhưng việc tú đã cảm thấy thỏa mãn rồi Việt Tú ở Lâm Phủ chỉ khoảng một nén nhang, sau đó được Lâm Duyệt sai người tiễn đi. Ra khỏi Lâm Phủ, Việt Tú mới ngoảnh lại nhìn vị trí nơi ở của Lâm Duyệt, sau đó chậm rãi thu lại ánh nhìn. Lâm Duyệt là người đầu tiên cư xử hòa nhã với cậu ở Đại Tề, từ khi sinh ra đến nay, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình để sống, chưa bao giờ nghĩ đến vị là người đầu tiên vương tay ra với cậu, một người Đại Tề. Việt Tú dừng một lát rồi quay người rời đi. Ngày tiếp theo khi Lâm Duyệt đến Đông Cung, phát hiện không khí trong đông cung có vẻ nặng nề. Cung nữ thái giám đều hết sức cẩn thận, ngay cả thái giám thân cận của tề nhiễm là các tường có có vẻ mặt khá xấu. Lâm Duyệt nhíu mày, các tường nhìn thấy hắn thì thấp giọng nói nhanh, có lẽ vì qua vài ngày nữa là ngày dỗ của hoàng hậu nương nương, thái tử đau lòng quá mức, đêm qua mơ thấy ác mộng, sáng nay tâm trạng không tốt lắm, thậm chí không dùng bữa sáng nữa, Lâm Đại Nhân hôm nay đừng đi trêu chọc điện hạ, Lâm Duyệt câm nín, đáp, ta trêu chọc y làm gì? Chán sống à?" Mặt các tường nhăn nhó, chỉ với việc Lâm Duyệt dám gọi Tề Nhiễm là y, hắn đã muốn ngăn không cho Lâm Duyệt vào trong rồi. Lâm Duyệt không biết suy nghĩ của các tường, hắn đẩy cửa đại điện rồi bước thẳng vào. Tề Nhiễm đang luyện chữ, giấy tuyên bị vứt bỏ đầy trên đất. Lâm Duyệt cúi xuống nhặt một tờ lên nhìn, phát hiện nét chữ rất đẹp, không biết vì sao Tề Nhiễm lại không hài lòng. Mấy ngày nay hắn đều ở chỗ Tề Nhiễm buổi sáng, đến tối liền lười không đi nữa. Không biết đêm qua Tề Nhiễm mơ thấy cái gì mà sáng nay lại bị dọa thế này. Tề Nhiễm lại viết hỏng một tờ, y ném giấy xuống đất, chuẩn bị lấy một tờ giấy tuyên mới. Lâm Duyệt hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Tâm trạng không tốt muốn trút giận lên giấy là vô dụng đó, còn không bằng nói ra một chút." Tề Nhiễm dừng bút, đáp: "Cũng không có gì, chỉ là như bị bóng đè." Lâm Duyệt ừ một tiếng, đi ra ngoài cửa bảo các tường đi chuẩn bị cháo và điểm tâm. Các tường thấy Tề Nhiễm không lên tiếng thì không dám làm sau cùng lại nghĩ cứ để tề nhiễm đói cả ngày cũng không được đành nghiến răng dậm chân chạy đến nhà bếp nhỏ cháo và điểm tâm là đồ có sẵn các tường mang đến bằng tốc độ nhanh nhất lâm duyệt nói các ngươi cứ tránh ra xa đi hôm nay ta hầu hạ thái tử điện hạ dùng bữa các tường vân dạ đuổi hết người canh gác trước cửa điện bao gồm chính hắn sang một bên lâm duyệt bày thức ăn xong nhìn tề nhiễm nói dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mơ xong rồi thì chẳng sao nữa ngươi cần gì phải nghĩ nhiều, chẳng lẽ còn việc nào khác lớn hơn ăn cơm sao? Cơ thể là của chính mình, bị thương thì không ai quan tâm đâu, tề nhiễm ư một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mà Lâm Duyệt vừa kéo ra. Y ăn được nửa bát cháo, lại không ăn miếng điểm tâm nào, trong đại điện rất yên tĩnh, đến nỗi dù chỉ là một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, tề nhiễm buông thìa, đột nhiên lên tiếng, Mai Phi ngã bệnh. Hôm qua ta đi cung văn ương thăm bà ta, dù bên cạnh y có vô số người hầu hạ nhưng lại không tìm thấy một người để giải bày tâm sự một lâm duyệt có năng lực đặc biệt quả thực chính là người nghe tốt nhất mai phi là mẹ ruột của tề anh cũng là mẹ nuôi của tề nhiễm lâm duyệt biết rõ việc này bèn nói vậy thì làm sao tề nhiễm đáp mai phi nương nương khiến ta nhớ đến mẫu hậu nhưng mẫu hậu mất từ khi ta còn quá nhỏ căn bản không nhớ được dáng vẻ của bà mai phi nương nương hẳn là bệnh nặng rồi bà ta nắm tay ta mà hỏi có phải ta hiểu lầm bà và thất đệ hay không? Khi đó Tề Anh cũng có mặt, Mai Phi rưng rưng nước mắt, bà ta nhìn y mà nói, thái tử phải chăng nghe phải lời đồn, hiểu lầm ta và anh nhi có ý đồ gì, hay cho rằng nhà họ Phỉ không một lòng với thái tử điện hạ, vì vậy mới từ chối việc hôn nhân với nhà họ Phỉ, cũng xa cách ta và anh nhi. Tề Nhiễm biết Mai Phi đang thăm dò mình, nếu thật sự bệnh nặng đến mức hồ đồ thì sẽ không chờ cho cung nữ thái giám đều lui ra hết mới hỏi vậy. Tất nhiên là y phủ nhận, đáp Cô hiểu rõ tình cảm của Mai Nương Nương dành cho cô, tất nhiên sẽ không vì vài lời đồn đãi mà làm tổn thương tình cảm giữa cô cùng Mai Nương Nương và thất đệ. Tề anh cũng nói, "Bẩm mẫu phi, người nghĩ nhiều rồi, Tam ca không phải người như vậy. Từ sau khi trở về từ hành cung Lạc Sơn, Tề anh đã được hoàng thượng sắp xếp đến binh bộ rèn luyện, những ngày nay hai anh em rất ít khi gặp mặt." Lâm Duyệt ở trong Đông cung lâu như vậy rồi mà chưa từng gặp Tề anh lần nào. Thật ra Tề Nhiễm khá là hài lòng với tình trạng này không gặp là tốt nhất mai phi lại nói với tề nhiễm rất nhiều nhắc đến tề nhiễm khi còn nhỏ lại nói về mẹ của y mai phi nói lời ta nói tuy rằng vô lễ nhưng từ khi vào cung ta đã xem thái tử như con ruột của mình thái tử đừng vì lời đồn mà xa cách anh nhi tề nhiễm và tề anh tất nhiên là đồng ý mai phi trong lúc mơ màng lại nhắc đến phỉ an ninh ngã bệnh nhà họ phỉ đã mời ngự y ngự y chỉ nói là trong lòng không vui khi nói đến đây Mai Phi tỏ ra buồn bã nhìn tề nhiễm, tự như nuốn nói chỉ cần tề nhiễm đến nhà họ phỉ thăm phỉ an ninh một chuyến, nàng ta sẽ khỏi bệnh. Tề nhiễm chỉ làm như không biết, đáp, nếu biểu muội ngã bệnh, cô liền xin phụ hoàng cho vương khoa đến bắt mạch là được. Mai nương nương cứ yên lòng, biểu mùi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Mai Phi rưng rưng nước mắt, gật đầu, vậy cũng được, sau đó Mai Phi uống xong thuốc thì cũng đã mệt, tề nhiễm cùng tề anh rời khỏi đó. Tề nhiễm về Đông Cung, tề anh cũng đi theo, suốt dọc đường tề anh đều lơ đãng khi đến đông cung tề anh mới cẩn trọng hỏi tam ca tuy rằng việc này đệ không nên hỏi nhưng đệ vẫn muốn hiểu rõ việc huynh chọn thái tử phi rốt cuộc là thế nào tề anh từng nghe mai phi nói phỉ an ninh sẽ trở thành thái tử phi hắn cho rằng đây là việc vui lại không ngờ sau cùng tề nhiễm từ chối sau đó đến hội săn mùa xuân hắn cũng quên mất việc này nào ngờ hôm nay mai phi lại nhắc đến bệnh của phỉ an ninh vừa nghe đã biết là tâm bệnh hắn cũng có thể hiểu được, mấy năm nay nhà họ phỉ luôn từ chối người đến cầu hôn chính là vì vị trí thái tử phi, bây giờ không còn nữa, phỉ an ninh liền trở thành đối tượng để người khác cười chê. Tề nhiễm lạnh nhạt đáp, đây là ý của phụ hoàng, tính cách của biểu muội an ninh không phù hợp với vị trí thái tử phi của Đông Cung, tề anh ư một tiếng, rồi lại nói, tam ca, mẫu phi vốn mềm lòng. Bà vừa lo lắng cho Huynh cũng vừa nghĩ đến nhà họ phỉ, Huynh đừng nghĩ nhiều, tề nhiễm khẽ cười, đáp, yên tâm, Ta không nghĩ nhiều. Để làm việc ở binh bộ, có thời gian thì chuyển lời cho Cửu Cửu để bọn họ yên tâm chữa bệnh cho biểu muội, Tề Anh đồng ý. Đêm đó, Tề Nhiễm liền mơ thấy ác mộng, một tấm long bào, vài bức thư mưu phản được tìm thấy trong Đông cung, y kinh ngạc, bị tống vào thiên lao không biết ngày đêm, y hoảng sợ. Nhà họ Phỉ ủng hộ Tề Anh, y bừng tỉnh, tin tức Phỉ Thanh chiến trên chiến trường, sau cùng là hương vị sống không bằng chết khi uống rượu độc, tất cả tràn vào giấc mơ của y y chìm trong giấc mộng đó cả đêm, khi trời sáng, cả người là mồ hôi lạnh. Lâm Duyệt thấy tề nhiễm như vậy, nói, Mai Phi nương nương có con trai của mình, nảy sinh suy nghĩ khác cũng là dễ hiểu thôi. Có điều ta không hiểu được, Thái tử Điện Hạ hẳn là biết rõ tất cả, nếu không thì cũng không làm những việc đó. Đã vậy, Thái tử cần gì phải thế này, chẳng lẽ hối hận sao? Nét mặt tề nhiễm lạnh băng, y khẽ đáp, cô đã làm thì sẽ không hối hận, chỉ có điều y vẫn cảm thấy ấy nấy với tề anh không biết gì. Lâm Duyệt biết rõ y đã làm những việc dơ bẩn gì, y cũng chỉ có thể nói chuyện này với hắn. Nói hết những lời giấu trong đáy lòng rồi, tề nhiễm đã cảm thấy khá hơn, dù y có ấy nấy, nhưng lại không hối hận. Nếu tề anh trở thành hoàng đế, sao Mai Phi có thể tha cho thái tử như y, nếu tề tỉnh trở thành hoàng đế, kết cục chờ đợi y vẫn sẽ là một chén rượu độc, cùng một tang lễ tử tế mà thôi, y sống lại một kiếp, không phải để nhận được những thứ đó, vậy nên dù cho sau cùng phải cô độc một mình, không còn anh em, không còn tất cả, y cũng sẽ không hối hận. Lâm Duyệt không nói nữa, đây là việc giữa tề nhiễm và tề anh, hắn chỉ là người ngoại không có tư cách xen vào. Tiếc thay cho nhà đế vương, con đường dẫn đến ngai vàng của hoàng đế vốn chất chồng xương trắng, máu chảy đầm đìa, không thể có chuyện các hoàng tử thôi trang giành. Ngai vàng chỉ có một, đế vương cũng chỉ có một, những người khác phải quỳ lạy. Hắn cũng không thể an ủi tề nhiễm rằng đừng để ý những việc này, bởi vì hắn không có lập trường, không nên nói ra đây là việc giữa anh em bọn họ, đã đưa ra quyết định ra sao thì phải gánh vác hậu quả tương xứng, không ai có thể gánh vác thay bọn họ. Lần này Lâm Duyệt chỉ ở lại Đông Cung một lát, vì Tề Nhiễm đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi Hoàng đế gọi Tề Nhiễm đến thương lượng xử lý vụ án gian lận thi cử ở Giang Nam, hắn liền rời Đông Cung. Trên đường ra khỏi Hoàng Cung, thế mà lại gặp phải vị cửu hoàng tử Tề Tĩnh xinh đẹp hơn phụ nữ kia, Tề Tĩnh nhìn hắn một cái, vừa cười tủm tỉm vừa chào hỏi lâm đại nhân vừa rời khỏi đông cung của thái tử đó sao lâm duyệt gật đầu nói phải tề tĩnh nói xa xăm người khác đều đồn rằng thái tử điền hạ không thích lâm đại nhân nhưng trong mắt ta lâm đại nhân hẳn là rất được thái tử Điện hạ ưu ái lâm đại nhân cảm thấy ta nói có đúng chăng lâm duyệt đáp vi thần không hiểu ý của cửu hoàng tử tề tĩnh bật cười gương mặt xinh đẹp chói mắt gã nói nếu thái tử điền hạ thật sự không thích một người thì ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không liếc đến đâu Lâm Đại Nhân có thể xuất hiện trước mắt Thái tử Điện Hạ một ngày, vậy không phải là đã lọt vào mắt xanh của Thái tử đó sao? Lâm Duyệt chớp chớp mắt đáp, đa tạ cửu hoàng tử giải đáp cho vi thần, tề tỉnh đánh giá Lâm Duyệt một phen, nói tiếp, ngươi đúng là thú vị, chẳng trách phụ hoàng lại thích ngươi. Khi nào đến chỗ ta một chuyến, chúng ta tán gẫu. nói xong, tề tỉnh cũng không chờ Lâm Duyệt lên tiếng, bèn lắc lư rời đi, khóe miệng Lâm Duyệt co giật, thầm nghĩ, tai họa vô cớ ở đâu ra bệnh của mai phi vẫn không khỏi được cứ liên tục nói đau ở vùng tim ngự y đến bắt mạch cũng không chẩn đoán ra bệnh gì chỉ có thể kê vài toa thuốc bổ để bà ta uống rồi nghỉ ngơi cho tốt hôm đó hoàng đế đến hậu cung thăm mai phi căn dặn bà ta nghỉ ngơi thật tốt mai phi tất nhiên là cảm động rơi nước mắt cứ nói mình sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi hoàng đế nói thêm vài câu vì trên triều có việc ngài cũng rời đi sau khi hoàng đế đi rồi mai phi cho người đỡ mình dậy sau đó lại ra bàn ngồi chép kinh chẳng bao lâu thì tề anh đến thấy mai phi xuống giường thì vội nói mẫu phi đã không khỏe sao lại dậy rồi mai phi nhìn hắn mỉm cười đáp vài ngày nữa chính là ngày dỗ của hoàng hậu nương nương từ trước hoàng hậu nương nương vẫn luôn thích sách kinh mà mẫu phi chép mẫu phi viết thêm vài bộ đốt xuống bày tỏ lòng thành tề anh nhìn nét chữ ngay ngắn của mai phi khẽ nói sức khỏe của mẫu phi đang kém người và hoàng hậu nương nương thân thiết như vậy chắc chắn hoàng hậu nương nương sẽ không trách đâu. Mai Phi rủ mắt nói, trách hay không là một việc, nhưng mẫu Phi vẫn phải tỏ lòng mình. Nói đến đây, bà ta lại khẽ cười, ngày xưa hoàng hậu nương nương thích chữ của mẫu Phi nhất, nói là có phong thái của nhà họ phỉ, bây giờ mẫu Phi cầm bút cũng thấy khó khăn rồi, thời gian thật tàn nhẫn, con cũng lớn thế này rồi, nói xong lại nhấc bút viết tiếp. Tề anh thấy không khuyên được, cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo bà hãy nghỉ ngơi một lát rồi viết tiếp. Mai Phi nói, con vừa vào binh bộ, phụ hoàng còn đang chờ con đạt thêm thành tích, còn không đi đi. Mẫu phi không sao cả, nếu có gì không hiểu thì tìm cửu cửu phỉ hầu, ông ấy quanh năm ở trong quân đội, nắm rất rõ tình hình binh bộ. Tề anh đáp, mẫu phi yên tâm, nhi thần đã biết, nhưng mà mẫu phi phải chăm sóc bản thân cho tốt mới đúng. Mai phi nhìn tề anh, mỉm cười nói, mẫu phi đã từng này tuổi, chẳng lẽ còn không biết chăm sóc chính mình, tề anh lúc này mới vái chào rồi đi tề anh nghĩ đến căn bệnh đột ngột của mai phi trong lòng sầu khổ tề anh vừa nghĩ bên tai đột nhiên vang lên tiếng cung nữ bàn tán nhắc đến bệnh của mai phi nương nương tề nhiễm hơi sững người dừng chân rồi nhẹ nhàng chuyển hướng sang bên đó hai cung nữ đang ngồi chăm sóc hoa cỏ bên góc tường nơi bọn họ ngồi vắng vẻ một trong hai nói nhỏ bệnh của nương nương ấy à ta từng thấy ở quê rồi cảm thấy rất giống nếu ngươi đã biết vì sao không báo cho chủ nhân ngươi nhìn nương nương ngày nào cũng đau như thế, đã biết có cách trị mà còn giấu dếm, ngươi không sợ bị phạt sao? Hay là bây giờ ngươi đi cùng ta, báo cho chủ nhân biết chuyện này, chắc chắn sẽ được ban thưởng, ngươi đừng kích động, ta chẳng lẽ không biết lo lắng cho chủ nhân sao? Nhưng việc này không dễ nói, cung nữ kia thấp giọng nói, ở quê ta, có một tiểu thiếp nhà viên ngoại rất hay đau ở tim, thầy thuốc không khám ra nguyên nhân, cuối cùng vì đau tim mà chết, sau đó, một nha hoàn của phu nhân viên ngoại đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, vì không chịu nổi nữa nên mới nói cho viên ngoại biết, thì ra tiểu thiếp kia chết là vì phu nhân nguyền rủa. Trong phòng của phu nhân có dấu tờ giấy ghi ngày sinh và bát tự của tiểu thiếp, sau đó dán trên hình nộm, ngày đêm dùng kim đâm vài canh giờ, cuối cùng là đâm chết người ta đó, người nói nương nương bị đau tim là do nguyền rủa, bởi vậy ta mới không dám nói mà, trong cung mà gặp chuyện này là mất mạng đó. Hỗn Sực, Tề Anh nghe đến đây là không nén được cơn giận trong lòng, hắn lạnh mặt quát: "Người đâu, giải bọn chúng xuống dưới." Tề Anh từng ra chiến trường, khi lạnh mặt thì đến ánh mắt cũng lạnh băng, tựa như đang nhìn người chết vậy. Hai cung nữ kia không ngờ mình lén lúc bàn chuyện mà lại bị Tề Anh bắt được, không chờ người đến bắt đã vội quỳ xuống cầu xin: "Thanh vương tha mạng, thanh vương tha mạng." Tề Anh lạnh giọng nói: "Dám nói năng bừa bãi trong cung của mẫu phi, đúng là đáng chết ngàn lần, bịt miệng chúng rồi nhốt lại." không cho phép chúng nói chuyện. Anh Nhi, chuyện gì thế này, đúng lúc này, Mai Phi được cung nữ dìu đến, bà ta khẽ cau mày hỏi, các nàng làm gì chọc giận con rồi. Cung nữ nói Mai Phi bị nguyền rủa lúc này mới sợ tái mặt, đại khái là cảm thấy bản thân sắp chết rồi, mới vùng vẫy dằn ra khỏi người đang bắt mình, khóc gào, bẩm nương nương. Nô tỳ là vì thấy bệnh của nương nương thật kỳ lạ, rất giống người bị nguyền rủa ở quê nhà, nô tỳ chỉ nói bừa thôi, nhưng lại bị thanh vương nghe được nô tỳ tuyệt đối không dám nguyền rủa nương 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 tha mạng mai phi nghe vậy thì nghiêm mặt lạnh giọng quát lên câm miệng người ở trong cung của ta mà dám nhắc đến thuật yểm bùa này phải chăng là cố tình không để bản cung sống yên người đâu đưa bọn chúng đến hành hình ti tra hỏi nghiêm khắc hỏi xem bọn chúng bị ai sai khiến mà đáng hát nước bẩn vào bản cung nói xong mai phi lại ôm lấy vùng tim mà tái mặt không biết là vì giận hay là vì đau nương nương nô tỳ bị oan nô tỳ bị oan hai cung nữ bị kéo đi vừa khóc gào vừa dập đầu trông rất đáng thương tề anh thấy các nàng vừa khóc vừa gào hơi chau mày hắn đến trước mặt mai phi nói bẩm mẫu phi thôi thì tra hỏi trong cung đi mai phi không hiểu nhìn lên hắn tề anh nói tiếp nếu đưa bọn họ đi hành hình ti thì việc này chắc chắn sẽ bị lộ ra đến khi đó lại có người thêm dầu vào lửa sợ là sẽ truyền đến tai phụ hoàng sẽ liên lụy đến mẫu phi mai phi gật đầu đáp con nghĩ chu đáo chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài vậy thì nhốt bọn chúng lại hỏi cho rõ ràng một trong hai cung nữ tên thu thảo vốn là không biết gì chẳng qua là nghe người ta nói rồi thuận miệng tiếp lời mà thôi thẩm vấn cũng không hỏi ra được gì người còn lại tên thịnh hà thì dù đã bị tra tấn nhưng vẫn không có kết quả thịnh hà chỉ nói mình không có ý mạo phạm vì thấy triệu chứng của mai phi nương nương rất giống với tình trạng mà nàng từng thấy ở quê nhà chứ không hề có ý định hãm hại mai phi Thời gian mà hai cung nữ này theo hầu Mai Phi không dài cũng không ngắn, tuy chưa phải là đại cung nữ rất được tin dùng, thì ngày thường cũng xem như có lọt vào mắt Mai Phi. Mà mà trong cung của Mai Phi thẩm vấn nửa canh giờ cũng không có kết quả, sau cùng hết cách chỉ đành đi bẩm báo lại cho Mai Phi và Tệ Anh. Mai Phi vốn đã thấy đau ở tim, lần này còn bị chọc giận đến nỗi đau đầu. Bà nhìn Tệ Anh từ lúc nghe được việc này mang vẻ mặt âm u, phất tay ra hiệu cho người hầu lui hết ra ngoài, sau đó mới ôn hòa nói: cung của mẫu phi dù mấy năm nay vẫn không được bình yên nhưng lần này hẳn chỉ là hai cung nữ kia nói bừa bãi mà thôi không có ai ra lệnh dù gì thì tự cổ chí kim hòa từ miệng mà ra cũng may là con nghe được nếu là người khác phụ hoàng con e là lại trách mẫu phi quản lý không nghiêm rồi tề anh vẫn chưa hết lạnh mặt hắn thấy mai phi vốn đã tái mặt vì bệnh tật cố ép mình dịu xuống rồi nói mẫu phi luôn khoan dung với người trong cung nhưng tuyệt đối không thể khinh xuất như thế trong cung vốn đã kiên kỵ thuật yểm bùa nếu lời này truyền ra khỏi cung của mẫu phi cộng thêm việc sức khỏe của người hiện giờ không tốt khó tránh sẽ có người nhân cơ hội này gây sóng gió vu oan cho mẫu phi mai phi gật đầu đáp ta hiểu hết chứ con cứ yên tâm nói xong thì bà ta lại tỏ vẻ do dự há miệng nhưng không nói thành lời tề anh hỏi mẫu phi làm sao vậy mai phi cười khổ thở dài nói anh nhi việc xảy ra trong cung của mẫu phi hôm nay không cần nói cho thái tử biết thấy tề anh hoi cau mày mai phi vội nói tiếp thứ nhất gần đây xảy ra quá nhiều việc cả thái tử và mẫu phi đều liên tục xảy ra chuyện thái tử vốn sâu sắc biết chuyện thì hẳn là lại nghĩ nhiều thứ hai mẫu phi sợ lần trước đã thất lễ trước mặt thái tử biết rõ thái tử từ chối cưới an ninh làm thái tử phi mẫu phi lại hồ đồ mà nhắc đến gần đây xảy ra chuyện liên tục mẫu phi sợ dù ngoài miệng thái tử không nói gì nhưng vẫn là để bụng tề anh thấy dáng vẻ lo âu của mai phi vội khuyên can bẩm mẫu phi tam ca không phải người như vậy đâu trước kia mẫu phi đối xử tốt với tam ca con thấy hết tam ca cũng sẽ ghi nhớ con nói hơi quá những năm nay tam ca vẫn xem mẫu phi là mẹ ruột cơ mà anh nhi mai phi đột nhiên cao giọng thần sắc cũng trở nên nghiêm khắc bà ta thấy tề anh không biết gì cả thì lại mềm lòng nói tiếp anh nhi tam ca của con là thái tử đương triều là trữ quân là hoàng thượng tương lai là đứa con trai mà phụ hoàng con yêu thương nhất không có hoàng tử công chúa nào trong hậu cung sánh bằng có những khi không phải thái tử muốn thay đổi mà là vì thân phận đó ép y phải thay đổi dù con đã được phong là thanh vương trước mặt thái tử vẫn chỉ là thần tử sau này đừng tùy tiện gọi hai chữ tam ca nữa người khác mà nghe được sẽ nói con ngông cuồng tề anh nhìn lại mai phi đột nhiên cảm thấy mai phi như vậy thật xa lạ từ nhỏ hắn đã nghe mai phi dạy bảo phải sống chung hài hòa với thái tử hai người là anh em thân thiết nhất hắn luôn ghi nhớ điều này trong lòng bây giờ hắn lại được bảo rằng thân phận của mình và của thái tử là khác biệt không thể xưng anh em nữa tề anh thấy mai phi đã mệt mỏi lại không nén được hỏi mẫu phi rốt cuộc làm sao thế vì sao đột nhiên lại xa cách với tam ca như vậy trước khi nghe mai phi nói những lời này thì hắn không cảm thấy có vấn đề gì mãi đến ngày hôm nay mới thấy lời nói này quá sắc bén, hắn đột nhiên phát hiện ra sự thật là Mai Phi vẫn luôn muốn hắn giữ khoảng cách với tề nhiễm. Mai Phi cười khổ, nói, không phải mẫu phi xa cách với thái tử, mà là thái tử xa cách mẫu phi và nhà họ phỉ, thấy tề anh định nói gì đó, Mai Phi nhấc tay ngăn hắn lên tiếng, khẽ tiếp, có những điều mẫu phi vốn không muốn nói với con, cũng không nên nói. Nhưng nếu thái tử thật sự không có khúc mắc với nhà họ phỉ, vậy thì vì sao đột nhiên lại không muốn để an ninh làm thái tử phi anh nhi cửu cửu của con là thần tử tuyệt đối không thể hài lòng với hoàng thượng và thái tử nhưng ông ấy cũng là một người cha an ninh đã phải chịu đựng lời đồn đãi bàn tán vì chuyện này con phải biết là một người con gái thì danh tiếng quan trọng đến thế nào chứ cửu cửu của con thấy nó như vậy chẳng lẽ không đau lòng sao tề anh nghe xong thì im lặng một lúc sau mới nói bẩm mẫu phi con có thể hiểu tâm trạng của cửu cửu nhưng con không cảm thấy chỉ cần biểu tỷ an ninh trở thành thái tử phi thì mọi việc có thể được giải quyết mẫu phi con biết người có lòng với nhà họ phỉ cũng đau lòng cho cửu cửu cho biểu tỷ an ninh nhưng trong lúc này người càng nên khuyên nhủ cửu cửu và cửu mẫu để họ từ bỏ những chuyện đó tìm cho biểu tỷ một người tốt hơn chứ không phải là một lòng mong nhớ đến ngôi vị thái tử phi mẫu phi cũng nên khuyên cửu cửu đừng vì chuyện này mà xa lánh tam ca mai phi âu sầu nói dù biết là thế nhưng lòng người phải biết đau chứ đâu thể lạnh lùng vô tình như sắt đá nói đến đây mai phi u buồn nói anh nhi cũng đến lúc còn phải suy nghĩ đến việc thành thân rồi từ nhỏ con và an ninh đã quen thuộc con mẫu phi mai phi vừa mở lời thì tề anh đã nhảy dựng lên mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng pha lẫn tức giận mẫu phi sao người lại nghĩ đến chuyện hoang đường này người làm vậy thì khác nào cố ý để con và tam ca có khúc mắt dù kiếp này nhi thần không thành thân thì cũng tuyệt đối không làm như thế mai phi thấy hắn giận thật thì vội vàng tiến lên nắm tay hắn nói mẫu phi sai rồi mẫu phi chỉ lo nghĩ đến tâm trạng của cửu cửu con mà lại quên những việc này xem ra mẫu phi bệnh nặng rồi thật là hoang đường tề anh nói mẫu phi hiểu thì tốt rồi con vẫn còn có việc phải đi trước mai phi buông tay ra đáp con đi đi tề anh vái chào rồi đi mai phi nhìn theo bóng lưng hắn chậm rãi ngồi xuống ánh mắt phức tạp tề anh rất coi trọng tình cảm vừa nhắc đến nhà họ phỉ bất mãn với hành động của tề nhiễm thì lập trường của hắn vẫn là đứng về phía tề nhiễm thật ra bà ta không hề nghĩ đến việc lật bại với tề anh vào lúc này đối với tề nhiễm tề anh là một người anh em thật sự muốn tốt cho y nhưng mọi việc xảy ra gần đây lại khiến mai phi sốt ruột tề anh có danh hiệu là anh em tốt của thái tử nhưng sợ rằng tình cảm ngày càng nhạt đi rồi đã đến lúc để cho tề anh dần dần tiếp nhận một vài sự thật bà ta làm vậy cũng đều là vì tệ anh, hy vọng đến lúc đó hắn có thể hiểu được, cũng có thể hạ quyết tâm. Nghĩ đến đây, Mai Phi gọi đại cung nữ Tố Thanh đến, căn dặn, người sai người truyền tin đến nhà họ phỉ, nói bản cung thấy tim rất đau, lại nghĩ đến thời gian còn nhỏ dại, để mẫu thân và đệ mùi chọn lúc nào đó vào cung nói chuyện với bản cung. Tố Thanh liền vân dạ, sau đó nhìn lên thấy Mai Phi đã tỏ ra mệt mỏi, bèn khuyên, gần đây nương nương không khỏe, hôm nay lại gặp phải việc phiền lòng như thế tự dưng mà lại mất vui. Nô tỳ đỡ nương nương đi nghỉ ngơi trước, còn có việc gì quan trọng hơn sức khỏe của nương nương chứ? Mai Phi xoa trán nói, thôi vậy, bệnh một hồi mà sức khỏe yếu đi nhiều, bản cung cũng mệt rồi, về nằm một lát cũng tốt, tố thanh vội vàng tiến lên đỡ bà ta dậy, sau khi hậu hạ Mai Phi nghỉ ngơi xong, nàng mới đi làm việc mà Mai Phi đã dặn dò. Khi tố thanh quay người đi, Mai Phi nhàn nhạt nói, đúng rồi, hai cung nữ kia, đừng để chúng chết đó cứ giữ lại một hơi thở là được tố thanh biết ý mai phi giữ lại một hơi thở có nghĩa là cứ để hai người sống còn sống như thế nào thì đều được cả tố thanh cúi đầu cung kính đáp thưa vân so với sự bình yên ở chỗ của mai phi tề anh lại bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu hắn ra khỏi cung văn ương nhưng lại không trực tiếp ra khỏi cung mà bất giác đi đến trước cổng đông cung tề anh đứng nhìn cổng lớn đông cung trong lòng khó chịu đây là lần đầu tiên hắn không trực tiếp đi vào tìm tề nhiễm như bình thường mà lại có ý muốn bỏ đi lập tức, Tề Anh vừa định nhấc chân bỏ đi thì lại bị các tường bước ra thấy được, các tường thấy Tề Anh thì vội vàng chạy đến vái chào, nô tài xin chào vương gia. Tề Anh ừ một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện mình trước kia ở cùng Tề Nhiễm đều không quá để tâm đến lễ phép, nhưng người trong đông cung mà gặp hắn thì vẫn luôn cung kính lễ độ, ngay cả thái giám các tường đắc lực nhất, được Tề Nhiễm rất tin dùng cũng không ngoại lệ, nói năng hành xử chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy không vui. Các tường cười nói: sao vương gia không vào trong? Hôm nay thật là tình cờ, cửu hoàng tử cũng vừa đến, nói muốn ở lại đông cung dùng bữa, thái tử điện hạ lệnh cho nô tài đến ngự thiện phòng lấy thêm thức ăn, tề anh vốn muốn tìm cớ rời đi, nhưng nghe thấy tề tỉnh đang ở đông cung thì cau mày hỏi, giờ này mà cửu đệ đến đông cung làm gì? Các tường đáp, cửu hoàng tử nói là nhớ thái tử điện hạ, nên đến thăm, nhớ thái tử điện hạ, tề anh cân nhắc mấy chữ này, nhưng lại thầm nghĩ, nói không chừng là đến làm tề nhiễm buồn nôn thì có, hắn nói, vậy ta cũng vào xem thử, các tường cười tươi như hoa, nói, vậy thật tốt, nô tài liền đi ngự thiện phòng lấy việc sốt tiêu mà vương gia thích nhất, tề anh tùy tiện đáp lời rồi nhấc chân bước vào đông cung, sau khi vào đại điện, hắn nẫn lên thì thấy tề nhiễm đang vẫy tay với mình, dịu giọng nói, đứng ở bên ngoài làm gì. Còn không mau đến đây ngồi, tề anh vân dạ, vào trong thì thấy tề tỉnh đang đánh cờ với lâm duyệt tề anh liếc thế cục trên bàn cờ một cái không nhìn được phải cau mày gương mặt tề tĩnh vẫn treo một nụ cười lịch sự còn lâm duyệt đang rất nghiêm túc nhìn bàn cờ quân đen trong tay bị xoa vuốt mãi sau cùng mới chậm rãi rơi xuống một vị trí tề tĩnh nhìn quân cờ vừa rồi của lâm duyệt nụ cười trên mặt cứng lại sau đó gã chậm rãi đặt quân trắng vào hộp cờ khi lâm duyệt ngẩng lên tỏ ra khó hiểu tề tĩnh mới nói kỹ thuật đánh cờ của lâm đại nhân không thuần thục lắm chính mình còn tự vây chết mình chẳng lẽ có ý định hồi sinh từ chỗ chết hay sao? Lâm Duyệt nghe vậy mới nhìn lại quân đen bị quân trắng vây kín trên bàn cờ, đáp, hay là hạ quan đánh lại một ván với cửu hoàng tử, hắn nói lời này quả thực là lời thật lòng, hắn thích đánh cờ, nhưng là chơi cờ 10 giây với máy tính, còn nếu chơi với người thật, người ta toàn mắng hắn là đồ ga mờ, không có tính kích thích. Hôm nay đến chỗ tề nhiễm, khó khăn lắm mới tìm được một người đã đánh liên tục ba ván với hắn mà còn chưa nổi điên, hắn cảm thấy thật chưa đã giền. Tề tỉnh đầy nắm hộp cờ, nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn, gã nói thẳng nhiên nhưng rất kiên quyết. Để lần sau đi. Ban đầu gã còn tưởng Lâm Duyệt cố ý, nhưng đến ván thứ hai thì gã phát hiện ra Lâm Duyệt là thật lòng muốn chơi cờ, nhưng chơi cờ cũng phải có năng khiếu, mà năng khiếu của Lâm Duyệt có lẽ là khiến cho người ta không muốn đánh ván thứ hai với hắn nữa. Tề Tĩnh cũng không muốn tự làm khó mình, tất nhiên phải từ chối. Lâm Duyệt tỏ ra khó tiếc nuối, nhưng hắn cũng không quá để bụng. Thích chơi và biết chơi là hai việc khác nhau, nghĩ lại trước kia có một đồng nghiệp của hắn rất thích xe, cũng muốn mua xe để lái nhưng lại không có bằng lái, người kia vĩnh viễn không thể phân biệt được bên nào là chân ga bên nào là chân thắng, toàn quen thói đạp ga thay đạp thắng, sau cùng huấn luyện viên phải tự móc hầu bao ra mua thuốc mua rượu, xin anh ta trút học phí đi, vậy anh ta lái xe có khả năng phải trả giá bằng tính mạng của mình, người huấn luyện viên kia chắc đã quá sợ. Lâm Duyệt dọn sạch bàn cờ rồi mới nhìn thấy tệ anh hắn vội vàng đứng lên chuẩn bị vái chào, định nói là vừa rồi mình không nhìn thấy, đúng là quá thất lễ, vơ vơ, tề anh đã nâng hắn lên, lâm đại nhân không cần quá khách sáo. Nói xong, tề anh quay sang nói với tề tỉnh, hôm nay sao cửu đệ lại có thời gian đến đông cung thế, tề tỉnh vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt tuấn tú, đáp, thất ca nói vậy thì thật lạ, đông cung là nơi ở của thái tử điện hạ, mà thái tử điện hạ còn không chê đệ. Sao lại đến lượt thất ca chê bai? tề anh nhận ra tề tỉnh đúng là đồ đáng ghét nói chuyện với gã luôn luôn phải chú ý bằng không rất dễ bị gã bắt thóp vừa mở miệng đã muốn chia rẽ quan hệ của hắn và tề nhiễm cửu đề không thường đến đông cung thất đề thỉnh thoảng mới gặp được ngạc nhiên cũng là dễ hiểu thôi tề anh chưa kịp nói gì tề nhiễm liền tiếp lời rồi tề anh thấy tề nhiễm vẫn bảo vệ mình như thế nghĩ đến những lời mai phi nói hôm nay liền cảm thấy nghẹn nghẹn đắng đắng sao vậy tề nhiễm ngước lên nhìn tề anh đang thất thần sắc mặt xấu như vậy ta cho người đi mời ngự y đến xem thử tề anh vội đáp tam ca không cần đâu đệ vừa ở chỗ mẫu phi đến đây chỉ là nghĩ đến bệnh tình của mẫu phi nên rất lo lắng mà thôi tề nhiễm gật đầu nói mai nương nương bệnh đã lâu ngày hôm nay bận rộn ngày mai ta lại đi thăm tề anh cúi đầu đồng ý nói đa tạ tam ca giữa chúng ta không cần phải nói lời khách sáo như vậy tề nhiễm bình thản đáp khi quay đầu đi thì nhìn thấy lâm duyệt không tỏ vẻ gì trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác hoang mang, y đứng trước mặt một người biết chuyện, nói với người mà y hãm hại là tình cảm anh em giữa bọn họ rất sâu nặng. Thật sự là vô nghĩa, thật sự là nực cười, Tề Tĩnh vẫn cười, nói, Thái tử điện hạ đối xử với Thất Ca thật khác biệt, đệ vẫn thường hâm mộ. Tề Nhiễm đáp, cửa lớn Đông cung vẫn luôn mở, khi nào cửu đệ đến, cô sẽ đón khách, nói chuyện với Tề Anh, Tề Nhiễm tự xưng ta, mà chuyển sang Tề Tĩnh lại xưng cô nghe qua là biết ngay quan hệ xa gần tề tỉnh cúi đầu cười cười lâm duyệt đứng bên cạnh thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì thấy cực kỳ vô vị vừa nghe là biết ba anh em này nói chuyện không thật lòng những câu nói giấu kim nhọn kia nghe thì có vẻ như nhói lòng lắm nhưng suy cho dùng thì người nói chẳng phải là người quan trọng với mình chẳng lẽ không ai thấy nhàm chán à khi tề tỉnh đến đông cung tề nhiễm rõ ràng là kinh ngạc vô cùng khi đó lâm duyệt đã cảm thấy bất thường rồi bèn chuẩn bị rời đi kết quả tề nhiễm lại không để hắn đi tề tĩnh và tề nhiễm gặp nhau rồi cũng chỉ nói vài câu liền hết đề tài hai người tự lo uống trà của mình lâm duyệt thấy cả người khó chịu sau đó tề tĩnh đột nhiên muốn đánh cờ tề nhiễm lại nói mình không giỏi mà hắn thì lại thích thế là tự xung phong đánh cờ với tề tĩnh bây giờ tâm trạng vui vẻ khi đánh cờ cũng chẳng còn lâm duyệt chỉ muốn về ngô đồng trai dù không đi thì hắn cũng muốn tìm chỗ ngủ sau đó nói chuyện với tề nhiễm trong trạng thái linh hồn còn tốt hơn là đóng vai người ngoại đứng nhìn ba anh em kia cả người khó chịu lại không thể lên tiếng cũng may là các tường đã đến giải quyết sự buồn chán cho lâm duyệt tề nhiễm nói chuẩn bị thức ăn ở sảnh nam lại ướp lạnh một vò rượu hoa quế tề nhiễm thích uống rượu ướp lạnh ngay cả giữa mùa đông vẫn thích nhưng đại tề cũng có quy định trừ các bữa tiệc và các dịp lễ đặc biệt bình thường không thể uống rượu tùy thích may mắn là rượu hoa quế không dễ say thỉnh thoảng uống vài ngụm thì người khác cũng nhắm một mắt mở một mắt Căng dặn xong, tề nhiễm liền nói với Lâm Duyệt và những người khác, cả buổi sáng mệt mỏi rồi, hôm nay không cần phải quá để tâm lễ phép, cùng đến sảnh Nam dùng bữa đi, lúc này cũng chưa hẳn giả đến giờ dùng bữa, nhưng tề tỉnh đã nói như đùa thế kia, tề nhiễm tất nhiên sẽ thỏa mãn. Trong sảnh Nam, tề nhiễm ngồi chủ vị, tề anh và tề tỉnh cùng ngồi phía bên trái, còn Lâm Duyệt ngồi bên phải tề nhiễm, chẳng hẳn chỉ có mình Lâm Duyệt là ăn thoải mái. Thức ăn bên ngoài làm sao so sánh được với trong hoàng cung, chưa tính đến việc trang trí tinh tế chỉ riêng mũi vị cũng đã tuyệt hảo rồi từ trước đến nay lâm duyệt thích đồ ăn ngon thích tự do mà những người khác cũng ít động đũa cuối cùng chỉ có hắn thỏa mãn tề nhiễm là chủ nhân chỉ ăn vài miếng đa phần thời gian là nâng chén rượu của mình thưởng thức bây giờ không phải mùa hè lâm duyệt cảm thấy nếu y cứ tiếp tục uống như thế chắc chắn sẽ khiến dạ dày tổn thương tề anh trước kia sẽ lên tiếng nhắc nhở tề nhiễm tuy tề nhiễm cũng không buồn nghe nhưng hôm nay tề anh có tâm sự lơ đãng một cách bất thường cũng không phát hiện tề nhiễm đã uống khá nhiều rượu tửu lượng của tề nhiễm không quá tốt nhưng cũng không kém chỉ có một vấn đề là mỗi lần y uống rượu thì mặt sẽ bị đỏ y có dung mạo như ngọc khí chất tự trúc nhưng khi thêm vào vệt ứng hồng này lại mang đến cảm giác thư thái thanh nhã riêng biệt tề anh và tề tỉnh đều đã từng thấy tề nhiễm uống say nên không cảm thấy kỳ lạ còn Lâm Duyệt lại là lần đầu tiên nhìn thấy tề nhiễm uống rượu ở khoảng cách gần, lần đầu tiên thấy được dánh vẻ này. Hắn bất giác nghĩ, nếu tề nhiễm sinh ra ở thời hiện đại, chỉ cần vào quán ba ngồi yên không nói chuyện, thì cũng có không biết bao nhiêu nam nữ muốn tiếp cận y. Đương nhiên, Lâm Duyệt cũng chỉ nghĩ như thế thôi, ánh mắt không quá lộ liễu, sau đó lại im lặng tập trung ăn. Tề tỉnh cầm chén rượu, cúi đầu không biết nghĩ gì, tề anh thì vừa thất thần vừa uống rượu. Rượu hoa quế là thứ rượu khó làm người ta say nhất, nhưng tề anh lại cảm thấy mình đã say rồi, hắn nhìn tề nhiễm, đột nhiên phát hiện tam ca trong lòng mình dù cách rất gần, nhưng lại dường như rất xa. Tề anh đột nhiên hạ giọng gọi, tam ca, thái tử điện hạ, trước mặt tề tỉnh, lần đầu tiên tề anh đặt mình vào cùng một vị trí với gã, gọi tề nhiễm là thái tử. Tề anh vừa lên tiếng liền khiến cho chán rượu trong tay tề nhiễm chao đảo một chút, rượu bắn ra rơi trên ngón tay dài mảnh trắng ngần của y tề tỉnh khẽ xoay chén rượu nhào mắt nhìn sang tề anh lâm duyệt thì nhìn tề nhiễm một cái thầm nghĩ hôm nay quả nhiên không nên ở lại đây tề nhiễm chậm rãi buông chén rượu xuống trong ánh mắt chăm chú của tề anh nhận lấy khăn lụa mà các tường đưa sang chậm rãi lau sạch tay sau đó mới nhìn lên tề anh hỏi sao lại gọi như thế tề anh đáp chỉ là sợ tam ca cảm thấy đệ vượt quá giới hạn khi hắn nói lời này thì không tự giác để lộ ra một chút tuổi thân giống như khi còn nhỏ hắn từng đắc ý nói trước mặt tề tỉnh rằng tam ca là tam ca của ta không phải của ngươi vậy tề nhiễm nói nếu ta cảm thấy đệ quá đáng thì trước kia đã cảm thấy như vậy rồi có phải đệ lại nghe thấy lời đồn đãi gì đó trong lòng khó chịu nên chạy đến chỗ của ta giận dỗi nếu muốn gọi tam ca thì cứ tiếp tục gọi có làm sao đâu hai mắt tề anh sáng lên hỏi thật sao tề nhiễm gật đầu tất nhiên nhưng chỉ sợ có một ngày nào đó tiếng gọi này cũng sẽ biến mất thôi, bởi vì nhớ đến nó là nhớ đến sự phản bội đẫm máu, vĩnh viễn không bao giờ mói nhắc đến hai chữ tam ca này nữa. Sau đó tề anh cuối cùng cũng hào hứng trở lại, không còn trông như bị phơi nắng đến héo nữa. Hắn từng ra chiến trường, liền thể hiện sự hào sản khi uống rượu trong gió cùng các chiến sĩ ngoài biên quan, bảo các tường đổi thành bát lớn, uống ưng ực hết hai bát. Xua nữa, tề anh liền lấy lý do còn bận để rời đi, hắn đi rồi, không khí liền yên tĩnh rất nhiều nửa nén nhang trôi qua tề tỉnh cũng chậm rãi đứng lên lấy cớ mình đã say để đi tề nhiễm liền cho các tường dẫn người tiễn tề tỉnh về cung khi lâm duyệt nghĩ mình có nên đi hay không tề nhiễm nói với hắn lâm duyệt ngươi ở lại uống vài chén với cô lâm duyệt ngẩng đầu uống cạn một chén đáp rượu này quá lạnh thái tử điện hạ tốt nhất đừng uống nữa có hại cho sức khỏe hơn nữa nếu hoàng thượng cho gọi thái tử lại say rượu chắc chắn sẽ bị ngự sử phê phán là hành vi không đoan chính tề nhiễm siết chặt chén rượu cũng ngửa đầu uống cạn một chén đầy hương hoa quế vẫn còn vấn vương y có một dự cảm y và tề anh e rằng không còn làm anh em được bao lâu nữa tề nhiễm uống xong chén rượu đó thì không uống tiếp nữa y và lâm duyệt lại im lặng ăn thêm một chút sau khi cả hai buông đũa tề nhiễm bảo lâm duyệt đến thiên điện nghỉ ngơi còn y trở về tẩm điện của mình chập mặt một lúc những ngày này lâm duyệt thường ngủ trưa ở thiên điện đã thành thói quen hắn cũng nghe theo lời tề nhiễm mà đi các tường cũng nhận ra quan hệ giữa lâm duyệt và tề nhiễm khác thường tất nhiên cũng vui mừng khi thấy lâm duyệt ở lại tề nhiễm uống say thì rất dễ mơ thấy ác mộng cũng dễ nóng tính hơn rất nhiều lúc bọn họ không dám lên tiếng can ngăn lâm duyệt lại có thể không nhân nhượng mà nói ra với tề nhiễm tuy trong lòng hắn cũng lo lắng lâm duyệt có thể bị phạt nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chính hắn chọc giận tề nhiễm lâm duyệt nằm trên sập mềm chẳng bao lâu đã ngủ say ngủ không bao lâu thì linh hồn hắn bay ra lâm duyệt vốn muốn ấn linh hồn mình trở về cơ thể rồi nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến thần sắc của tề nhiễm khi uống rượu hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định đi xem tề nhiễm khi hắn đến nơi tề nhiễm đang nhíu mày thật chặt tóc hơi rối khiến cho y trông có vẻ hơi trẻ con lâm duyệt thở dài thầm nghĩ nếu là ở hiện đại y hẳn chỉ là đứa trẻ con được người nhà cưng chiều mà thôi ở thời cổ đại lại phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm ngày nào cũng khiến bản thân mệt mỏi như vậy Lâm Duyệt lơ lửng ở đầu giường của Tề Nhiễm một lát, thấy yên ngủ tương đối yên ổn mới chuẩn bị rời đi. Có điều hắn vừa bay đi thì bị Tề Nhiễm bắt lấy cổ chân. Tề Nhiễm là người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn của Lâm Duyệt, cũng là người duy nhất có thể bắt được hắn, điều này khiến Lâm Duyệt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tề Nhiễm cũng bắt lấy cánh tay mình. Bóng dáng Lâm Duyệt hơi vặn vẹo, khi quay lại thì nhìn thấy gương mặt Tề Nhiễm đang nhăn lại đau đớn như vừa uống thuốc độc, cảm thấy Tề Nhiễm càng lúc càng dùng sức siết chặt tay. Lâm Duyệt vội bay trở về, ngồi xuống bên đầu giường đẩy đẩy tề nhiễm, gọi, này, ngươi tỉnh dậy đi, hắn dùng khá nhiều sức lực, đẩy một lúc thì quả thực đánh thức tề nhiễm. Tề nhiễm vừa mở mắt ra đã thấy một bóng đen đè ngay trên người mình, không khỏi thoát tim, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy tiếng Lâm Duyệt vang lên bên tai, nếu tỉnh rồi thì có thể thả ra không? Lúc này tề nhiễm mới nhận ra là mình đang bắt cái gì đó trong tay, cảm giác giống như cổ chân người ta. Tề nhiễm vội buông tay, ngồi bật dậy theo bản năng, lâm duyệt đang cúi sát trên người y khi tề nhiễm bật dậy thì hai người liền mặt chạm mặt mũi chạm mũi khóe miệng chạm nhau lâm duyệt trong mắt tề nhiễm chỉ là một bóng đen y căn bản không nghĩ đến việc môi mình chạm phải môi của lâm duyệt chỉ biết cảm giác thật mềm vô thức hé miệng sau khi hai người vô tình chạm vào nhau lâm duyệt đã chuẩn bị đẩy ra ai ngờ hắn chưa kịp hành động thì đã cảm nhận được đầu lưỡi của tề nhiễm khẽ chạm vào khóe miệng mình lâm duyệt sửng sốt định lên tiếng nói gì đó thì lại để cho đầu lưỡi của tề nhiễm lướt qua khoang miệng mình sau hành động này tề nhiễm cũng hiểu ra là mình đang làm gì đầu óc y trống rỗng sau đó hoàn toàn bất động lâm duyệt cuối cùng cũng phản ứng lại hắn đẩy tề nhiễm đang cứng người ra sau đó bay sang bên cạnh để giải tỏa bớt sự xấu hổ lâm duyệt nói thái tử điện hạ muốn uống nước không ta lấy cho ngươi nói xong không chờ tề nhiễm trả lời hắn đã đi rót cho tề nhiễm một chén trà khi hắn đưa trà đến cho tề nhiễm gương mặt y còn hơi đỏ nhưng đôi mắt đột nhiên mở to tỏ ra vô cùng khiếp sợ nhìn hắn lâm duyệt vốn tưởng rằng y còn đang kinh hãi vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi nhưng hình như không giống lắm lâm duyệt vô tình nhìn xuống chén trà trong tay mình thế là cũng đột nhiên kinh ngạc trong trạng thái linh hồn ngoại trừ tề nhiễm thì hắn gần như không thể cầm nắm được vật thật nào khác thế mà bây giờ hắn lại đang cầm chén trà trong tay một cách vững vàng không chỉ có tề nhiễm kinh ngạc bản thân hắn cũng cảm thấy việc này thật khó tin. Tề nhiễm lúc này mới vất vả mở miệng, đầu của ngươi xuất hiện rồi, câu nói không đầu không đuôi lại còn có vẻ rất kinh dị này khiến cho Lâm Duyệt bừng tỉnh, hắn vô thức hỏi ngược lại, gì cơ, tề nhiễm hít một hơi, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, đáp, ta có thể nhìn thấy đầu của ngươi rồi, Lâm Duyệt chấp đôi mắt hẹp dài của mình, cho mày hỏi lại, lời này có nghĩa gì? Trước kia Thái tử Điện Hạ không nhìn thấy đầu ta sao? đối diện với gương mặt anh tuấn của lâm duyệt tề nhiễm thật khó tưởng tượng khuôn mặt này lại có liên quan đến một cái bóng đen y dời mắt đi đáp trước kia không nhìn thấy trong mắt ta linh hồn ngươi trước kia chỉ là một bóng đen trên thế giới này rất ít có việc gì khiến cho lâm duyệt sửng sốt không ngờ bây giờ lại có hắn bất giác hỏi lại một bóng đen tề nhiễm gật đầu vừa dùng tay ước lượng vừa nói một bóng đen cao khoảng bằng một người lâm duyệt hỏi vậy ngươi nhìn thấy một cái bóng nói chuyện với mình mà không cảm thấy kinh khủng à cũng tạm được tề nhiễm nói nếu là kiếp trước y tất nhiên sẽ cảm thấy hoảng sợ nhưng sau khi trải qua một lần chết đi sống lại dù y có kinh ngạc nhưng cũng sẽ không thể hiện ra lâm duyệt nảy sinh một ý nghĩ lá gan của tề nhiễm quả nhiên là người thường khó mà sánh bằng hắn đặt chén trà vào tay tề nhiễm người uống trước đi tề nhiễm lúc này mới phát hiện ra lâm duyệt có thể cầm được đồ vật trước kia khi linh hồn của hắn nói chuyện với y, thường than vãn rằng thấy đồ ăn ngon mà không cho vào miệng được, quả là đáng ghét. Bây giờ hắn lại có thể cầm được đồ vậy rồi, thật đúng là, có điều nghĩ đến nguyên nhân khiến cho Lâm Duyệt có thể cầm được vật thật, tề nhiễm lại thấy vành tay mình bất giác nóng lên, y cúi đầu uống cạn chén trà lạnh, tự như muốn một chút cảm giác ngượng ngùng kia sẽ trôi theo nước trà, giấu kín vào sâu trong tim. Lâm Duyệt không ngờ y lại khác đến vậy, bèn nói, còn khác nữa không? ta lại rót thêm một chén tề nhiễm lắc đầu đáp không cần y vẫn giữ chiếc chén rỗng không có ý định đưa lại lâm duyệt cũng không giành lấy lâm duyệt nghĩ nghĩ rồi nói vậy bây giờ ta như thế nào trong mắt ngươi tề nhiễm khó hiểu ngẩng đầu lên y không biết lâm duyệt muốn hỏi gì nhận ra thắc mắc của tề nhiễm lâm duyệt nói ý của ta là bây giờ ngươi thấy ta và bình thường có gì khác biệt không dù sao thì người có thể thoát hồn không nhiều có thể nhìn thấy linh hồn lại càng ít thật ra hắn muốn hỏi hình dáng của hắn bây giờ là lâm duyệt của thời đại này hay vẫn là kiểu tóc ngắn và quần áo hiện đại tề nhiễm cẩn thận nhìn lâm duyệt một lượt đáp vẫn là hình dáng thường ngày của ngươi không có gì khác biệt lâm duyệt ừ một tiếng thầm nghĩ xem ra linh hồn cũng sẽ mang hình dáng của cơ thể thực lời giải thích này thật ra có rất nhiều sơ hở nhưng lâm duyệt vốn lười hắn lười suy nghĩ đến những vấn đề mà người ta nghĩ mãi không ra bằng không thì rất có thể nghĩ nhiều quá mà phát điên lâm duyệt còn định nói gì đó nhưng lại cảm thấy linh hồn mình đang nặng nề hơn, giống như trong cơ thể có thứ gì đó vô hình đang kéo hắn về. Lâm Duyệt nhìn tề nhiễm nói, ta phải về rồi, tề nhiễm ư một tiếng, sau đó nhìn theo bóng đen đội cái đầu của Lâm Duyệt bay xuyên qua tường đi mất, chờ Lâm Duyệt đi rồi, tề nhiễm đặt chén trà xuống, vô thức vương tay sờ môi mình, tự như cảm giác mềm mại vừa rồi còn vương lại ở đó, tề nhiễm thầm nhủ, hẳn không tính là sàm sở Lâm Duyệt chứ, nghĩ đến đây, tề nhiễm lại lập tức buông tay y nghĩ mình như bị ma ám rồi lúc này mà lại nghĩ đến những chuyện đâu đâu nhưng dù sao cũng là vô tình lâm duyệt cũng không nói gì sau này cứ cho qua vậy thôi y và lâm duyệt là đối tượng hợp tác là quân thần sau khi trở lại cơ thể lâm duyệt cảm thấy rất mệt mỏi nhưng hắn cũng không ngủ tiếp được nữa không những không thể ngủ tiếp mà hắn còn không dám ở lại đông cung nữa rồi dù hắn không cảm thấy sự việc vô tình vừa rồi có vấn đề gì nhưng tề nhiễm lại là người cổ đại tất nhiên là mang tư tưởng phong kiến nặng nề rồi nếu gặp được một mỹ nhân thì nói không chừng đã là chuyện tốt nhưng đối tượng là hắn thì sợ là vị thái tử sẽ không dễ chịu lắm đâu tuy lâm duyệt làm việc gì cũng bình thản nhưng tuyệt đối không có khuynh hướng tự ngược đãi hắn cảm thấy hiện tại không nên xuất hiện trước mặt tề nhiễm tránh cho thái tử thẹn quá hóa giận vậy người xui xẻo chính là hắn rồi lâm duyệt nghĩ là làm vội vàng chỉnh trang lại rồi chuẩn bị rời đi để tránh khó xử hắn không đến chào tề nhiễm chỉ nhờ một thái giám hầu hạ trong thiên điện thông báo giúp một tiếng, đồng thời hắn cũng thầm quyết định ngày mai phải tìm cớ không đến Đông Cung. Chỉ có điều Lâm Duyệt còn chưa ra khỏi thiên điện, thì đã nhìn thấy ngự Lâm Quân tiến vào Đông Cung, mà phía bên ngoài, dường như ngự Lâm Quân đã bao vây toàn bộ Đông Cung rồi. Các tường nghe thấy tiếng ồn ào mới chạy ra lớn tiếng hỏi, các ngươi đang làm gì đây? Người dẫn đầu chính là thống lĩnh ngự Lâm Quân Tiêu Thiện, ông ta nói, chúng ta vâng lệnh lục soát Đông Cung, xin Thái tử thông cảm, hỗn xược ai cho phép các người lục soát đông cung là nơi ở của thái tử các người có thánh chỉ không các tường nghe vậy thì nhịp tim tăng lên gấp mấy lần nhưng khí thế vẫn không thể thua tiêu thiện đang chuẩn bị lên tiếng ngoài cổng liền vang lên tiếng của hoàng đế là trẫm ra lệnh lục soát các tường thấy hoàng đế đi cùng an quý phi ngoài ra còn có thêm mai phi với sắc mặt trắng bệch xuất hiện hắn sửng sốt tột độ vội vàng quỳ xuống nhận tội với hoàng đế lúc này tề nhiễm thay quần áo chỉnh tề bước ra khỏi tẩm cung vái chào hoàng đế chờ ngài cho phép đứng dậy y mới nhìn quanh kinh ngạc hỏi bẩm phụ hoàng việc này hoàng đế đáp vừa rồi trẫm đi dạo ngự hoa viên gặp được một cung nữ đang khóc lóc nói rằng ở cung của con có người dùng thuật yểm buồn nguyền rủa mai phi trẫm đích thân đến xem thử trả lại trong sạch cho con mai phi nghe vậy bèn quỳ xuống nói hoàng thượng đồng cung nhiều người lắm chuyện thái tử tuyệt đối không thể làm như thế xin hoàng thượng điều tra rõ an quý phi che miệng cười điệu mai phi mùi mùi hoàng thượng có nói thái tử làm ra chuyện này đâu hôm nay chúng ta đến chẳng phải là để trả lại sự trong sạch cho thái tử đó sao tề nhiễm cũng quỳ xuống nói trong lòng con luôn kính trọng mai nương nương tuyệt đối không làm ra loại chuyện này phụ hoàng có thể cho người lục soát hoàng đế đích thân đỡ tề nhiễm dậy bình thản nói tất nhiên là trẫm tin con nói rồi cả đoàn người cùng đi vào chính điện lâm duyệt lén lúc quay ngược về thiên điện sau đó hắn rất muốn nhắm mắt ngủ ngay lại dùng trạng thái linh hồn đi xem thử rốt cuộc là có việc gì nhưng có những lúc không phải cứ muốn ngủ là được lâm duyệt đi loanh quanh trong thiên điện một vòng sau cùng ánh mắt hướng về cái gối ngọc mà hắn thường dùng khi đập cái gối ngọc gió lên trán trong đầu lâm duyệt chỉ có một câu nói lần này lỗ nặng rồi nếu như đã ngất đi mà linh hồn vẫn không thoát ra thành công vậy không phải là lỗ đó sao cũng may là sau khi chóng mặt hoa mắt một hồi linh hồn của hắn bay ra thật Lâm Duyệt bay đến đại điện bằng tốc độ nhanh nhất, trong đại điện là hai cung nữ trong cung của Mai Phi đang hấp hối cung nữ, Thu Thảo và Thịnh Hạ, cùng với một người mà Lâm Duyệt cảm thấy rất quen mắt, hình như là người hầu hạ bên cạnh tề nhiễm, tên là Văn Trúc thì phải, Văn Trúc quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, nói, nô tỳ không dám nói dối, Thái tử Điện Hạ thầm hận Mai Phi, cảm thấy bà không thật lòng thương yêu mình, còn muốn lợi dụng mình để giành lấy sự chú ý của Hoàng thượng, hơn nữa, Thái tử Điện Hạ còn cảm thấy thất hoàng tử vừa có công lao lại vừa được phong làm thanh vương, sau này nhất định sẽ tranh giành ngai vàng với mình, chứ không hề đồng lòng, thế nên mới làm một hình nộm, ngày ngày vừa chăm kim vừa đánh đập, các tường đứng bên cạnh nghe vậy, thật sự muốn xông lên tác cho văn trúc một cái. Tề nhiễm thấy Lâm Duyệt xuất hiện thì chỉ có ánh mắt lóe sáng một chút, hai tay y siết chặt giấu trong tay áo, lạnh lùng nhìn văn trúc nói ra những lời trắng đen lẫn lộn, hoang đường cùng cực kia hoàng đế cũng không thể hiện cảm xúc gì trên mặt, chỉ hỏi, nếu vậy thì vì sao trước kia ngươi không nói, văn trúc khóc rằng, nô tỳ tự biết mình nói ra thì chắc chắn không thoát khỏi cái chết, nô tỳ không dám nói, nhưng hôm nay nô tỳ vân lệnh thái tử đưa nhân xâm sang cho Mai Phi nương nương, nhìn thấy Mai Phi nương nương đau đớn, còn học máu mà ngất đi, nô tỳ cảm thấy vô cùng kinh hoảng. Sau đó lại nghe nói trong cung văn ương có người nhắc đến thuật yểm bùa, nô tỳ sợ, hoàng thượng, thần thiếp đang ngắm hoa trong nữ hoa viên thì cô ả này không cẩn thận xô vào thần thiếp thần thiếp cũng biết cô ta là cung nữ của thái tử nào dám trách mắng gì chỉ có điều thấy thần sắc cô ta hoảng loạn mới hỏi thêm vài câu nào ngờ bản thân cô ta lại quá sợ hãi đòi gặp hoàng thượng còn kêu gào là thái tử biết làm thuật yểm bùa an quý phi tiếp lời khi đó cung nữ theo hầu bà ta cũng chỉ quát mắng văn trúc một câu hỏi cô ta có phải muốn chết hay không ai biết đâu Văn Trúc lại nói toạc ra bí mật này giữa chốn đông người như thế chứ. Có rất nhiều cung nữ thái giám đều nghe thấy, An Quý Phi cũng không muốn che giấu cho tề nhiễm, bèn sai người dẫn Văn Trúc đến chỗ Hoàng thượng. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không tin lời Văn Trúc, nhưng vì lời đồn đã lan ra, ngài cần tề nhiễm chứng minh y trong sạch. Ngài vẫn rất hiểu con người tề nhiễm, dù cho thật sự lục soát được công cụ thực hiện thuật yểm bùa, ngài cũng không tin, chỉ là sợ khó bịt miệng người đời địa vị trong lòng thái tử của tề nhiễm trong lòng triều thần e rằng sẽ không còn vững chắc như trước mai phi nghe được việc này thì không màng đến sức khỏe của mình chạy đến can ngăn hoàng đế nghĩ nghĩ rồi quyết định dẫn theo cả bà ta đến đây tề nhiễm nghe vậy chỉ khẽ hỏi văn trúc cô cho rằng mình đối xử với ngươi không tệ ngươi đã nói vậy thì cô hỏi ngươi nếu việc này quả thực do cô làm thì cô giấu thứ đó ở đâu vì sao ngươi có thể dễ dàng tìm thấy như vậy tề nhiễm nói rất chậm nhưng văn trúc lại bất giác rùng mình một cái cô ta nhìn tề nhiễm một cái sau cùng nhắm mắt cúi đầu xuống nói thái tử điện hạ đúng là đối xử với nô tỳ rất tốt nô tỳ chấp nhận dùng cái chết tạ tội nói rồi cô ta lại quay sang hoàng đế tỏ ra quyết tâm nói hoàng thượng thứ kia giấu ngay bên dưới giường trong tẩm cung của thái tử điện hạ nô tỳ chỉ là vô tình phát hiện ra trong đó có hướng dẫn cặn kẻ cách thực hiện bùa phép hàng ngày phải dùng kim châm chín chín tám lần dùng roi quất mốt lần, trong vòng một tháng, người bị nguyền rủa sẽ mất mạng. Lâm Duyệt nghe đến đây thì thở phào, hắn lập tức chạy về hướng cung điện của Tề Nhiễm, có điều chạy được hai bước, hắn nghĩ lại rồi bay trở về bên cạnh Tề Nhiễm, thấp giọng nói, để bảo đảm một chút, đắc tội rồi, cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Nói xong hắn dùng tay nâng cầm Tề Nhiễm, hôn lên môi y mấy cái, sau đó mới bay mất, để lại Tề Nhiễm ngơ ngác mở to mắt đứng đó. Hoàng đế cau mày nhìn Tề Nhiễm, tự hỏi, tề nhiễm rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ thật sự không nắm chắc có thể rửa sạch nỗi oan của mình. Khi Lâm Duyệt bay đến tẩm cung của tề nhiễm, nghe thấy hoàng đế nói, lục soát đi, Lâm Duyệt nhân lúc nội giám của hoàng thượng chưa đến, nhanh chóng ông lấy cái hộp gấm giấu dưới giường của tề nhiễm vào lòng, hắn bây giờ là trạng thái linh hồn, trong mắt người ngoài sẽ là hình ảnh cái hộp lơ lửng giữa không trung, nghĩ một lát. Hắn cũng không chắc mình có thể mang thứ này ra ngoài hay không, bèn ông cái hộp kia bay lên xà nhà nhóm nội giám của hoàng đế lật tung hết giường của tề nhiễm lên, nhưng không tìm thấy gì cả. Bọn họ lại tìm kiếm xung quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy gì, sau cùng toàn bộ rút lui. Trên xà nhà, Lâm Duyệt thở phào. Khi nghe được là không tìm thấy gì cả, hoàng đế cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, dù có tìm ra thì ngài vẫn tin tưởng tề nhiễm, nhưng không tìm ra lại càng tốt hơn. Văn Trúc hẳn cũng không nghĩ đến kết quả này, cô ta lắc đầu luôn miệng nói không thể, không thể nào. Mai Phi thở hắt ra, An Quý phi vốn cũng chỉ đến giúp đỡ Văn Trúc, còn bản thân đến xem kịch mà thôi, bây giờ không có màn kịch hay trong kỳ vọng, bà ta cũng không quá thất vọng. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.